Chương 81. Trình Khác sống gần 30 năm, sống đến mức gió êm sống lặng cũng đã coi là nặng nề, chuyện kích thích nhất có lẽ là gọi người đến quán ba làm loạn một trận, mấy chuyện như bị cha mắng chửi, mâu thuẫn với Trình Dịch, hắn cũng chỉ xem như chút gia vị. Mấy ngày rời khỏi nhà đã có thể vượt qua mọi xung đột, trong mấy năm nay cộng lại mà đến giờ hắn mới lần đầu đụng phải chuyện như vậy, trong lúc bị cha cưỡng ép áp giải về nhà, Giang Dư Đoạt dẫn anh em đến chặn xe cướp người. Lúc bị Giang Dư Đoạt kéo xuống xe, hắn nhìn thấy cảm xúc trên mặt cha. Kinh sợ. Hành động của Giang Dư Đoạt đối với cha có lẽ là khó có thể tưởng tượng nổi, bao nhiêu phẫn nộ và xem thường trước đó đều bị che mất. Trình Khác không đồng ý về nhà cùng cha, cũng không muốn phối hợp với cách cha hắn giải quyết bất cứ vấn đề gì, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có bất ngờ như vậy. Giang Dư Đoạt dùng một phương pháp ngoài dự đoán mọi người, nhưng lại cực kỳ phù hợp với phong cách của y cưỡng ép làm rối loạn kế hoạch của cha. Giang Dư Đoạt không có khái niệm gì về cha mẹ và gia đình, cha mẹ y mang đến cho y thương tổn và đau khổ cả một đời, y từ một đứa trẻ bình thường, đến lúc những đứa trẻ khác vào cấp 2 đã bắt đầu lăn lộn đầu đường, y không có quy củ, không có tôn ti thứ bậc, y là tam ca, là lão đại chốn này, dám hăm dọa, dám ra tay tàn nhẫn, có thể không động thủ thì không đồng thủ, chính là khắc chế của y. Tại lúc y đang nhạy cảm nhất, đối mặt với lo lắng bất an, Trước mặt lại là người nhà Trình Khác y vốn chẳng có cảm tình, y có lẽ cũng sẽ chẳng suy nghĩ xem hành vi của mình có thích hợp hay không. Trình Khác cũng không hy vọng Giang Dư Đoạt giải quyết vấn đề như vậy, hắn không muốn ấn tượng của cha về Giang Dư Đoạt bị đóng khung, nhưng hắn sẽ không trách Giang Dư Đoạt, cũng sẽ không cho phép bất cứ ai dùng chuyện này để chỉ trích Giang Dư Đoạt. Hắn thậm chí còn có thể thừa nhận, loại khí chất trên người Giang Dư Đoạt mà hắn e rằng mãi mãi cũng không có. Loại khí chất trước mặt hắn cùng những người bạn kia trông có vẻ cực kỳ không bình thường, ngay từ đầu đã là hấp dẫn trí mạng đối với hắn. Tam ca, Trình Khác nắm lấy cánh tay Giang Dư Đoạt để bọn Trần Khánh rút lui đã. Giang Dư Đoạt nhìn mặt hắn, nhíu mày. "Tôi không sao, Trình Khác nhỏ giọng, đừng để những việc này làm phiền cậu." Giang Dư Đoạt trầm mặt một lát, rồi phất tay với bọn Trần Khánh. Mấy thứ ngổn ngang chặn trước xe bị dọn đi, nhưng người vẫn chưa di chuyển vẫn cầm đồ nghề ngồi sổng hai bên đường hút thuốc, nhìn về phía này. Tôi còn có lời muốn nói với ba anh, Giang Dư Đoạt nhìn cha ngồi trong xe. Trình khác ngẩn người. Trợ lý xuống xe, chặn trước cửa xe. Để cậu ta nói, cha ở trong xe lạnh lùng nói một câu, tôi cũng muốn nghe xem, loại người như thế có thể nói ra được thứ gì. Trợ lý lùi sang bên cạnh. Giang Dư Đoạt chống tay lên nóc xe, không lưng, nhìn chầm chầm cha hắn một lúc, chào chú. Câu chào hỏi này làm tất cả ngay người, lão hồ cũng nghiêng đầu nhìn y. Không hiểu tại sao, Trình Khác đột nhiên rất muốn cười, Giang Dư Đoạt định nói gì, hắn đã hoàn toàn không quan tâm nữa. Tôi hôm nay không khách khí với chú như vậy, là bởi vì tôi chán ghét chú, chú và Trình Dịch, Giang Dư Đoạt nói, câu chữ quá thẳng thắn mà giọng nói lại vững vàng, chú không thể cứ mang Trình Khác đi như vậy được, anh ấy cũng sắp 30 rồi, không phải 3 tuổi, đừng nói là ba anh ấy, cho dù chú là ông anh ấy, cũng không làm thế được. Trình khác không dám nhìn vẻ mặt cha, chỉ là nhanh chóng quay đầu, sợ chính mình sẽ bật cười ra tiếng. Cha không nói gì, bình thường dưới tình cảnh này, ông đều mặt lạnh không nói một lời, làm người đang nói không biết nên tiếp tục hay nên dừng lại. Có điều gian dư đoạt rõ ràng không bị ảnh hưởng, y căn bản không cần cha cho bất kỳ phản ứng nào. Tôi không biết hôm nay là vì sao, có lẽ là nghe từ trình dịch được gì đó, chuyện khác tôi không nói, chỉ có chuyện này, Giang dư đoạt chỉ nhóm anh em đang hoặc ngồi hoặc đứng hai bên đường, bọn tôi lăn lộn đầu đường, nếu có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không chỉ nghe một bên nói, mà sẽ tìm một người ở giữa, hai bên hai mặt một lời, là sai hay đúng cũng phân định tại chỗ, là khảm tay hay đâm dao, ai cũng đều biết rõ. Trình khác vừa nghe câu này liền nhanh chóng lướt qua mặt cha, cha vẫn giữ mặt lạnh, nhưng đã nhíu mày, có thể làm cha có phản ứng, Giang dư đoạt cũng coi như có bản lĩnh. Chú đã từng này tuổi rồi, sống còn không bằng một đám lưu manh, nếu chú cứ muốn giả ngu, vậy coi như tôi chưa nói gì, còn nếu chú muốn thử nghe cả hai bên, chỗ tôi có bản ghi âm, Giang Dư Đoạt đứng thẳng dậy vỗ lên nóc xe, được rồi, tôi nói xong rồi. Câu nói này làm cha rốt cuộc có phản ứng mạnh, ông quay đầu nhìn Trình Khác, ghi âm gì? Trình Khác không nói gì, dù kinh ngạc vẫn giữ im lặng, hắn không biết Giang Dư Đoạt nói gì. Chú có hỏi anh ấy cũng vô dụng, anh ấy không biết, Giang Dư Đoạt nói, anh ấy mà có tâm cơ như vậy thì đã không đến mức bị đuổi ra khỏi nhà liên quan chuyện gì cha nhíu mày hỏi một câu yên tâm giang dư đoạt lui một bước đứng bên cạnh trình khác không có bí mật thương mại gì cũng không phải tống tiền chỉ là mấy thứ anh ấy có lẽ không muốn để chú nghe thấy cha xoay mặt nhìn trình khác nhưng có đưa cho chú thứ này hay không do trình khác quyết định giang dư đoạt từ đâu đó lấy ra một cái usb bỏ vào tay trình khác Trình khác gần như đã đoán được đây là ghi âm gì, có lẽ là ghi lúc trời khỏi quán rượu bị trình dịch chặn lại. Lần đầu tiên trong 20 năm, trình dịch kéo xuống lớp ngụy trang, lột đi nụ cười em trai ngoan ngoãn, để lộ ý nghĩ trong lòng mình. Đây thật sự không phải thứ gì có thể gây ra phiền phức, nhưng với cha hắn, dù đã có cảm giác, vẫn có lẽ là một trình dịch cha chưa từng thấy. Nghe xong rồi thì gọi cho tôi, cha nói. Vâng, trình khác bỏ USB vào túi mình lái xe đi, cha nói. Trợ lý đóng cửa xe lại, trở lại ghế phụ, xe cứ như vậy đằng qua một đống thủy tinh mà lái đi. Tam ca, Trần Khánh chạy tới, không sao chứ. Giải quyết sao rồi? Ừ, không sao, Giang Dư Đoạt đáp một tiếng, mày không mang một đống đinh ba góc ném qua được à? Lôi đầu ra một đống trách nát này đây. Nói lý tí đi, mày gấp như thế, tao đi đâu tìm được, lúc trên đường tới đi qua công trường nhặt nhạnh được, Trần Khánh nói, nói chung chặn được xe là được rồi. Được rồi, Giang Dư Đoạt nhìn qua đám người xung quanh, bảo chúng nó giải tán đi, thêm chốc nữa cảnh sát lại đến bây giờ. Được, vậy bọn tao đi trước, Trần Khánh quay người phất tay, giải tán, đồ nghề mang đi, tao với anh Bân mời bọn mày ăn quà vặt. Vào nhà trước đã, Giang Dư Đoạt nói. Từ, Trinh Khác gật đầu, nắm USB trong túi, đi vào hành lang. Giang Dư Đoạt vào phòng liền đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một túi chườm nước đá từ trong ngăn đá ra, dùng khăn mặt bọc lại, anh dùng cái này đi. Trình Khác ngồi vào ghế sofa, quể oải quá mức, không cần, tôi không muốn động đậy. Tôi giúp anh, Giang Dư Đoạt ngồi vào bên cạnh hắn, chỉ vào chân mình, đến đây. Trình Khác hơi do dự, rồi nằm xuống, đầu gối lên đùi Giang Dư Đoạt. Anh giờ đừng soi gương, Giang Dư Đoạt cầm túi nước đá đã bọc khăn mặt, nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn, ba anh ra tay nặng quá, Ừ, trình khác thở dài. Giang dư đoạt không nói thì hắn còn chưa cảm giác được gì. Hiện giờ hắn phát hiện bên trái mặt mình có lẽ là sưng quá nghiêm trọng, còn cảm thấy mắt trái sưng đến mức che khuất tầm nhìn. Một cái tác kia đánh xuống, Giang dư đoạt nhíu mày, cả con đường này đều nghe thấy. Đánh rắm, trình khác cười, rồi thở dài. Vào nhà đã ấm áp lên, đau rát trên mặt cũng trở nên rõ ràng hơn, nụ cười này kéo từ khóe miệng đến thái dương đều đau theo. Hắn thật sự không nghĩ đến Cha hắn đã từng ấy tuổi Lực tay còn mạnh như vậy Nếu thể trạng hắn như Trần Khánh Có thể bị một chưởng đánh bay Ghi âm kia là cậu ghi à Trình khác hỏi Không, Trần Khánh ghi Giang Dư Đoạt nói Tôi cũng không biết nó ghi âm Là đoạn trình dịch gào lên với anh Nó ghi lại hết Nếu anh đồng ý thì đưa cho ba anh nghe Cho ông ấy biết trình dịch sau lưng nghĩ gì Nếu anh không muốn thì ném đi Chỗ Trần Khánh không có bản lưu lại Tôi bảo nó xóa rồi Ừ, Trình Khác đáp một tiếng. Ba anh hôm nay tìm anh vì chuyện gì? Giang Dư Đoạt cầm khăn mặt lên, thay đổi góc độ, rồi lại đặt lên mặt hắn. Ông ấy là muốn bảo tôi về nhà, Trình Khác nói. Tại sao? Giang Dư Đoạt hỏi. Có lẽ đầu óc Trình Khác hiện giờ vẫn đang hơi loạn, vậy mà không thể ngay lập tức tìm được một cớ thích hợp. Là vì tôi đúng không? Giang Dư Đoạt nói. Cái gì? Trình Khác lập tức căng thẳng. Trình Dịch nói chuyện tôi là bệnh nhân tâm thần với ông ấy, Giang Dư Đoạt nói, lúc nói đến chữ bệnh nhân tâm thần, âm thanh hạ xuống rất thấp. Cậu là ai cũng không phải chuyện của bọn họ, Trình Khác nói. Không ai chịu để con cái mình ở cùng bệnh nhân tâm thần cả, Giang Dư Đoạt nói, đừng nói là con trai, nếu Trần Khánh muốn quen một cô gái bị bệnh tâm thần, tôi chắc chắn cũng sẽ mắng nó. Trình Khác cầm lấy tay Giang Dư Đoạt, tôi không phải Trần Khánh, tôi cũng không phải con cái của ai đó tôi đương nhiên biết cha tôi sẽ lo lắng, tôi cũng hiểu được ông ấy sẽ lo lắng, thế nhưng người ở cùng cậu là tôi, không phải là ai khác. Từ Giang Dư Đoạt không nói thêm gì nữa, cầm khăn mặt ấn lên vị trí khác trên mặt hắn, nhẹ giọng nói, nếu như tôi là người khác thì tốt rồi. Đánh đinh rắm gì, Trình Khác nói, cậu là người khác à? Cậu không phải. Loại giả sử là người khác này không có ý nghĩa, cậu là Giang Dư Đoạt, tôi là Trình Khác, hai chúng ta đụng phải nhau, tình hình bây giờ như vậy, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, giả sử rắm gì. Giang Dư Đoạt nhìn chầm chầm hắn mãi hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói, may mà là anh, nếu người khác nói chuyện với tôi như thế, tôi hôm nay sẽ bắt anh thả ra đóng rắm đinh sắt. Trình khác kéo một bên khóe miệng cười, câu này thì tôi tin, hôm nay cậu đúng là mở mang tầm mắt cho ba tôi. Tôi không biết phải làm thế nào, Giang Dư Đoạt nhíu mày, nếu tôi không ngăn lại, tôi sợ anh sẽ bị mang đi, ngộ nhở, không trở về nữa thì làm sao bây giờ? Sao có thể không trở về được, trình khác đưa tay vỗ nhẹ lên mặt y. Tôi chỉ là sợ, Giang Dư Đoạt thấp giọng nói, tôi biết tôi không nên như vậy, nhưng lại không kiềm chế được, tôi không biết còn có thể làm thế nào nữa. Không sao, cậu cũng không làm gì cả, trình khác nói, không phải chỉ là miếng cửa kính xe thôi sao, chưa đến hai tiếng ông ấy sẽ cho người thay xong. Ông ấy sẽ cảm thấy tôi thật sự là người điên, Giang Dư Đoạt nói càng nhỏ. Những lúc sợ, tôi sẽ không khống chế được. Khi đó tôi còn nhìn thấy có người khác ở đó. Tôi biết rõ không có người, thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy được. Kể cả tôi biết người khác đều không nhìn thấy. Giang Dư Đoạt, Trình Khác ngồi dậy, dùng một tay nâng mặt y. Cậu nghe tôi nói. Nếu vẫn không thể tốt lên thì làm sao bây giờ? Giang Dư Đoạt ngước mắt nhìn hắn. Anh vẫn sẽ ở cùng bệnh nhân tâm thần sao? Đã nói không được nếu nếu gì. Trình Khác nói. Chúng ta không nếu gì hết, chỉ nhìn trước mắt, chuyện chưa tới trước mặt thì cậu đừng để ý, cậu biết giờ cậu phải làm gì không? Giang Dư Đoạt trầm mặt một lát rồi nói, phối hợp điều trị. Phối hợp điều trị. Bốn chữ thật đơn giản, mà Trình Khác biết, đối với Giang Dư Đoạt lại là chuyện dùng đến 10 năm cũng không làm được. Nguyên tắc của phối hợp điều trị là y nhất định phải đối mặt với đau khổ, khác với đau khổ trong ảo ảnh y tự tạo cho chính mình mà là đau khổ dù đã trở về với thế giới bình thường nhưng vẫn bám theo như hình với bóng. Ý kiến của La Tỷ là để Giang Dư Đoạt tự mình quyết định, không cưỡng bách, vì lúc đối mặt với bác sĩ, Giang Dư Đoạt có thể ứng đối che giấu rất tốt, chỉ cần không phải do y tình nguyện, điều trị sẽ chẳng có bất cứ tác dụng gì. Trình khác chỉ có thể kiên trì chờ đợi, như hắn nói, chỉ nhìn trước mắt. Trước mắt, hắn cần ở bên Giang Dư Đoạt, trước mắt, hắn còn một số việc cần phải làm cho đàng hoàng hắn cũng không muốn chứng minh điều gì với ai, chỉ là thuận theo ý nghĩ và mong muốn của bản thân mình. Mãi cho tới lúc cửa hàng của Hứa Đinh và hắn khai trương, bên phía cha hắn đều không có động tĩnh gì, phía trình dịch cũng sống yên biển lặng, lúc khai trương Hứa Đinh vì phép lịch sự mà mời gã, gã cũng chỉ nói có thời gian thì sẽ đến. Khai trương mà anh không cần ăn mặc nghiêm túc à, Giang Dư Đoạt ngồi trên ghế sofa, nhìn trình khác. Nghiêm túc gì? Tôi lúc nghiêm túc cũng mặc như thế, trình khác nói, Hứa Đinh hỏi tôi có định mặc vét không, tôi chẳng muốn tí nào, còn đang đeo thạch cao đây. Hôm nay Trình Khác mặc áo len, Giang Dư Đoạt gần như xé cả ống tay áo ra mới có thể xuyên ống tay áo qua được thạch cao, kéo tít lên trên cùi chỏ, bên ngoài là một áo khoác ngắn mỏng, chỉ khoác được một bên tay áo. Tôi không đi nữa đâu, Giang Dư Đoạt tóm lấy con miêu bỏ lên chân mình, tôi đi cũng chẳng giúp được gì, nói không chừng còn phiền thêm. Tối hôm qua không phải cậu đòi đi bằng được à, Trình Khác nhìn y. Tôi đổi ý rồi, Giang Dư Đoạt cúi đầu nhìn Miêu. Cho cậu 10 phút nghĩ lại, Trình Khác đi tới trước mặt y, sờ sờ đầu y, băng gạc đã gỡ đi, còn lại mấy vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đi hay không đều nghe cậu theo ý cậu. Trình Khác đi rót cốc nước uống cạn, Giang Dư Đoạt đứng lên, tôi vẫn muốn đi. Vậy thì đi, Trình Khác cười, cậu biết căn phòng nghỉ ở tầng 3 không? Từ Giang Dư Đoạt gật đầu. Lúc nào cảm thấy không thoải mái thì cứ vào trong đó ngồi, trình khác nói, khóa cửa lại, không ai quấy rầy cậu. Được Giang Dư Đoạt nói. Nếu muốn tôi ở cạnh, thì tôi ngồi cùng cậu, trình khác nói. Không cần, Giang Dư Đoạt nở nụ cười, vậy cũng không ổn lắm, người ta lại nghĩ chúng ta làm gì ở trong. Trình khác chật một tiếng. Khai trương náo nhiệt, cho dù là loại quán ăn nhìn có vẻ rất cao cấp, lúc khai trương cũng sẽ như vậy, bánh pháo, Lãng hoa, âm nhạc, người cũng rất đông. Giang Dư Đoạt lúc chưa xuống xe đã bắt đầu căng thẳng, đến lúc trong nhà hàng không ngừng có người tiến vào, y đã lùi tới góc phòng cho tới khi trong nhà hàng đã kín người, Trình Khác chuẩn bị bắt đầu biểu diễn, Giang Dư Đoạt nhìn thấy có người đứng chết đối diện mình. Y bắt đầu hối hận vì bản thân hôm nay cứ như vậy mà theo đến đây, y chẳng qua chỉ cảm thấy ngày hôm nay đối với Trình Khác hẳn là một ngày rất quan trọng, đây là chuyện Trình Khác muốn làm, y chỉ muốn cùng nhìn muốn lưu lại dấu vết của mình trong ngày trọng đại của trình khác. Nhưng y đã không nghĩ kỹ rồi, y không quen với kiểu hoàn cảnh như vậy, gần như mỗi người, mỗi khuôn mặt đều xa lạ, nỗi bất an mãnh liệt làm y hoảng loạn, ngoại trừ trình khác và hứa đinh, còn có lâm hút, những người khác đều làm y thấy khả nghi. Y chậm rãi rời đến bên cạnh cửa sau. Hôm nay tay không tiện, chỉ có thể dùng tay trái, trình khác vẫn luôn nhìn về phía gian dư đoạt, y đang đứng cạnh cửa sau, ánh mắt trình khác cũng bám theo, Y quơ hộp thuốc lá trong tay Trình khác liền gật đầu cười Trong nhà có trẻ con học vẽ tranh cát Có thể quay lại cổ vũ một chút Nói tài nghệ của con cũng không kém Ông chú vẽ tranh cát mười mấy năm nhiều lắm đâu Người trong phòng đều nở nụ cười Giang dư đoạt từ trong tiếng cười đi ra cửa sau Dựa vào tường ngẩn người hồi lâu Rồi châm điếu thuốc Bên ngoài cửa sau là một mảnh đất trống nhỏ Xe của Hứa Đinh và mọi người đều đậu ở đây Phía sau mấy chiếc xe Có một người Giang dư đoạt nhìn chăm chú điếu thuốc lá trong tay, không ngước mắt nhìn, không nhìn sang bên đó. Không có ai. Không ai khác nhìn thấy được. Là giả. Nhưng y vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt đó, ánh mắt đang ghim chặt trên mặt y. Tay y hơi run lên, sau khi hít vào một hơi, y tắt điếu thuốc còn một nửa trên đất, quay lại nhà hàng. Trình khác đưa mắt nhìn về hướng này, y liền cười với trình khác. Trình khác không hiểu gì nhưng vẫn kéo khóe miệng, cúi đầu nhúm một nắm cát. Trinh Khác dùng tay trái chơi cát trông vẫn rất anh tuấn mà. Giang Dư Đoạt chậm rãi đi tới một bên, cầm lấy áo khoác của mình đang đặt trên ghế, nhân lúc Trình Khác đang cúi đầu, lần thứ hai đi ra ngoài từ cửa sau. Trinh Khác biểu diễn vẽ tranh cát còn chưa được một nửa, hắn đã phát hiện Giang Dư Đoạt không còn ở tầng một. Hắn biết Giang Dư Đoạt ra phía sau hút thuốc, hút thuốc xong từ cửa sau đi vào hắn cũng nhìn thấy, nhưng lúc hắn cúi đầu mấy lần rồi lại nhìn sang đám người, đã không thấy Giang Dư Đoạt nữa. Lên tầng rồi sao? Hiện giờ người rất nhiều, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, tiếng cười, rất náo nhiệt, loại hoàn cảnh tràn đầy, xa lạ, này, Giang Dư Đoạt có lẽ khó mà chống đỡ nổi. Hắn không biết Giang Dư Đoạt chỉ là định tránh đi, hay là đã nhìn thấy gì đó. Tuy rằng hắn đã nói với Giang Dư Đoạt có thể lên tầng 3, nhưng đột nhiên phát hiện Giang Dư Đoạt đi thật rồi, trong lòng hắn vẫn hốt hoảng. Đãi xong các một hồi lâu mới đưa ngón tay xẹt qua, nhưng đột nhiên không nghĩ ra thứ định vẽ. May mà biểu diễn hôm nay cũng chỉ là trợ hứng, lại dùng tay trái, cũng không ai để ý tới đầu ngón tay trình khác dừng lại trên bàn vẽ tranh cát, chỉ có hứa đinh đang đứng một bên quầy ba ngẩng đầu lên. Trình khác liếc nhìn gã, cười ám chỉ không có chuyện gì. Mất tập trung mà kết thúc biểu diễn, trình khác lui sang một bên, nhân viên đi qua thu dọn đồ đạc, khách khứa bốn phía đang tụng năm tụng ba trò chuyện. Trình khác đứng sang một bên được vài giây, rồi xuyên qua đám người đi về hướng cầu thang. Tiểu khác, hứa đinh đi tới gọi hắn. Từ, trình khác dừng lại. Không có chuyện gì chứ, hứa đinh hỏi. Không sao, trình khác hỏi, có việc gì à? Lý tổng bên kia, đến được cũng không dễ, hứa đinh liếc mắt nhìn phía sau, bây giờ anh, thôi hay là chốc nữa đi. Trình khác ấy nấy cười với Lý Tổng đang đứng sau hứa đinh, nhỏ giọng nói với hứa đinh, tôi lên tầng một chuyến, rồi lập tức xuống ngay, anh vừa nãy có thấy lão Tam không? Trước lúc biểu diễn có thấy, hứa đinh ngẩn người, không thấy a à. Có lẽ là trên tầng, ở đây nhiều người, có lẽ cậu ấy không quen, trình khác có hơi ngượng ngùng, tôi lên nhìn thử xem. Hứa đinh vỗ lên vai hắn, được. Trình khác bước nhanh lên cầu thang, mỉm cười gật đầu với mấy người quen, qua tầng hai thấy không có ai, hắn liền chạy thẳng lên tầng 3. Tầng 3 yên tĩnh hơn dưới tầng rất nhiều, gần như không nghe thấy âm thanh gì. Giang dư đoạt, trình khác không kịp đợi đi qua mở cửa phòng đã gọi luôn, sau đó đi tới gõ cửa hai lần, Giang dư đoạt. Cậu ở đâu? Bên trong không có ai đáp lại, trình khác đẩy cửa ra, Giang dư đoạt. Trong phòng trống không, không có ai, từ mùi vị trong không khí cũng đoán được chưa từng có người vào phòng, mang theo khí tức quá nặng nề mà yên tĩnh. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu, trình khác cảm thấy hốt hoảng. Hắn nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ, Nhìn qua lần lượt từng cửa sổ ra bên ngoài một lần, đều không nhìn thấy Giang Dư Đoạt, vì thế vừa chạy xuống tầng, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Giang Dư Đoạt. Điện thoại có tín hiệu, hắn nghe thấy tiếng chuông đổ, mà mãi cho tới lúc hắn chạy xuống tầng 1, Giang Dư Đoạt vẫn chưa nghe điện thoại. Trình Khác đi ra ngoài nhà hàng, nhìn bốn phía, không thấy Giang Dư Đoạt, cũng không thấy chỗ nào như thể vừa xảy ra hỗn loạn, hắn mở cửa một con xe taxi đang đậu ở rì đường ra rồi ngồi vào, báo địa chỉ nhà Giang Dư Đoạt. Cả quãng đường xe taxi đi về, Trình Khác đều gọi cho Giang Dư Đoạt, nhưng vẫn luôn chẳng có ai nghe điện thoại. Hắn liền gọi thêm một lần, nếu như lần này vẫn không có ai nghe, hắn sẽ gọi cho Trần Khánh, bảo cậu ta lập tức đi tìm Giang Dư Đoạt. Cho dù biết Giang Dư Đoạt không muốn để người bên cạnh biết y bị làm sao, nhưng Trình Khác thực sự không yên tâm, xem xét mạch não của Trần Khánh, chưa chắc đã hiểu ra được gì. Lần này điện thoại vẫn không có ai nghe, nhưng cũng không phải đổ chuông đến lúc tự động tắt, mà là bị từ chối. Tây Trình Khác đang cầm điện thoại bỗng siết chặt, hắn cắn môi, nhanh chóng gửi cho Giang Dư Đoạt một tin nhắn. Ở đâu? Giang Dư Đoạt nhắn lại cho hắn. Nhà. Trình Khác cả người đều dựng lên, có thể xem được điện thoại, còn trả lời được tin nhắn, vậy hẳn không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng chắc chắn có vấn đề nhỏ. Phiền anh nhanh hơn một chút, có việc gấp, Trình Khác nói với tài xế. Phóng như bay ngay đây, tài xế vừa nói vừa giẫm chân ga. Xe dừng lại trước lối vào nhà Giang Dư Đoạt, Trình Khác lấy tiền để lên chỗ đặt tiền rồi mở cửa xuống xe, cảm ơn, không cần trả lại. Một tay móc chìa khóa ra đã vất vả rồi, đã vậy điện thoại lại còn vang lên đúng lúc này. Trình Khác ngậm chìa khóa, nghe điện thoại. Điện thoại là Hứa Đinh gọi tới, đang khai trương hắn đột ngột trời đi, cũng không nói với Hứa Đinh một câu, bây giờ có điện thoại cũng không thể lại không nghe được. Alo, hứa đinh à, xin lỗi anh, hắn đi vào trong hành lang, tôi đột nhiên có việc gấp. Là lão tam à, hứa đinh hỏi. Ừ, trình khác hơi do dự, không sao, tự tôi quay lại nhìn xem. Vậy được, tôi tìm anh khắp nơi mà không thấy, hứa đinh nói, vậy để tôi nói với Lý Tổng. Thực sự xin lỗi anh, trình khác có hơi bối rối, vừa mở cửa vừa nhỏ giọng nói, nói với Lý Tổng, hôm khác tôi hẹn cơm bồi tội với ông ấy. Không sao, anh cứ xử lý việc của anh trước đi Cần hỗ trợ gì thì gọi cho tôi Hứa Đinh nói Cảm ơn Trình Khác cúp điện thoại Lúc đẩy cửa ra Trong phòng rất yên tĩnh Mà lại sáng vô cùng Rèm cửa sổ luôn đóng lại đang mở Phòng khách và hai gian phòng khác đều sáng choang Trình Khác thậm chí còn thấy hơi chói mắt Giang dư đoạt Hắn gọi một tiếng Tôi về rồi Miêu ngồi trên ghế sofa meo một tiếng. Anh mày đâu? Trình Khác nói với Miêu. Miêu lại kêu một tiếng. Trình Khác chạy ra sân sau, Giang. Hắn đứng sững sờ ngay cửa. Giang Dư Đoạt đang ngồi dựa vào lúng hoa bên tường. Cúi đầu, cùi chỏ chống lên đầu gối, điện thoại di động nắm trong tay. Đầy tay là máu. Trình Khác thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu trên đất. Làm sao thế này? Hắn đi tới ngồi xuống trước mặt Giang Dư Đoạt, lúc hỏi câu này giọng còn run dữ dội hơn. Làm lỡ chuyện của anh rồi đúng không? Giang Dư Đoạt nói. Không, bên kia không sao, tôi sẽ quay lại." Trình Khác nhìn chầm chầm Giang Dư Đoạt, không dám đưa tay lên chạm vào y, chỉ có thể kiểm tra xem trên mặt, trên người y còn bị thương ở đâu không. "Tôi nghe thấy rồi." Giang Dư Đoạt nói. "Sao?" Trình Khác ngẩn người. "Anh phải ăn cơm bồi tội với người ta." Giang Dư Đoạt nói. Trình Khác có hơi bất ngờ, Giang Dư Đoạt ngồi ở đây vậy mà có thể nghe thấy hắn gọi điện. "Chỉ là nói khách sáo thôi." Trình Khác cẩn thận sợ lên mặt y cúi đầu muốn nhìn rõ xem trên mặt Giang Dư Đoạt có bị thương không, vẻ mặt ra sao, vốn là đang nói chuyện, tôi rời đi trước. Không phải nói khách sáo, Giang Dư Đoạt nói. Trình khác thở dài, tôi. Tôi vẫn sẽ, Giang Dư Đoạt ngẩng đầu lên, vẫn cứ làm lỡ việc của anh. Cái gì, Trình khác hỏi. Tôi là phiền phức lớn, Giang Dư Đoạt nói. Cậu không phải, Trình khác nhìn y, kể cả cậu có là phiền phức, đó cũng là phiền phức tôi xử lý được phiền phức xử lý được sẽ không phải là phiền phức. Nếu như hôm nay, Giang Dư Đoạt nói, tôi không đi về. Sao, Trình Khác nhìn rõ mặt Giang Dư Đoạt. Trên mặt Giang Dư Đoạt có bị trầy da, dưới khóe mắt, trên trán đều có, nhưng bị thương cũng không phải quá nghiêm trọng, mấy vết máu đã khô lại. Làm Trình Khác càng đau lòng hơn là ánh mắt của y, bên trong bất lực và tuyệt vọng là ngập tràn ấy nấy. Nếu như tôi vẫn ở trong nhà hàng các anh, Giang Dư Đoạt đưa tay lên, trên mu bàn tay, một vết thương thô ráp dài mấy tấc xuất hiện trước mắt Trình Khác, anh có dám tưởng tượng sẽ là tình cảnh thế nào không? Trình Khác không nói gì, giữ lấy tay y. Cho anh, Giang Dư Đoạt đưa điện thoại tới trước mặt hắn. Gì đây, Trình Khác nhận lấy điện thoại. Xem đi, cổ họng Giang Dư Đoạt đột nhiên khàn đi, tôi quay lại. Trình Khác sửng sốt mãi một lúc mới hỏi một câu, cậu quay cái gì? Giang Dư Đoạt chậm rãi đứng lên, đi tới bồn nước bên cạnh vặn vòi nước ra, dùng nước lạnh rửa mặt, rồi xối lên vết thương trên tay một lúc, sau đó chống lên bồn nước, quay lại nhìn hắn, tự mình hại mình. Hô hấp Trình Khác đột nhiên ngừng lại. "Tôi đi xử lý vết thương một lúc, Giang Dư Đoạt vặn vòi nước, quay người đi vào phòng, anh vào phòng ngủ xem đi, đóng cửa lại." Trình Khác ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chăm chú điện thoại trong tay. Tay Giang Dư Đoạt toàn là máu, cho nên trên điện thoại cũng dính đầy máu trên màn hình đen còn có dấu vân tay mang theo máu. Trình khác cứ ngẩn người như vậy, rồi móc ra được tờ khăn giấy từ đâu đó, đi sang bồn nước bên cạnh thấm chút nước, lau sạch vết máu trên điện thoại. Khăn giấy cũng bị đổi màu. Hắn cầm điện thoại đi vào phòng, Giang Dư Đoạt đã cởi áo phong ra, đang cởi trần ngồi bên bàn phòng khách, vết thương trên tay đã được y dùng cách xử lý giả mang mà xử lý xong, dán xong băng gạt, có điều máu vẫn không ngừng chảy, cứ một chốc lại có máu thấm ra băng gạc. Giang Dư Đoạt chẳng hề để ý tới vết thương đang chảy máu, hiện giờ đang đổ cùng lên trên vết thương trên tay. Trình Khác giờ mới phát hiện ống tay áo y cũng toàn là máu, một vết thương trên cánh tay nhìn như thể bị dao chém. Hắn đứng sau Giang Dư Đoạt một lúc, Giang Dư Đoạt chắc chắn biết hắn đang đứng phía sau, thế nhưng vẫn luôn không quay đầu lại. Trình Khác đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa theo yêu cầu của Giang Dư Đoạt. Hít một hơi thật sâu, bật màn hình sáng lên, rồi mở video ra tên video mới nhất cho thấy video này được quay khoảng nửa tiếng trước, hẳn là sau khi Giang Dư Đoạt trả lời tin nhắn cho hắn. Có lẽ là biết trình khác chẳng mấy chốc sẽ về tới nhà, mà bọn họ vẫn chưa rời đi. Video bắt đầu chạy. Tay trình khác trung dữ dội hơn, thêm vào ống kính cũng đang điên cuồng lắc rồi xoay tròn, hắn không thể không để điện thoại trên giường, sau đó ngồi một bên, cánh tay theo bản năng bó chặt lấy đầu gối. Ai? Hình ảnh vẫn đang lay động, bóng đen cùng ánh sáng đang xen trình khác nghe thấy giọng giang dư đoạt đi ra tao thấy mày rồi giang dư đoạt gào lên một tiếng sau đó trình khác liền thấy trên màn hình lóe lên mặt giang dư đoạt mang theo phẫn nộ hai mắt đỏ lên như thể sắp phun ra lửa trình khác có thể cảm nhận được bắp thịt của mình đang co chặt từng chút một không phải vì phẫn nộ của giang dư đoạt mà là vì ánh mắt mê loạn của y dưới lửa giận là một mảng mờ mịt trong ống kính lay động Trình khác nhận ra được đây là ở sân sau. Hắn nhìn thấy cái đèn bị Giang Dư đoạt chuyển đến dưới mái hiên. Trong điện thoại di động truyền đến âm thanh nặng nề gì đó, có lẽ Giang Dư đoạt đụng phải thứ gì. Sau đó ống kính chậm rãi nâng lên, hẳn là Giang Dư đoạt dơ điện thoại lên. Hình ảnh lại lắc dữ dội, Trình khác nhìn thấy mặt Giang Dư đoạt. Kề sát ngay trên tường, lại còn một lúc, trên khóe mắt cọ vào tường đã lưu lại một vệt đỏ nhàn nhạt, Giang Dư đoạt đau đớn nhíu mày miệng mở lớn thở hổn hển một giọt nước mắt lăn xuống thành một đường trong suốt trên khuôn mặt đang cọ lên tường điện thoại di động rơi xuống đất hình ảnh không lay động nữa chỉ có thể nhìn thấy từ thắt lưng giang dư đoạt trở xuống y dựa vào tường chân không ngừng đạp như thể đang cố gắng đứng lên cuối cùng vẫn là đạp vào khoảng không ngã ngồi ra đất trình khác nhìn thấy tay trái y chập vào mu bàn tay phải đầu ngón tay chậm chậm mà mạnh mẽ nhấn lướt qua trên mu bàn tay đầu tiên xuất hiện một vết rách trắng bệt, sau đó liền tuôn ra máu tươi. Không phải thật, không phải thật, tao nhìn thấy mày rồi, mày không được trốn. Giọng giang dư đoạt to dần lên, cuối cùng gào lên một tiếng, tàn nhẫn mà vung cánh tay nhảy lên. Nếu như không phải nhìn thấy động tác này trong hoàn cảnh kinh dị như vậy, trình khác nhất định sẽ khen một tiếng ngầu quá. Tư thế lúc giang dư đoạt nhảy lên rất đẹp, và chân banh ra độ công đẹp đẽ, nhưng dưới động tác anh Tuấn như vậy, lại là một mặt khác của y rơi vào điên cuồng. Lúc tay trái Giang Dư Đoạt trở lại trong màn hình, trong tay đã có thêm một con dao, sau đó liền không hề do dự, đâm mũi dao vào bên trong tay phải. Trình khác đột nhiên nhào về phía trước, đưa tay về phía màn hình. Hắn muốn kéo Giang Dư Đoạt. Tay hắn cứ duỗi như vậy trước màn hình điện thoại, qua khe hở giữa những ngón tay nhìn thấy được mũi dao dứt khoát xoẹt qua cánh tay, rồi nhìn thấy máu từ trong vết thương trào ra. Giang dư đoạt ném dao đi, tóm lấy cánh tay bị thương, như là định cầm máu. Y thở hỗn hỉnh, lông mày nhíu lại. Mãi hồi lâu vẫn chẳng nhúc nhích, cứ dựa vào tường như vậy. Không, không đúng, không đúng, không. Trong màn hình không nhìn thấy mặt Giang dư đoạt, nhưng có thể nghe được tiếng Giang dư đoạt. Là trình khác, là trình khác, là trình khác mà, anh ấy sắp về rồi. Là trình khác, ở đây, đừng đi qua, đừng đi, đừng đụng vào anh ấy, là trình khác, không được đụng vào trình khác. Giang dư đoạt nhỏ giọng không ngừng nói chuyện, không biết là đang nói với người khác, hay là nói với chính mình. Sau đó liền yên lặng xuống. Trình khác nhìn thời gian trong màn hình, qua gần 2 phút, tay Giang dư đoạt mang theo máu dũi tới, cầm điện thoại lên, quay camera về chính mình. Tôi sẽ làm anh bị thương, Giang dư đoạt trong ống kính nhìn hắn nói một câu. Hình ảnh dừng lại tại đây, Video bị tắt đi. Trình khác mất gần 10 phút mới chậm rãi đi từ phòng ngủ ra. Giang Dư Đoạt đã băng bó xong vết thương của mình, đang gục xuống bàn viết gì đó lên vỏ thuốc lá, nhìn thấy hắn đi ra, Giang Dư Đoạt đặt bút xuống, nhanh chóng xếp mấy tấm vỏ thuốc lá lại cùng nhau, rồi bỏ lại vào túi. "Xem xong rồi à?" y hỏi. "Ừ." Trình Khác bỏ điện thoại lên bàn, ngồi xuống ghế. Giang Dư Đoạt đứng dậy, đi rót cho hắn một cốc nước. Trình khác cầm lấy, ngửa đầu uống hết, sau đó lau miệng, nhìn Giang Dư Đoạt. Trên mặt Giang Dư Đoạt đã được rửa sạch, quần áo cũng thay rồi, ngoại trừ vết thương trên mặt và tay, tất cả thoạt nhìn đều bình thường, mà tam ca trên người có vết thương cũng là chuyện bình thường. Nếu như không phải vừa xem video kia, Trình khác không thể tưởng tượng nổi, Giang Dư Đoạt nhìn hoàn toàn bình thường ngồi đối diện hắn, vừa mới 20 phút trước đã trải qua một trận giãy dụ như vậy. Dù cho Trình Khác đã từ La Tỷ biết được Giang Dư Đoạt có hành vi tự mình hại mình, hắn vẫn cảm thấy chấn động đến mức không thể nghĩ nổi gì. "Nếu như anh về sớm 10 phút, Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc ngậm vào miệng, có lẽ tôi sẽ dùng dao đâm anh." "Cậu có ý thức đúng không?" Trình Khác cảm giác mình nói cũng khó khăn, "Cậu biết cậu sẽ nhận nhầm tôi thành những người đó." "Không phải nhận nhầm," Giang Dư Đoạt ngước nhìn hắn, "Tôi biết anh là Trình Khác, nhưng tôi sẽ cảm thấy anh rất nguy hiểm." anh có lẽ đã bị khống chế, bị người uy hiếp, bị người lợi dụng, anh đến để giết tôi." Trình Khác không nói gì, Giang Dư Đoạt đưa thuốc lá đến, "Muốn không?" Trình Khác nhận lấy điếu thuốc, mạnh mẽ rít hai hơi, nhanh chóng sửa sang lại dòng suy nghĩ trong đầu mình, hắn hỏi một câu, "Cậu có thể biết mình sẽ cảm giác được nguy hiểm, cũng có thể biết sẽ không khống chế được, đúng không?" "Phần lớn thời gian đều có thể," Giang Dư Đoạt nói. "Vậy thì tốt," Trình Khác nhìn y, Lần sau, cho dù ở đâu, dù là trường hợp gì, lúc nào, nếu cậu cảm giác được thì phải nói cho tôi, không được chạy. Giang Dư Đoạt cũng nhìn hắn, trầm mặc một lúc liền gật đầu, được. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, Trình Khác nói, cho dù cậu nhìn thấy gì, chúng ta cũng phải cùng nhau, cậu chỉ cần nhớ kỹ, chỉ có tôi mới là thật, tôi là liên hệ của cậu với thế giới này, tôi vẫn ở đây thì cậu cũng ở đây. Giang Dư Đoạt nhìn hắn rất lâu vẫn không nói gì nghe chưa, Trình Khác nói thêm một câu. Nghe rồi, Giang Dư Đoạt nói. Tôi đi tắm, Trình Khác đứng lên, đi qua hôn mạnh lên trán Giang Dư Đoạt một cái, hắn cố gắng để bản thân trong bình tĩnh, không để Giang Dư Đoạt cảm thấy đây là chuyện gì lớn lao, cả người tôi toàn mùi pháo cháy. Tôi giúp anh, Giang Dư Đoạt nói. Không cần, Trình Khác cười, vết thương của cậu không nên dính nước, tôi chỉ xối qua thôi. Giang Dư Đoạt không nói gì. Trình Khác cầm quần áo thay đi vào phòng tắm. Cởi quần xong hắn liền giật giật áo len mà phát sầu, cái áo này lúc sáng nay Giang Dư Đoạt giúp hắn mặc vào còn suýt nữa xé cả ống tay áo ra, hiện giờ có lẽ mình hắn không thể nào cởi ra nổi. Đang nghĩ xem có nên gọi Giang Dư Đoạt vào giúp không, cửa phòng tắm liền bị đẩy ra. Cậu sao thế, Trình Khác quay đầu lại. Giang Dư Đoạt tiến vào phòng tắm, xoay tay lại giữ cửa đóng lại, nhào tới ông lấy hắn rồi hôn mạnh lên. Trình khác bất thình lình không kịp chuẩn bị, bị y đặt lên tường. Sau đó Giang Dư Đoạt cứ gặm lung tung trên mặt, trên cổ hắn một trận, Trình khác thậm chí còn cảm thấy mí mắt cũng bị Giang Dư Đoạt cắn một cái. Giang Dư Đoạt như vậy, hắn chỉ từng thấy trong mộng, chân thực, mang theo ước ác, vẫn là lần đầu tiên. Lúc hơi thở Trình khác đã bị đốt đến mức hỗn loạn, Giang Dư Đoạt liền kề sát bên tai hắn, giọng khàn khang mà hỏi một câu, muốn không? Cái gì? tư duy trình khác ở phương diện này cực kỳ nhanh nhạy nhanh chóng trả lời một câu cậu không phải không chấp nhận được chuyện lên giường sao không lên giường giang dư đoạt nói tay muốn không trình khác gần như nghe được một tiếng nổ từ nơi sâu xa trong cơ thể mình cảm giác sóng trào có thể đẩy hắn lên trời xanh hắn không hề do dự dù chỉ không chấm một giây muốn không biết là ai đụng phải cần gạt nước từ vòi hoa sen đột nhiên phun ra xối hết lên đầu trình khác dựa lên tường Giang dư đoạt dựa vào người hắn, tráng gác lên tường. Hai người họ đã dừng động tác lại, mà thở dốc ghé bên tai vẫn hỗn loạn như cũ, nước lạnh phun ra từ vòi hoa sen cũng không thể ngay lập tức làm nguội tất cả. Nước bắt đầu ấm dần lên, trình khác đưa tay vỗ lên vòi hoa sen một cái, vòi phun xoay sang một bên, tiếp tục xối nước lên bồn cầu. Tiếng thở dốc của Giang dư đoạt trầm thấp xuống, nói một câu, tôi giúp anh. Cái, trình khác hiện giờ cực kỳ mẫn cảm với những lời này, cho dù bọn họ vừa mới xong việc Phản ứng của hắn vẫn đáng xấu hổ như trước May mà lúc Giang Dư Đoạt nói câu này Tay duỗi về phía vòi phun Hắn đuổi theo tóm lấy tay Giang Dư Đoạt Không cần, tôi xối qua người thôi Một tay là được rồi Cậu giúp tôi cởi ống tay áo bên này đi Ừ, Giang Dư Đoạt đáp một tiếng Giúp hắn kéo ống tay áo len xuống Sau đó hôn lên khóe mắt hắn Quay người, cả người ướt đẫm ra khỏi phòng tắm Trình khác quay vòi phun trở lại Xối lên người mình gác tay thạch cao lên tường, cúi đầu nhắm hai mắt lại. Lúc từ phòng tắm đi ra, Giang Dư Đoạt đã cởi chỉ còn một cái quần lót ngồi trên ghế, nhìn thấy hắn đi ra, nhảy lên từ trên ghế, có hơi xấu hổ lấy tay che che lại. Mới gặp được mấy lần đã dám để trần cả người ra mở cửa, giờ tuốt cũng tuốt rồi, mặc quần lót còn phải che, không biết xấu hổ chắc là sắp xếp dựa theo tuổi tác. Trình khác dời mặt sang chỗ khác, đi rót cho mình cốc nước, nghe thấy Giang Dư Đoạt vào phòng tắm rồi mới xoay người lại, ngồi xuống ghế sofa. Giang Dư Đoạt đã bật TV, trên TV đang chiếu phim hoạt hình. Miu ngồi trên bàn uống nước xem rất tập trung. Trình Khác cũng không đổi kênh, ngồi xem cùng nó. dù sao thì giờ có xem gì cũng như nhau, trong đầu không loạn, chỉ là trống rỗng. Giang Dư Đoạt tắm còn lâu hơn bình thường, Trình Khác có hơi không yên tâm, giữ chừng có gọi Y một lần, Y đáp lại rồi qua 10 phút mới mang một đầu nhỏ nước tông tông đi ra. Cậu ngủ trong đấy à?" Trình Khác hỏi. "Không, Giang Dư Đoạt cầm khăn mặt lau lung tung trên tóc tôi là ngượng ngùng." "À," Trình Khác ngẩn người, "Không sao, cứ coi như chưa có chuyện gì là được." "Sao thế được," Giang Dư Đoạt nói, "Kể cả có quên mất thì cũng xảy ra rồi." Trình Khác không nói gì, hắn cảm giác Giang Dư Đoạt muốn nói cũng không phải là chuyện này. "Không có chuyện gì không để lại dấu vết." Giang Dư Đoạt ngồi vào cạnh hắn, cúi đầu lau tóc, kể cả giả vờ không thấy, dấu vết cũng sẽ để lại ở những nơi anh không thấy. Trình Khác đưa tay ra sau gáy Giang Dư Đoạt định xoa bóp, mà ngón tay vừa đụng vào da gia y, Giang Dư Đoạt đã bất thình lình trở tay tóm lấy tay hắn. "Tôi." Trình Khác phản ứng rất nhanh mà hô một tiếng. Tay Giang Dư Đoạt dừng một chút, buông lỏng ra, cúi đầu tiếp tục lau tóc. Trình Khác hơi do dự, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhéo nhéo gáy y. Sau khi xảy ra chuyện trong video, dù đã trải qua thân mật chưa từng có giữa hai người họ, căng thẳng bị Giang Dư đoạt đè nén vẫn không hề biến mất. Có vài thứ, cố giải tỏa cũng không được. Lại như Giang Dư đoạt nói, có vài chuyện một khi đã xảy ra, sẽ mãi mãi ở đó, từng vết tích lưu lại, dù không nhìn thấy được, cũng sẽ không thay đổi. Đi siêu thị không, Giang Dư đoạt nói, mua ít thức ăn. Hết rồi à, Trình Khác hỏi. Còn, nhưng cũng không còn bao nhiêu, tôi muốn ra ngoài một lúc, Giang dư đoạt khịt mũi, tiện thể ăn gì đó luôn. Được, Trinh Khác gật đầu. Đang định đứng lên, Giang dư đoạt liền xoay người ông lấy hắn, mặt chôn vào hõm vai hắn, dùng sức dụi dụi. Làm nũng đấy à, Trinh Khác hỏi. Không, giọng Giang dư đoạt buồn bực, ngại ngùng. Trinh Khác nở nụ cười, xoa xoa lưng y, ngại ngùng của cậu đến bao giờ mới hết được đây? Không biết, Giang dư đoạt dựa vào người hắn, dùng sức mà dụi, Cuối cùng đè ngã hắn lên ghế sofa, nằm sắp trên người hắn, anh cũng không ngại ngùng tí nào à. Không có, Trinh Khác nói, tôi cảm thấy kỹ thuật tay trái cũng không tệ lắm, trước đây còn không chú ý đến. Im đi, Giang Dư Đoạt ủng hắn một cái. Nếu cậu nói cậu không thấy thoải mái, tôi sẽ thấy ngượng, Trinh Khác vỗ nhẹ lưng y, dù sao tôi, tuổi đời cũng dài hơn không ít. Trinh Khác, Giang Dư Đoạt ngẩng đầu lên trừng hắn, con mẹ nó, anh có thể đừng nói chuyện như lão lưu manh được không? Nói năng cẩn thận, trình khác nói, lưu manh thì được, lão lưu manh không được. Địch Giang Dư đoạt nở nụ cười, hơi thở cò vào cổ hắn ấm áp, dừng một lúc liền hắn giọng, vậy anh? Sướng, trình khác nói, chỉ là lúc đầu tôi cũng hơi lo, không biết cậu làm chuyện này có mạnh như lúc cậu trà lưng cho người khác không? Tôi phát hiện, cứ nói đến đề tài này là anh phản ứng nhanh thật, Giang Dư đoạt nói. Đương nhiên, vừa làm xong, Trình Khác nói. Im nào, Giang Dư Đoạt từ trên người hắn nhảy xuống ghế sofa, dậy, thay quần áo đi siêu thị. Trình Khác không hiểu tại sao Giang Dư Đoạt lại đột nhiên muốn đi siêu thị. Bình thường chưa đến mức bánh mì cũng không còn, y sẽ không ra ngoài mua đồ. Trước lúc ra ngoài, Trình Khác nhìn thử, đồ ăn còn rất nhiều, nhét đến nửa tủ lạnh. Có điều hắn cũng không hỏi nhiều, nếu như hai bọn họ cứ tiếp tục ngồi trong phòng như vậy, có lẽ qua cả đêm, ngượng ngùng của Giang Dư Đoạt cũng không bay đi được, đi vào siêu thị một lúc, có thể dời lực chú ý của y khỏi hoạt động đáng xấu hổ đầu tiên trong đời. "Anh từng nói loại bánh quy này ăn ngon đúng không?" Giang Dư Đoạt đẩy xe, cầm một hộp bánh quy lên hỏi. Từ Trình Khác gật đầu, lấy hai hộp đi, lúc nào chưa tới giờ cơm đã đói thì ăn. Giang Dư Đoạt bỏ luôn bốn hộp vào xe, bước hai bước lại dừng, "Cái bánh kem nhỏ này thì sao?" "Chưa ăn bao giờ." Trình Khác nhìn thử, cái bánh cuộn kia tôi từng ăn rồi, cũng không tệ lắm. Giang Dư Đoạt thả bánh kem xuống, cầm lấy mấy hộp bánh cuộn. Lấy nhiều thế làm gì? Trình Khác không nhịn được hỏi. Để anh ăn chứ làm gì? Giang Dư Đoạt nói, chốc nữa lấy thêm ít mì ăn liền, với cơm tiện lợi gì đó, anh trước đây không phải mua cả thùng à. Lúc không muốn ăn đồ ăn ngoài, lười ra ngoài có thể ăn. Lúc không muốn ăn đồ ăn ngoài, Lùi ra ngoài thì cậu có thể làm mà, Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt liếc nhìn hắn, nếu tôi không muốn làm thì sao, tay tôi còn bị thương này. À, Trình Khác cười, vậy được, bỏ thêm đi, nếu không thì lấy thêm ít xúc xích, thịt mùi thịt hộp gì đó, có thể bỏ vào nấu cùng. Được Giang Dư Đoạt gật đầu. Ngày hôm nay, tâm trạng Giang Dư Đoạt có hơi khác thường, mua đồ cũng khác bình thường, lấy gì cũng lấy cả đống. Lúc Trình Khác muốn mua khăn mặt còn hơi do dự, nhìn một lúc lâu cũng không dám đưa tay ra lấy, chỉ sợ vừa đưa tay ra, Giang Dư đoạt lại bảo hắn lấy 20 cái. Khăn mặt mà cũng khó chọn thế à, Giang Dư đoạt không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, tay đặt lên eo hắn, cầm gác lên vai hắn. Trình khác có hơi giật mình nghiêng đầu, lại cúi đầu nhìn tay Giang Dư đoạt đang đặt trên eo, đặt rất vững vàng, nhìn không hề giống như có người tới thì sẽ rút đi. Sao thế, Giang Dư đoạt hỏi. Đột nhiên hào phóng thế không phải bảo không làm trước mặt nhiều người à? Trình khác nhẹ giọng hỏi, đưa tay sờ thử khăn, muốn chọn một cái vừa dày vừa mềm. Tôi chỉ muốn thử xem, Giang Dư đoạt cười, như vậy là cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Trình khác hỏi. Thích lắm, Giang Dư đoạt nói, chào mọi người đây là bạn trai tôi. Trình khác nở nụ cười, xoay tay lại gãy lên mũi im một cái. Mua loại này đi, Giang Dư đoạt chỉ khăn mặt trên giá, tôi cũng đổi sang loại này, hai chúng ta dùng giống nhau. Được, Trình Khác cầm khăn mặt bỏ vào xe. Bạn chạy đánh răng gì đó cũng mua giống nhau đi, Giang Dư Đoạt nói, có điều tôi không dùng quen loại chạy bằng điện, anh cùng tôi dùng loại bằng tay đi. Được, Trình Khác nói. Ngày hôm nay Giang Dư Đoạt mua sắm nhiệt tình hơn bình thường nhiều lắm, đi tới đi lui trong siêu thị, mua đến mức chất đầy cả xe. Chắc là đủ rồi đó, Trình Khác nhìn qua hai bên, cảm giác đã là lần thứ ba đi qua khu đồ lót, cả một đống thế này, tôi cảm giác ăn chưa hết đã quá hạn sử dụng. Ăn không hết thì vứt, Giang Dư Đoạt cũng nhìn hai bên, này, Trình Khác. Sao? Trình Khác đáp lời. Anh còn nhớ lần anh tình cờ gặp tôi trong siêu thị không? Giang Dư Đoạt hỏi. Nhớ chứ, Trình Khác nói, cậu đụng phải tôi, còn rõ là hung hăng. Anh ngay cả câu không sao cũng không thèm nói, Giang Dư Đoạt chật một tiếng, ai hung hăng kia. Tôi nhìn thấy là cậu, là người khác tôi sẽ nói, Trình Khác nở nụ cười. Anh lúc đó ghét tôi như vậy cơ à, Giang Dư Đoạt hỏi. Cũng không phải, Trình Khác nghĩ, tôi lúc đó gặp ai cũng thấy phiền. Anh viết cho tôi, anh còn nhớ không, Giang Dư Đoạt lại hỏi. Cái gì, Trình Khác ngẩn người, đột nhiên nhớ tới lúc đó hình như đã viết lên vỏ thuốc lá của Giang Dư Đoạt chữ Richterdan, tôi lúc đó chỉ viết bừa thế thôi, tôi chỉ biết mỗi cái thuốc kia. Giang Dư Đoạt cậu. Richterdan là một loại thuốc dùng điều trị rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt. Anh nói xem, có phải là trùng hợp không? Giang Dư Đoạt cười, mí mắt sụp xuống, "Kết quả tôi thật sự là." Giang Dư Đoạt trình khác ngắt lời y. "Anh có hối hận không?" Giang Dư Đoạt ngước mắt nhìn hắn. "Hối hận gì?" Trình khác hỏi, "Hối hận đã thích cậu à?" "Chuyện này không nằm trong khống chế của tôi, kể cả tôi hối hận rồi, cho tôi làm lại lần nữa, nếu thích rồi sẽ lại thích." trình khác không biết, chỉ tuốt một lần thôi, hậu quả lại lớn như vậy. Giang dư đoạt từ lúc tuốt xong vẫn cứ như miếng cao dán dính chặt hắn, dính từ siêu thị đến khi ăn cơm rồi tới lúc về nhà xem tivi, cuối cùng lúc lên giường ngủ vẫn dính sát lên lưng hắn. Mà chuyện này cũng không có vấn đề gì, làm trình khác có hơi không yên tâm, là lời Giang dư đoạt. Giang dư đoạt mở ra cánh cửa dẫn đến chân trời mới, tâm trạng hẳn là phải hưng phấn, thế nhưng tâm trạng y đi chệt. Trình khác, Giang Dư đoạt ôm chặt hắn, kề sát sau tai hắn nhỏ giọng hỏi, nếu không quen biết tôi, anh giờ đã về nhà rồi đúng không? Sẽ không, Trình khác nói, có Trình Dịch ở đó, nó sẽ không cho tôi về, có lẽ là vẫn luôn để nó dằn vặt, dù sao cũng không có một tam ca để tôi chơi cứng. Giang Dư đoạt nở nụ cười, dù gì anh ta cũng không phải em trai tôi. Ừ, nếu không quen biết cậu, Tôi có lẽ sẽ bị nó làm tức chết thêm một năm hai năm mới không chịu nổi, Trình Khác nói. Cho nên, dù có thể chịu được bao lâu, Giang Dư Đoạt nói, nếu như luôn có chuyện không hay xảy ra, sớm muộn gì cũng sẽ không chịu đựng nổi mà bùng nổ, phải không? Trình Khác không nói gì, trở người quay mặt về phía y, Giang Dư Đoạt, hôm nay cậu làm sao vậy? Không làm sao, Giang Dư Đoạt nói. Nếu cậu cảm thấy khác chỗ nào thì nói với tôi, Trình Khác nói, tôi nói rồi hai ta cùng. Anh có thể chịu được bao lâu?" Giang Dư Đoạt nhỏ giọng hỏi. "Tôi không biết, tôi còn chưa nghĩ tới vấn đề này." Trình Khác nhíu mày, "Tôi làm việc chỉ nhìn một hướng, chỉ nhìn xem có tiến triển gì không, không quan tâm cái khác." "Tôi sợ." Giang Dư Đoạt vẫn nói rất nhỏ. "Trước đây lúc cậu sợ chỉ có một mình, bây giờ lúc sợ còn có tôi mà." Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt không nói gì, ngồi dậy, nhìn hắn, "Nếu như hôm nay tôi đâm anh một dao, anh còn có thể nói như thế sao?" "Nhưng cậu có đâm đâu?" Trình Khác nói. Ngộ Nhở, Giang Dư Đoạt nhíu mày. "Không có ngộ nhở gì cả, chỉ có sự thật." Trình Khác nói. "Tôi cũng không phải chưa từng làm anh bị thương." Giang Dư Đoạt nhìn hắn, "Tôi có thể làm anh bị thương một lần thì sẽ làm anh bị thương lần thứ hai, lần thứ ba, lần này tôi khống chế được, vậy lần sau thì sao?" "Một lần, hai lần, ba lần, anh có thể chịu được bao nhiêu lần?" Cậu đã muốn cố gắng mà, Trình Khác cũng ngồi dậy, nếu như cậu điều. Nếu điều trị không có tác dụng thì sao? Giang Dư Đoạt đột nhiên nói to, trước khi chữa khỏi thì sao? Trước khi chữa khỏi tôi đã giết anh rồi thì sao? Trình Khác bị y nói đến sững sờ, sau một lát mới phục hồi tinh thần, cũng cao giọng hướng về Giang Dư Đoạt, vậy cậu giết thử xem nào. Cậu bảo tôi cứu cậu. Giúp cậu. Nhưng cậu phải để tôi giúp cậu chứ? Giang Dư Đoạt nhìn hắn chầm chầm, không nói gì. Trình Khác đổ người về trên gối. Video hôm nay, Trình Khác đã gửi đến điện thoại mình, xóa bỏ cái trong điện thoại Giang Dư Đoạt. Hắn biết chuyện này là đã kích đối với Giang Dư Đoạt. Lúc muốn cố gắng thay đổi, lại phát hiện bản thân vẫn là quả bom hẹn giờ. Tự mình hại mình không phải sợ hãi của Giang Dư Đoạt, suýt nữa đâm Trình Khác mới là thứ y sợ. Trình Khác không biết phải làm thế nào với lo sợ của Giang Dư Đoạt. Hôm nay hắn không có cơ hội liên hệ với La Tỷ, ngày mai lúc qua cửa hàng, hắn định sẽ hỏi La Tỷ thử xem. Hiện giờ, hắn nhìn Giang Dư Đoạt vẫn đang ngồi yên bên người, chỉ muốn ông lấy y. Giang Dư Đoạt, hắn gọi một tiếng, đưa tay ra, lại đây. Ừm, Giang Dư Đoạt nằm xuống, kề sát mặt vào lòng bàn tay hắn. Hắn sờ sờ mặt Giang Dư Đoạt, đang định ôm, Giang Dư Đoạt nắm lấy tay hắn, lại hôn một cái lên lòng bàn tay hắn, trình khác. Sao, Trình Khác nhẹ giọng đáp. Anh giận à, Giang Dư đoạt hỏi. Không, Trình Khác nói. Vậy, giờ anh có mệt không, Giang Dư đoạt lại hỏi. Vẫn được, Trình Khác nói, sao thế? Giang Dư đoạt kéo tay hắn, nhét vào trong chăn. Tôi đê, Trình Khác sửng sốt, cậu. Giang Dư đoạt lại gần, hôn hắn một cái, anh nếu không được thì giúp tôi. Con mẹ nó, cậu mới không được, Trình Khác nói. Giang Dư đoạt cười. Nụ cười này đặc biệt sạch sẽ, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có pháp phẩm, chỉ là đơn giản mà cười, khiến người ta động lòng. Nửa tháng này, giấc ngủ của Trình Khác vẫn luôn có quy luật, nhưng hôm qua cả tâm lý lẫn sinh lý đều bị tiêu hao, trong nháy mắt ngủ đi, hắn đã biết ngày hôm sau có lẽ mình có thể ngủ thẳng tới trưa. Cho nên lúc mở mắt mò điện thoại đã thấy gần 3 giờ chiều, hắn cũng không giật mình lắm. Giang dư đoạt, hắn sờ bên cạnh, là khoảng không. Giang dư đoạt không giống hắn, cho dù tình hình thế nào, y hầu như đều dậy cùng một lúc, có lúc còn căn bản không ngủ. Cậu lại ăn cơm trưa một mình đấy à, còn ăn sáng nữa, trình khác ngáp dài xuống giường, sọ dép lê đi ra phòng khách, tôi hiện giờ phải ăn sáng. Trong phòng khách không có ai, trình khác tiến vào nhà bếp nhìn, lại liếc phòng tắm, miêu đi qua bên chân hắn, hắn không lưng sờ sờ miêu, tam ca của mày đâu. Miêu kêu một tiếng rồi bỏ đi. Giang dư đoạt, Trình Khác đi ra sân sau. Sân sau cũng không có ai, máu chảy ra lúc Giang Dư Đoạt bị thương vẫn còn động trên đất, đã biến thành màu đen. Trình Khác đứng một lúc, đi tới cạnh tường, nhìn kỹ một chút, tìm thấy một mảng đỏ nhàn nhạt trong video hôm qua. Khác với vết máu trên đất, chỗ máu này đã nhạt đi nhiều, lẫn vào tường loang lỗ, gần như đã không nhận ra được. Ngày hôm nay ánh nắng trong sân cũng không tệ, Thế nhưng Trình khắc đột nhiên cảm thấy ánh sáng bốn phía trong chốc lát trở nên ảm đạm, cả người như thể bị băng tuyết chậm rãi bao phủ, người dần dần lạnh toát. Giang Dư Đoạt, hắn gọi một tiếng, chạy vào nhà, lao vào phòng ngủ cầm lấy điện thoại, lúc ấn số, tay run đến mức ấn hai lần vẫn không ấn đúng vào số điện thoại của Giang Dư Đoạt, hắn còn mắng một tiếng, đệt. Cuối cùng cũng ấn được. Mà điện thoại còn chưa đặt lên tai, hắn đã nghe thấy âm thanh từ trong ống nghe truyền ra. Số mấy ngày gọi đã tắt máy. Tôi đệt cả nhà cậu, Trình Khác đập mạnh điện thoại lên giường. Mấy giây đồng hồ sau, hắn vẫn chưa bỏ cuộc, lại vô đến cầm điện thoại gọi một lần nữa. Vẫn nghe thấy nội dung cũ. Mẹ nó, Trình Khác cắn răng, liền gọi cho Trần Khánh. Lần này nghe được âm thanh bình thường, tiếng Trần Khánh vang lên từ bên kia, tích gia. Giang Dư Đoạt đâu? Trình Khác ra khỏi phòng ngủ, đi loanh quanh trong phòng khách rồi kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Cái gì? Trần Khánh sửng sốt. Tam ca. Cậu ấy có liên lạc với cậu không? Trình khác cao giọng. Không có, Trần Khánh cũng hơi lên giọng, nó làm sao? Tôi không biết, Trình khác đi đi lại lại trong phòng khách, không thấy cậu ấy, di động thì tắt máy. Trên bàn để vài tấm vỏ thuốc lá. Trình khác đột nhiên cảm thấy bản thân không thở nổi nữa, Trần Khánh vẫn đang nói gì đó mà hắn đã không nghe rõ. Từ từ đi tới bên bàn, nhìn lên vỏ gói thuốc lá, rồi ngồi xuống ghế. Sững sờ một lúc lâu, hắn bất thình lình đá một cước vào bàn, gạo đến mức cổ họng như rách ra, đệt. Tôi đệt cả nhà cậu gian dư đoạt. Có thể là đi mua đồ ăn trưa. Có thể là đi thu thuê. Có thể là ra ngoài mua thuốc lá. Có thể là điện thoại di động hết pin. Trước khi nhìn thấy mấy tấm vỏ thuốc lá trên bàn, Trình khác còn có thể lờ đi việc dù Giang Dư Đoạt có vô số lý do để không ở nhà, nhưng điện thoại y chưa từng tắt máy, để mà tự an ủi bản thân, y có lẽ sẽ quay về ngay thôi. Hiện giờ, vài tấm vỏ thuốc lá cứ như vậy để trên bàn, Trình khác thậm chí còn chưa nhìn thấy rõ bên trên viết gì, đã lập tức nhớ tới cảnh tượng hôm qua lúc hắn vừa xem xong video rồi đi ra ngoài, Giang Dư Đoạt đang viết gì đó lên vỏ bao thuốc lá. Hắn lập tức hiểu ra được. Hối hận tại sao khi đó hắn không để ý? Giang dư đoạt ngoài lúc đưa danh thiếp cho ai, sẽ rất ít khi chủ động viết gì đó, tại sao mình lại không để ý cơ chứ? Khi đó chỉ cần hỏi một câu, hoặc chỉ liếc mắt nhìn, hôm nay có lẽ đã không cần đối mặt với cảnh tượng như vậy rồi. D. Trình khác cắn răng mắng một câu. cúi đầu nhắm mắt thở sâu mấy lần, hắn kéo bàn bị đạp lệch trở về chỗ cũ, chậm rãi xếp từng tấm vỏ thuốc lá lên trên bàn. Lần đầu tiên Trình Khác nhìn thấy Giang Dư Đoạt viết nhiều chữ như vậy. Rất to, rất khó coi. Mấy chữ Giang Dư Đoạt viết đẹp nhất hẳn là chữ ký trên hợp đồng cho thuê nhà. Trình Khác: "Xin lỗi, không phải tôi không để anh giúp tôi, tôi cảm thấy anh không giúp được. Đồ ăn còn rất nhiều, ăn hết rồi anh tự đi mua đi." Miêu đưa cho Trần Khánh: "Thôi đừng đưa cho nó, anh nuôi giúp tôi đi. Không muốn nuôi thì đưa cho nó." anh rất tốt anh thật sự rất tốt thích anh tôi sợ tôi chưa khỏi thì anh đã đi rồi tôi cực kỳ sợ tôi chưa khỏi anh đã đi rồi thời gian để tôi tốt lên quá dài tôi vẫn nên tự mình đến thôi anh không đợi được thì cứ đi đi không sao cả nói với trần khánh tôi đi rồi có lẽ sẽ rất lâu mới về nó biết phải xử lý thế nào khăn mặt và bàn chải tôi cầm đi một nửa trình khác tôi thích anh lắm. Không biết anh có thể thích đến khi nào? Không thích nữa thì cứ đi đi. Rất nhiều, cảm giác dùng hết một sắp vỏ thuốc lá giang dư đoạt thường đặt dưới bàn uống nước. Chữ vừa to vừa xấu, trên một tấm cũng viết không được mấy chữ, vài chữ viết còn ngay ngắn, vài chữ viết gần như không đọc ra được. E rằng Giang Dư Đoạt sống tới giờ cũng chưa viết nhiều chữ như vậy, viết đến những chữ phía sau đã rối loạn, có điều cuối mỗi câu, y đều nghiêm túc mà viết một dấu chấm tròn. Trình Khác không biết Giang Dư Đoạt dùng thời gian nào, lại dùng tâm trạng gì để viết xuống nhiều lời như vậy. Hắn chẳng biết gì cả. Vỏ thuốc lá hắn vẫn chưa đọc xong, chữ phía trên đã mơ hồ đến mức không nhìn rõ, y gạt mạnh hai cái trên mắt, mà nước mắt rất nhanh lại ngập viền mắt. Hắn vẫn luôn chú ý tới cảm xúc của Giang Dư Đoạt, mà lần này lại cho rằng khác thường của Giang Dư Đoạt đều đến từ tự mình hại mình và sau khi tuốt. Trình Khác, đầu óc mày mẹ nó bị bắn rơi mất rồi tích gia, trước cửa sổ vọng đến giọng nói lo lắng của Trần Khánh. Trình khác bị tiếng gọi này đánh thức, vội vàng xếp vỏ thuốc lá thành một sấp, bỏ vào túi mình, sau đó đáp một tiếng, đây. Nhanh chóng vào phòng tắm lau mặt xong, Trần Khánh đã cầm chìa khóa mở cửa vào nhà. Sao cậu lại đến đây? Trình khác hỏi. Tôi có thể không đến à? Trần Khánh nói, anh không đầu không đuôi nói hai câu, tôi gọi lại thì anh không nghe. Gọi cho Tam Ca lại tắt máy. Cậu ấy, Trình Khác cắn môi, liếc nhìn điện thoại di động của mình, giờ mới phát hiện Trần Khánh gọi cho hắn liên tục ba cuộc điện thoại mà hắn đều không nghe thấy, cậu ấy nói rất lâu nữa mới trở lại, bảo cậu biết phải xử lý thế nào. Trần Khánh sững sờ hồi lâu, đi đâu? Tôi không biết, Trình Khác nói. Hai người cãi nhau à, Trần Khánh nói. Không, Trình Khác trả lời. Vậy sao tự nhiên nó lại đi, Trần Khánh hỏi, nó chưa từng làm vậy bao giờ. Trình Khác đột nhiên nhận ra giọng Trần Khánh đã mang theo tiếng nức nở, hắn nhanh chóng liếc nhìn Trần Khánh, Khánh. Anh cứ nói luôn nó bỏ đi có liên quan gì đến anh không? Trần Khánh hai mắt đều đỏ, nhìn chầm chầm hắn truy hỏi, có liên quan đến anh không? Mẹ nó, tôi kiểu gì cũng phải tìm được một người trút giận. Trình Khác không nói gì. Có liên quan không? Đương nhiên là có. Nhưng hắn không dám nói ra, hắn chỉ có thể để trong lòng, trong đầu, nghĩ một ngàn lần một vạn lần, nhưng một khi hắn nói ra, sẽ như thể kéo tưởng tượng vào hiện thực, hắn không chấp nhận được. Trần Khánh cứ nhìn hắn, hai người cứ như vậy đứng giữa nhà, cuối cùng Trần Khánh kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu gạt nước mắt, thôi, mắng anh cũng chẳng để làm gì. Trình khác đứng yên không nhúc nhích. Sắc mặt anh tệ lắm, Trần Khánh lại lau nước mắt cái nữa, anh ngồi xuống đi. Trình khác liếc nhìn gã, rồi ngồi xuống, tay bỏ vào túi, nắm thật chặt sắp vỏ thuốc lá kia. Nó có để lại lời nhắn cho anh không? Trần Khánh hỏi, còn nói gì không? Hết rồi, Trình Khác nói. Có nói còn về nữa không? Trần Khánh lại hỏi. Có nói, Trình Khác gật đầu. Vậy anh cảm thấy, Trần Khánh nhìn hắn, liệu nó có về không? Trình Khác ngẩn người, quay đầu lại, hắn không nghĩ tới Trần Khánh sẽ hỏi một câu như vậy, đột nhiên cảm thấy tay mình lạnh ngắt. Cậu sao lại, Trình Khác cố đè nén tâm trạng của mình, hỏi như thế. Trần Khánh cau mày, rồi lại xoa xoa hai mắt, tôi vẫn luôn cảm thấy, Tam ca sớm muộn gì cũng sẽ đi. Trình Khác nhìn gã. Có lúc tôi cảm thấy nó giống bọn tôi, lưu manh lăn lộn đầu đường, nó là lão đại, dẫn bọn tôi theo, xảy ra chuyện gì có nó chống đỡ, giọng Trần Khánh hơi run rẩy, nhưng có lúc tôi cũng cảm giác được, nó không giống bọn tôi, cũng không giống anh, cũng không giống ai cả. Vậy à, Trình Khác nhẹ giọng nói một câu. Nó coi tôi là anh em, nó là bạn tốt nhất của tôi. Trần Khánh nói, hai đứa tôi cái gì cũng nói được, thế nhưng tôi biết, tôi cái gì cũng nói với nó, mà nó lại không nói với tôi rất nhiều chuyện, cả đời này cũng không thể nói với tôi. Ngón tay Trình Khác nhẹ nhàng xoa lên vỏ thuốc lá. Trần Khánh ngồi một bên, không nói gì nữa, im lặng khóc một lúc, sau đó liền vào phòng tắm rửa mặt. Căn phòng này nó không ở, Tây Tỷ cũng sẽ không thu lại, Trần Khánh ngồi lại trên ghế, gạt nước trên mặt, không thì anh trả phòng bên kia đi, trước tiên ở đây đã. Trình Khác ngẩn người, trong đầu hắn căn bản không nghĩ tới chuyện này. Dù sao cũng không phải để tiết kiệm tiền, Trần Khánh nói, còn một đám anh em bọn tôi đây, một khi biết được Tam ca không biết đã đi đâu rồi, chắc chắn sẽ loạn lên, bên Trương Đại Tề vừa mới đè được súng, quan hệ của anh với Tam ca không bình thường, mọi người đều nhận ra được, nếu anh ở đây, còn có thể giữ vững một thời gian là tụ hay tán, làm thế nào cũng phải chừa lại chút thời gian. Ừ, trình khác đáp. Những việc trước đây nó giúp Tây Tỷ làm, giờ tôi làm tiếp là được. Trần Khánh dừng lại, trầm mặt mấy giây lại đột nhiên khóc ra tiếng, tiếng khóc rất lớn, vừa khóc vừa nói, Tam Ca còn nói gì nữa không? Khánh, Khánh, trình khác bị tiếng khóc bất thình lình của gã làm tay chân luống cuốn, cậu đừng khóc. Anh cũng vừa khóc đấy thôi, anh nghĩ tôi không nhìn thấy à, Trần Khánh vừa khóc vừa nói, tôi vừa vào nhà mắt anh còn đang đỏ đây. Trình khác đột nhiên không biết phải an ủi thế nào nữa. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không xen vào nữa, cùng lắm chỉ ngồi một bên, chờ Trần Khánh khóc xong. Nhưng hôm nay lại không như vậy, Giang Dư Đoạt đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hắn chẳng có chuẩn bị tâm lý gì, tự như cầu thang đi một vạn lần đều không cần nhìn, đột nhiên lại biến mất, hắn cứ thế đạp một bước liền ngã rơi vào mờ mịt. Giờ nhìn thấy Trần Khánh, là giống như nhặt nhạnh được từng vết tích của Giang Dư Đoạt. Đừng khóc, Trình Khác nói, cậu ấy về mà nghe thấy cậu khóc thành như vậy, chắc chắn sẽ mắng cậu một trận ngập đầu. Mắng thôi thì sao, tôi cũng quen rồi, Trần Khánh khóc lóc nói. Không đợi Trình Khác nghĩ câu an ủi tiếp theo, gã đột nhiên đứng lên, giật hai tờ khăn giấy ấn lên mắt, thôi, tôi về rồi khóc tiếp, nếu anh có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi. Được, Trình Khác nhìn gã. Nếu như nó liên hệ với anh, anh phải báo với tôi ngay, Trần Khánh nói. Chắc chắn, Trình Khác nói. Nếu như nó liên hệ với tôi, Trần Khánh nói được nữa thì ngừng, quay người đi qua cửa, tiếng khóc lại lớn trở lại, thôi, nó chắc chắn liên hệ với anh trước. Nghe thấy Trần Khánh lái xe rời đi, Trình Khác sững sờ trong phòng rất lâu. Hắn không thể nào chịu nổi yên tĩnh trong phòng, như thể bị chôn vùi trong hoa quả đông lạnh, rõ ràng đang ban ngày, ngoài cửa sổ là người đi đường tới lui cùng tiếng hàng xóm trò chuyện, hắn lại chẳng nghe được gì hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ đứng vào chỗ giang dư đoạt quen đứng từ khe rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài tất cả đều như bình thường giống như vô số lần hắn đi qua con đường nhỏ này ánh nắng của buổi chiều gió đã không còn lạnh thùng rác nhìn có vẻ bẩn thỉu hắn muốn khóc mà không khóc nổi trở về bên bàn hắn định để vỏ thuốc lá giang dư đoạt viết lại trên bàn nhưng lại không có dũng khí Hắn không có dũng khí đem những câu nói thẳng thắn mà tràn đầy bất lực, bày ra trước mặt một lần nữa. Cuối cùng hắn đi vào phòng ngủ, bỏ hết vỏ thuốc lá xuống dưới gối, sau đó châm điếu thuốc. Đứng trong sân sau hút một điếu, hắn lấy điện thoại, mở ra danh bạ. La Tỷ Số điện thoại bên dưới cái tên này, hắn chưa từng gọi dù chỉ một lần, trong liên hệ uy chát cũng chỉ có mấy câu đơn giản, hắn thậm chí còn chưa kịp báo với La Tỷ tình hình của Giang Dư Đoạt. Giang dư đoạt cứ như vậy mà đi rồi. Thẳng thắng, dứt khoát. Không, chưa chắc là thẳng thắng dứt khoát. Ngày hôm qua Giang dư đoạt vẫn luôn nói lời từ biệt với hắn, là hắn không nghe thấy. Trước khi gọi cho La Tỷ, Trình Khác mang theo tuyệt vọng gọi tới số Giang dư đoạt một lần nữa. Số mấy ngày gọi. Cúc mẹ mày đi, Trình Khác ấn nhắc cuộc gọi. Lại hút thêm một điếu thuốc, hắn ấn lên tên La Tỷ, gọi đi. Alo, bên kia vang đến giọng La Tỷ. Bác sĩ La, chào chị, Trình Khác hít vào một hơi, tôi là Trình Khác. Chào tiểu Trình, La tỷ nói. Hiện giờ chị có thời gian không? Trình Khác hỏi. Từng giọng La tỷ vẫn ôn hòa như trước, cậu nói đi. Là thế này, Trình Khác cắn môi một cái, sáng sớm hôm nay, không, xế chiều hôm nay, Giang Dư Đoạt đột nhiên không thấy nữa. Không thấy, La tỷ ngẩn người. Là, cậu ấy để lại cho tôi một đống giấy. Có lẽ là sợ làm tôi bị thương, cậu ấy hôm qua, hôm qua quay lại video cho tôi, Trình Khác nói rất khó khăn, chuyện này từng câu nói ra đều như khắc vào lòng hắn một dao, cậu ấy tự mình hại mình, cậu ấy quay lại. Có thể gửi video cho tôi nhìn một chút không?" La Tỷ nói, "Còn giấy nữa." "Vâng, vốn là định gửi cho chị rồi, nhưng chưa kịp, hôm nay lúc tôi dậy, cậu ấy đã đi rồi, Trình Khác cảm thấy mình thở cũng khó khăn, tim cũng đập loạn lên." Hắn dùng nửa buổi mới đột nhiên tìm được đầu nguồn hoảng loạn Giọng không kìm được mà rung lên Bác sĩ la, cậu ấy không liên hệ với chị sao? Không, la tỷ nói Số di động và máy bàn của tôi cậu ấy đều biết Để tôi xem máy bàn có cuộc gọi nhỡ nào không, không có Trình khác phải chống tay lên tường mới đứng vững được Mà sau đó chính là một trận đau nhức trên tay phải Lúc này hắn mới nhận ra mình cầm điện thoại bằng tay trái Tay phải đang chống lên tường Vậy cậu ấy có thể nào, trình khác quay người, dựa vào tường, cậu ấy sẽ đến tìm chị sao? Chuyện này cũng không chắc, La Tỷ nói, giờ chúng ta cũng không biết trạng thái tinh thần lúc cậu ấy rời đi. Nếu như cậu ấy cảm thấy căng thẳng, không an toàn, cậu ấy sẽ không tin tưởng bất cứ ai, kể cả tôi. Nếu như cậu ấy, nếu như cậu ấy không đến tìm chị, chỉ là trốn đi, trình khác nhẹ giọng hỏi, cậu ấy liệu có gặp nguy hiểm không? Tôi cần xem video kia cùng với giấy cậu ấy để lại mới có thể phán đoán được, La Tỷ nói, theo như tình trạng trước đây của cậu ấy, không có nguy hiểm, cậu ấy ý thức được kiểm soát mức độ bị thương của bản thân, trước đó tôi cũng đã nói rồi, cậu ấy không có khuynh hướng tự sát. Ừm, trình khác cảm giác cổ họng gần như đã không thể phát ra tiếng, tôi lập tức gửi những thứ này cho chị, nếu như cậu ấy liên hệ với chị. Tôi sẽ thông báo với cậu, La Tỷ nói, cậu cứ thả lỏng đi, khả năng cậu ấy liên hệ với tôi vẫn rất lớn. Vâng, cảm ơn, Trình Khác nói. Sau khi cúp điện thoại, Trình Khác không trì hoãn dù chỉ một giây, trước tiên gửi video qua cho La Tỷ, sau đó chạy vào phòng ngủ, lấy vỏ thuốc lá từ dưới gối ra, sắp xếp lại rồi chụp ảnh. Qua màn hình nhìn thấy những lời gian dư đoạt viết xuống, tầm mắt Trình Khác lại một lần nữa trở nên mờ mịt. Hắn gửi ảnh cho La Tỷ, cũng không dám xem lại mấy chữ vừa to vừa xấu trên vỏ giấy nữa, xếp lại rồi bỏ xuống dưới gối. Sau đó hắn ném điện thoại qua một bên, bắt đầu kiểm tra trong phòng. Tủ quần áo gian dư đoạt căn bản vẫn như cũ, quần áo y không nhiều, chỉ cần đảo mấy lần là đã đếm được rõ, ngoại trừ bộ quần áo mặc trên người, y chỉ cầm theo cái áo khoác đổi với trình khác. Ngu ngốc, trình khác cắn răng, mắng một câu. Nhưng ngoài thứ đó ra, Giang Dư Đoạt còn mang theo gì, hắn hoàn toàn không nhìn ra được. Hắn còn chưa đủ biến thái, không phải ngày nào cũng nhìn chầm chầm gian dư đoạt, không phải ngày nào cũng đi lại trong phòng y sờ đông mó tay, bởi vì hắn tin tưởng gian dư đoạt, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như này. Hiển nhiên, gian dư đoạt cũng không tin hắn. Hoặc là nói, gian dư đoạt cũng không tin bản thân mình. Không tin mình có thể khỏi được, cũng không tin trình khác dưới tình cảnh như vậy vẫn có thể ở bên cạnh y. Ngu ngốc, trình khác thực sự không tìm được từ ngữ khác để giải tỏa nổi phẫn nộ, bất lực, lo lắng, buồn bực trong lòng, chỉ có thể mắng một câu, cực kỳ hung hăng. Nước miếng còn bắn lên tủ quần áo. Hắn đi giật một tờ giấy ướt lau lau cửa tủ. Giang Dư Đoạt không để giấy ướt trong nhà, nhưng Trình Khác thích dùng, cho nên hôm qua im mua tận 8 túi. Lau cửa tủ xong, hắn phát hiện đầy mặt đã là nước mắt. Chuyện này lại làm hắn tức giận, hắn đá cửa tủ một cái, rồi ngồi xuống mép giường. Lúc điện thoại La tỷ gọi tới, Hắn nhìn giờ, đã 5 giờ rồi Giang dư đoạt nói không sai Thời gian không giết được, cũng không cần giết Bác sĩ la, thế nào rồi Trinh khác nghe điện thoại Vội vàng hỏi, mà hỏi xong lại sợ hãi Tới mức muốn dập điện thoại trước khi la tỷ nói Tôi nhìn qua rồi Cậu ấy sẽ không có nguy hiểm gì lớn Mức độ cũng không khác trước kia lắm La tỷ nói Mấu chốt cậu ấy trốn tránh lần này Hoặc là nói, chỗ khác biệt Vẫn là liên quan tới cậu Trốn tránh, Trình khác ngay người, sao cậu ấy lại trốn tránh? Cậu ấy đã hạ quyết tâm đối mặt với bệnh của mình, cậu ấy còn dẫn tôi đến gặp chị, giờ còn quay video lại để tôi thấy tình trạng của cậu ấy, sao cậu ấy lại trốn tránh? Cậu nhóc không trốn tránh ở phương diện này, La Tỷ chậm rãi nói, cậu ấy trốn tránh cậu, cậu ấy không có cách nào đối mặt với việc cậu biến mất. Tôi sẽ không biến mất, trình khác không nhịn được mà lên giọng, tôi đã nói tôi vẫn ở đây mà. Vẫn luôn ở đây. Tiểu Giang cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cam kết như vậy không thể nào khiến tâm trạng cậu ấy ổn định được, La Tỷ nói, cậu ấy cho rằng mình sẽ làm cậu bị thương, cũng nghĩ rằng kể cả không làm cậu bị thương thì cậu cũng sẽ không chịu nổi quá trình điều trị, sớm muộn sẽ rời đi. Cậu ấy cho rằng tôi nhất định sẽ biến mất, đúng không?" Trình Khác nói. Có thể nói như vậy, không có cảm giác an toàn, không có tự tin, La Tỷ nói, cũng có thể nói, cậu ấy hy vọng có thể né tránh quá trình cậu biến mất. Có điều đây cũng chỉ là một vài phán đoán vội vàng trước mắt của tôi, nếu như cậu ấy đến tìm tôi, nói chuyện với cậu ấy xong, tôi mới có thể hiểu thêm một tầng suy nghĩ của cậu ấy. Cậu ấy vẫn chưa từng liên lạc với chị đúng không?" Trình Khác hỏi một câu rất thừa, mà biết rõ ràng là lời thừa, hắn vẫn không nhịn được hỏi. "Vẫn chưa." La Tỷ nói. "Tôi biết rồi." Trình Khác nói, "Nếu như cậu ấy liên hệ với chị, nếu như chị cảm thấy câu này thích hợp, vậy phiền chị chuyển tới cậu ấy hộ tôi." tôi chỗ nào cũng không đi. Tôi chỗ nào cũng không đi. Tôi mẹ nó sẽ chờ ở đây. Tuốt xong rồi bỏ chạy, cút mẹ mày đi đồ bội tình bạc nghĩa. Không dễ như vậy đâu. Có bản lĩnh thì đừng về nữa. Cậu dám trở về, tôi mẹ nó một, hai, ba cũng không thèm đến, trực tiếp giết cậu luôn. Trình khác bó gối ngồi trên sàn, chôn mặt vào đầu gối, sau đó liền nghe thấy tiếng khóc đè nén, không hề êm tai chút nào của mình. Trình Khác vẫn luôn cảm thấy mình là người quen ở một chỗ. Hắn có thể cả ngày ngồi một mình trong phòng, đọc sách, nghe nhạc, chơi cát, nằm ở góc nhỏ bí mật nhất trong vườn nhà nhìn lên bầu trời. Kể cả khi ra ngoài cùng bạn bè, bên trong không khí náo nhiệt của quán bar và cơ vờ, hắn vẫn có thể tự do tách mình ra bên ngoài âm thanh và cảnh vật. Hắn cũng sẽ thích một ai đó, cảm thấy hứng thú với người nào đó, cũng sẽ ám muội thăm dò, mà một khi không gian riêng tư bị xâm chiếm, hắn sẽ bắt đầu lãng tránh. Trình khác chưa hề nghĩ tới, có một ngày, bản thân sẽ phải đối mặt với cô đơn sắc bén đến không thể nào quên nổi, lại càng không thể nào chịu nổi. Ngay bây giờ, trước mặt, một mình hắn ngồi trong căn phòng của Giang Dư Đoạt đã không còn Giang Dư Đoạt. Ngồi trên sàn nhà vẫn thường bị Giang Dư Đoạt ngồi trên giường gạt tàn thuốc xuống. Trong phòng không có âm thanh, đêm xuống, bên ngoài sẽ tình cờ vang đến đủ loại tiếng động, khiến cho xung quanh tựa hồ càng yên tĩnh hơn. Cảm giác cô độc tột cùng làm hắn nghẹt thở, lúc miêu nhẹ nhàng đi qua bên chân hắn nằm xuống, hắn gần như đã không thở nổi. Bởi vì có tiếng động mà càng thêm yên tĩnh. Bởi vì có miêu làm bạn mà càng thêm cô độc. Hết thảy những thứ này, đều vì Giang Dư Đoạt đã biến mất. Hắn vẫn luôn rõ ràng cảm giác của bản thân đối với Giang Dư Đoạt, từ có ý nghĩ lúc bắt đầu, rồi đến có chút hứng thú, rồi thích, lại đến bây giờ từng bước bước tới, đều bắt nguồn từ nội tâm chân thực. Hắn không biết nỗi sợ hãi mất đi, sợ hãi người trong lòng sẽ biến mất của Giang Dư Đoạt là cảm xúc gì, hắn chỉ biết thứ bản thân hiện giờ phải đối mặt, chính là mất đi, chính là biến mất. Không dễ chịu. Thời gian phản phất như ngừng lại. Trong đầu hắn không ngừng tự hỏi, từ tấm giấy thuốc lá trở về từng chút một, từng giây từng phút, như thể một bộ phim trong phút chốc sẽ kết thúc, cho nên sẽ sợ để sóc bất kỳ một giây một khắc nào. Điện thoại di động hắn vẫn luôn nắm trong tay, điện thoại di động Giang Dư Đoạt vẫn chưa từng mở máy. Mà điện thoại di động của hắn cũng vậy, không hề vang lên nữa. La tỷ, Trần Khánh, như thể theo chân Giang Dư Đoạt cùng nhau biến mất, không có tin tức gì. Trình Khác thừa nhận, trong lòng mình giờ cực kỳ phức tạp. Một giây trước là mãnh liệt nhớ tới, lo lắng về Giang Dư Đoạt, một giây sau lại là phẫn nộ, một giây trước còn hiểu được Giang Dư Đoạt là bệnh nhân sẽ có nhiều ý nghĩ và hành vi không thể nào khống chế được, một giây sau lại muốn ném điện thoại di động. Thế là ném đi. Điện thoại di động bị hắn ném xuống đất, bắn đến bên tường. Miêu sợ bỏ chạy lên giường. Điện thoại di động bị đập vang lên. Nhìn màn hình điện thoại sáng đến gần 10 giây, Trình Khác mới nhận ra là có điện thoại gọi tới. Lúc hắn lao tới cầm điện thoại, vai đụng phải tường, nhưng chẳng cảm thấy gì trên điện thoại di động hiển thị là Hứa Đinh gọi. Vài hắn bắt đầu đâu. Alo, hắn nghe điện thoại. Mai anh có tới nhà hàng không? Hứa Đinh hỏi. đã khai trương rồi. cả ngày hôm nay, hắn không chỉ không tới nhà hàng, thậm chí còn không gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Đinh. Tôi đi. Trình Khắc hắn giọng. Hôm nay có chuyện làm chậm trễ, thật xin lỗi. Tiểu Khắc, Hứa Đinh hơi do dự. Anh xảy ra chuyện gì à? Có cần giúp một tay không? Tôi không có chuyện gì, Trình Khác nói. Ngày mai bên nhà hàng có mấy cuộc phỏng vấn, tháng này Mễ Lạp Nhi sẽ tới giúp, cô ấy biết thời gian cụ thể, Hứa Đinh nói, nếu như anh thì để tôi đi cũng được. Không, Trình Khác nhanh chóng nói, tôi đi. Từ đầu đã nói, nhà hàng sẽ do hắn phụ trách chủ yếu quản lý, Hứa Đinh còn có công ty phải quản lý. Vậy được, Hứa Đinh nói, dừng một lúc liền thêm một câu, tiểu khác, tôi không muốn hỏi việc tư của anh, Thế nhưng nếu có phiền phức gì cần tôi giúp Anh phải nói Dù sao hai ta cũng là bạn Tôi biết Trình Khát cười Cảm ơn Cúp điện thoại xong Hắn lại sững sờ hồi lâu Lúc đứng dậy Cảm thấy từ thắt lưng trở xuống như thể không thuộc về mình nữa Đầu tiên là không cảm giác được tồn tại Sau đó là ngứa ngáy Thêm một lúc lại bắt đầu tê mỏi Hắn dựa vào tường đứng gần 5 phút mới chậm rãi đi ra phòng ngủ Rồi chậm rãi đi vào phòng tắm Trong phòng tắm vẫn như trước Khăn mặt và bàn chải của Giang Dư Đoạt vẫn để chỗ cũ, sữa tắm, dầu gội đầu vẫn để nguyên, còn nhìn thấy cái áo phong Giang Dư Đoạt ném qua một bên chưa giặt. Lúc nhìn thấy những thứ này, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc trong phòng tắm ngày hôm đó. Trình khát vặn vòi nước ra, vùi mặt vào tay trái, để nước lạnh xối lên mặt. Lúc ngẩng đầu lên hắn cảm giác bản thân đã tỉnh táo lên nhiều, đến lúc tự nhìn vào gương, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra mặt mũi vẫn mang theo quể oải hắn mở cửa tủ dưới bồn rửa tay cầm khăn mặt và bàn chải đánh răng mới ra mấy thứ này đều mua hai bộ giang dư đoạt cầm đi một bộ lúc dùng khăn lau mặt hắn có hơi bực bội giang dư đoạt muốn dùng đồ giống hắn thế là mua giống nhau lúc đi lại mang đi hắn không muốn phối hợp lửa giận lúc ẩn lúc hiện không biết đến bao giờ mới dập được nhưng hắn vẫn dùng rồi trước khi ra khỏi nhà tắm hắn đặt bàn chải đánh răng mới của mình lên trên bàn chải đánh răng cũ của Giang Dư Đoạt. Ngẫm nghĩ lại liền cọ cọ đầu bàn chải của Giang Dư Đoạt. Đầu tiên dùng tư thế này, hắn nói, chờ khóc đi, ngu ngốc. Trình khác đi ra ngoài, giờ này ăn tối cũng muộn rồi, nhưng hắn vẫn muốn ăn gì đó. Chậm rãi đi lòng vòng trên phố quán ba một lúc, ghé vào cửa hàng mua một cốc ô đen ăn, cảm giác thư thái hơn không ít. Mới vừa ra khỏi cửa hàng, đã nghe thấy tiếng người gọi anh khác trình khác quay đầu lại nhìn thấy đại bân dẫn theo mấy anh em anh khác ăn gì à đại bân đi tới mấy anh em dừng lại cách đó vào bước ừ ăn linh tinh thôi trình khác liếc nhìn bọn họ các cậu quán ba trương đại tề đại bân nói anh khánh chờ ở bên kia sao thế không phải đã giải quyết rồi à trình khác hỏi vâng đại bân gật đầu hôm nay là trương đại tề hẹn qua nói rõ sau này không ai đụng ai nữa vậy liệu có vấn đề gì không trình khác có hơi không yên tâm sẽ không có vấn đề gì đại bân nói hẹn tam ca tam ca không phải ra ngoài rồi sao chỉ bọn em qua thôi tôi đi trình khác nói anh khánh bảo không cần đại bân nói chỉ nói chuyện một lúc thôi bọn em còn dẫn theo người mà nếu có đánh nhau thật thì bọn em cũng có người chuyện này tôi bỏ vốn trình khác nói bỏ đại bân ngẩn người sau đó thở dài lấy điện thoại ra gọi cho Tràng Khánh. Trình Khác không có ý định tiếp nhận đại nghiệp của Tam Ca, cũng không có ý định tiếp xúc quá gần với đám đàn em của Y, nhưng hắn biết những người này, đối với Giang Dư Đoạt, đều là một phần cảm giác an toàn, là chứng minh cho sự tồn tại, là một gốc trong cuộc sống bao năm như vậy của Y. Nếu như Giang Dư Đoạt trở về, Trình Khác hy vọng, nơi này vẫn giữ nguyên dáng dấp lúc trước. Trần Khánh, Đại Bân, đám đàn em, đám thùng rác Giang Dư Đoạt từng đến. Mà cách giải quyết này cũng là do mình đề xuất, nếu đã có hiệu quả, vậy cũng nên thu kết cục cho đàng hoàng. Thật ra có lẽ cũng chỉ vì muốn làm gì đó để phân tán lực chú ý, khôi phục cảm xúc quá mức của mình, mà những người này cũng có thể làm hắn cảm giác được sự tồn tại của Giang Dư Đoạt. Giờ này, quán rượu người cũng đã đông, vậy mà bên trong quán ba của trương đại tề khách lại rất ít, một nửa bàn trong sảnh đều là bàn trống, xem ra, bao cả quán vẫn có ảnh hưởng đến quán ba được, ai lại muốn đến quán ba còn phải lo lắng phập phỏm, chuyện làm ăn ở đây ít nhất cũng phải mấy tháng nữa mới khôi phục được. Trần Khánh ngồi bên trong góc một cái ghế dài, vắt chân. Lúc nhìn thấy Trình Khác đi tới, gã lập tức đứng lên, anh Khác. Trình Khác thật sự bội phục gã có thể chuyển cách xưng hô với mình như thần, đã vậy còn vĩnh viễn không có một xưng hô cố định. Thật ra anh không cần đến, Trần Khánh nói, Trương Đại Tề lần này chỉ là muốn chắc chắn sau này hai bên sẽ không gây phiền phức cho nhau dù sao tôi cũng rảnh, trình khác ngồi xuống. Bây giờ việc kinh doanh của lão cũng chán lắm, Trần Khánh nói, có lẽ cũng không muốn cố sống cố chết với chúng ta nữa. Trình khác chưa từng thấy Trương Đại Tề, có điều lúc người đi tới, hắn liếc mắt một cái đã chắc chắn người này chính là Trương Đại Tề. Đồng thời cũng nghĩ ra, chính là người của lão, ngay lúc Giang Dư Đoạt bất lực nhất, hoảng loạn nhất, đã chặn Giang Dư Đoạt lại phía sau cái quán ba này. Lão Tam đâu, Trương Đại Tề dẫn theo hai người, đi tới liền cao mày, cũng không ngồi xuống, giọng điệu không kiên nể gì, tao hẹn lão Tam, không phải bọn mày. Đây là anh khác của bọn tôi, Trần Khánh nói, nói với anh ấy cũng giống nhau. Lão Tam không đến thì không bàn nữa, Trương Đại Tề mặt lạnh quay người định đi. Tôi không đến, Lão Tam nói với ông cũng chỉ là đánh trắm, Trình Khác dựa vào ghế sofa nói một câu. Trương Đại Tề quay mặt lại cười lạnh một tiếng, tao biết mày à, mày cùng Lão Tam lăn lộn một trận, sao rồi, đoạt được quyền trâu bò đấy có điều dù đoạt quyền rồi cũng phải được tao biết tao chỉ biết lão tam tôi họ trình trình khác nhìn lão trình khác trương đại tề làm ra vẻ mặt mẹ nó bố mày quan tâm mày là thằng nào chỗ này của ông chắc là thuê đúng không trình khác cầm cốc qua nhấp một ngụm nước chanh ông về hỏi thử xem con đường này họ gì trương đại tề quay người sang tuy vẫn một mặt khó chịu nhưng cười lạnh trên mặt đã thu lại có ý gì Ông muốn mở quán rượu, không ai quản, Trình Khác nói, cũng không ai thu phí bảo hộ của ông, ông không gây sự, cũng sẽ chẳng ai ăn no rửng mở đi gây sự với ông cả. Tên đứng sau Trương Đại Tề đã gọi điện thoại xong, lại gần ghé vào tai lão nhỏ giọng nói gì đó, Trương Đại Tề hiếp mắt lại, nhìn Trình Khác. Chuyện này coi như xong ở đây đi, yên tĩnh, mọi người cũng dễ nói chuyện, Trình Khác đứng lên, quán ba này không muốn làm nữa, cũng chỉ là chuyện một câu nói thôi, ông chủ trương muốn thử cũng được. Nói xong, hắn ném cốc trong tay xuống đất, đi. Đi. Trần Khánh vung tay lên. Trình Khác đi tới phía trước hai bước, cùng Trương Đại Tề mặt đối mặt, trầm mặt vài giây sau, Trương Đại Tề nhường đường sang bên cạnh. Trình Khác đá văng cái cốc lăn đến bên chân, bước qua người lão ra băng ghế dài. Đi ra khỏi cửa quán ba, mấy người đều im lặng, đi theo sau Trình Khác, cũng không có ý định giải tán. Trình Khác đang định nói, thì nghe thấy tiếng Đại Bân mang theo giọng cười, đu. Tiếp theo đó là giọng một đứa đàn em khác, đu mà, đã quá. Ăn nói văn minh chút đi, Trình Khác cười, mất từ đâu đó ra một điếu thuốc. Anh Khác, Trần Khánh lấy bật lửa ra giúp hắn châm thuốc, anh được đấy. Làm màu mà còn thật hơn cả tam ca. Không cùng một phong cách, Đại Bân đứng bên cạnh nói. Hôm nay nếu là tam ca, Trần Khánh nói đến một nửa, ánh mắt đột nhiên tối sầm không nói tiếp nữa chỉ hạ giọng đổi đề tài nhưng mà sẽ có tác dụng à con đường này đúng là của ba anh thật nhưng người ta đi hỏi một cái là biết con mẹ luôn anh bị đá ra khỏi cửa hai chuyện khác nhau trinh khác nói kể cả tôi bị đuổi lên mặt trăng thật sự cúi đầu gọi cho ba tôi một cuộc điện thoại chuyện này cũng làm được trần khánh nở nụ cười đã quá đã quá mấy người cùng hôn một tiếng tôi phải về Mai còn bận cả ngày, Trình Khác nói. Được, Trần Khánh gật đầu, tôi với bọn nó đi ăn. Lúc Trình Khác quay người định đi, Trần Khánh liền bước hai bước tới, "Tích gia." "Hả?" Trình Khác nhìn gã. "Có tin tức gì không?" Trần Khánh hỏi. "Vẫn chưa có," Trình Khác nói. Trần Khánh không nói gì, thất vọng viết đầy trên mặt, nhìn có vẻ buồn bực. "Có tin gì tôi đảm bảo báo cho cậu đầu tiên," Trình Khác nói, ngẫm lại liền nói thêm một câu nếu cậu có tin gì cũng phải nói cho tôi biết. Ừ, Trần Khánh gật đầu. Trình Khác vỗ vai gã, quay người đi. Ngày đầu tiên Giang Dư đoạt bỏ trốn, muốn làm cậu ta. Trình Khác ngồi phía sau quầy ba, nghe Mễ Lạp Nhi kể tình hình mấy người hôm nay đến phỏng vấn. Đàn Dương cầm, cả hai đều là học sinh, em cũng không biết nghe lắm, cái này để anh nghe rồi đánh giá đi, Mễ Lạp Nhi nói, đều hẹn 10 giờ. Ừ, Trình Khác gật đầu, tôi cũng giả vờ nghe được. Hắn và Mễ Lạp Nhi cũng không tính là quen nhau thân, nhưng Mễ Lạp Nhi cho là quen, nói rất nhiều, không cần hắn hao tâm tổn sức nói. Nhân viên phục vụ các thứ thì anh không cần để ý, để em chọn là được, em có kinh nghiệm nhiều năm hành nghề nhân viên phục vụ, Mễ Lạp Nhi nói, nhân viên có thâm niên trong việc phục vụ nhà hàng theo chủ đề. Trình khác gật đầu, được. Biểu diễn vẽ tranh cát là ba người, Mễ Lạp Nhi nói, hẹn buổi chiều, chuyện này nhất định phải để anh. Ừ, trình khác nhìn, sắp xếp kín nhỉ. Nhanh chóng chuẩn bị xong còn có thể xem tình hình làm việc, nếu không ổn còn có thể thay người kịp thời, Mễ Lạp Nhi nói. Cảm ơn nhiều, trình khác nói, nếu không có em, anh cũng thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Không sao, em vừa mới nghỉ việc, muốn nghỉ ngơi một lúc, ngày nào cũng chẳng có việc gì làm, Mễ Lạp Nhi nói, có điều nếu là cửa hàng khác, em cũng chẳng làm không công đâu. Trình khác ngước nhìn cô, làm không công. Ừ, anh hứa hỏi em có muốn đến làm không, em bảo hiện giờ không muốn đi làm, kia mà có thể hỗ trợ miễn phí, Mễ Lạp Nhi cười nói, em chính là fan số một của anh mà. Trình khác kéo khóe miệng cười, không nói gì. Em còn đang nghĩ là lão Tam sẽ đến cùng anh chứ, Mễ Lạp Nhi nhìn ra ngoài cửa, cậu ấy không đến giúp à. Hôm khai trương em còn nhìn thấy cậu ấy mà. Trong lòng trình khác lại nhói đau, đi du lịch qua wow, ngưỡng mộ thật mễ lạp nhi nói cửa bị gõ vang giang dư đoạt ngồi bên cửa sổ trầm giọng hỏi ai nhóc tôi mang cơm tối cho cậu đây giọng bà chủ vang lên bên ngoài vẫn đặt trên bàn nhỉ giang dư đoạt không nói gì đứng dậy đi tới cạnh cửa hé cửa ra một khe dùng chân chống nhìn ra bên ngoài chỉ có một mình bà chủ đứng bên ngoài nhìn thấy y mở cửa bà chủ cười mau ăn đi chốc nữa lại nguội Giang Dư Đoạt mở cửa, nhận lấy khay bà chủ đưa tới, phía trên có hai đĩa rau xào, một bát canh nhỏ, ngoài bàn nhỏ cạnh cửa còn một bát tô cơm. Tôi lấy vào cho cậu, bà chủ cầm lấy bát cơm kia. Giang Dư Đoạt do dự vài giây, cầm khay quay người đi tới cạnh bàn trong phòng. Không sao, không sao cả, đã qua ba ngày, không có gì nguy hiểm. Không có nguy hiểm. Cậu cũng không ra khỏi cửa, bà chủ thở dài, đi theo để cơm lên bàn, không biết cậu đụng phải chuyện gì, người trẻ tuổi, vẫn cứ lên tinh thần thôi, không có gì là không qua được. Giang dư đoạt không nói gì. Sáng mai tôi vẫn 8 giờ đưa cơm đồ ăn sáng lên cho cậu chứ, bà chủ nói. Giang dư đoạt gật đầu. Nhìn bà chủ ra ngoài đóng cửa lại, y mới ngồi xuống bên bàn. Bà chủ hẳn là người tốt, Giang dư đoạt ở cái quán trọ nhỏ tồi tàn này được 3 ngày, giao tiền ăn cho bà, bà mỗi ngày đúng giờ mang ba bữa cơm tới tận cửa. Mỗi ngày sẽ nói vài câu với y giang dư đoạt cũng không muốn nói chuyện với bà chủ nhưng y cũng sẽ không ngăn bà chủ nói y biết âm thanh của bà chủ là tiếng động chân thực duy nhất trong cuộc sống của y ngoài ra âm thanh y nghe thấy cuối cùng là tiếng hít thở nhẹ nhàng của trình khác chân thực ôn nhu tiếng thở làm y cảm thấy ấm áp y kéo sát áo khoác của trình khác trên người có hơi nóng nơi này vẫn cứ mưa suốt mà nhiệt độ vẫn hơi cao so với cái áo khoác này có điều y vẫn luôn mặc lúc ngủ cũng không cởi ra. Trước khi ăn cơm, y đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chỉ cần mưa không ngớt, bọn họ sẽ vẫn luôn ở đó. Cậu có thể cho bọn họ thời hạn một tuần, tự nói với bản thân, bọn họ sẽ rời đi vào một lúc nào đó, mấy giờ mấy phút, lúc hừng đông, lúc tối trời, đều có thể. Giang dư đoạt nhìn chầm chầm bóng người dưới tàn cây. Ngày mưa kết thúc, bọn họ sẽ rời đi. Giang dư đoạt chưa từng thử phương pháp này, y biết, bản thân cự tuyệt các loại thử nghiệm. Đây là lần đầu tiên, trong thời gian dài như vậy y vẫn chưa thoát khỏi bọn họ, cũng là lần đầu tiên y vội vàng muốn thoát khỏi bọn họ đến vậy. Ngày thứ tư Giang Dư đoạt bỏ trốn, muốn làm chết cậu ta. Lúc thay các mèo, Trình Khác có hơi mất tập trung, các bị văng ra ngoài một ít. Tao ném mày qua nhà Trần Khánh thôi, hắn thở dài, hầu hạ mày đúng là đáng ghét mà. Miêu chậm rãi xoay người trên ghế sofa anh mày không biết bao giờ mới về, nói không chắc, còn không về nữa, Trình Khác quét sạch sẽ các mèo trên sàn, ngồi vào ghế sofa, tao cũng không thích động vật nhỏ lắm, tao cực kỳ không có lòng thương. Miêu nhảy lên lưng hắn, rồi nằm úp sấp lên vai hắn. Vẫn chẳng có tin tức của cậu ấy, Trình Khác lấy điện thoại di động mở ra, theo thói quen đầu tiên gọi cho Giang Dư Đoạt, nghe thấy số máy đã ngắt cuộc gọi, mày cảm thấy liệu cậu ấy có thể nào không đi xa, chỉ trốn ở xung quanh không? Trên cây ngoài cửa sổ, đã có thể thấy từng mảng chồi non xanh lục long lanh hơn cả ánh nắng. Trình khác đứng phía sau rèm cửa sổ, nhìn chầm chầm mọi chỗ khuất có thể giấu người một lần. Chẳng phát hiện được bất kỳ thứ gì. Miêu nằm trên bả vai hắn meo một tiếng. Cậu ấy không lo à, Trình khác nói, lúc cậu ấy không ở đây, có người tới tấn công tao. Miêu không hề trả lời hắn. Đúng đấy, không lo lắng sao? Chắc là không lo lắng. La Tỷ từng nói, Giang Dư Đoạt biết mình bị bệnh, trong tiềm thức cũng biết đâu là ảo giác, cho nên Giang Dư Đoạt biết hắn không gặp nguy hiểm. Có lẽ đối với Giang Dư Đoạt, nguy hiểm Trình Khác phải đối mặt cũng chỉ có y. Chỉ cần y đi rồi, Trình Khác sẽ an toàn. Điện thoại di động trên bàn vang lên một tiếng, Trình Khác đứng trước cửa sổ hồi lâu, rồi như chớp mà lao đến bên bàn cầm điện thoại lên. Alo, lúc nhận điện thoại, tiếng chung thứ hai còn chưa vang xong, hắn thậm chí còn không thấy rõ người gọi tới là ai. Anh có rảnh không, nghe thấy bên trong truyền đến giọng của ba, hắn mới sửng sốt vài giây, đưa điện thoại đến trước mắt nhìn. Trên màn hình đúng là số của ba. Hắn lấy lại bình tĩnh, cố giữ cảm xúc trong nháy mắt tuột dốc không phanh, tránh để giọng mình tụt xuống, ba à, có chuyện gì thế? Anh có thời gian thì ra ngoài tâm sự, ba nói. Hôm nay con, bận lắm, trình khác hơi do dự, Hai ngày nay việc trong cửa hàng còn chưa đi vào quỹ đạo Hắn ngày nào cũng phải qua Ở mãi tới lúc đóng cửa mới đi về Tôi ở ngay chỗ ngã ba Ba nói Chỗ này có quán cà phê Trình khác nhíu mày Hắn đã đoán được nguyên nhân ba tìm hắn Có lẽ là vì ghi âm của trình dịch Ba bảo hắn nghe xong thì liên hệ lại Nhưng hắn vẫn chưa từng liên lạc lại Hắn cũng không muốn đưa ghi âm cho ba Hắn không biết ông nghe xong sẽ dùng cách gì xử lý Nếu như xử lý không đúng sẽ càng làm mâu thuẫn giữa hắn và trình dịch trở nên gay gắt, hắn thật sự không muốn có một sợi tơ quan hệ nào với trình dịch nữa. Lại nói trạng thái của hắn bây giờ, căn bản cũng không thừa tinh lực để nói chuyện với cha. Hắn ngày nào cũng mất ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được một lúc, sáng sớm tỉnh dậy, thứ đầu tiên cảm nhận được lại là phiền muộn. Năm phút, bà nói. Hôm khác đi, trình khác bóp trán con hiện giờ. Tôi đã ở quán cà phê rồi, ba nói, anh định bảo tôi đi à? Trình khác nhíu mày không nói gì. Mất của anh 10 phút thôi, ba nói. Trình khác hơi do dự, còn chưa mở miệng, bà đã dập điện thoại. Hắn cầm điện thoại, sửng sốt một lúc rồi vẫn đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, từ lúc hắn trở thành một tên vô dụng đến giờ, ba dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Bên trong cứng trắng lại mang theo thỏa hiệp. Điều này làm trình khác giật mình có điều lúc đi vào quán cà phê nhìn thấy ba, vẻ mặt của ba hiển nhiên còn kinh ngạc hơn hắn nhiều lắm. Anh đi vác gạch đấy à?" Ba câu mày nhìn hắn từ trên xuống dưới, hay là đi lò than. Với thùng rác Trình Khác ngồi xuống, hắn biết bản thân giờ nhìn có hơi thảm. Anh bận bịu bên cửa hàng kia với Hứa Đinh, ba nhìn hắn hỏi một câu, bận đến như vậy. Trình Khác không nói gì, cũng không hỏi ba từ lúc nào đã biết đến chuyện này. Chuyện này không cần phải chủ đích điều tra lúc mấy đứa khai trương lão lý cũng đi tôi còn có thể không biết à ba nói thằng nhóc hứa đinh này chính là muốn để tôi biết trình khác vẫn im lặng hắn cũng không nghĩ tới hứa đinh mời cả lý tổng là vì điều này bây giờ không ai điều tra anh tôi cũng bảo tiểu dịch không được điều tra anh nữa ba nói anh lớn như vậy tôi mới là lần đầu nghe anh đe dọa người ta Còn đe dọa ai trình khác cau mày ba cười không nói gì Trình khác nhớ lại một chút những chuyện hôm đó Lúc đang nói đến chuyện trình dịch điều tra hắn Hắn liền nói một câu Nếu như hắn điều tra bạn gái trình dịch gì đó Câu nói này vào tai cha hẳn là thành đe dọa đi Trình khác thở dài Không biết có phải ở cùng với Giang Dư Đoạt lâu quá rồi không Nhiễm luôn thẳng thắn của y Cúc mẹ mày đi Giang Dư Đoạt Chuyện tiểu dịch Ba nói vào đề tài chính Anh có gì muốn nói với tôi không Ba cần con nói gì Trình khác nói, con chỉ thấy, bà với nó mới cần nói chuyện cho rõ ràng. Nói chuyện gì? Tôi và nó ngày nào chả gặp nhau, tối còn ăn cơm cùng nhau, còn có nhu cầu nói chuyện gì, bà nói. Bỏ đi, trình khác cúi đầu nhấp một ngụm nước chanh. Anh nói gì đi, hai cha con ta lâu rồi chưa trò chuyện, bà nói. Ba, trình khác nhìn ông, thật ra hai ta xưa nay cũng đâu có trò chuyện gì. Ba mặt không thay đổi nhìn chăm chú hắn hồi lâu, tôi phát hiện anh thay đổi không ít hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy anh có lẽ không định về nhà thật. Trình khác đặt cốc xuống, đây có lẽ là nguyên nhân hắn nghe thấy bên trong giọng nói của cha có thỏa hiệp. Anh thấy thế nào mới là trò chuyện, ba hỏi, hoặc là, cần trò chuyện gì? Bây giờ tôi muốn nói chuyện với anh, còn phải xin anh à? Sao, cảm thấy tôi không biết cách nói chuyện? Ba trên phương diện làm ăn vẫn luôn cứng trắng, hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, cũng lâu lắm rồi, đối nội đối ngoại đều là cùng một trạng thái cho dù đến tận bây giờ ông cảm thấy được có vài việc đã thay đổi thái độ vẫn cứ sắc bén như vậy muộn rồi tại sao con lại cảm thấy ba bất công tại sao con cảm thấy trong mắt ba không còn gì cả trình khác nói tại sao trình dịch cũng cảm thấy ba bất công tại sao nó cũng sẽ cảm thấy nó còn lâu mới có thể làm ba hài lòng phải đuổi con ra khỏi nhà đánh đến không dậy nổi nữa mới yên tâm bây giờ mới nói quá muộn rồi Ba nhìn hắn, trầm mặt một lúc, cạnh tranh ở đâu cũng có. Đây không phải là cạnh tranh, trình khác nén giọng, nhưng vẫn không thể khống chế được cảm xúc bất ổn mấy ngày nay. Hắn nhìn ba chầm chầm, đây là chém giết. Ba chầm ngồi chiến đấu giữa con và trình dịch, con không muốn tham gia, con chính là đồ bỏ đi, nhưng nó lại vẫn muốn đấu, ở trong lòng ba cũng vĩnh viễn không thể nào thắng được. Ba nhíu mày. Nó hy vọng con chưa từng được sinh ra, trình khác nói, con hy vọng cả đời này không có một chút quan hệ nào với nó nữa, đây là thứ ba muốn sao, cạnh tranh. Ba nhìn hắn, trong ánh mắt có bất mãn, còn có nghi hoặc. Con thật sự sẽ không về nhà nữa? Trình Khác nói, con hiện giờ rất thoải mái. Với thằng bạn trai kia của anh, giọng ba đột nhiên lạnh đi, ở cùng một thằng như vậy là phản kháng của anh hay là lựa chọn của anh? Con xưa nay chưa từng phản kháng, Trình Khác cười. Ba nói anh với cái thằng Giang Dư đoạt kia, là nghiêm túc à? Cuối tuần trước ba hỏi con, nói không chừng con còn không dám chắc chắn như vậy, Trình Khác nói, hiện giờ ba hỏi, con có thể trả lời một câu, con nghiêm túc. Anh có nghĩ tới thằng đó là người bệnh tâm thần có khuynh hướng bạo lực hay không? Nói khó nghe chính là người điên vì võ, ba nói, anh có biết anh tự đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào không? Hiện giờ con chẳng nguy hiểm chút nào, Trình Khác nghe thấy Giang Dư Đoạt liền đột nhiên thấy ngực khó chịu, cậu ấy đi rồi. Ba ngẩn người. Cứ như vậy đi, ba Trình Khác đứng lên, con không có tâm trạng hàng huyên gì nữa, con còn phải qua cửa hàng, mấy hôm nay thật sự bận lắm. Đưa cái USB kia cho tôi, ba nói. Ba muốn nghe thật à, Trình Khác nói, nếu như ba không thể bảo đảm thất vọng với con đến cùng thì đừng nghe, bất kỳ áp lực nào ba tạo cho Trình Dịch đều sẽ trở thành động lực để nó không buông tha con con không có hứng thú với kiểu chém dết không ngừng này. Trình khác sờ túi, lấy ra một gói giấy ăn, rút một tờ ra, vẫy trên không trung hai lần, sau đó bỏ lại trước mặt ba, đây là cờ hàng của con. Không chờ ba mở miệng lại nữa, hắn quay người đi ra khỏi quán cà phé. Hôm nay tôi mua ít quýt, bà chủ đứng ngoài cửa, cho các cậu mỗi phòng mấy quả, ăn thử đi, ngọt lắm. Từ Giang Dư Đoạt lấy thức ăn vào phòng. Bà chủ đi theo, Bỏ bốn quả quýt lên bàn, nhóc này, đừng chê tôi đáng ghét, dứa trẻ như cậu tôi thấy nhiều rồi. Giang dư đoạt nhìn bà một cái, không nói gì. Thất tình đúng không? Nếu không cũng là chán ghét công việc, bà chủ nói, mâu thuẫn với gia đình, người trẻ tuổi, cũng chỉ có mấy chuyện tầm thường này. Giang dư đoạt kéo khóe miệng, cầm một quả quyết tới chậm rãi bóc vỏ. Không có gì là không qua được, thời gian là liều thuốc tốt nhất, bà chủ nói, mấu chốt là cậu phải lên tinh thần tùm giang dư đoạt gật đầu cho qua hôm nay trời quang mây tạnh bà chủ nói ra ngoài chút đi đừng cứ suốt ngày ngọc trong phòng không bệnh cũng nghẹn ra bệnh ít nhất cũng kéo rèm cửa ra cho sáng phòng chút cậu cũng thoải mái hơn bà chủ đi qua định kéo hộ rèm ra giang dư đoạt ngẩng đầu lên đừng nhúc nhích bà chủ ngừng lại quay đầu nhìn y trên mặt dưới vẻ giật mình còn mang theo nỗi sợ mơ hồ Tôi muốn đi ngủ, Giang Dư Đoạt biết giọng điệu mình cũng không quá thân thiện, liền tìm một lý do cho mình. Vậy cậu, ngủ đi, bà chủ sững sờ tại chỗ mấy giây, rồi quay người ra khỏi phòng. Giang Dư Đoạt tiếp tục bóc quyết. Ăn xong một quả quyết, y mới đứng lên, đi tới bên cửa sổ, từ khe rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Không mưa, ánh nắng chói chang. Tầm mắt y đảo qua góc. Bóng tối trước đây đã được ánh nắng lấp đầy, có hơi chói mắt mà người vẫn luôn đứng trong bóng tối, đã rời đi. Giang dư đoạt hiếp mắt lại. Bọn họ đi rồi. Giang dư đoạt ăn sạch bữa trưa bà chủ mang tới, lại bóc thêm một quả quyết, rồi mở cửa phòng ra. Đây là ngày đầu tiên trong mấy ngày, y bước ra khỏi căn phòng này. Trong hành lang có hơi tối, bầu không khí xa lạ. Lúc đóng cửa, cửa phòng đối diện mở ra, một chị gái thò đầu ra nhìn y, à, phòng này còn thật sự có người ở. Giang dư đoạt không nói gì, nhìn cô. Giờ cậu ra ngoài mặc như này không được đâu, chị gái còn nói, hôm nay trời ấm lên rồi, cậu mặc như này chốc nữa toát mồ hôi cả người cho xem. Giang dư đoạt cởi áo khoác trình khác ra, khoác lên cánh tay, rồi quay người đi. Ai, người này có khi là người câm, phía sau còn truyền tới tiếng bà chị kia đè giọng, có lẽ là đang nói chuyện với người trong phòng. Bà chủ ở quầy lễ tân cũ nát dưới tầng 1, lúc nhìn thấy y rất giật mình, nhưng không nói gì. Giang dư đoạt do dự mấy giây, quay đầu nhìn bà, quyết ngọt lắm. À, đúng không, bà chủ nở nụ cười, chỗ tôi còn có, chốc nữa cậu về tôi đưa cho cậu thêm mấy quả. Giang dư đoạt gật đầu, đi ra khỏi nhà trọ. Nơi này, mặt trời không bình thường lắm, cho dù vẫn đang là mùa xuân, vừa hơi hơi đề xuống, ánh nắng đã lập tức trở nên chói mắt, Giang dư đoạt lấy kính trăm ra đeo lên. Y đi tới bên kia đường, xoay người lại. Từ chỗ này có thể nhìn thấy cửa sổ trước căn phòng y ở. Nhìn từ bên ngoài, mặt trước đóng phòng trọ này trông càng cũ nát, đèn bên cạnh cũng đã cháy, chỉ còn để trưng. Mấy năm trước y từng tới nơi này. Y muốn tới xem thử nơi con chó con kia tự sát. Nơi này, mấy năm trước chính là dáng vẻ bây giờ, hiện giờ nhìn lại, vẫn mang dáng dấp năm xưa, cho người ta cảm giác ngay từ đầu đã rách nát như vậy, một năm hai năm, trước đây hay sau này, cũng sẽ không mới mẻ hơn so với hiện tại, càng chưa hề cũ kỹ hơn hiện tại. Phản phất như động lại ở một thời điểm nào đó, chẳng bao giờ tiến thêm được một bước. Giang dư đoạt nhìn chầm chầm cửa sổ, nhìn rất lâu. Bà chủ đã đổi người, nhưng bà vẫn chưa nói cho y biết trong căn phòng kia từng có người chết. Lúc y chỉ định ở căn phòng kia, bà chủ cũng không giật mình. Giang dư đoạt nhìn ra được, bà không có ý định che giấu gì, e rằng căn bản cũng không biết, e rằng bởi vì không thèm để ý, mà căn bản không nhớ nữa một người cứ như vậy mà biến mất không còn một chút dấu vết nào nữa ngay cả chính y cũng đã không nhớ rõ tên con chó con kia giang dư đoạt hút xong một điếu thuốc thuận theo con đường này đi thẳng đến đầu phố mới nhìn thấy có một tiệm tạp hóa trên quầy có đặt máy điện thoại bàn thật ra y cũng không cần lại dùng máy bàn gọi điện nữa thế nhưng hiện giờ y không có điện thoại di động điện thoại để ở nhà không biết trình khác phát hiện ra sẽ nghĩ thế nào. Y cao mày nhẹ lắc đầu, đi vào trong tiệm, gọi vào số điện thoại phòng làm việc của La Tỷ. Xin chào, bên kia truyền đến tiếng La Tỷ. La Tỷ, là tôi, Giang Dư Đoạt nhỏ giọng nói. Tiểu Giang, trong giọng La Tỷ mang theo chút bất ngờ, tôi rốt cuộc cũng đợi được điện thoại của cậu. Trình khác có từng liên lạc với chị không? Giang Dư Đoạt hỏi. Có, từng liên lạc, cậu ấy lo cho cậu lắm, La Tỷ nói. Tôi cần bảo mật, Giang Dư Đoạt nói, không được tiết lộ với bất cứ ai tôi ở đâu. La Tỷ dừng lại một chút, "Được." "Chỉ phải bảo đảm," Giang Dư Đoạt nói. "Bảo đảm," La Tỷ trả lời. Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn ông chủ đang đứng hút thuốc, thả nhẹ giọng, "Tôi muốn nhập viện điều trị." "Cậu ấy ở đâu? Ngay cả ở thành phố nào cũng không nói cho tôi biết được sao?" Trình Khác đứng phía trước cửa sổ tầng 3, thời gian này chỉ có tầng 3 mới không có khách, hắn đè nén giọng lo lắng hỏi cậu ấy rời khỏi bản địa rồi hay vẫn chưa tôi cũng không thể biết à tôi phải giữ bảo mật cho bệnh nhân la tỷ nói tôi chỉ có thể nói với cậu hiện giờ trạng thái của cậu ấy trên cơ bản vẫn ổn định cậu không cần quá lo lắng vậy cậu ấy còn trở về không bao lâu nữa mới về trình khát cắn môi chuyện này tôi cũng không chắc chắn được cũng không thể nói với cậu la tỷ rất ôn hòa tiểu trình cậu hiểu cho tôi giao lưu giữa chúng ta về tiểu giang là tiến hành dưới điều kiện cậu ấy phải cho phép. Cho nên hiện giờ là vì cậu ấy không cho phép, phải không? Trình khác nhanh chóng tìm được mấu chốt. Cậu ấy yêu cầu bảo mật tất cả tình huống liên quan, La Tỷ nói. Sao cậu ấy không bảo chị nói với tôi cứ thế cút luôn đi chứ? Trình khác không thể nào hình dung nỗi lo lắng của bản thân. Tiểu Trình, cậu bình tĩnh một chút, giọng La Tỷ vẫn ôn hòa như cũ. Cậu ấy là người bệnh, cậu không thể ép buộc lý trí cậu ấy làm theo cách tư duy của chúng ta để suy nghĩ mọi chuyện được, dưới cái nhìn của cậu ấy, làm như vậy là để bảo vệ cậu. Tôi biết, trình khắc hít sâu một hơi, thật ra cậu ấy như vậy đã tỉnh táo lắm rồi, tôi chỉ là. Tôi cho rằng, đối với cậu ấy, cậu rất quan trọng, la tỉ cười, mọi thay đổi trong quyết định của cậu ấy đều là vì cậu. Sau khi cúp điện thoại, Trinh Khác đứng ngẩn người nửa giờ trước cửa sổ. La Tỷ đầu tiên nói cho hắn biết, Giang Dư Đoạt có liên lạc, mà đây cũng là thông tin duy nhất cô có thể để trình khác biết. Giang Dư Đoạt ở đâu, định thế nào, sẽ thế nào, mọi thứ, hắn đều không thể biết. Chuyện hắn có thể làm, chỉ có chờ. Chờ một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, ba năm, năm năm. Anh không chờ được thì cứ đi đi. Không sao cả. Câu nói Giang Dư Đoạt viết trên vỏ thuốc lá, đột nhiên làm hắn khủng hoảng trong giây lát này, hắn liền cảm nhận được bất an của Giang Dư Đoạt. Cúc mẹ mày đi. Hắn quay người lại, rời khỏi cửa sổ. Cúc mẹ mày đi Giang Dư Đoạt. Trình khác đi tới trước bàn vẽ tranh cát, tay trái tiện tay nắm một ít hạt cát, rải lên. Hắn cần làm gì đó để phân tán một chút lực chú ý, hoặc là nói, hắn cần chuyên tâm làm gì đó để có thể khôi phục suy nghĩ bình thường. Hắn tin tưởng quyết tâm của Giang Dư Đoạt, Hắn tin Giang Dư Đoạt sẽ dốc toàn lực ứng phó mà phối hợp. Hắn tin Giang Dư Đoạt sẽ trở về trong kỳ hạn giả định. Trình Khác sẽ biến mất. Hắn có thể cảm giác được gấp rút của Giang Dư Đoạt ở chuyện này. Nhưng tại sao Y lại muốn bảo mật? Bảo cái mẹ gì mật? Trình Khác còn có thể làm lỡ điều trị của cậu à? Hay là sợ Trình Khác biết được độ khó điều trị của cậu rồi sẽ chạy? Rốt cuộc là mẹ nó điều gì làm cho cậu có ảo giác như vậy? Trình khác hiện giờ sẽ bắt đầu chờ cậu. Chờ cậu về. Lãnh lấy cái chết. Có người bên cạnh hắn giọng. Trình khác đột nhiên tỉnh táo lại từ bên trong phẫn nộ, nhìn thấy Mễ Lạp Nhi đang đứng một bên lúng túng. Là, Mễ Lạp Nhi nhìn lướt qua bàn vẽ tranh cát, tầm mắt quét rất nhanh liền tránh đi, chỉ về phía cầu thang bên kia, có một người khách, muốn bàn bạc với anh về việc tổ chức một buổi tụ họp của những người thích vẽ tranh cát ở đây. Từ, Trình khác liếc nhìn bàn, sau khi ngẩn người, là đột nhiên ngại ngùng, mà cũng chỉ có thể tỏ vẻ không có gì. Nhìn hai hình người đang bày ra tư thế đáng xấu hổ trên bàn, anh đang luyện tập một chút. À, Mễ Lạp Nhi nhanh chóng gật đầu, dùng tay trái luyện, nghệ thuật, cũng rất tuyệt. Mễ Lạp Nhi xuống tầng trước, trình khác xóa sạch hình ảnh đáng xấu hổ trên bàn vẽ tranh cát. May mà hắn không quen dùng tay trái, vẽ cũng hơi trừu tượng, nếu là tay phải. Hắn vào phòng vệ sinh tầng 3 rửa mặt, sửa sang lại tâm trạng, rồi đi xuống tầng. Mễ Lạp Nhi cùng lễ tân tuệ tuệ mới tới đã bàn bạc với người khách gần xong, chỉ chừa lại một vài chi tiết cần hắn xác nhận. Trình khác xác nhận xong, người khách giao tiền dự chi rồi rời đi, hắn liền ngồi bên bàn, nghe Mễ Lạp Nhi và tuệ tuệ quyết định những việc cần chuẩn bị xong liền bắt đầu bàn luận chuyện ủ rượu. Chúng ta phải ủ rượu à, Trình khác hỏi một câu. Anh hứa bảo có thể làm một ít, có thể tặng cho khách quen, rượu vang, rượu trái cây tự cất gì đó, Mễ Lạp Nhi nói, hay lắm, nếu khách muốn tự ủ rượu cũng có thể để họ đặt ở đây, lúc nào đến là uống được. Ừ, Trình Khác gật đầu. Trầm mặt một lúc, Mễ Lạp Nhi không biết mấy, chủ yếu là tuệ tuệ bắt tay làm, nghe lời cô nàng, có vẻ sở thích chính là ủ rượu. Chuyện này, Trình Khác do dự vài giây rồi mở miệng, tuệ tuệ. Chuyện gì vậy anh Trình, tuệ tuệ nhìn hắn. Em, đã từng ủ rượu dâu tay chưa? Trình khác hỏi. Ủ rồi, Gần như mọi nguyên liệu có thể dùng ủ rượu em đều dùng rồi Tuệ tuệ quay đầu bạn với mễ lạp nhi À, thêm cả rượu dâu tây đi Em dạy anh qua được không? Trình khác nói, anh muốn thử xem Anh muốn chơi hay là muốn uống? Tuệ tuệ nói, nếu muốn uống thì cứ để em ủ cho là được Không thì còn phải tự mua lọ các thứ, mất công Anh muốn làm mang đi tặng, Trình khác nói Tặng cho tên khốn kiếp không biết đến bao giờ mới có thể trở về Ngày thứ 8 Giang Dư đoạt bỏ trốn, muốn dùng đủ các loại tư thế dằn vặt cậu ta. Trình Khác ngồi chồm hổng trên mặt đất, mặt đối mặt với Miêu mà nhìn đống đồ trước mặt. Một rổ dâu tây, một túi đường phèn, một lọ dùng để ủ rượu, một lọ dùng để đựng rượu, còn có mấy túi men ủ rượu trái cây. Dâu tây và đường phèn là hắn vừa mua ở siêu thị, men là tuệ tuệ cho hắn, bình ủ rượu mua trên mạng, lọ đựng rượu sau khi ủ xong là nhờ hứa đinh mua hộ từ một người bạn chơi thủy tinh tạo hình cực kỳ đơn giản, tròn tròn trong veo. Hôm nay đồ đã có đủ, có thể bắt tay vào làm. Rửa dâu tây, lấy cuốn, sau đó để khô, Trình Khác nhìn phương pháp ủ rượu tuệ tuệ viết cho hắn trong di động, tao sống đến giờ, ngoại trừ vừa học được nấu mì ăn liền với trứng thì chưa từng làm mấy thứ này, lại còn là chuyện cao siêu như ủ rượu. Hắn cầm lấy dâu tay, nhặt một quả, đưa tới bên miệng Miêu, ăn không? Miêu lại gần ngửi ngửi nửa buổi, sau đó duỗi móng ra đỡ dâu tay bắt đầu gặm, gặm còn rất tập trung, mắt cũng híp lại, trên cầm trên ria toàn là nước. Mèo còn dâu tay cơ à, trình khác có hơi giật mình, anh mày có biết mày tham ăn thế không đấy? Miêu không thèm để ý tới hắn, tiếp tục gặm. Mà trình khác cũng không có hứng thú nói tiếp, một người nói chuyện với một con mèo về chủ nhân của nó, chỉ làm hắn cảm thấy cô quạng, nhất là khi con mèo này còn không thèm đáp lại, chỉ mãi ăn nếu hắn như con miêu thì tốt rồi, giờ cậu không ở đây, không ở thì thôi, lúc cậu trở về tôi dùng đuôi quấn quấn chân cậu, nếu cậu không về, tôi liền ăn dâu tay người khác cho. Dâu tay rửa sạch phơi khô xong, mất thời gian rõ lâu, tay trái hắn vốn đã không linh hoạt, rửa thì thôi, còn phải bỏ cuốn, ăn cả cuốn trúng độc được chắc. Cuối cùng, mỗi cái cuốn dâu đều là hắn dùng răng cắn xuống. Trình khác làm theo phương pháp ủ rượu đã viết, bỏ dâu tay đã cắn xong vào trong bình ủ rượu, 10 cân dâu tây, hai cân đường, rầm rầm đổ vào, men thì dùng nước đường nóng hòa tan. Sau đó là đến bóp nát dâu tây. Hắn đeo găng tay vào, thò tay vào bình bắt đầu bóp. Bên ngoài cửa sổ nhà bếp có một mảnh đất trống nhỏ, ba tuổi rưỡi đang đạp xe đạp vòng quanh, trong miệng không biết đang hát gì. Trình khác nhìn mà ngẩn người. Hắn cũng không thích trẻ con, có điều ba tuổi rưỡi trông cực kỳ đáng yêu, không làm người khác thấy phiền, chủ yếu là Giang Dư Đoạt hay nhắc tới thằng nhóc này. Vì thế ba tuổi rưỡi theo một ý nghĩa nào đó lại liên quan đến Giang Dư Đoạt. Dâu tây đã bóp nát xong, Trình Khác bỏ lò vào bên cạnh máy sưởi, vậy coi như là xong. Việc phải làm tiếp theo chính là chờ đợi. Chờ rượu dâu tây ủ xong. Chờ người uống rượu dâu tây trở về. Ánh nắng rất đẹp, Giang Dư Đoạt ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, mắt có hơi không mở ra được. Gần đây thế nào rồi, La Tỷ ngồi đối diện bên kia bàn rất ổn, Giang Dư Đoạt nói, ngủ cũng được, hôm qua không uống thuốc cũng ngủ được. Đây là nhạc cậu muốn nghe, La Tỷ đặt một cái MP3 lên bàn, tôi đều lưu vào đây rồi, nghe chán rồi tôi đổi cho cậu. Từng Giang Dư Đoạt gật đầu, cầm tới, bỏ tai nghe vào tai lắng nghe. Thuốc lá tôi không mua, lần sau đến sẽ mang cho cậu. La Tỷ nói, bác sĩ Lý bảo cậu hút ít đi phải không? ừ giang dư đoạt duỗi bốn ngón tay ra tôi đồng ý với ông ấy một ngày chỉ hút bốn điếu kiên trì được không la tỷ hỏi được giang dư đoạt nói chuyện này cũng không có gì chị đi cùng tôi ra ngoài sân một lúc đi được la tỷ đứng lên đi vào trong sân giang dư đoạt cảm nhận rõ ràng bản thân được thả lỏng bệnh viện dù là loại bệnh viện gì kể cả bệnh viện không hề giống bệnh viện như ở đây đều sẽ làm y sợ y chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ chủ động yêu cầu vào đây mãi cho tới hôm nay y mới có thể không dựa vào thuốc mà miễn cưỡng ép mình ngủ hai buổi tối đầu tiên y thậm chí còn ngồi trong góc phòng vượt qua cả một đêm bác sĩ lý đã nói chuyện với y về nỗi sợ hãi đối với bệnh viện y có rất nhiều thứ không muốn nghĩ tới thế nhưng một đoạn ký ức y nhớ rõ ràng rồi rốt cuộc lại bị cưỡng ép xóa đi y lại không thể không đối mặt y lựa chọn nằm viện lựa chọn xé rách vết thương lựa chọn tự nói với mình đó là ký ức sẽ đi theo cả đời như hình với bóng y phải gánh chịu nỗi thống khổ hiện giờ ngay cả một giây cũng không ngừng lại buổi tối hôm đó sau khi nói chuyện xong y cả đêm đều qua lại giữa tỉnh táo và ảo giác không nhận rõ được đâu là mộng cảnh đâu là hiện thực hình ảnh chân thực đến mức hơi thở cũng khó khăn y nằm trong một căn phòng sáng sủa có âm thanh hỗn độn có bóng người lay động y cố hết sức quay đầu lại có thể nhìn thấy bên trong tấm màn chưa bao giờ kéo, một cái giường khác. Rất nhiều máu. Bác sĩ Lý nói cho y biết, đó là một người cảnh sát. Y đã không nhớ rõ mặt người kia trông thế nào, dáng dấp ra sao, cao bao nhiêu, béo hay gầy, tên là gì, thậm chí đã không nhớ rõ giọng nói khi người nọ hô lên câu gian dư đoạt kia. Nhưng y nhớ được máu, nhớ được nhiệt độ thân thể che chở phía trên người y. Còn có tiếng kéo dài, tích. Y cảm nhận được rõ ràng, bởi vì y mà một sinh mệnh không thể nào giữ lại được, từng chút từng chút trời đi. Ánh đèn sáng ngời cũng không thể nào làm tản đi mùi nước khử trùng, bóng người lay động bên trong màu trắng đầy mắt, tiếng vang, tích tích của máy móc, tất cả những thứ này đều bởi vì y mà liên quan tới cái chết, cũng lại trở thành mối liên hệ duy nhất. Y sợ điều này, càng sợ sệt sẽ có thêm một người như vậy. Thời kỳ sau đó, từng ngày y đều quen thuộc, từng người rồi từng người rời đi, biến mất, không xuất hiện lại nữa cũng sẽ làm y bất an, làm y sợ hãi. Từ lúc Trình Khác bắt đầu chậm rãi trở thành một phần cố hữu trong cuộc sống của y, y bắt đầu căng thẳng lại một lần nữa, biến mất có lẽ sẽ không tránh được, mà đến khi ý thức được bản thân có thể làm Trình Khác thật sự biến mất, nỗi bất an đã đạt đến đỉnh điểm. Trình Khác cách xa y mới có thể an toàn, mới sẽ không biến mất, mà Trình Khác cách xa y cũng sẽ chẳng có dấu vết để bám theo. Gần đây, Giang Dư Đoạt cùng La Tỷ đi chậm rãi theo con đường nhỏ trong sân, y chăm một điếu thuốc, tự đếm trong lòng, là điếu thứ ba của hôm nay, trình khác, có liên lạc với chị không? Không, La Tỷ nói, hôm đó nói chuyện với cậu ấy xong, cậu ấy cũng không liên lạc lại với tôi nữa. Chị có nói cho anh ấy biết không? Giang Dư Đoạt hỏi. Nói cho cậu ấy biết gì? La Tỷ vỗ nhẹ nhàng lên lưng y, nói cho cậu ấy biết cậu ở đâu à? Hay là nói cho cậu ấy biết? tôi không thể kể tình hình của cậu không thể kể giang dư đoạt nói nói với cậu ấy rồi la tỷ gật đầu lúc nghe thấy câu này giang dư đoạt đột nhiên hơi thất vọng mà ngừng một lúc lại thở phào nhẹ nhõm cho nên nếu anh ấy muốn tìm tôi cũng không biết phải đi đâu tìm phải không đúng la tỷ cười cậu ấy vì lo lắng cho cậu nên lúc tôi nói không thể kể cho cậu ấy cậu ấy có hơi không vui giang dư đoạt giật khóe miệng Tôi không muốn để anh ấy nhìn thấy, y nhíu mày, cũng không muốn để anh ấy biết tôi điều trị thế nào. Ừm, La Tỷ gật đầu. Anh ấy chỉ biết tôi có vấn đề về tinh thần, Giang dư đoạt cắn môi, nhưng nhìn thấy tôi ở bệnh viện tâm thần rồi, cảm giác sẽ không giống như vậy nữa. Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, La Tỷ cười. Tôi không muốn anh ấy có cảm thụ trực tiếp, Giang dư đoạt nói rất nhẹ, sẽ làm anh ấy sợ mà chạy mất. Cậu ấy cũng chưa chắc sẽ không có cảm thụ trực tiếp, La Tỷ nói, cậu cũng không phải lúc nào cũng che giấu được, phải không? Chị nói, Giang Dư Đoạt quay đầu, lúc tôi trở về, anh ấy có thể nào đã đi rồi không? Sao cậu lại cảm thấy như vậy? La Tỷ hỏi. Tôi bảo anh ấy không chờ được thì cứ đi, Giang Dư Đoạt nhíu mày, cúi đầu nhìn hòn sỏi trên mặt đường, một hòn lại một hòn, lần đầu tiên thấy hòn đó, chớp chớp con ngươi, lại không tìm được nữa, anh ấy là đại thiếu gia, vẫn luôn rất, anh ấy cực kỳ tốt với tôi thế nhưng chuyện như này. Tiểu Giang, La Tỷ ngắt lời, trước đó cậu ấy có nói với tôi một cậu, bảo tôi lúc nào thích hợp thì chuyển lời cho cậu. Nói gì, Giang Dư Đoạt có hơi vội vàng, nhìn chầm chầm cô. Tiểu Trình nói, cậu ấy không đi đâu cả, La Tỷ nói. Anh ấy không đi đâu cả, Giang Dư Đoạt nhẹ giọng lặp lại một lần. Ừ, La Tỷ gật đầu. Giang Dư Đoạt mãi lâu cũng không nói gì, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói này, y có thể tưởng tượng được vẻ mặt và giọng điệu của Trình Khác lúc nói ra câu này. Tôi không đi đâu cả. Nếu như không phải nói với La tỷ, anh ấy hẳn sẽ nói, tôi mẹ nó không đi đâu cả. Giang Dư Đoạt cười. Đây là lần đầu tiên y muốn cười từ lúc lặng lẽ bỏ chạy, không phải cưỡng ép kéo khóe miệng, không phải nụ cười cố sống cố chết, lúc nghĩ tới giọng điệu của Trình Khác, y cứ tự nhiên theo bản năng mà nở nụ cười. Mà nước mắt cũng lăn xuống theo. Y nhanh chóng quay đầu đi, tay rất nhanh gạt qua mắt. Lúc không cần nước mắt, y có thể khôi phục lại tâm trạng trong vòng mấy giây. Kiểu kỹ năng bắt nguồn từ thống khổ này, y còn có rất nhiều, cũng giống như chính nỗi thống khổ đã khảm sâu vào tính mạng y. Lúc quay đầu lại, y biết mình đã không còn nước mắt, nhưng lại không nhịn được câu nói này. Tôi nhớ anh ấy lắm, Giang Dư Đoạt nhẹ giọng nói, đặc biệt đặc biệt nhớ anh ấy. Tôi biết, tôi biết mà, La Tỷ nói dịu dàng. Câu này có muốn tôi nói với cậu ấy không? Không, Giang Dư Đoạt ngước mắt lên, kiên quyết từ chối, tôi không muốn để anh ấy thấy tôi đáng thương, cũng không muốn làm anh ấy đau lòng vì tôi. Được, La Tỷ gật đầu. Ngày thứ 20 Giang Dư Đoạt bỏ chạy, muốn dùng một vài thứ đáng xấu hổ với cậu ta. Trình Khác ngồi ở căn phòng nhỏ trên tầng 3, ngoảnh mặt về phía cửa sổ, hôm nay khách rất đông, buổi chiều có biểu diễn vẽ tranh cát, đến lúc đó có lẽ tầng 3 cũng ngồi kín hắn ông nô tê bốc, tay trái gõ gõ trên bàn phím, gõ nửa buổi mới nhớ ra, giờ mình là người có tay phải. Thói quen thật sự là thứ thần kỳ, chỉ đeo thạch cao, lại có thể làm hắn quên đi sự tồn tại của tay phải. Cứ như vậy, hắn liếc nhìn lịch, cũng chẳng cách bản thân hiện tại dù làm thế nào cũng vẫn chưa quen được cô độc khi không có gian dư đoạt bên người. Có lẽ là, thời gian chờ đợi còn chưa đủ dài. Xem xong tổng kết tháng này của tuệ tuệ, Hắn thêm vào ý kiến của mình ở phần ý kiến nâng cao, sau đó đóng bản tổng kết lại, mở một văn bản khác ra. Phía trên là toàn bộ các bệnh viện tâm thần trên toàn quốc, tên gọi, địa chỉ cùng với tình huống khái quát. La tỷ không thể nói cho hắn biết Giang Dư Đoạt ở nơi nào, chuyện này thật ra nói rõ, Giang Dư Đoạt không ở cùng cô, hơn nữa Giang Dư Đoạt làm ra quyết định như vậy, chắc chắn không chỉ đơn giản là lại tìm đến La tỷ, mà La tỷ cũng đã nói Trước đây Giang Dư Đoạt đã trải qua rất nhiều điều trị, đến nỗi y vẫn luôn chống cự mà cũng ứng phó được rất nhiều phương thức điều trị. Trình Khác cảm thấy Giang Dư Đoạt chắc chắn từng trải qua việc nhập viện điều trị, hơn nữa, lần này y lựa chọn quay lại bệnh viện. Cho nên, mục tiêu của hắn thật ra chỉ cần xác định được thành phố La Tỷ ở là được, Giang Dư Đoạt từ sau khi được giải cứu ra cũng chỉ ở chỗ đó, mà nơi này cũng có nhiều bệnh viện tương đối ổn hắn sở dĩ có thể kiểm tra từng bệnh viện một lần chính là vì đang dết thời gian hắn cần vào những lúc rảnh rỗi trong lúc tâm trạng lo lắng làm một vài chuyện liên quan đến gian dư đoạt rượu dâu tây đã lên men khá được rồi tuệ tuệ nói cho hắn biết thêm một thời gian nữa là có thể uống mà cứ thế để thêm hai tháng hương vị sẽ càng tốt hơn hắn còn đi ăn cơm với trần khánh hai lần rồi đưa miêu đi tắm hai lần tuần sau hắn còn định cùng trần khánh đi thu thuê hắn cần không ngừng dính líu đến gian dư đoạt, cần không ngừng để gian dư đoạt xuất hiện bên trong cuộc sống của mình, dấu vết của y, hơi thở của y. Giang dư đoạt sợ hắn sẽ rời đi. Tôi sợ nhất tôi còn chưa khỏi anh đã đi rồi. Anh không đợi được thì cứ đi đi. Không sao cả. Mà chuyện gian dư đoạt sợ, hắn cũng sợ. Hắn sống tới giờ, chưa từng sinh ra tình cảm với bất kỳ người nào như bây giờ. Khoảng thời gian, độ sâu sắc, cũng đã nằm ngoài hiểu biết của hắn với bản thân hứng thú với gian dư đoạt bắt đầu từ sự đặc biệt trên người y bắt đầu từ tính cách của y bắt nguồn từ tư duy thần kỳ của y thậm chí bắt nguồn từ lúc y để trần cả người mở cửa mà sau này đây gian dư đoạt không nghi ngờ mức độ nghiêm túc của hắn mà thứ y sợ là thay đổi thời gian đối với gian dư đoạt là tàn nhẫn đối với hắn là bất an giờ hắn không thể nào tưởng tượng được mình sẽ rời đi sẽ biến mất nhưng hắn cũng sẽ sợ thời gian hắn sợ có một ngày lúc giang dư đoạt trở lại hắn đã không ở đây nữa hắn lần đầu có khủng hoảng và mong đợi lớn như vậy với tình cảm của mình cho nên hắn cần mọi dấu vết liên quan đến sự tồn tại của giang dư đoạt cho dù là trần khánh có ai quy như trốn thuế địa chủ cũng sẽ làm hắn thấy thân thiết nếu không thì thế này đi trần khánh đến lần thứ ba dẫn hắn theo thu thuê đưa ra quyết định tiền thuê nhà tháng sau anh đến thu đi Hả? Trình khác ngẩn người. Anh như này, tôi thấy anh chính là đang định tiếp tục sự nghiệp chưa thành của Tam Ca. Trần Khánh nói, hôm nay anh ra ngoài nghe điện thoại ba lần, bên cửa hàng còn một đống chuyện phải không? Thế mà anh còn chạy đến đây cùng tôi thu thuê. Trình khác đột nhiên có hơi lúng túng, nếu Trần Khánh không nói, hắn cũng không để ý là mình đã đi theo thu thuê hai tháng rồi. Thu thuê còn coi là sự nghiệp, hắn thở dài, yêu cầu của cậu với sự nghiệp có hơi thấp không đấy. Đừng có mạnh miệng, Trần Khánh nhìn hắn, anh cứ nói anh có nhận hay không là được. Nhận, Trình Khác nói. Thế không phải được à, thật ra tôi phát hiện anh thu thuê còn hiệu quả hơn cả Tam Ca. Trần Khánh nói, Tam Ca nhìn một cái, chính là hung ác, ai cũng biết nó là lão đại khu này, nhìn anh, lại không nhìn ra được, không biết chừng còn là xã hội đen, rất đáng sợ. Tôi nhìn đáng sợ thế cơ à, Trình Khác ngẩn người. Còn đáng sợ hơn nhiều lắm, Trần Khánh nói, từ sau chuyện của Trương Đại Tệ, mấy anh em đều phục anh, giờ nếu anh có chuyện gì, nói một câu, là tới với anh ngay. Không phải tôi đang đào góc tường nhà Tam Ca đấy chứ, Trình Khác nói. Muốn đào cũng không được, đây không phải cùng một chuyện, Trần Khánh vung tay, ngẫm lại liền thở dài, đệt, vẫn chưa có tin tức của nó à. Từ, không có, Trình Khác dựa vào tường bên cạnh, tâm trạng lại trùng xuống. Ba tháng rồi, không có tin tức gì của Giang Dư Đoạt, La Tỷ không bảo y gọi điện thoại tới. Sắp đến sinh nhật Tam Ca rồi, quốc tế thiếu nhi, anh biết chưa? Trần Khánh nói. Biết, Trình Khác nói. Nếu lúc đấy nó còn chưa về, Trần Khánh suy nghĩ, hai ta vẫn làm sinh nhật cho nó đi. Thế có hơi dở hơi không? Trình Khác ngạc nhiên. Có gì mà dở hơi? Trần Khánh chật một tiếng, còn có chú rể không đến được cô dâu tự mình tổ chức lễ cưới đây này. Trình Khác sặc một cái, ho khan một lúc lâu, cậu đừng vội, tôi định, chờ một chút đi. Ngày thứ không biết bao nhiêu nói chung cũng được mấy tháng, sắp tới sinh nhật, Giang Dư đoạt bỏ chạy, muốn làm y từ sáng tới nửa đêm. Rượu dâu tây đã thơm lắm rồi, màu đỏ trong suốt, để dưới ánh mặt trời, sẽ khúc xạ ra gần sóng đỏ nhạt đung đưa trên tường. Trình khác nâng bình bỏ lại vào tủ lạnh, lấy điện thoại ra gọi cho hứa đinh. Tôi định đi công tác mấy hôm, hắn liếc nhìn lịch, khảo sát một số nhà hàng chủ đề khác đi đâu, hứa đinh nói. Cũng mấy nơi, trình khác hắn giọng, nói bừa mấy địa danh, chắc khoảng một tuần. Hứa đinh trầm mặt một lúc rồi nở nụ cười, được, chuyện bên nhà hàng. Anh không cần để ý, mấy hôm nay tôi bảo tuệ tuệ coi kỹ thêm chút, cô ấy làm việc được lắm. Vậy thì được, hứa đinh nói, chúc anh. Khảo sát thuận lợi. Trình khác không mua vé máy bay mà mua vé xe buýt đường dài. Hắn muốn mang theo Miu, đi máy bay thật sự không yên tâm thế nên liền chọn xe buýt hắn cũng muốn cảm nhận thử cảm giác lúc giang dư đoạt ngồi xe buýt là thế nào nhìn thấy nghe thấy gì có điều lúc mới lên xe đã hơi hối hận thích khác người làm đếch gì không biết thời gian quá lâu đã vậy hoàn cảnh cũng chẳng thoải mái còn có thể có mùi hắn đã chọn vé đắt nhất thế nhưng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu cũng may tài xế để hắn mang túi nhỏ đựng mưu lên xe không bắt nhét vào khoang hành lý lên xe tìm thấy ghế của mình xong, Trình Khác liền lấy tai nghe ra, nhét vào tai, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra, động tác này làm hắn nhớ Giang Dư Đoạt vô cùng. Chấp nhất nhìn ra ngoài cửa sổ của Giang Dư Đoạt đã khắc sâu vào trí nhớ hắn, lúc hắn nhớ tới đủ loại Giang Dư Đoạt, nhất định sẽ có cửa sổ. Hắn có lúc cũng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mà đa số là vì tẻ nhạt, hoặc là muốn tránh đi người hắn không muốn giao lưu, Giang Dư Đoạt lại là cảnh giác theo thói quen. Nói như vậy, những thứ nhìn thấy có lẽ cũng không giống nhau, Giang Dư Đoạt mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ căn bản cũng sẽ không chú ý tới mấy tấm bản hiệu phong cách khác nhau, hoa lá cây có khác nhau, nhà cửa màu sắc khác nhau trong ánh nắng. Nếu như Giang Dư Đoạt trở về, chuyện cần làm đã làm xong, e rằng phải dẫn y ra ngoài một lần, để y nhìn thế giới mới một lần. Trình khác thật ra cũng không có tâm trạng ngắm phong cảnh, hắn chỉ sững sờ nhìn cửa kính. Hứa Đinh có lẽ đã đoán được, mục đích lần này hắn đi khảo sát cũng chắc chắn không phải mấy nơi hắn nói nhưng tuệ tuệ thì lại rất cẩn thận bổ sung thêm mấy thành phố có nhà hàng theo chủ đề mà hắn muốn đi lần này hắn đương nhiên không phải đi khảo sát nhà hàng hắn là đi khảo sát viện tâm thần thế nhưng có thể khảo sát tới mức nào khảo sát có thể đạt được mục đích cuối cùng hay không hắn cũng không có dấu vết gì hắn thậm chí còn không gọi điện cho la tỷ trước lúc đi chỉ sợ la tỷ trong điện thoại sẽ ngăn hắn lên đường có điều lần này hắn cũng không phải quá kích động, xem như là đã suy tính rất lâu. Tên khốn kiếp gian dư đoạt lén, lén lén lúc lúc bắt đầu điều trị đã được một thời gian, từ đầu xuân đến đầu hạ, khoảng thời gian này, nếu như y phối hợp, hẳn là đã có hiệu quả. Nếu như bác sĩ có thể đồng ý để hắn gặp gian dư đoạt, cũng có thể cho gian dư đoạt động lực tiếp tục. Lúc trình khác mang theo miêu xuống xe buýt, cảm giác cả người đều tê mỏi, thắt lưng cũng nhức, trên người còn tự như ám phải mùi kỳ quái gì đó. Hắn gọi luôn xe đến khách sạn lần trước ở Cùng Giang Dư Đoạt, chỉ tiếc là lúc đặt phòng lại không đặt cùng một phòng lúc trước. Lần này hắn mang nhiều hành lý hơn lần trước, dù sao trời cũng đã hơi nóng, đã vậy hắn còn nhét thêm một cái lồng gấp cho mèo loại nhỏ vào trong vali. Sau khi vào phòng, nhân viên phục vụ nhìn hắn bỏ miêu vào lồng xong rồi mới rời đi. Mấy hôm nay mày chịu khó một chút, trình khác bỏ nước và đồ ăn vào trong lồng, ngày mai dẫn mày đến gặp Tam ca của mày nếu như có thể gặp được cậu ấy, nếu bác sĩ đồng ý, mày có thể nằm viện cùng cậu ấy rồi. Miêu ngồi xe một ngày, tâm trạng có lẽ không vui vẻ gì, ăn mấy viên thức ăn cho mèo liền gục xuống. Nếu như không được, mày lại phải cùng tao trở về, trình khác sờ sờ nó. Nếu như không gặp được người, mai là đã có thể trở về. Trình khác đột nhiên có hơi thấp thỏm, đã rất nhiều năm rồi hắn không sốt sắng như vậy, vừa mong chờ, lại vừa sợ thất vọng. Vốn cảm thấy ngủ một đêm là có thể bình tĩnh lại chút, lúc ông Miêu ra khỏi khách sạn vẫn còn bình tĩnh lắm, mà lúc lên xe taxi rồi báo địa chỉ của La tỷ, hắn lại bắt đầu bất an. Đến nơi rồi, hắn gọi điện cho La tỷ. "Chào cậu, Tiểu Trình." La tỷ nghe điện thoại. "Chào chị, bác sĩ La, Trình khác hắn giọng, tôi đi công tác ngang qua chỗ chị, không biết chị có thời gian ra ngoài ngồi một lúc không?" "À, La tỷ có hơi giật mình, cậu ở đâu?" tôi ở, tôi ở, trình khác đột nhiên có hơi ngượng ngùng, tầng trệt phòng làm việc của chị. Tần trệt, la tỷ càng giật mình hơn, được được, tôi xuống ngay. Lúng túng của trình khác, vào lúc la tỷ từ trong đi ra, đã vọt tới đỉnh điểm. Hắn, một kẻ sắp 30 tuổi, theo như cách tính tuổi mụ của Giang Khốn Kiếp, hắn đã 30 rồi, kết quả lại làm ra chuyện kích động như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Tuy hắn nói là đi công tác, Thế nhưng lúc La Tỷ nhìn thấy tay hắn ông Miêu, ánh mắt đã nói cho hắn biết, trời ơi, đây là vạn dặm tìm chồng đấy à. Tôi không thể nói cho cậu biết Tiểu Giang ở đâu, La Tỷ sau khi ngồi cùng hắn trong quán cà phê gần đó liền nói trước một câu, chỉ có thể nói cho cậu biết, trạng thái bây giờ của cậu ấy vẫn khá ổn định, hiệu quả điều trị cũng tương đối tốt. Tôi không phải tới hỏi chị xem cậu ấy ở đâu, Trình khác cười, đưa bản đồ đã mở trên điện thoại tới trước mặt La Tỷ, tôi định qua thẳng đó luôn, cho nên, chủ yếu là muốn hỏi chị trước, trạng thái bây giờ của cậu ấy có thích hợp gặp tôi không. Dù sao cũng đã mấy tháng rồi, nếu như cậu ấy vẫn cho rằng tôi sẽ không đợi được rồi bỏ đi, mà tôi lại vẫn không xuất hiện, tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng. La Tỷ nhìn hắn, sau một lúc mới nhẹ giọng nói, có lẽ cậu nhóc cũng có lo lắng như thế, lúc tôi bảo muốn thử liên lạc với cậu không, cậu ấy bảo không cần. Trình Khác đột nhiên cảm thấy đau lòng có loại cảm giác đã lâu không thấy khoảng thời gian này sau khi hắn tỉnh lại từ trong lo lắng liền chờ đợi mọi thứ liên quan đến gian dư đoạt đều làm hắn hoảng hốt mà thời gian chờ đợi càng dài hắn lại bắt đầu không hoảng hốt nữa tất cả dường như đã trở thành một thói quen hiện giờ từ la tỉ nghe được nội dung liên quan đến gian dư đoạt cảm giác đau lòng này vậy mà lại làm hắn hơi vui vẻ hắn cũng có nỗi sợ như gian dư đoạt hắn sợ không chống đỡ được rồi sẽ rời đi rất nhiều chuyện sẽ phai nhạt. Mà phản ứng của hắn trong giây phút này, làm nỗi lo lắng đến giờ vẫn không nhận ra nhưng lại thật sự tồn tại của hắn cũng chìm xuống, cả người đều bình tĩnh yên tâm lại. Hắn nhìn ngón tay mình đang nắm chặt cốc, vậy. Tôi cảm thấy cậu có thể đến thử, trước tiên nói chuyện với bác sĩ của cậu ấy, nghe ý kiến của ông ấy xem liệu có thể giúp gì tiểu giang không, hoặc là có cách gì thích hợp hơn không, La Tỷ nói. Cảm ơn chị, Trình Khắc nặng nặng lỗ tai mèo, có lẽ vì kích động mà hơi quá tay, Miêu dùng móng vuốt đập hắn một cái. Nhìn thấy được La tỷ đúng là rất quan tâm Giang Dư Đoạt, trước lúc Trình Khác qua bệnh viện, La tỷ còn gọi điện cho bác sĩ của Giang Dư Đoạt trước, giới thiệu qua tình hình một cách đơn giản. "Cậu cứ đi qua luôn là được, bác sĩ Lý chờ cậu bên kia." La tỷ nói. "Cảm ơn bác sĩ La." Trình Khác có hơi sốt ruột mà đứng lên, "Vậy, vậy tôi." "Cậu mau đi đi." La tỷ cười, "Cà phê tôi mời." Trình Khác không người với La tỷ, không kịp nói gì nữa, ông miêu bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Tài xế taxi vừa nghe địa chỉ đã biết hắn định đi đâu, có lẽ là nghĩ tới tâm trạng người nhà bệnh nhân, cả một đường đều không nói chuyện với hắn. Đến nơi dừng xe lại, tài xế mới nói một câu, "Chưa từng tới đây phải không? Cứ đi vào, bên trái là chỗ tiếp đón người nhà, cậu đăng ký ở đó là được." "Cảm ơn bác tài." Trình Khác gật đầu, mang theo Miêu xuống xe. Miu hôm nay ngoan ngoãn lắm luôn, ngoại trừ lúc nãy đập cho hắn một móng vuốt, những lúc khác cho dù hắn xách hay ôm, miu đều ngoan ngoãn mà thu móng vào. Bác sĩ tâm lý của Giang Dư Đoạt họ Lý, 50 tuổi, là một bác sĩ có tiếng tâm rất tốt, trình khác lúc tra tư liệu bệnh viện đã nhìn thấy. Sau khi hắn nói rõ hoàn cảnh với y tá, y tá bảo hắn ngồi trong đại sảnh chờ. Trong đại sảnh có không ít bàn nhỏ và ghế, có tivi giờ đang chiếu bản tin trình khác sau khi ngồi xuống cũng nhìn xung quanh có vài người nam nữ đều có mặc quần áo có ghi tên bệnh viện một chàng trai nhìn rất trẻ đang ngồi nhỏ giọng trò chuyện với cái bàn không ngừng còn lại mấy người khác đều rất yên tĩnh có điều trình khác có hơi ngại ngùng vì mấy người này đều ngoẹo cổ tò mò nhìn hắn trình khác cười với bọn họ rồi đưa tầm mắt hướng về hành lang không tiếp tục nhìn bọn họ nữa không hiểu tại sao nhìn cảnh tượng như vậy hắn lại hơi lo lắng những người này chính là bệnh nhân, bọn họ đều có một thế giới không giống người khác, có những người, cả đời đều bị vây trong một thế giới khác. Mà đến lúc cảm nhận được trực tiếp, hắn mới đột nhiên cảm thấy sợ, Giang Dư Đoạt giống bọn họ. Giang Dư Đoạt cũng là bệnh nhân ở đây. Dù hầu như những lúc ở cùng hắn, Giang Dư Đoạt cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy y bất thường, nhưng đó cũng chỉ là vì y dùng đau khổ để che giấu đau khổ. Không tự biết có lẽ sẽ càng thoải mái hơn chút người tự do giữa hai thế giới, e rằng sẽ càng phải chịu nhiều tuyệt vọng hơn. Lúc bác sĩ Lý đi ra từ hành lang, Trình Khác liếc mắt cái đã nhận ra, hắn đứng lên, căng thẳng trong giây lát làm hắn quên mất Miêu đang nằm sấp trên đùi, Miêu nhanh chóng tóm được áo, treo trên người hắn. Là Trình Khác phải không? Bác sĩ Lý đi tới, cách vài bước đã cười đưa tay ra. Vâng, Trình Khác đi tới, bắt tay với bác sĩ, chào bác sĩ Lý, làm phiền ngài rồi. Ngồi đi, bác sĩ Lý nói, chúng ta nói qua tình hình một chút. Được, Trình Khác ngồi xuống, hai tay ôm lấy Miêu, để tránh bản thân vì kích động mà căng thẳng đến mức hai tay run theo. Tiểu La nói qua tình hình với tôi, bác sĩ Lý nói, tôi cảm thấy Giang Dư Đoạt gặp cậu sẽ có hiệu quả khá tốt, nhất là gần đây cậu ấy có hơi muốn xuất viện, tôi mong tâm trạng của cậu ấy có thể ổn định lại một chút, vẫn còn phải quan sát thêm một tuần. Cậu ấy có thể xuất viện rồi, Trình Khác ngồi thẳng dậy. Bây giờ đang kết hợp với thuốc, thêm mấy tháng nữa, cơ bản sẽ ổn định, hoàn toàn khôi phục thì không có khả năng lắm, bác sĩ Lý nói, nhưng tôi vẫn khá lạc quan, năng lực khống chế và ý chí của cậu ấy cũng rất mạnh. Vậy cậu ấy hiện giờ trình khác cẩn thận hỏi. Tình hình không tệ lắm, khá hơn lúc mới tới rất nhiều, bác sĩ Lý ngẫm lại liền cười, đương nhiên không ngoại trừ cậu ấy đang lừa tôi, thằng nhóc này trước đây ứng phó bọn tôi rất tốt. Có điều lần này cậu nhóc chủ động đưa ra đề nghị phối hợp điều trị, tôi tin rằng tình hình cậu ấy thật sự ổn định. Vậy thì tốt, Trình Khát thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ. Tôi đi nói chuyện với cậu ấy một lúc, sau đó gọi cậu ấy tới đây, bác sĩ Lý đứng lên, cậu chờ ở đây một lúc. Được, Trình Khát đứng dậy gật đầu. Sau khi bác sĩ Lý rời đi, Miu Meo một tiếng, Trình Khát bỏ nó từ trên đùi lên bàn, chạm chạm lên ria của nó, làm sao bây giờ? tao hơi căng thẳng rồi, ngộ nhỡ chốc nữa tao căng thẳng rồi khóc thì làm sao? Miêu ngồi thẳng nhìn hắn. Chắc là không đâu, Trình Khác nói, tao cảm thấy tam ca nhà mày có khi còn khóc trước, tao nhìn cậu ấy khóc, có lẽ cũng sẽ không có cơ hội khóc, còn phải an ủi cậu ấy. Miêu liếm liếm móng. Nếu như thuận lợi, có thể kịp xuất viện trước sinh nhật cậu ấy, Trình Khác lấy điện thoại ra nhìn lịch, thế nhưng khoảng thời gian này không dài cũng không ngắn, tao đi về trước hay là cứ ở đây? Miêu thả móng vuốt xuống, mặt hờ hững mà nhìn hắn. Trình khác cảm giác mình không ngừng lại được, tao. Mai ao, một tiếng mèo kêu đến từ phía trước. Miêu quay đầu lại. Trình khác cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, dù một tiếng mèo kêu nắm cổ họng cũng không đủ tiêu chuẩn, vẫn đủ làm hắn nghe ra được. Là Giang Dư Đoạt. Lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt, Trình khác cảm giác cả người mình như bị đóng lại. Vì không biết ngày về, cho nên chờ đợi trong khoảng thời gian này làm cho hắn quen với tê dại, không suy nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, đủ loại tưởng tượng về Giang Dư Đoạt, hắn cũng chỉ dám dừng lại trên mặt chữ. thậm chí ngay một giây trước khi nghe thấy giọng Giang Dư Đoạt, hắn cũng không tưởng tượng cụ thể tình cảnh bọn họ gặp mặt. mãi cho tới lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt mang theo nụ cười, TV bên cạnh vẫn luôn không nghe được lại đột nhiên có tín hiệu, đột nhiên trở nên chân thực mà rõ ràng ngay cả tiếng nhỏ giọng nói chuyện của chàng trai bên cạnh cũng như thể bị phóng đại. Mọi sắc thái xung quanh đều trở nên rõ ràng ngời sáng, âm thanh xung quanh cũng tràn vào tai, còn có thể ngửi thấy hương vị cỏ xanh và bùn đất từ ngoài cửa sổ bay vào. Cậu, Trình Khắc nhìn Giang Dư Đoạt, nửa buổi mới nói được một câu, thế mà không béo. Tôi chú ý lắm, tầng hai có phòng tập thể hình, ngày nào tôi cũng đi, Giang Dư Đoạt đi tới trước mặt hắn, một tay sờ trên túi để miêu, tầm mắt vẫn không rời khỏi mặt hắn, tôi. Câu nói này còn chưa nói xong, suy đoán của trình khác đã thành sự thật, nước mắt của Giang Dư Đoạt trong một giây đã lăn xuống, chảy thành vệt sáng trên mặt. Tôi nghĩ anh đã đi rồi, Giang Dư Đoạt nhíu mày, cố gắng kìm nén nước mắt của mình, còn cố sức kéo khóe miệng cười, la tỷ bảo tôi liên lạc với anh, tôi không dám, tôi sợ anh đi rồi. Tôi đã nói tôi sẽ không đi, trình khác ông lấy y, tôi đã nói không đi mà, la tỷ có nói với cậu không? nói, Giang Dư Đoạt ôm chặt hắn, chôn mặt vào vai hắn, thế nhưng lâu quá rồi, lâu như vậy, tôi sợ anh nói không đáng tin. Tôi nói không đáng tin lúc nào, Trình Khác xoa mạnh lên lưng y, tiếp xúc chân thực làm hắn có cảm giác như thể một kẻ đói bụng hai năm, ngày nào cũng chỉ có thể ăn cải xanh luộc, giờ lại được nhét thịt kho tàu đầy miệng. Chân thật, mà cũng thỏa mãn. Sao anh lại không gầy đi, Giang Dư Đoạt đè nén giọng, nhỏ giọng vừa khóc vừa nói, anh không nhớ tôi à nhớ chứ sao lại không nhớ được ngày nào tôi cũng nhớ trình khát cũng nhỏ giọng nói giọng cũng như run lên vậy sao anh lại không gầy giang dư đoạt vẫn kiên quyết hỏi tôi ngày nào cũng học tập theo gương cậu ba bữa một ngày một bữa cũng không thể thiếu bữa nào cũng ăn rất nhiều trình khát nói tôi lại ăn ở nhà hàng nữa đồ ăn quá ngon không gầy được giang dư đoạt không nói gì sau một lúc liền úp mặt vào cổ hắn nở nụ cười ngu ngốc cậu Trình Khác cười theo. Giang Dư Đoạt vẫn luôn cười, hắn cũng vẫn luôn cười. Cũng không có gì buồn cười, nhưng chỉ là muốn cười, Trình Khác thậm chí còn cười ra tiếng. Vẫn cứ cười đến sắp chảy nước mắt, hắn mới ngừng lại. Giang Dư Đoạt buông hắn ra, cẩn thận nhìn chăm chú mặt hắn. Trình Khác phát hiện trên mặt Giang Dư Đoạt đã không còn nước mắt, ngay cả trên mắt cũng không thấy nước, có lẽ đều lau lên vai hắn rồi. Đi ra sân một lúc không, Giang Dư Đoạt nhẹ giọng hỏi: Ừm, Trình Khác gật đầu. Giang Dư đoạt ông lấy Miu đi vào trong, xuyên qua cửa, dẫn hắn vào trong sân, thế nào, phong cảnh cũng không tệ lắm phải không? Ừ, Trình Khác nhìn xung quanh, dễ chịu lắm. Giang Dư đoạt liếc nhìn hắn, dường như hơi ngượng ngùng mà quay đầu đi, tay bỏ vào túi cúi đầu đi theo con đường nhỏ. Trình Khác hình như cũng có cảm giác giống vậy, có lẽ lâu lắm rồi không gặp, hắn vậy mà cũng có hơi ngượng ngùng. Đi một lúc, Giang Dư Đoạt ngồi xuống bên cạnh đài phun nước, ngước nhìn hắn, cho tôi điếu thuốc đi. Được, Trình Khác lấy bao thuốc lá ra, lại hơi do dự, cậu đang uống thuốc đúng không, được hút thuốc sao? Được hút, có điều tôi hứa với bác sĩ Lý một ngày bốn điếu, mỗi ngày bác sĩ đưa cho tôi, Giang Dư Đoạt nói, hôm nay hút xong rồi. Trình Khác nở nụ cười, vậy giờ là hút lén à? Ừ, Giang Dư Đoạt cũng cười, cho tôi đi. Trình Khác đưa một điếu thuốc cho y, giúp y châm thuốc. Giang dư đoạt trích một hơi, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói. Trình khác nhìn theo y, rốt cuộc cũng bắt đầu chậm rãi tìm lại được dáng dấp quen thuộc của Giang dư đoạt, lúc hút thuốc hiếp hai mắt lại, vẫn là bộ dạng hung hăng của Tam Ca. Mà vẫn có chút thay đổi, rất nhỏ bé, thay đổi có lẽ chỉ có hắn mới cảm giác được. Chính là thả lỏng. Giang dư đoạt so với trước đây, thả lỏng hơn rất nhiều, nếu như không có tương quan so sánh, Trình Khác cảm thấy chính mình cũng không phát hiện được, Giang Dư Đoạt trước đây, lúc nào cũng mang theo vẻ sốt sắng. Làm sao anh biết tôi ở đây, Giang Dư Đoạt hỏi, anh mua chuột la tỷ đúng không? Không, chị ấy là đồng đội tốt, Trình Khác cười, tôi đoán. Đoán được chuẩn thế, Giang Dư Đoạt nói. Còn phải xem là đoán ai, đoán cậu đều chuẩn như vậy. Giang Dư Đoạt hiếp mắt lại nở nụ cười, một lúc sau, y đưa tay tóm lấy áo Trình Khác kéo về phía mặt mình ngửa đầu nhìn hắn, tôi thật sự ngày nào cũng nghĩ xem, liệu anh đã đi chưa? Đã nói không là không mà, cậu đúng là không hiểu tôi, trình khác cúi đầu bóp bóp cầm y, tôi vẫn còn sự nghiệp chưa thành cơ mà. Sự nghiệp gì? Giang dư đoạt hỏi. Trình khác nhìn xung quanh, không có ai, hắn hạ thấp giọng, ít 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 cậu. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Giang dư đoạt cảm thấy kẻ sĩ trình khác này đã không gặp không biết bao lần ba ngày, vậy mà vẫn còn là tên lưu manh, chẳng có chút tiến bộ nào. Không, cũng không hẳn là không có tiến bộ, theo trình độ lưu manh mà nói, tiến bộ của hắn còn không nhỏ. Có điều bản thân mình cũng tiến bộ không ít, nếu như là trước đây, trình khác nói ra câu này, y có lẽ ít nhiều sẽ thấy không quen, bị chấn động hơi mạnh. Nhưng hiện giờ, lúc trình khác nói ra hai chữ này, y ngoại trừ câu tổng kết lão lưu manh này, lại chẳng còn cảm giác gì khác, không có không quen, cũng không có khó chịu có lẽ vì hiện giờ y rất muốn hôn trình khác một cái chỉ là điều kiện hoàn cảnh không cho phép bên cạnh là phòng bệnh còn có phòng làm việc của bác sĩ mỗi cửa sổ đều quay ra phía này bác sĩ lý nói quan sát thêm một thời gian nữa là cậu có thể xuất viện rồi trình khác nói giờ tôi xuất viện được rồi giang dư đoạt nhìn hắn vẫn nên phối hợp trình khác nói dừng một lúc lại do dự mà nhỏ giọng hỏi cậu bây giờ còn thấy bọn họ không rất ít Giang Dư Đoạt nói uống thuốc mà tình cờ nhìn thấy hoặc nghe thấy gì tôi đều vẫn ổn không nhìn thấy cũng sẽ không chú ý chủ động lắng nghe. Từ Trình Khác ngồi xuống bên cạnh y bác sĩ Lý nói bệnh trạng của tôi còn nhẹ hơn nhiều bệnh nhân khác có điều Giang Dư Đoạt cắn môi quay đầu nhìn Trình Khác khống chế ổn định và khỏi hẳn là hai việc khác nhau tôi biết Trình Khác cười cả đời tôi có lẽ cũng không khỏe hẳn được có thể còn tái phát Giang Dư Đoạt nói có lẽ còn phải uống thuốc. Tôi biết, Trình Khác quay đầu lại, cũng nhìn y, cậu không cần lo lắng những chuyện này, nếu tôi thật sự định bỏ chạy, lần đầu tiên cậu ra tay với tôi đã chạy rồi. Bác sĩ Lý nói, tôi còn rất nhiều vấn đề trong nhận thức, cứ từ từ thôi, Giang dư đoạt ông lấy miêu, áp bụng miêu lên mặt mình. Bụng miêu rất mềm, lông mềm mềm mịn mịn che phủ, úp lên mặt rất thích. Hơn nữa có lẽ vừa mới tắm rửa sạch sẽ, miêu có mùi như một nắm bột thơm lừng. Chỉ là lúc lấy xuống, cả mặt đã dính đầy lông. Lại đến mùa nó rụng lông, Trình Khác cầm tờ giấy ăn đưa cho Giang Dư Đoạt, có điều, sau mùa đông mà nó cũng rụng, một năm bốn mùa đều rụng, sao nó cứ rụng lông suốt thế? Anh rụng tóc cũng có theo mùa đâu, Giang Dư Đoạt vừa lau mặt vừa nói, chỉ là tóc anh không nhiều như lông nó thôi, mỗi chuyện này mà anh cũng xoắn suýt hơn nửa năm. Tôi từng xoắn suýt à, Trình Khác hỏi. Anh xoắn suýt đến mức còn nói mơ, Giang Dư Đoạt cười thật à, trình khác ngẩn người, ngẫm lại cũng cười, cậu còn nghe tôi nói mơ. Có dịp thì ghi âm lại cho anh nghe, Giang Dư Đoạt nói. Cậu, trình khác đột nhiên nhớ ra, giờ cậu có dùng điện thoại không? Đổi số à? Cậu liên lạc với La Tỷ thế nào? La Tỷ tự đến gặp tôi, hoặc là gọi đến văn phòng của bác sĩ Lý, Giang Dư Đoạt xoa mũi, điện thoại di động tôi bỏ ở nhà, anh vẫn không tìm được à? Bỏ ở nhà, trình khác khiếp sợ, bỏ ở đâu, anh cũng không đi tìm đúng không? Giang dư đoạt một mặt làm ra vẻ không hài lòng, anh cứ từ từ tìm đi, tìm không ra thì mua cho tôi một cái khác. Cậu tự giấu đi, tôi tìm không được còn phải mua cho cậu một cái, trình khác nhìn y chầm chầm. Tôi không giấu. Dễ tìm lắm, Giang dư đoạt cũng nhìn hắn chầm chầm, anh không đi tìm mới không tìm thấy. Có trắm, trình khác nói, tôi đi về rồi tìm đi, tôi căn bản cũng không nghĩ cậu còn giấu đồ. Không giấu, Giang Dư Đoạt nói xong liền nhìn hắn một lúc, anh, bao giờ quay lại? Trình Khác lập tức hiểu ý Giang Dư Đoạt, tôi xin nghỉ một tuần, nếu như cậu muốn tôi đến thăm cậu, vậy tôi ngày nào cũng đến, nếu cậu muốn. Được, Giang Dư Đoạt không chờ hắn nói xong đã trả lời ngay. Bệnh viện có giới hạn thời gian tới thăm, Trình Khác ngồi cùng Giang Dư Đoạt một lúc trong khu nhà nhỏ đã phải về, hẹn thời gian ngày mai trở lại. Mang cho tôi chút đồ ăn đi, Giang Dư Đoạt nói, đồ ăn vặt, trà sữa gì đấy. Có phải là không được ăn mấy thứ này không đó, Trình Khác nhìn y, cậu bảo tôi lén mang đấy à. Tôi cũng không phải vào trung tâm giảm béo, tôi vẫn luôn muốn ăn, chỉ là ngại nhờ La Tỷ mang tới, Giang Dư Đoạt nói, giờ có anh đến rồi, chả lẽ tôi không được sai bảo một tí à, tôi còn là bệnh nhân đấy. Trình Khác nở nụ cười, tôi thấy cậu giờ rất tốt. Chắc là tốt hơn so với trước đây một chút, Giang Dư Đoạt ngẫm lại liền thở dài, không biết có thể được bao lâu. Đừng nghĩ xa thế làm gì, giờ vẫn ổn định là được, trình khác nói, không có gì không giải quyết được. Từ, Giang Dư đoạt đáp, sau một lúc liền nở nụ cười, anh thật sự đến gặp tôi. Phí lời, tôi không chỉ đến thăm cậu, tôi còn muốn đến đánh cậu, trình khác chật một tiếng, chỉ là hoàn cảnh hiện giờ không tiện ra tay thôi. Anh cũng biết không đánh lại được tôi, Giang Dư đoạt nói. Cúc, cậu cứ thử xem, trình khác suy nghĩ, cậu nghĩ tôi là Trần Khánh à? Giang dư đoạt liếc mắt nhìn, tự hồ có hơi do dự. Trình khác biết y có lẽ muốn hỏi Trần Khánh thế nào. Hôm nay bọn họ hàng huyên đã lâu, thế nhưng Giang dư đoạt vẫn luôn không hỏi tình hình Trần Khánh cùng đám anh em, nhất là Trần Khánh, có lẽ là không dám. Định nghĩa của Giang dư đoạt với bạn bè cho dù có kỳ lạ cỡ nào, Trần Khánh vẫn là người bạn quan trọng nhất của y, rời đi thời gian dài như vậy, Trần Khánh sẽ ra sao, y có lẽ cũng không dám nghĩ. Hay là tôi gửi cho Trần Khánh tin tức của cậu đi Đang đi du lịch gì đó Trình Khác nói Cậu ta sốt ruột đến mức nước mắt cũng sắp khóc khô rồi Lần nào đi thu thuê xong cũng lại lên chỗ Lưu Thiến khóc một lần Lưu Thiến cũng không đuổi cậu ta đi Rắm Giang Dư đoạt cười Thật Trình Khác nói Chỉ một chốc mà đã trưởng thành rất nhiều Ai không biết còn tưởng cậu ta thất tình Vậy Lưu Thiến Giang Dư đoạt suy nghĩ Lưu Thiến sẽ không sao Chị ấy nhìn thoáng được Chị ấy không có việc gì Còn bảo cậu sẽ trở về Trình khác nói Phòng còn để cho tôi ở mà Nếu không Giang dư đoạt hơi do dự Anh cứ nói với Trần Khánh Tôi về quê nhà giải quyết chuyện trước kia Nhiều nhất là nửa tháng nữa về được Quê nhà Chuyện trước kia Hai từ này từ miệng Giang Dư Đoạt nói ra, Trình Khác có hơi bất ngờ, đây là quá khứ Giang Dư Đoạt vẫn luôn liều mạng lãng tránh, lãng quên. Nhưng thực ra thì cũng không bất ngờ, Giang Dư Đoạt muốn khỏe lên, điều đầu tiên phải đối mặt, chính là quá khứ của y. Ừ, Trình Khác gật đầu. Nó ở đâu? Tôi đệt. Quê nó ở đâu? Trần Khánh trong điện thoại vừa hắn giọng vừa khóc vừa kêu gào, tôi mẹ nó có biết quê nó ở đâu đâu. Nó cũng chưa từng kể với tôi nó là người ở đâu, nó nói chuyện cũng không có giọng địa phương. Ở đâu chả được, dù sao cũng không cho cậu qua, cậu ấy sắp quay lại ngay rồi, Trình Khác thở dài. À, Trần Khánh ngẩn người. Không phải chứ, Khánh, tôi trước đây còn cảm thấy cậu đánh nhau quá phế, không xứng với cái chức tổng hộ pháp này, Trình Khác nói, giờ nhìn mới biết, tổng hộ pháp của cậu là khóc đòi gian dư đoạt mà được đúng không? Anh đừng nghĩ là tôi không biết sau lưng anh khóc thế nào, Trần Khánh nói. Tôi khóc thế nào, Trình Khác hỏi. Anh khóc thế nào anh còn hỏi tôi? Tôi làm sao biết được, Trần Khánh gào một tiếng. Được rồi, Trình Khác thở dài, giờ tôi đang đi công tác, còn có việc, không nhiều lời với cậu nữa. Anh đi công tác cục cất, Trần Khánh nói, anh nghĩ tôi ngu thật à, hai người ở cùng nhau. Đi công tác, có mà đi du lịch hai người. Trình khác nhìn không được cười ra tiếng, cúp điện thoại xong còn nằm trên người cười nửa buổi. Hắn thật ra cũng không khóc đến mức nào, ngay ngày gian dư đoạt mới vừa đi, hắn khóc một trận thảm thiết, sau đó liền không thể nào khóc nổi nữa, như thể một bình nước bị đậy nắp, chờ đợi quá lâu sau nắp bị mở ra mà nước đều đã cạn khô rồi không khóc đến thế nào nhưng thật sự đã lâu không cười vui vẻ được như vậy không thể nói là như trút được gánh nặng tâm lý lại quả thật được mở mang ra rất nhiều như một vùng đất bằng phẳng có thể nhìn thấy mặt trời đang lên từ trên đường chân trời miêu để lại bệnh viện được bác sĩ lý đặc biệt phê duyệt ngày hôm sau lúc trình khác đi qua ngoài mang theo đồ ăn vặt trà sữa giang dư đoạt đòi còn mang theo lồng mèo bên trong bỏ một gói thức ăn cho mèo cùng vài hộp đồ hộp. Hôm qua tôi cho nó ăn bánh bao, y tá còn cho nó ít thịt vụn, nó ăn còn chê, Giang Dư Đoạt ngồi sổng trên mặt đất nhìn Miêu đang ăn đồ hộp, có phải là ở với anh quen thói rồi không? Kén chọn. Tôi kén chọn à, Trình Khác hỏi. Không chỉ kén chọn, còn nghèo mà không biết thân biết phận, Giang Dư Đoạt nói. Tôi không nghèo, Trình Khác nhắc nhở y. À, đúng rồi, người có tiền kia mà Giang Dư Đoạt đứng lên, nhà hàng kia của các anh thế nào rồi? Vẫn thuận lợi, làm từng bước thôi, cũng được, Trình Khác nói, lúc trở về, cậu có muốn qua thăm không? Ừ, Giang Dư Đoạt gật đầu, còn phải nghĩ xem sau này nên làm gì? Sau này, Trình Khác nhìn y. Đến lúc đó nói sau đi, Giang Dư Đoạt ngẫm lại liền vung tay, tôi mới có 22 tuổi. Trình Khác cười không ra tiếng. Anh chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi chưa đấy, Giang Dư Đoạt đột nhiên nhớ ra, anh quên sinh nhật của tôi rồi đúng không? Sinh nhật của cậu muốn quên cũng khó, Trình Khác nói. Vậy anh chuẩn bị chưa? Giang Dư Đoạt truy hỏi. Chuẩn bị rồi, Trình Khác gật đầu. Là gì thế? Giang Dư Đoạt tiếp tục hỏi. Giờ nói cho cậu biết luôn không phải là mất hết bất ngờ à, Trình Khác thở dài. Tôi không cần bất ngờ, Giang Dư Đoạt nói, loại đại thiếu gia khác người như anh mới thích bất ngờ cho nên giờ tôi không nói với cậu, Trình Khác nói, loại đại thiếu gia khác người như tôi đến lúc tặng quà mới công bố. A i i i Giang Dư Đoạt liền ngồi sổng xuống, nhìn Miêu ăn, mấy giây sau, y đột nhiên ngẩng đầu lên, Trình Khác. Hả, Trình Khác bị y làm sợ hết hồn, làm sao? Bất ngờ anh tặng sinh nhật tôi, Giang Dư Đoạt hạ thấp giọng, không phải là chứ. Chứ cái gì mà chứ, Trình Khác nhìn y. Lên giường, Giang Dư Đoạt nói, tự thắt nơ con bướm. Con mẹ nó cậu im ngay, trình khác không nhịn được trống lên, rống xong liền nhanh chóng nhìn xung quanh, sợ để bác sĩ y tá nào thấy hắn đang bắt nạt bệnh nhân. Trong tiểu thuyết không phải thường có, Giang Dư Đoạt còn muốn nói, lại bị trình khác ngắt lời. Trình khác nhìn y chầm chầm, Giang Lão Tam, cậu nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc đọc bao nhiêu truyện siết xem bao nhiêu phim heo rồi. Cái này cũng không nhất định là truyện siết, chuyện bình thường cũng có mà, Giang Dư Đoạt nói. Trình Khác nhìn bộ dạng nghiêm túc đàng hoàng của y lại không nói được nữa, liền thở dài, tôi không định đến sinh nhật mới trừng trị cậu đâu. Trừng trị, Giang Dư Đoạt hiếp mắt lại, thôi bớt đi, anh không đánh lại được tôi. Cũng chưa chắc, Trình Khác chăm điếu thuốc, có một số việc có thể khiến tôi ngập tràn sức mạnh. Trình Khác kéo dài một tuần khảo sát thêm hai ngày, không nói với hứa đinh, chỉ gọi điện cho nhà hàng thông báo cho tuệ tuệ kết thúc khảo sát, bác sĩ Lý làm kiểm tra cho Giang Dư Đoạt, đồng ý cho y xuất viện. Trình Khắc vốn đang nghĩ có nên đi xe buýt cùng Giang Dư Đoạt về không, từ lúc y xuất viện bắt đầu dẫn y nhìn đủ loại cảnh đẹp khác nhau. Thế nhưng nhớ lại trải nghiệm lúc mình đi xe buýt đến đây, hắn quyết định tạm thời kéo dài thời hạn của quá trình trải nghiệm này. Không chỉ bởi vì thời gian quá lâu không chịu được, mà còn bởi vì thời gian quá dài, có hơi không nhìn nổi. Ngày nào cũng cứ đến bệnh viện ngồi cùng Giang Dư Đoạt một hai tiếng, chỉ được nhìn không được làm. Hắn vẫn luôn quan sát trạng thái Giang Dư Đoạt, mà càng nhiều lúc, trong đầu đều chứa những thứ chẳng tử tế gì. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn đặt trước vé máy bay, sau khi xuất viện thì mời La Tỷ ăn một bữa cơm, sau đó liền đón xe đến thẳng sân bay. Nói với Trần Khánh hôm nay tôi về chưa, Giang Dư Đoạt hỏi. Chưa, Trình Khác nói, chốc nữa xuống máy bay đón xe về nhà luôn, nếu cho Trần Khánh biết, từ một giây cậu ta biết, ít nhất một tuần ngoại trừ lúc ngủ, cậu ta đều sẽ xuất hiện. Giang dư đoạt nở nụ cười, duỗi tay nắm lấy tay hắn, tay anh tháo thạch cao lúc nào. Tháo lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa, trình khác suy nghĩ, lúc một mình đi bệnh viện còn hơi buồn. Bảo Trần Khánh đi cùng anh, Giang dư đoạt nói. Đừng nói nhảm, trình khác nói, cậu biết tôi có ý gì. Xin lỗi mà, trình khác, Giang dư đoạt tiến đến bên tai hắn, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Không cần nói xin lỗi, tôi cũng không trách cậu, Trình Khác nói. Tuy rằng đúng là hắn không trách Giang Dư Đoạt, mà phiền muộn mấy tháng nay của hắn cũng là thật, giờ nghe thấy Giang Dư Đoạt xin lỗi, hắn vẫn thấy rất vui vẻ. Chốc nữa trở lại tôi mời anh ăn cơm, Giang Dư Đoạt nói. Không cần, Trình Khác nói, về nhà đầu tiên nghỉ ngơi đã, cũng không gấp một bữa cơm này, tôi cũng không gầy, bớt ăn một bữa tranh thủ gầy đi. Lúc không có tôi anh không gầy Đến lúc tôi về anh lại gầy Giang dư đoạt nói Thói xấu ở đâu ra thế Thói xấu gì Một chút thói xấu cũng không có Cậu về rồi Lượng vận động gia tăng Không gầy mới là lạ Trình khác bóp mi tâm Khống chế tưởng tượng điên cuồng đang trào lên Giờ vẫn còn đang trên máy bay Còn nửa tiếng nữa mới hạ cánh Từ sân bay về đến nhà Giang Dư Đoạt Cần ít nhất một tiếng đi taxi còn tính thêm cả thời gian xuống máy bay phải đi nhận miêu rồi tìm xe taxi, chỉ cần lỡ chút thôi cũng phải mất 3 tiếng. Mà 3 tiếng này nếu vẫn cứ như vậy, chưa đến được nhà, hắn đã mệt trong tinh thần rồi. Hắn liếc nhìn Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt đang nghiêng đầu nhìn hắn, cười với hắn. Nụ cười này thả lỏng mà tùy ý, chỉ có vui vẻ lúc cửu biệt trùng phùng, tạm thời không nhìn ra được có ý nghĩ đáng xấu hổ gì, điều này khiến trình khác cực kỳ ấy nấy. Xa nhau lâu như vậy, Vất vả lắm mới gặp mặt, cùng nhau trở về, trong đầu hắn lại nghĩ toàn là nội dung không lành mạnh. Có lẽ ông trời cũng không lành mạnh cho lắm, nói chung trình khác cảm thấy bọn họ vẫn rất may mắn, cả đường chạy như bay về nhà, chỉ mất có 2 tiếng rưỡi. Dọc đường đi, Giang Dư Đoạt đều nắm lấy tay hắn, mãi tới lúc vào phòng mới buông ra. Toàn là mồ hôi, Giang Dư Đoạt vẫy vẫy tay, thả Miêu từ trong túi ra, đặt nước và thức ăn cho mèo vào đúng chỗ. Giang Dư Đoạt có chuyện này tôi phải nói với cậu, Trình Khác đứng giữa phòng khách, lúc Giang Dư Đoạt đi tới ông hắn, hắn bắt đầu nói một mạch, từ ngày đầu tiên cậu đi, tôi đã chỉ muốn cho cậu một trận, mỗi ngày tôi đều nghĩ một lần, cũng đã đến không biết bao nhiêu ngày. Giang Dư Đoạt nghiêng đầu nhìn hắn. Trình Khác đẩy tay y ra, đưa tay cởi bỏ quần áo, tóm lấy cổ áo Giang Dư Đoạt rồi kéo y vào phòng ngủ, tôi có chín chín hơn 8.100 ý nghĩ. Giang Dư Đoạt bị hắn dùng một tay kéo lên giường, sửng sốt hồi lâu, chín chín là tám mốt. Cởi quần áo, trình khác đạp rơi quần của mình, chỉ vào y, tôi không có sức đến một hai ba với cậu, mau lên. Anh làm gì đấy, Giang Dư Đoạt có hơi khiếp sợ, mà bên trong ánh mắt và vẻ mặt cũng đã có thể nhìn ra được, câu hỏi này của y cũng không cần trả lời. Cho cậu một trận, trình khác nhảy lên giường, vọt lên người y, gào lên, cởi quần áo. Địch, Giang Dư Đoạt sợ hết hồn, cởi áo, con mẹ nó, anh nghẹn điên rồi à? Đúng, trình khác tiếp tục gào, quân. Giang dư đoạt vội vàng cởi nốt quần, ném một cái sang bên cạnh, cũng gào lên, trình khác, con mẹ nó anh thèm bị làm à? Lớn lối như thế. Trình khác không nói gì, nhạo tới ông lấy y mà hôn. Đổ ập xuống hôn xong một trận, hắn tóm lấy cánh tay Giang dư đoạt đang có hơi không hiểu, tàn nhẫn lật người y lại, mặt đập vào giường, sau đó nằm rạp xuống, kề sát sau tai y, Cậu nói ai thèm làm? Tôi thèm đấy. Cậu biết làm không? Giang dư đoạt thở hổn hển, không nói gì, chỉ là nghiêng đầu qua. Giờ tôi sẽ dạy cậu, trình khác dùng sức cắn lên bả vai y một cái. Trình khác vẫn cảm thấy bản thân cũng không nghẹn lắm, thế nhưng rất nhiều chuyện đều không thể nào dự đoán được. Ban ngày ban mặt đè ngã Giang dư đoạt trên giường xong, hắn mới thật sự tin mình đúng là nghẹn, hơn nữa còn nghẹn đến không chịu nổi. Có lẽ mấy tháng này ngoài lo lắng, có lẽ là từ ngày đầu tiên có ý nghĩ với Giang Dư Đoạt cho đến bây giờ, vẫn luôn vô tình cố ý nghĩ tới. Nói chung trong nháy mắt da thịt dính sát, độ ấm kề cận, trình khác liền khiêm tốn mà thừa nhận bản thân đúng là nghẹn. Cảm giác này giống như ông một chậu than, lửa vẫn luôn cháy vào cơ thể, làm mỗi dây thần kinh đều bị đốt đến nóng bỏng, đốt đến đâu trầm mê đến đó. Giang Dư Đoạt hẳn là có phản kháng, thế nhưng mức độ phản kháng chắc cũng chỉ như ngăn cản phỏng chừng chênh lệch hơn 8.000 bậc, cho nên trình khác cũng không nhớ rõ lắm, cho đến một tiếng ta bất đắc dĩ luôn lẫn quẩn trong đầu hắn. Thở dốc cao thấp liên tiếp sau đó, đều không đuổi được một tiếng ngắn mũi này. Miêu sau khi chiến hỏa được dập xong mới chậm rãi đi vào phòng ngủ, như thể một nhân viên kiểm tra vệ sinh cực kỳ hiểu chuyện. Đầu tiên đi vòng quanh giường hai vòng, sau đó nhảy lên, đứng trên người hai kẻ còn đang nửa chồng lên nhau mà nhẹ nhàng ngửi ngửi. Trình khác đẩy Miêu ra, lật từ trên người Giang Dư Đoạt nằm xuống, cảm giác khí vào họng đến giờ mới thở đều được, hắn nghiêng đầu nhìn Giang Dư Đoạt còn đang nằm sấp trên gối, cậu. Đừng nói, Giang Dư Đoạt nhanh chóng ngắt lời hắn. Trình khác ngẩn người, muốn hỏi tại sao, mà do dự một lúc vẫn không mở miệng, chỉ để tay qua đặt lên lưng y. Giang Dư Đoạt rất nhanh đã trở tay bỏ tay hắn xuống. Trình khác lần thứ hai sửng sốt, đột nhiên có hơi bất an, sách miêu đang nằm sấp trên bụng hắn ra, rồi ngồi dậy, thằng nhóc này giận rồi à. Không đến nỗi chứ. Bụng già hẹp hòi thế. Nhưng cũng không làm đau cậu ta mà, không phải vẫn còn rên ư ư đấy thôi. Tam ca, trình khác cẩn thận dùng một tay chống giường, nhòi người về phía người y, để bày tỏ lòng thành, còn dùng tôn xưng tam ca, cậu. Giang dư đoạt thở dài, nghiêng đầu đi nhìn hắn, lần thứ hai trở tay nắm lấy tay hắn, kéo xuống. Trình khác nằm úp sắp lên người y. Đừng nói, Giang Dư Đoạt vùi mặt vào trong gối, để tôi từ từ. À, Trình Khác đột nhiên hiểu ra, đối với Giang Dư Đoạt, lực xung kích của trận ác chiến này có lẽ là quá lớn, có khi còn quá mất mặt. Hắn không nói gì nữa, nhưng người ông Giang Dư Đoạt. Qua gần 20 phút, Trình Khác cảm giác mình cũng sắp ngủ mất, Giang Dư Đoạt mới giật giật người. Trình Khác nhanh chóng ngẩng đầu nhìn y. "Tắm không?" Giang Dư Đoạt xoay người nằm ngửa, nhìn hắn. "Từ Trình Khác gật đầu. Giang Dư Đoạt nhìn hắn một lúc, đưa tay vòng qua gáy hắn, ấn đầu hắn xuống. Trình Khác cúi đầu hôn lên môi y. Nụ hôn này hết sức chăm chú, ông nhu, cũng dùng toàn lực, có hơi giống như người mắc lỗi đang cố tìm tha thứ. May mà Giang Dư Đoạt cũng không quá lâu, lúc Trình Khác buông y ra, y còn cắn lên môi Trình Khác, một lúc mới thả ra. Tắm đi, Giang Dư Đoạt cùng hắn ngồi dậy, nhìn có vẻ mặt mũi đã bình thường. Có chỗ nào không thoải mái không?" Trình Khác nhìn y. "Anh cảm thấy kỹ thuật không chuyên nghiệp của anh có thể làm tôi không thoải mái chỗ nào đó đúng không?" Giang Dư Đoạt xuống giường, đứng ở bên giường. "Tôi đang săn sóc quan tâm một chút." Trình Khác nói. "Anh không tự tin với kỹ thuật của mình?" Giang Dư Đoạt nở nụ cười, trong nụ cười còn mang theo vẻ dương dương tự đắc. Trình Khác thở dài, "Tôi rút lại câu vừa rồi." "Chậm rồi." Giang Dư Đoạt mở tủ lấy quần áo thay, "Chỉ nhớ tôi tốt lắm." Trình khác cười không ra tiếng, một lúc sau nhớ ra mới hỏi một câu, điện thoại cậu giấu đi đâu rồi? Anh còn chưa tìm mà đã hỏi tôi rồi, Giang Dư Đoạt nói. Tôi căn bản không biết nên tìm ở đâu, Trình khác nói, tôi chủ yếu là tôi cũng không có thói quen lục lọi đồ đạc người khác. Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn hắn, thở dài, tôi bỏ trong túi áo khoác. Trong túi áo khoác cậu, Trình khác ngay người. Ừ, Giang Dư Đoạt lấy áo khoác ra từ trong tủ, ném lên giường là trong túi cái áo này, tôi cứ bỏ bừa thôi, tôi nghĩ là. Trình Khác nhớ tới lúc Giang Dư Đoạt đi cũng chỉ cầm theo cái áo khoác đổi với hắn, có lẽ cảm giác Trình Khác cũng sẽ giống y, sẽ mặc áo của y. Điều này làm Trình Khác đột nhiên đau lòng, nhảy xuống giường ôm lấy y. Thật ra tôi cũng không thật sự muốn anh phát hiện ra, bên trong điện thoại tôi cũng không lưu gì, Giang Dư Đoạt sờ sờ lưng hắn, tôi không mang theo điện thoại là vì sợ mình sẽ gọi cho anh, nghe thấy giọng anh có lẽ tôi sẽ lập tức quay về. Từ Trình Khác gật đầu, tôi biết. Nếu tôi vừa đi, anh liền nhìn thấy di động, có phải sẽ đập luôn điện thoại tôi không? Giang Dư Đoạt hỏi. Không biết, Trình Khác nói. Vậy anh sẽ làm sao? Giang Dư Đoạt lại hỏi. Tôi sẽ khóc, Trình Khác suy nghĩ, cũng không chắc, hôm cậu đi tôi khóc đến mức nước mắt cũng chảy thành sông. Anh khóc à, Giang Dư Đoạt nhìn hắn, nhíu mày. Không phải sao, Trình Khác thở dài. Thật không, Giang Dư Đoạt vẫn nhìn hắn. Trình Khác cảm giác Giang Dư Đoạt như thể đứa trẻ đang tìm chứng cứ chứng minh tầm quan trọng của mình, hắn liền cười, gật đầu, "Thật." "Thành xong, Giang Dư Đoạt hỏi. "Khóc đến mức thở không ra hơi đây," Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt không hé răng, nhìn hắn lúc lâu mới ôm chặt hắn một cái, "Xin lỗi, Trình Khác." "Đừng nói câu này nữa," Trình Khác nói, "Cậu có làm gì sai đâu." Giang dư đoạt không nói gì, vẫn dùng sức ôm chặt hắn hai cái mới buông ra, quay đầu sang chỗ khác gạt qua mặt một cái, rồi cầm quần áo đi đến nhà tắm, cùng tắm không, bỏ đồ vào giặt xong thì đi ăn cơm, tôi đói rồi. Được, trình khác đáp, Giang dư đoạt đúng là người thần kỳ, mới đầu còn phải từ từ, từ từ xong lại rất lạc quan. Lúc cầm quần áo đi vào buồn tắm, Giang dư đoạt đã đứng dưới vòi hoa sen, trình khác nhìn dòng nước chảy trên người y, không nhìn được liền nhớ lại cảnh tượng lúc trước lúc làm như thể cắn thuốc, toàn bộ đều không thấy rõ không nghe rõ, tâm lý gấp gáp, cái gì cũng không rõ, có loại ảo giác như làm một trận vô ích. Thế nhưng đến lúc hồi tưởng lại dư vị mới phát hiện, cái gì cũng rõ cực kỳ. Mỗi một mắt nhìn thấy, mỗi một tiếng nghe thấy, mỗi một tất chạm đến, đều rõ rành rành, không chỉ khắc trong đầu mà còn nạm vào trong thân thể, đợi đến lúc lại nhìn thấy, lại nghe thấy, lại chạm đến có thể ngay trong nháy mắt chuẩn xác tìm được một dây làm hơi thở mình dồn dập. Chỗ này của tôi rách rồi à, Giang Dư Đoạt trở tay chỉ vào bả vai, sao lại hơi đau đau. Tôi, nhìn thử xem, trình khác hắn giọng, giả bộ đi tới nhìn thử. Xem làm đách gì không biết, đương nhiên là trách rồi, cắn mạnh như thế có thể không trách chắc, lúc đó đau đến mức cơ bắp cả người gian dư đoạt đều căng lên. Hơi trách một chút, không nghiêm trọng, trình khác nói. Đệt, anh giả man quá, Giang dư đoạt nghiêng đầu nhìn hắn, điên lên rồi lại xuống tay, miệng nặng như thế. Trình khác nở nụ cười, đứng dưới vòi phun dán vào sau lưng y, tôi thật sự không cố ý. Giang dư đoạt chật một tiếng, cúi đầu xông nước một lúc, rồi quay người lại, cùng hắn mặt đối mặt, vòi hoa sen phun nước giữa hai người bọn họ, phun đến nỗi hai mắt cũng khó mở ra được. Trình khác, Giang dư đoạt mở miệng, giọng hạ thấp, anh lúc nãy. Ừ, trình khác đáp một tiếng, lau nước trên mặt, mà không có tác dụng gì, không nhìn rõ vẻ mặt Giang Dư Đoạt, chỉ cảm thấy giọng nói của y có chút cảm xúc không đoán ra được. "Mới vừa rồi xem như là dạy cho tôi à?" Giang Dư Đoạt hỏi. "Cậu xem như thế cũng được, Trình Khác không nghĩ tới y lại hỏi điều này." "Không phải tôi muốn hiểu như thế, là anh tự nói." Giang Dư Đoạt nói, rồi kề sát bên tai hắn, học theo giọng điệu hắn mà nói một câu, "Giờ tôi sẽ dạy cậu." Trình Khác đột nhiên cảm thấy hưng phấn đến hoảng loạn. Lưu manh đấy à Lại còn nói ra lời không biết xấu hổ như vậy Giờ dậy xong rồi đúng không Giang Dư Đoạt nói Từ Trình Khác nghe được Trong giọng Giang Dư Đoạt có không phục Liền chập một tiếng Bài thứ nhất Lesson One Câu này còn chưa nói xong Giang Dư Đoạt đột nhiên duỗi tay tới nắm lấy bả vai hắn Mạnh mẽ bóp một cái À Trình Khác kêu một tiếng Một cái bóp này có hơi tàn nhẫn Hắn chỉ cảm thấy trên bả vai đau nhức một trận, muốn nhịn không kêu cũng không nhịn được, quả thật là phát ra từ đáy lòng. Không chờ hắn làm rõ xem Giang Dư Đoạt là đang định trả thù hay làm gì, tay Giang Dư Đoạt đang nắm bả vai liền vút qua sau lưng, trở tay liền đè hắn lên tường. Nếu Trình Khác không phản ứng nhanh mà lấy tay chống tường, có khi mặt hắn cũng đã cứ thế đập vào tường. "Cậu làm!" Trình Khác gào lên, mà chưa gào xong đã bị Giang Dư Đoạt ngắt lời. "Chính là tôi làm." Giang Dư Đoạt kề sát phía sau hắn, cánh tay lên đến eo hắn kéo Giờ tôi nộp bài. Nói xong còn xúc động bồi thêm một câu, tôi lớn thế này còn chưa từng nộp bài lần nào đâu. Cúc, Trình Khác gào lên. Không cúc, Giang Dư Đoạt cũng gào theo, sau đó cắn lên bả vai hắn một cái. A, à, Trình Khác cảm thấy mình đau đến mức muốn nhảy lên. Nhưng đau đớn qua đi, lại mang đến một loại tâm tình gì đó. Lúc bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe, Trình Khác đang vùi trong ghế sofa nghịch điện thoại, chân gác lên người Giang Dư Đoạt. Tôi đệt, không phải là Trần Khánh chứ? Hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy. Giang Dư Đoạt đang cắt móng chân cho Miêu, đột nhiên tay run một cái, may mà không cắt phải Miêu, thế nhưng lại kéo chân con Miêu một cái, Miêu tấn công tay y một trận, sau đó nhảy xuống ghế sofa chạy đi. Trần Khánh không biết tôi về rồi đúng không? Giang Dư Đoạt quay đầu lại. Tôi không nói với cậu ta hôm nay cậu về, thế nhưng Trình Khác nhảy xuống ghế sofa, thế nhưng cậu ta đoán được hai chúng ta ở cùng nhau. Bây giờ thấy trong nhà có người, chắc chắn sẽ. Không chờ hắn chạy tới bên cửa sổ, bên ngoài đã vọng vào tiếng Trần Khánh, Tích gia. Tích gia. Anh về rồi. Tam ca có phải cũng về rồi không? Tam ca. Đúng là Trần Khánh, Trình Khác nén giọng nói. Giang Dư Đoạt nhảy từ ghế sofa lên, vọt tới cửa. Trình Khác có nhận thức mới về tốc độ của y. Y đùng một cái khóa trái cửa. Quả nhiên một giây sau, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa vang tiếp theo là tiếng chìa khóa vặn trình khát mặt đối mặt với giang dư đoạt vẫn giữ im lặng trần khánh mở cửa không được nên bắt đầu gõ cửa trình khát đột nhiên tỉnh lại hai chúng ta có làm gì đâu hả giang dư đoạt ngỡ người quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sofa sao lại đột nhiên như thể hai kẻ thông dâm trộm tình bị chính thức bắt ngay tại chỗ có lẽ vì một tiếng trước hai người họ vừa làm hai lượt đùa giỡn lưu manh quá đã đến mức chột dạ. Mở cửa đi, Trình Khắc Hạ thấp giọng, nếu không cậu ta lại nghĩ chúng ta đang làm gì bây giờ. Giang Dư đoạt sợ hết hồn, nhanh chóng lao tới mở cửa ra. Cửa vừa mở, Trần Khánh liền lao vào, gào lên, tam ca. Ơi, Giang Dư đoạt đáp một tiếng. Tao đệt. Mày về rồi, Trần Khánh một chân giữ cửa mở, viền mắt đột nhiên đỏ lên, con mẹ nó mày đã về rồi. Đừng có khóc, Giang dư đoạt chỉ vào gã, mày mà khóc tao cho mày một trận. Về rồi cũng không nói với tao, Trần Khánh miễn cưỡng nín nước mắt, trừng Giang dư đoạt, sau đó liền quay đầu trừng trình khác, anh bảo lúc quay lại sẽ nói với tôi mà. Vừa về đến nhà, trình khác nói, còn chưa kịp gọi điện cho cậu. Lúc xuất phát nên gọi rồi chứ, Trần Khánh nói, đầu óc anh để đâu? Trình khác không phản bác gì được, đầu óc đúng là có, thế nhưng cũng không chứa chuyện đó, hơn nữa cũng không muốn sắp về đã nói với Trần Khánh Dù sao cũng đã ngẹn lâu như thế Thế nhưng giờ thấy bộ dạng Trần Khánh Hắn có hơi ấy nấy Dù sao Trần Khánh cũng là anh em chân tâm thực lòng của Giang Dư Đoạt Xin lỗi, tôi vừa thấy cậu ấy liền Quên mất, trình khác liếc Giang Dư Đoạt một cái Cũng không tách ra được mấy tháng Giang Dư Đoạt vỗ lên lưng Trần Khánh Làm gì mà như sinh ly tử biệt đến nơi Cũng vì mày không thèm nói một tiếng Trước đây lúc ra ngoài đều nói Trần Khánh cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một ít. Vừa khéo, Giang Dư Đoạt nói, gọi mấy đứa đại bân ăn bữa cơm đi. Đâu chỉ có ăn cơm, còn phải uống rượu, hôm nay trắng đêm, Trần Khánh vỗ đuôi. Trắng đêm, Giang Dư Đoạt gật đầu. Giờ tao nói với bọn nó, đi đặt bàn trước, bọn mày muốn ăn gì, Trần Khánh lấy điện thoại ra, hai người bọn mày ăn trưa, ai? Trần Khánh còn chưa nói xong, đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chầm chầm giữa hai người bọn họ. Làm sao thế? Trình Khắc đột nhiên cuốn lên, nhanh chóng cúi đầu kiểm tra quần áo trên người mình, không có vấn đề gì. Hai người có phải vừa mới, tao bảo mà, làm sao mà lại khóa cửa đây? Ôi tao đệt, Trần Khánh bụng miệng quay người đi, liên tiếp nói, tao không cố ý, là gấp quá. Con mẹ nó mày nín ngay, Giang Dư Đoạt đập một cái lên lưng gã, mày nhìn này giống như là... Không phải đến nửa buổi mới mở cửa à, Trần Khánh thở dài. Gọi điện thoại của mày đi, Giang dư đoạt gào lên, chỉ mỗi mày thấy rõ chân tướng thế gian này đúng không? Ê, Đại Bân, Trần Khánh bỏ điện thoại lên tai, mày, bây giờ, nhanh chóng đi đặt bàn, đâu cũng được, canh chua cá thì canh chua cá, quán tao từng đến kia. Tam ca về rồi. Vừa về. Giang dư đoạt lúc đứng ở phòng khách, nhìn Trần Khánh hưng phấn gọi điện, đột nhiên cảm thấy cay mắt. Trong khoảng thời gian y đột nhiên không một tiếng động rời đi, nghĩ rất nhiều lần, nơi y từng sinh hoạt này, liệu có thể vì y rời đi mà thay đổi gì không? Những người này là một phần trong cuộc sống của y, là chứng minh cho sự tồn tại của y. Trong mấy ngày y không ở đây, liệu có người để ý tới, liệu có người phát hiện ra, liệu có người nhớ tới không, vẫn nhớ tới không? Trình khác đưa tay xoa xoa trên vai y, y quay đầu lại. Bọn họ nhất định điên hết rồi, trình khác cười, ai cũng mong lúc nào cậu mới về. Ừ, Giang Dư đoạt cười cậu vẫn là tam ca, Trình Khác nói, bọn họ vẫn là anh em của cậu, Trần Khánh vẫn là bạn tốt nhất của cậu. Anh thì sao? Giang Dư Đoạt cười hỏi. Tôi là bạn trai hàng thật giá thật của cậu, Trình Khác nhỏ giọng nói. Tôi cũng là, Giang Dư Đoạt nhìn lướt qua Trần Khánh, bạn trai hàng thật giá thật của anh. Trần Khánh nói chuyện điện thoại xong, ho khan một tiếng rồi mới quay đầu lại. Trình Khác cực kỳ bất lực với hành động săn sóc tỉ mỉ của gã ngồi vào ghế sofa thở dài. Đại Bân đang ở cùng với bọn nhị trọc, lập tức tới ngay, Trần Khánh nói, chốc nửa chen lên một xe qua đi, phía sau ngồi ba người rồi nằm sắp hai người. Nằm được nổi không, Giang Dư Đoạt nói. Nằm không được cũng phải được, nhất định đều phải lên xe hết, Trần Khánh nói. Tao lái, Giang Dư Đoạt lập tức nói. Hai người ngồi đằng trước, Trần Khánh nói, còn có thể để cho hai người bọn mày nằm đằng sau à. Giang Dư Đoạt cười. Tam ca, Trần Khánh nhìn y, tao đã nói với mày rồi, lần sau mày lại muốn về nhà ở đâu, mày phải nói với tao, mày đúng chả đáng bạn bè chí cốt gì. Ừ, Giang Dư đoạt đáp. Mấy người đại bân có lẽ đang ở gần đó, nghe xong điện thoại Trần Khánh chưa đến 10 phút đã nghe thấy tiếng nói hưng phấn của bọn họ ngoài cửa sổ. Đi thôi, Giang Dư đoạt đứng lên. Mấy người đại bân dù sao cũng không phải tổng hộ pháp, lúc nhìn thấy Giang Dư đoạt rõ ràng tiết chế hơn nhiều, không hề gào khóc âm sầm. Tam ca đại bân đi tới, xoa mũi, chờ được anh về rồi. Đi ăn cơm, Giang Dư Đoạt vỗ bả vai thằng nhóc. Lúc một đám người chen chúc lên xe, Giang Dư Đoạt nghiêng đầu nhìn về hướng giao lộ, một cái bóng rất nhanh đã biến mất ở góc tường. Sao thế? Trình Khác nhỏ giọng hỏi một câu. Giang Dư Đoạt cảm thấy Trình Khác có lúc còn nhạy cảm hơn y, y lắc đầu, không sao cả, có thể là ảo giác. Bác sĩ Lý nói nếu tôi quay lại chỗ cũ, có lẽ vẫn sẽ nhìn thấy. À, Trình Khác cũng nhìn sang bên kia, vẫn còn à. Chạy rồi, Giang Dư Đoạt nói. Bọn họ sợ cậu, Trình Khác nói. E là vậy, Giang Dư Đoạt cười, mở cửa xe ngồi vào buồn lái, cầm tay lái, liếc nhìn gương chiếu hậu. Lần này không thấy ai. Nằm sắp được hết chưa, y hỏi một câu. Rồi, nhị trọc từ phía sau trả lời, tam ca anh lái nhanh đi, Tư thế này của em thật sự không giữ được bao lâu nữa rồi. Được rồi, Giang Dư Đoạt khởi động xe. Trong mấy tháng Giang Dư Đoạt du lịch, Trình Khác cũng có lúc sẽ tụ họp với bọn Trần Khánh, Đại Bân, ăn một bữa cơm, ăn một bữa khuya, đôi khi còn có thể đi dạo một vòng trên đường, đến thùng rác. Dù sao đang thay mặt Tam Ca, hắn cũng muốn để đám anh em này cảm giác được chân thật, cũng phải để người khác biết, tuy Tam Ca không ở, nhưng đây vẫn là địa bàn của Tam Ca không hề có ý định tặng ai. Có điều, dáng vẻ hưng phấn của bọn Trần Khánh Đại Bân lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt, trình khác có thể nhìn ra được, tam ca trong lòng bọn họ, không ai có thể thay thế được. Giang Dư Đoạt là người rất tốt, cho dù là lưu manh đầu đường, y cũng có thể sống đến mức làm một đám người khăng khăng một mực chỉ nhận một lão đại là y. Trình khác không nhìn được tiếc nuối, nếu như từ nhỏ Giang Dư Đoạt đã có một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường, được nhận giáo dục bình thường, Vậy y hiện giờ. Không, e rằng cũng chưa chắc. Sức cuốn hút của Giang Dư Đoạt cùng cách y xử sự, tất thảy có thể làm cho đám anh em y cảm thấy chân thật đều đến từ những thứ không giống với mọi người mà y trải qua. Nhưng Trình Khác rất hy vọng, hắn biết Giang Dư Đoạt cũng hy vọng giống vậy, y chỉ là một người bình thường không hề nổi bật trong đám người, như một người qua đường vội vã nào đó. Không có đau khổ khắc cốt ghi tâm, không có hắc ám một đời không cắt đuôi nổi không có sợ hãi trong từng giây từng phút, chỉ có nỗi niềm thỏa mãn, hạnh phúc nho nhỏ bị nhấn chìm trong đám người. Trình Khác nghiêng đầu nhìn Giang Dư Đoạt, e rằng y vĩnh viễn cũng không thể bình thường được, nhưng ít ra kể từ bây giờ, y đang bắt đầu lại gần từng bước một. Giang Dư Đoạt vừa nãy lại nhìn thấy người, Trình Khác không hỏi nhiều, trở về khung cảnh cũ, có thể sẽ thấy một vài lần, nhưng chỉ cần giữ tình hình ổn định, vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Có điều vừa nãy Giang Dư Đoạt nói có thể là ảo giác, điều này làm hắn để ý. Bác sĩ Lý và La tỷ đều cho rằng Giang Dư Đoạt có thể phân biệt được bọn họ với những người xa lạ bình thường khác, dù cho trước đó y cũng không biết, nhưng lúc va chạm trực tiếp với bọn họ, y sẽ theo bản năng mà né tránh hoàn cảnh có người bên cạnh. Chuyện này chính trình khác cũng cảm giác được, cho nên lần này Giang Dư Đoạt không thể chắc chắn đó là ảo giác hay sự thật, khiến hắn có hơi bất ngờ không biết đây có phải là hiệu quả của điều trị không? Hiện giờ cả xe toàn là người, hắn không có cách nào hỏi được. Sau đó lại càng không có cơ hội hỏi. Chỗ đậu xe quán canh chua cá cách quán đến hơn 200 mét, bọn họ đậu xe xong còn phải đi bộ một đoạn đường. Cái quán này vẫn nằm trên địa bàn của Tam Ca, lúc đi về hướng kia, trình khác có thể cảm giác được đủ loại ánh mắt. Trong mấy ngày cùng Giang Dư Đoạt ở đây, hắn đã chậm rãi hiểu rõ thế giới phía dưới đám người này, có thể từ đủ loại người phân biệt được ai là lưu manh ai coi chính mình là lưu manh ai là người vùng này ai là từ bên ngoài đặt chân đến đây rất thú vị trước đây hắn tuyệt đối không thể nào phân biệt ra được nhưng người nhà của hắn có lẽ sẽ cảm thấy chuyện này ngoại trừ lúc quá tẻ nhạt thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì khác nhưng hiện giờ trình khác cảm thấy rất tốt hắn cũng không hy vọng giang dư đoạt vẫn cứ tiếp tục sống mãi như vậy nhưng cũng không ngại đi tìm hiểu một chút cuộc sống của y đám anh em của Giang Dư Đoạt rất đông, có vài người thậm chí còn chẳng nói với Tam Ca được mấy câu, nhưng Giang Dư Đoạt rời đi rồi trở về, vẫn làm bọn họ chấn động. Mà người đứng ở cửa quán canh chua cá chờ Tam Ca, tình cảnh lại càng chấn động mạnh mẽ hơn, mỗi người đi ngang qua đều phải nhìn chầm chầm bọn họ hơn nửa buổi. Trình khác cảm giác, nếu đến muộn thêm 5 phút nữa, chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát, nơi này có mấy anh giai xã hội không rõ thân phận tụ tập. Nhân viên phục vụ đứng trước cửa cũng là một mặt mê man. Địch Chính Tam ca cũng không chịu nổi, làm cái gì đây? Lâu lắm rồi không được làm xã hội đen à? Tao có biết đâu, Trần Khánh cũng ngẩn người, tao chỉ bảo bọn nó đến trước. Đến đấy rồi chắc chắn sẽ không thể chạy vào ngồi trước, Đại Bân ở phía sau nói, đến chờ ở cửa, chủ yếu là vì hôm nay nhiều người, bình thường đứng vài đứa thì cũng không hề gì, hôm nay lại đứng cả họ hàng lô lóc đến ba mươi rồi, nhị trọc nói, mẹ kiếp, như đánh nhau, đây là còn chưa đến đủ, nếu mà đến đủ, đến đủ rồi thì ngồi xe cảnh sát về thôi, giang dư đoạt nói, khánh, trần khánh nhanh chóng bước mấy bước đến trước mặt, gọi mấy người đang đứng ở cửa cùng nhau gọi chào tam ca, sau đó một đám người đều dồn vào trong quán, trần khánh đặt phòng hội nghị, bên trong có bốn bàn lớn, còn để thêm ghế, giờ đã gần kín, vừa đi vào. Trinh khác liền nghe thấy một trận chào Tam Ca, chào anh khác. Chào anh Khánh, cảm giác đầu óc trong nháy mắt bị nhồi đầy, còn hơi ván ván. Hắn liếc Giang Dư đoạt một cái, người này nhìn vẫn rất bình thường, lúc ngồi xuống cũng rất bình tĩnh, kỹ thuật của mình vẫn được đấy chứ. Nhưng nói thật, bài tập Giang Dư đoạt nộp đúng là chẳng ra sao. Trình Khác cũng chỉ là chừa cho y chút mặt mũi mới tỏ vẻ ừ ừ a à a, à, thích lắm, tuyệt lắm. Thật ra ngoại trừ đâu, khoái cảm của hắn, mẹ nó đều là khoái cảm trên tinh thần. Điều này cũng chỉ có thể tự trách mình, dậy đến mức một giây sau bão tố có thể đánh tới luôn, vậy học đương nhiên cũng sẽ là một giây sau mưa to gió lớn liền ào tới. Lúc Trình Khác ngồi vào bên cạnh Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Nhìn gì? Trình Khác hỏi. Nhìn trai đẹp Giang Dư Đoạt nói. Cũng đúng, lâu lắm rồi không nhìn, ngắm nghía cho kỹ vào, dù sao cũng không hay gặp, Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc, tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng hỏi một câu, "Anh có chỗ nào không được thoải mái lắm không?" "Không có." Trình Khác nhanh chóng trả lời, tránh làm tổn thương tự tôn của Giang Dư Đoạt. "A, à, Giang Dư Đoạt nhìn hắn, "Vậy thì kỹ thuật của anh không bằng tôi rồi." "Cái?" Trình Khác ngẩn người, "Kỹ thuật?" "Giờ tôi có hơi không thoải mái lắm." Giọng Giang Dư Đoạt hạ thấp tới mức gần như không nghe thấy, "Lúc ngồi xuống có hơi không quá." Câm miệng. Trinh Khắc sợ hết hồn, Giang Dư Đoạt vậy mà có thể ngồi trong phòng mấy chục người thảo luận chuyện kỹ thuật tốt hay tệ, hắn thật sự bất ngờ. Giang Dư Đoạt cúi đầu cười ha ha vài tiếng. Hi. Trinh Khắc nhìn y, rồi nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn phía, may mà đám người này mỗi lần tụ họp, chào xong Tam ca liền điên cuồng chém gió, không ai nhìn về hướng này, cũng không ai chú ý tới Tam ca luôn hung hăng bạo ngược của bọn họ. Vậy mà đang cúi đầu nhìn đúng quần mình cười khúc khích. Có điều lúc trình khác dương mắt lên liền phát hiện mình đã bỏ sót mục tiêu lớn nhất. Tổng hộ pháp Trần Khánh giờ đang một mặt ghét bỏ và đau buồn mà nhìn Giang dư đoạt. Khánh, trình khác nhanh chóng cầm lấy chén rượu không biết ai đã rót đầy đặt trước mặt mình, hai ta uống trước một chén. Trần Khánh thở dài, cầm lấy chén rất miễn cưỡng cùng một cái với hắn, hai người các anh cũng thật là ngọt ngào ghê. Không phục thì tìm một người đi, Giang Dư Đoạt nói. Tam ca. Tao cũng không thích. Trần Khánh rất căng thẳng mà hạ thấp giọng, "Đàn ông, tao tìm một người cái gì?" "Tao bảo mày, Giang Dư Đoạt nhìn gã, gằn từng chữ, "Tìm một bạn gái." "Ta," à, Trần Khánh lúng túng kêu một tiếng, "Ta." À. "Uống rượu của mày đi, à cái rắm," Giang Dư Đoạt nói. Trần Khánh ngửa đầu nâng chén uống, chật một tiếng, liền thở dài, "A i i i, bạn gái nói thì dễ." Trình Khác nhìn bộ dạng kia của gã, suýt nữa định nói nếu không để tôi giới thiệu cho cậu một người đi. Có điều lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt cười, hắn liền bị phân tâm. Hôm nay tâm trạng cậu tốt lắm à, Trình Khác hỏi. Cũng được, Giang Dư Đoạt vừa cười, híp mắt lại quan sát hắn, kỹ thuật 30 năm của Trình Thiếu Gia cũng. Trình Khác nhanh chóng dùng chén không cùng chén y một cái, tam ca, uống một chén. Một chén uống với hai người, Giang Dư Đoạt một mặt khó chịu, nếu người khác dám làm thế với tôi, tôi chắc chắn ném chén đi. Nhưng cũng có phải người khác đâu, Trình Khác nói. Ừ, Giang Dư Đoạt cầm lấy chén uống một hớp cạn, bạn trai cơ mà. Trình Khác đột nhiên căng thẳng, hắn biết tâm trạng Giang Dư Đoạt hôm nay chắc chắn dâng cao, xuất viện, gặp lại, lên giường, làm rồi thì bị làm đều được trải qua rồi. Tuy rằng hắn vẫn luôn không ngại để người khác biết tính hướng của mình, nhưng Giang Dư Đoạt chắc chắn khác, vị trí và hoàn cảnh của y, người đối mặt với y, trạng thái tinh thần của y đều không thể mạo hiểm như vậy. Tam ca, trình khác nắm lấy tay Giang Dư Đoạt dưới bàn, tôi xin cậu. Nói đi, Giang Dư Đoạt nhìn hắn. Ăn cơm ngon uống rượu say, trình khác nói, cậu còn kém cái loa nữa thôi. Giang Dư Đoạt nở nụ cười, trở tay véo véo tay hắn, được, tôi biết mà, tôi chỉ là hưng phấn. Trình khác nhìn y. Vui vẻ cực kỳ, Giang Dư Đoạt nói, cũng không nói ra được cụ thể có gì để vui, nhưng đúng là vui lắm." Từ Trình Khác gật đầu. "Có điều, bác sĩ Lý nói, Giang Dư Đoạt hạ giọng, tôi vẫn phải để ý kiểm soát tâm trạng, không được để tâm trạng mình lên xuống quá mạnh." "Vậy cậu phải nghe theo," Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt dùng sức gật đầu, "Anh yên tâm đi." Thật ra khả năng tự chủ của Giang Dư Đoạt cũng mạnh cực kỳ, trước đây lúc hoàn toàn không điều trị, lúc y đối mặt với bất thường trên người mình đều chỉ dựa vào tự bản thân khống chế, không để người khác phát hiện mình căng thẳng sợ hãi, cảm giác được mình sắp mất khống chế sẽ tự tránh đi người khác. Trình khác nhắc y xong, y liền nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, trở về với thân phận tam ca. Mãi cho tới lúc cơm nước xong xuôi, lần lượt vỗ vai tạm biệt từng anh em, mới biến trở lại gian dư đoạt. Hơn nữa cũng không phải gian dư đoạt quen thuộc, mà là gian dư đoạt lần đầu tiên cảm thấy kỹ thuật trên giường của mình cũng được lắm. Là vậy đi, Giang Dư Đoạt nhìn Trình Khác. Là vậy gì, Trình Khác hỏi. Kỹ thuật của tôi tốt hơn anh, Giang Dư Đoạt nói. Ai, Trình Khác bất lực không lưng, chống tay lên đầu gối, tam ca, cậu không định để yên à. Kết luận này của cậu rút cuộc là từ đâu mà ra? Bởi vì tôi không thoải mái, anh không có không thoải mái, Giang Dư Đoạt nói. Tôi, Trình Khác thở dài, được rồi, kỹ thuật của cậu tốt nhất, tốt nhất vũ trụ. Giang dư đoạt đắc ý nở nụ cười, rồi đột nhiên dừng lại, một phát tóm lấy cánh tay hắn, trình khác. Hả? Trình khác giật mình. Anh đang an ủi tôi đấy à, Giang dư đoạt nói, thật ra không thoải mái đúng không? Cũng không, trình khác nói. Do dự, Giang dư đoạt chỉ hắn, anh vừa do dự. Chúng ta đừng thảo luận đề tài này nữa được không, trình khác quả thực sắp điên rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Dư Đoạt lúc trước còn nói với hắn không chấp nhận được chuyện lên giường, giờ lăn xong hai lần giường lại đột nhiên cởi mở như vậy, còn nghiên cứu kỹ càng vấn đề thoải mái hay không thoải mái, kỹ thuật tốt hay tệ. Không sao, Giang Dư Đoạt vung tay, lần sau tôi sẽ chú ý. Lần sau, Trình Khắc nhìn y. Nếu anh muốn thay phiên thì để lần sau nữa, Giang Dư Đoạt nói. Về đi, Trình Khắc kéo tay y đi về phía trước, im lặng đi đi. Giang Dư Đoạt trốt cuộc cũng dừng thảo luận vấn đề này, cả đường đều cùng trình khác nói đám anh em này chẳng thay đổi gì, không đi ăn khuya với chúng nó hôm khác lại phải bu. Trình khác nghe ra được tâm trạng y rất tốt, là cảm giác vui vẻ vì cuộc sống vẫn như trước. Bạn bè của y, người quen của y, hoàn cảnh y quen thuộc, hết thảy đều vẫn ở đây chờ y. Trình khác cười, đưa tay lên sờ trên mặt y một cái. Giang Dư Đoạt cười nghiêng đầu đi, lúc đang định nói lại đột nhiên xoay ra sau sao thế, trình khác sửng sốt, chưa tới một giây cũng quay đầu theo nhìn về phía sau. Phía sau là lối vào con đường bọn họ vừa rẽ ra, lúc trình khác quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe lái qua, ven đường còn có hai ông cụ đang nói chuyện, lúc bọn họ đi tới hai cụ cũng đã ở đó rồi. Anh có thấy không, Giang Dư đoạt hỏi. Lúc trình khác nghe thấy câu này liền cảm giác máu toàn thân đều động lại, trong nháy mắt bị kéo về lo lắng mấy tháng trước đây nhưng hắn không tin giang dư đoạt có thể nghiêm trọng nhiều lần như vậy hắn biết giang dư đoạt hiện giờ ngày nào cũng uống thuốc đúng giờ hắn kéo giang dư đoạt một cái đi nhìn xem hướng bên kia à bên phải giang dư đoạt cùng hắn chạy hai bước liền dừng lại trình khác sao trình khác nhìn y thôi giang dư đoạt nhíu mày có lẽ tôi nhìn lầm rồi cũng có lẽ là ảo giác nếu là ảo giác cậu cũng biết đúng không trình khác hỏi cậu phân biệt được mà Ừ, Giang Dư Đoạt vẫn nhíu mày, thế nhưng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy bọn họ, có lẽ. Kể cả không phải ảo giác, giờ cũng chạy mất rồi. Cậu chờ tôi ở đây, Trình Khác nói, tôi đi hỏi người. Không đợi Giang Dư Đoạt nói, hắn đã quay người, chạy tới chỗ rẽ nơi hai ông cụ ngồi. Cụ à, Trình Khác cười với hai ông cụ, tôi có chuyện muốn hỏi, lúc hai cụ nói chuyện có thấy người nào từ đây chạy qua không? Có à, ông lão béo nhìn ông lão gầy. Hình như, ông lão gầy kéo chữ thật dài, càng kín toàn bộ quá trình hồi tưởng. Cuối cùng lão cho mày, có nhỉ, không lại đây, cũng không phải là không lại đây, mà có nhìn vào đây rồi vọng lại. Hình như là đi nhầm đường. Ông vừa nói thế tôi liền cảm thấy hình như đúng là có người như vậy, ông lão béo vỗ bụng hai cái, có phải là gầy lắm đúng không? Không béo, nhưng tôi cũng không nhìn rõ, chỉ thoáng qua một cái, ông lão gầy nói. Cảm ơn, Cảm ơn cụ, Trình Khác không người với hai người, rồi đi nhanh mới bước tới chỗ rẽ, giống như Giang Dư Đoạt nói, cho dù có người, giờ chắc chắn cũng đã chạy mất, rẽ bên phải ra ngoài, ngay sau đó đã có hai ngã rẽ. Lúc quay người chuẩn bị trở về, Giang Dư Đoạt không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn. "Anh hỏi rồi à?" Giang Dư Đoạt có hơi căng thẳng nhìn hắn. Trình Khác cũng nhìn y, "Hỏi rồi, hai người bọn họ cũng không chắc lắm, thế nhưng nói hình như có thấy người." từ chỗ đó đi ra rồi quay lại, đúng không?" Giang Dư Đoạt tranh hỏi trước, như thể muốn chứng minh thứ mình nhìn thấy cũng không phải ảo giác. Mà vừa nghe thấy câu hỏi này, Trình Khác đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. "Đúng, hắn nói, bảo hình như là đi nhầm đường." Giang Dư Đoạt không nói gì, lông mày luôn nhíu chặt vẫn chưa thả lỏng, nhưng vẻ mặt dần dần bình tĩnh xuống, qua một hồi lâu mới nói một câu, "Trình Khác, nếu không có anh, tôi có lẽ cả đêm nay đều không ngủ được." Làm sao lại thế được Trình khác vỗ nhẹ mặt y Đi hỏi một cái là biết Tôi làm sao dám hỏi Giang dư đoạt vẫn nhẹ giọng nói Tôi làm sao dám hỏi Tôi dám Trình khác hỏi Để tôi hỏi là được Giang dư đoạt nhìn hắn rất lâu Rồi cười Giang tay ông lấy hắn Ừ Về đến nhà Miêu kêu cực kỳ bất mãn Hai người bọn họ sau khi về đã đút cho Miu nửa hộp đồ hộp Thế nhưng trước lúc ra ngoài lại quên chuẩn bị bữa tối cho nó, giờ tuy miu đã đá nửa hộp đồ hộp xuống đất ăn hết nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu với việc trong bát thức ăn không có bữa tối tiểu thốn trình khát đổ thức ăn cho mèo cho nó hành vi không biết nói lý của mày không đúng anh gọi nó là gì thế giang dư đoạt chập một tiếng em trai tiểu thốn của đại thốn trình khát nói to đúng không giang dư đoạt đột nhiên nhướng lông mày cậu trúng độc đấy à trình khát quả thực cạn lời giang dư đoạt uống một ngụm nước Dựa vào sofa nở nụ cười nửa buổi, nhưng cười xong lại có hơi thất thần. "Sao vậy?" Trình Khác hỏi. "Người kia chắc chắn không phải đi nhầm đường." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi hôm nay đã nhìn thấy hắn hai lần rồi, không nhìn rõ mặt, nhưng quần áo thì giống." "Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha." Trình Khác cảm thấy tâm trạng cả ngày hôm nay đã bị ảo giác xuất hiện hai lần này phá hỏng, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra ai lại bám theo Giang Dư Đoạt. Hắn sẽ không tiếp tục là trình dịch, cùng một chiêu như vậy đã không còn lực sát thương gì nữa, hắn có thể để cha biết hoặc không thể để cho cha biết thì mọi chuyện cũng đã bày ra trước mặt cha rồi, lại nói mấy tháng này vẫn luôn bình an vô sự, Giang Dư Đoạt vừa về đã có người bám theo, nếu nói là kẻ thù, khả năng thật sự cũng không lớn. Có điều Giang Dư Đoạt sau khi đưa ra kết luận này dường như sẽ không nghĩ tới chuyện này nữa, chỉ cần không có ảo giác, đối với y chính là chuyện vui vẻ, y cũng không quá bị ảnh hưởng cầm điện thoại đã sạc đầy chơi. Trình khác chơi với miêu một lúc, ngáp một cái, bắt đầu hơi buồn ngủ. Cậu đọc tiểu thuyết à, hắn liếc nhìn Giang Dư Đoạt vẫn đang xem điện thoại di động. Không, Giang Dư Đoạt dương mắt nhìn hắn một lúc, có hơi ngượng ngùng, tôi xem thông tin tuyển dụng ở đây. Trình khác ngẩn người, muốn tìm việc làm à. Từ, lúc nằm viện đã nghĩ tới chuyện này, Giang Dư Đoạt nói, về rồi thì tìm một công việc đàng hoàng làm. Muốn tìm việc gì, Trình Khác dựa vào người y, nhìn qua điện thoại di động, nội dung mấy tuyển dụng đều là nhân viên phục vụ và bảo vệ. Không biết, Giang Dư Đoạt nói, bây giờ không phải tôi muốn tìm loại việc gì, mà là loại việc gì có thể nhận tôi. Trình Khác cười, vậy cậu đoán hiện giờ loại việc thế nào sẽ nhận cậu? Chắc là những việc thế này đi, có điều cả bảo vệ hay nhân viên phục vụ cũng cần học lực cấp 2, đây là mấy quán cũng chẳng ra sao, Giang Dư Đoạt nói, tôi ngay cả học lực nhà trẻ cũng không có. Lúc nói lời này, giọng nói và ánh mắt Giang Dư Đoạt đều mang mất mát rõ ràng. Nếu không thì cậu đến chỗ tôi thử xem, Trình Khác nói, chỗ tôi nhân viên phục vụ toàn con gái, tuyển thêm một anh đẹp trai cũng rất tốt. Không được, Giang Dư Đoạt dứt khoát từ chối, tôi vẫn còn đang uống thuốc, tôi không muốn gây phiền phức cho anh, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi đi gieo và cửa hàng người khác vẫn tốt hơn. Trình Khác tuy rất đau lòng, trong lòng không dễ chịu, nhưng nghe thấy vui vẻ nở nụ cười một lúc lâu. Giang Dư Đoạt cùng hắn cười một lúc lại cúi đầu nhìn điện thoại di động. Trình Khác nhìn y, trầm mặc rất lâu, cuối cùng dùng chân chọc chọc vai y, "Tam ca, để tôi chỉ cho cậu một con đường sáng." "Chỉ đi," Giang Dư Đoạt nói. "Tự mình mở cửa hàng đi," Trình Khác nói. "Mở cửa hàng?" Giang Dư Đoạt nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi cũng nghĩ tới rồi, thế nhưng tôi không đủ tiền." Trình Khác thật ra vẫn cho rằng Giang Dư Đoạt căn bản không có tiền không nghĩ tới y nói là không đủ, chứ không phải không có. Cậu có bao nhiêu? Trình khác hỏi. Sáu, bảy vạn gì đó, Giang Dư Đoạt suy nghĩ, từng này không đủ mở cửa hàng, mở sạp bán hàng thì được. Mở hàng trà sữa đi, Trình khác nói, không phải cậu thích uống à? Không đủ tiền, Giang Dư Đoạt nói. Trình dịch đầu tư cho cậu, Trình khác nói. Cái gì? Âm thanh của Giang Dư Đoạt đột nhiên tăng cao vài nấc, lông mày cũng nhíu lại, anh có phải? Trình khác nhìn y không nói gì Trong thẻ kia còn tiền Giang dư đoạt mặt đối mặt với hắn Và giây sau liền hiểu ra Đương nhiên Cậu nghĩ bọn Trần Khánh dẫn người đến quán ba Mỗi người gọi một cốc nước chanh có thể tiêu hết một triệu à Trình khác cười À Giang dư đoạt đáp một tiếng Sau đó liền không nói nữa Trình khác đợi một lúc Liền véo véo mặt y Làm sao thế Tôi nói trình dịch đầu tư Chỉ là nói đùa thôi Tiền đều trong tay tôi đương nhiên là đại thiếu gia vô dụng đầu tư cho cậu. Tôi không muốn, Giang Dư Đoạt nhìn hắn, có hơi do dự, đây không phải giống như anh nuôi tôi à. địch. Trình Khác nở nụ cười, tôi nuôi cậu. Cậu nghĩ hay nhỉ, tôi bỏ tiền cho cậu, tôi muốn chia hoa hồng. Giang Dư Đoạt chật một tiếng. Trình Khác gãy lên lỗ mũi y một cái, cũng chỉ là cậu, người sáng suốt như tôi, nếu là người khác, tôi chỉ bỏ tiền mở cửa hàng, sau đó cậu đến làm cho tôi. Được Giang Dư Đoạt lập tức trả lời một câu. Hả? Trình Khác ngẩn người. Anh mở cửa hàng, tôi đến làm cho anh, Giang Dư Đoạt nói, như này thì được. Vậy không phải lại như cũ à, cậu không phải bảo muốn đi gieo và cửa hàng người khác à, Trình Khác nói, cho nên tôi nói đầu tư cho cậu, chính cậu cũng là chủ một nửa, tự cậu gieo và cho mình. Giang Dư Đoạt trầm mặt chìm vào suy nghĩ. Ngủ trước đi, Trình Khác ôm vai y, từ từ suy nghĩ, ngày mai tôi phải đến nhà hàng báo cáo kết quả khảo sát. Anh có thể báo cáo ra được gì, Giang Dư Đoạt đứng lên. Coi thường tôi quá rồi đấy, Trình Khác đứng dậy chậm rãi xoay người, đợt trước mỗi ngày lúc tôi không đến bệnh viện đều ngồi viết. Bị ra đúng không? Cho hứa đinh xem hay người trong nhà hàng xem, Giang Dư Đoạt hỏi. Bị cái rắm, không cần cho ai xem, tôi viết kế hoạch, ngày mai nói với bọn họ, Trình Khác nói, chuyện khảo sát thì cứ giả ngu là được, ngày mai cậu đến xem không? Cái bộ bàn cậu giúp tôi làm kia, chính cậu còn chưa được trải nghiệm cảm giác đặt mông lên đúng không? Cảm giác đặt mông là cái, à hiểu rồi, có điều hiện giờ cảm giác đặt mông của tôi chính là chẳng thoải mái chút nào, có lẽ cũng không cảm nhận được gì khác, Giang Dư Đoạt nói. Cúc, Trình Khác quay người đi vào phòng khách. Trình Khác, Giang Dư Đoạt rất nhanh bám theo sau hắn, anh. Tối hôm nay ngủ luôn, không làm gì nữa, Trình Khác nhanh chóng trả lời. Tôi biết, tôi cũng không muốn làm gì, Giang Dư Đoạt nói. Trình Khác cuối cùng cũng nghe được chút xấu hổ từ giọng của Y, không nhịn được quay đầu lại nhìn Y, ngoan. Giang Dư Đoạt đúng là rất ngoan, không biết là mệt hay tâm trạng được thả lỏng, Y ngủ đi rất nhanh, Trình Khác còn đang nghịch điện thoại, Y đã nằm sắp trên gối mà ngủ. Trình Khác lúc nằm xuống không nhịn được ngứa tay, rất cẩn thận mà chạm nhẹ vào lông mi Y, y cũng không thèm động đậy. Ngủ ngon, Trình Khác nhẹ giọng nói. Hai chữ này đã rất lâu chưa nói với Giang Dư Đoạt, bây giờ lúc nói ra, hắn cảm khái trong lòng không dứt, toàn bộ chuyện trong mấy tháng này lại dâng lên. Giang Dư Đoạt giật giật, trong mơ mơ màng màng mà lầm bầm một câu, ngủ ngon. Trong nhà hàng, mọi thứ đều như bình thường, lúc Trình Khác vào trong liền phát hiện trong nhà hàng có thêm mấy chậu cây cảnh, liếc mắt đã biết không phải tự bọn họ mua, Bọn họ sẽ không mua mấy chậu đắt như vậy, lãng phí. Ở đâu đến đây?" Trình Khác hỏi. "Anh Hứa nói là có kim chủ tặng." Tuệ Tuệ nói. "Kim chủ cô Hứa Đinh?" Trình Khác có hơi không tưởng tượng nổi. "Không biết." Tuệ Tuệ nở nụ cười, "Anh ấy đúng là nói như thế." "Có lẽ đi đâu tìm ít tiền." Trình Khác nói, "Trước đây không phải anh ta ngại chỗ này hơi nhỏ sao, chờ chốc nữa tôi hỏi xem." Lúc giới thiệu Giang Dư Đoạt với người làm trong nhà hàng, Hắn rất muốn nói đây là bạn trai tôi, mà nhìn Giang Dư Đoạt có hơi căng thẳng, thế nên chỉ nói là anh em, sau đó dẫn Giang Dư Đoạt lên tầng 3. Bình thường, buổi sáng tầng 1 có người, trên tầng đều không có, hắn đứng bên cạnh cửa sổ nói với Giang Dư Đoạt. Từ Giang Dư Đoạt đi theo sau hắn, tôi lúc nãy có hơi căng thẳng, nhưng cũng không biết căng thẳng chuyện gì. Không sao, Trình Khác quay người lại sờ sờ mặt y, từ từ làm quen là được, chốc nữa tôi họp với bọn họ một lúc, cậu chơi ở tầng 3 một lát được không? Tôi ở ngoài sân thượng kia, Giang Dư Đoạt nói, thử cảm nhận cảm giác đạt mông một chút. Được, Trình Khác cười. Học ngắn với nhân viên xong, Trình Khác vừa đi lên tầng vừa gọi cho hứa đinh, anh tìm đâu ra kim chủ thế? Anh muốn đầu tư tiền thì tự mình bỏ không được à, sao còn phải tìm người? Kim chủ tìm tôi, có điều bây giờ còn chưa có ý định bỏ tiền, hứa đinh cười, anh có thời gian có thể tìm xem có vị trí nào được không, Bên này nếu như thuận lợi, tôi muốn làm thêm một nơi nữa, anh thấy thế nào? Tôi không có ý kiến gì, mấy chuyện này anh cứ quyết định là được, Trình Khác nói. Lần khảo sát này thuận lợi không? Hứa Đinh hỏi. Thuận lợi lắm, Trình Khác nói, hôm nào anh rỗi, ăn một bữa đi. Ừ, gọi cả lão Tam đến cùng đi, Hứa Đinh nói. Được, Trình Khác hơi do dự, để tôi hỏi cậu ấy xem. Giang Dư Đoạt đang ngồi trên bộ bàn ghế trên sân thượng nghịch điện thoại, Nghe thấy tiếng hắn nói liền ngẩng đầu lên, anh muốn mời Hứa Đinh ăn cơm à? Anh ta bảo gọi cậu đến cùng, cậu đi không? Trình Khác ngồi xuống, liếc mắt nhìn điện thoại di động vẫn chưa tắt màn hình Giang Dư Đoạt đặt trên bàn. Liếc mắt qua liền nhìn thấy vài hàng trà sữa đánh dấu đỏ, hắn cười. Anh muốn bảo tôi đi thì tôi đi, Giang Dư Đoạt tắt màn hình điện thoại, cười gì? Nghĩ kỹ chưa? Trình Khác hỏi. Tôi xem thử rồi, cũng không khó lắm chủ yếu là địa điểm, Giang Dư Đoạt nói, chỗ chúng ta mùa đông lạnh, nếu không vào trong trung tâm thương mại, vậy thì đến mùa đông kinh doanh sẽ không tốt lắm, thế nhưng vào trung tâm thương mại, chi phí sẽ cao, cũng không phải muốn vào là vào được. Trình khác thật sự có hơi bất ngờ, Giang Dư Đoạt còn chăm chỉ tỉ mỉ hơn hắn nghĩ nhiều lắm. Vào trung tâm thương mại không phải vấn đề gì lớn, Trình khác nói, cậu có thể nhờ hứa đinh giúp, anh ta cũng coi như bạn cậu, anh ta có không ít quan hệ với trung tâm thương mại. Giang Dư Đoạt nhìn hắn, sững sờ nửa buổi rồi nở nụ cười, tôi không nghĩ tới hứa đinh lại là bạn tôi. Tam ca, những lúc như này, bạn bè không phải như định nghĩa của cậu, trình khác định giải thích cho y. Tôi biết, Giang Dư Đoạt ngắt lời hắn, chăm điếu thuốc, ý tôi là, trước giờ chưa từng nghĩ tới, có một ngày có thể gọi một người như hứa đinh là bạn. Vậy nếu như cậu nói, trình khác rút điếu thuốc từ chỗ y, chuyện cậu không nghĩ tới cũng nhiều lắm rồi. Ừ, không nghĩ tới còn quen được người như anh, còn có thể có bạn trai như anh, không, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại quen bạn trai, tôi đệt, giang dư đoạt nhíu mày, mẹ nó, đây thật sự là đánh chết cũng không nghĩ tới, đánh thành buồn cũng không nghĩ tới. Hối hận thì đi cũng được, trình khác ngậm điếu thuốc, hít mắt lại, cũng không phải chưa từng đi mà, cậu xem tôi này, còn chẳng gầy đi. Ngu ngốc, Giang Dư Đoạt nhìn hắn, nở nụ cười, thù gia định nhớ tới lúc nào đây. Mười năm hai mươi năm gì đó đi, Trình Khác nói. Thật sự lâu đến vậy à, Giang Dư Đoạt nhìn hắn. Tôi có một vài việc có thể thù dai cực kỳ, cậu chỉ cần còn ở trước mặt tôi, thù này tôi vẫn sẽ nhớ kỹ, Trình Khác nói. Thật à, Giang Dư Đoạt hỏi. Ừ, Trình Khác nghiêm túc gật đầu. Vậy thì tốt, Giang Dư Đoạt cười nói. Sau khi phân tích từng ưu điểm của việc tìm việc làm và tự mình mở cửa hàng, Giang Dư Đoạt chọn mở cửa hàng, đồng thời cũng kéo Trần Khánh làm nhân viên cửa hàng cho y, nhưng lại do dự không quyết định được nên mở hàng trà sữa hay quán gà tráng. Trình Khác vốn định nhắc y, hai thứ này cũng không có gì mâu thuẫn, trong hàng trà sữa cũng có thể bán gà tráng, nhưng vì để Giang Dư Đoạt có thể trải nghiệm sung sướng tự mình làm chủ cửa hàng, hắn cũng không mở miệng. Sau khi vắt óc suy nghĩ hết một ngày, y rốt cuộc đưa ra quyết định tôi nghĩ xong rồi giang dư đoạt đập bạn bán cả hai cùng lúc được trình khát vỗ tay sáng tạo đúng không giang dư đoạt một mặt đắc ý cực kỳ sáng tạo trình khát tiếp tục vỗ giang dư đoạt rất vui vẻ mà cầm điện thoại đi gọi cho trần khánh một phút sau y có hơi buồn bực mà quay về phòng khách đệt để... ơ ờ, làm sao trình khát nhìn y tôi chắc là lún mất rồi giang dư đoạt chỉ vào trước cửa sổ ngay bên kia cái hàng trà sữa tôi mua cho anh, nhà họ vốn chỉ bán gà rán, giờ mẹ nó còn bán cả cái gì tacoia rồi ô đen. Ô, thật à, Trinh Khác vốn còn định nhìn, nhưng lại nhìn không nổi, nói xong liền cười ra tiếng, xin lỗi, không phải tôi cười cậu. Vậy anh mẹ nó cười ai, Giang Dư Đoạt nhìn hắn chầm chầm, tôi suy nghĩ vắt óc hai ngày, anh lại ngồi bên cạnh cười tôi đúng không? Nhưng đây là cậu tự nghĩ ra mà, đúng không? không phải học theo người ta, trình khác vừa cười vừa nói. Cái này có khác mẹ gì tôi nghĩ ra được trước khi ra khỏi nhà phải mặc quần đâu, sáng tạo ở chỗ nào, Giang Dư Đoạt nói. Trình khác vốn không buồn cười đến vậy, vừa nghe thấy câu này liền cười đến mức không ngồi nổi, nằm bò ra ghế sofa. Vị thiếu gia này, Giang Dư Đoạt nhìn hắn, đã bao tuổi rồi, còn bắt nạt người khác như thế. Cúc, trình khác trừng y, tôi còn chưa đến ba mươi anh cứ chờ đến lúc 30 đi, tôi chắc chắn chúc mừng anh một bữa to, cho cả vùng này biết hết, cái độ chưa trưởng thành như anh thật ra đã hơn 40, Giang Dư Đoạt nói. Tối hôm nay làm cậu quỳ xuống thì thôi, Trình Khác ác độc nói. Giang Dư Đoạt không nói gì, cúi đầu mở điện thoại ra nhìn, chưa đến lượt anh đâu. Má nó, Trình Khác hết chỗ nói, nhảy dựng lên định giật điện thoại của y, cậu còn tính à? Tôi chỉ tiện ghi lại, Giang Dư Đoạt nhanh chóng tránh đi, nhét điện thoại vào túi, cuối năm tổng kết. Tôi bỏ nhà ra đi đây, Trình Khác mở cửa ra. Bỏ đi đâu, Giang Dư đoạt hỏi. Cửa hàng thuốc lá chỗ ngoặt, Trình Khác nói. Vậy bảo ông chủ mang một két bia đến đi, Giang Dư đoạt nói. Trong tủ lạnh hết rồi. Ừ, Trình Khác gật đầu, đi ra ngoài. Thật ra mua thuốc lá mua rượu bia đều có thể gọi điện thoại bảo ông chủ mang tới. Trình Khác còn muốn tiện đường mua tờ sổ số, số. Trước đây hắn chưa bao giờ chơi mấy thứ này Thế nhưng Trần Khánh mỗi kỳ đều mua Bộ dạng cực kỳ hăng hái Cao nhất là 200 đồng Cho nên hắn cũng mua cùng Mỗi lần đều là ghép sinh nhật của mình và Giang Dư đoạt lại Mục đích chính cũng không phải vì trúng thưởng Mà là vì tích góp vé sổ số, số Trên mỗi tấm vé sổ số, số đều có hắn và Giang Dư đoạt Ngày một ngày Tích góp đủ 1.000 tấm thì đưa cho Giang Dư đoạt Hoặc là không kịp đợi được thì 300 tấm Nói chung rất thú vị Giang Dư Đoạt vẫn luôn không có cảm giác an toàn, vẫn luôn sợ không ai nhớ đến y. Vé sổ số này có thể làm y nhìn thấy, những ngày bọn họ cùng nhau đi qua đều là thật. Trình Khác cảm thấy mình cực kỳ sáng tạo, là một người bạn trai cực kỳ tri kỷ. Nghĩ tới vẻ mặt lúc Giang Dư Đoạt nhìn thấy một đống vé số, hắn liền không nhịn được cười với một người lạ đứng trong hành lang. Nhưng phản ứng của người này có hơi quá đà, trong nháy mắt nhìn thấy hắn mỉm cười, liền quay người chạy ra ngoài, còn đụng phải cái ghế trách bà nội ba tuổi rưỡi để lối trẻ vào nhà. Trình khác sau khi sửng sốt nửa giây liền đuổi theo, lúc đi ngang qua cửa sổ liền gọi to, giang dư đoạt. Người này chạy trốn rất nhanh, trình khác cảm thấy mình chạy cũng không tệ, mà người này mang đến cho hắn cảm giác, tốc độ còn có thể bằng được giang dư đoạt. Mới vừa đuổi được vài bước, cũng đã chuyển vào cái hẻm chết đối diện. Trình khác có bóng ma đối với cái hẻm này, lần đầu tiên hắn thấy giang dư đoạt đuổi theo bọn họ, là ở đây. Mà người này chắc chắn không phải bọn họ, càng không phải một người qua đường bình thường. Lúc Trình Khác điên cuồng đuổi theo ra ngoài, còn nghĩ rằng có lẽ chỉ là một tên trộm đến theo dõi địa hình, nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội này, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng không thể bỏ qua được. Người này có lẽ cũng không quen địa hình, bị một gò xi măng đã dở xuống cao mấy cm ngán chân, lão đảo. Trình Khác nhân cơ hội đuổi vài bước, gần như nhào tới tóm được cánh tay gã. Buông tôi ra, người này sau khi bị hắn đẩy ngã nhào xuống đất liền đập một cùi chó tới mặt hắn. Trình khác còn mang theo quán tính lao về phía trước, không thể né tránh, nhưng vẫn tóm lấy tay gã không buông. Người này ngay sau đó đã tóm được cổ tay hắn, tóm một cái liền vặn xuống. Trình khác đột nhiên cảm thấy cánh tay tê rần, bị gã tránh thoát. Mà trong nháy mắt này, Trình khác đã đoán ra được, người này không phải một tên trọng bình thường, cũng không phải lưu manh bình thường. Loại chiêu thức làm một mạch không hề đúng tiêu chuẩn nhưng lại quen thuộc này. Người kia không đợi trình khác bình tĩnh lại, đã nhảy lên từ mặt đất, tiếp tục chạy về phía trước. Ngay sau đó, một bóng đen mang theo gió từ bên cạnh hắn vọt qua. Trình khác nghe thấy giọng giang dư đoạt, là chó con. Đệt, trình khác đột nhiên nhảy dựng lên, theo sát sau giang dư đoạt. Giang dư đoạt nhanh hơn hắn không ít, rẽ vào hẻm nhỏ nhanh hơn một đoạn so với trình khác. Đến lúc trình khác xong tới Đã nhìn thấy Giang Dư Đoạt ấn người kia trên tường Một tay nắm cổ áo Một tay cầm đinh sắt không biết móc từ đâu ra Chỉ vào trên mí mắt người này Giang Dư Đoạt Trình khác nhanh chóng đè giọng gọi y một tiếng Đinh sắt trong tay Giang Dư Đoạt rời đi Y nhìn chầm chầm mặt người này Mày là ai Mày không nhận ra tao đúng không Người kia cũng nhìn y Có điều tao cũng không nhận ra mày nữa Mày là ai Giang dư đoạt nắm chặt tay không lại hỏi một lần nữa. Tao là con kiến nhỏ, người kia nói. Giang dư đoạt ngẩn người. Tao là con kiến nhỏ. Con kiến nhỏ cái gì? Con châu chấu nhỏ, con bò nhỏ, con kiến nhỏ à? Trình khác lúc nghe thấy câu này vẫn còn hơi mông lung, chỗ trên mặt bị cùi chỏ con kiến nhỏ đập vào vẫn còn đau, vừa nóng rát vừa xót. Nhưng hắn không để ý tới cảm giác trên mặt. Câu nói là chó con, Giang dư đoạt vứt qua lúc chạy bên cạnh hắn làm lưng hắn lạnh toát. Nếu như người này thật sự là chó con ở cùng gian dư đoạt năm đó, cho tới giờ, ảo giác cũng được, hồi ức của y cũng được, sợ hãi của gian dư đoạt đều vẫn giấu trong lòng, nhưng hiện giờ có thể vì con chó con này mà trở nên chân thực. Đây là chứng cứ biến hết thảy sợ hãi trở thành hiện thực. Trình khác gắt gao nhìn chầm chầm gian dư đoạt, khóe mắt cũng để ý đến con kiến nhỏ kia. Bất kỳ động tác nào, dù nhỏ đi nữa, ánh mắt hắn cũng không thể bỏ qua. Con kiến nhỏ, Giang Dư Đoạt sững sờ rất lâu rồi mới hỏi một câu. Đúng, con kiến nhỏ trả lời. Tao là con kiến nhỏ đây. Giang Dư Đoạt thả tay đang tóm lấy cổ áo gã ra, sau đó lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm gã rất lâu. Mày làm gì ở đây? Tao tìm mày lâu lắm rồi. Con kiến nhỏ nói. Tao tìm mấy người, chỉ tìm được mày. Cục gạch nhỏ trước lúc tự sát có nói mày có lẽ ở đây. Tao vẫn luôn không dám tới. Sao bây giờ lại dám? Giang Dư Đoạt hỏi con kiến nhỏ nhìn y cười không nói gì. giang dư đoạt trầm mặt một lát mới mở miệng ăn cơm chưa? từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn. con kiến nhỏ trả lời. giang dư đoạt liếc mắt nhìn trình khác do dự mấy giây tao dẫn mày đi ăn gì đó. được con kiến nhỏ cúi đầu giật nhẹ áo gật đầu không hề khách sáo. trình khác định nói gì đó mà không nói ra phong cách của con kiến nhỏ này có hơi giống giang dư đoạt nhưng lại khác nhau rất lớn hắn cũng không nói rõ cụ thể được anh đi mua thuốc lá đi giang dư đoạt nhỏ giọng nói với trình khác không trình khác từ chối thẳng thừng dưới tình cảnh này hắn không thể nào để giang dư đoạt ở một mình cùng con kiến nhỏ đại diện cho tuổi ấu thơ đen tối của giang dư đoạt được dù chỉ một giây cũng không được giang dư đoạt liếc nhìn hắn không nói nữa con kiến nhỏ có vẻ đói bụng không nhẹ giang dư đoạt tìm bừa một quán ăn nhỏ ở gần đó gã vừa đi vào liền nuốt một ngụm nước bọt Giang Dư Đoạt gọi vài món ăn, không gọi rượu. Con kiến nhỏ có lẽ cũng không cần đến rượu, xúc một bát cơm to, nén chặt cơm rồi lại múc thêm một thì nữa, sau đó bắt đầu cắm mặt ăn, cũng không nói nữa. Giờ vẫn sớm hơn giờ bọn họ thường ăn cơm, Trình Khác vẫn chưa có cảm giác đói bụng, thêm vào có con kiến nhỏ ăn cùng, hắn và Giang Dư Đoạt đều không đụng đũa, có lẽ đều lo lắng mấy món này còn không đủ cho con kiến nhỏ ăn. Ăn xong ba bát cơm to, quét sạch mấy món ăn khác, con kiến nhỏ mới lau miệng, no rồi, có thuốc lá không? Giang dư đoạt lấy thuốc lá cùng bật lửa trong túi ra, ném trước mặt gã. Con kiến nhỏ cầm một điếu thuốc lên châm, bỏ bao thuốc lá vào trong túi mình, sau đó nhìn Giang dư đoạt, tao đến đây cũng không dám đánh tiếng, vẫn tìm, tìm gần được hai tháng, cuối cùng cũng đụng phải mày. Trước đây bám theo tao cũng là mày đúng không? Giang dư đoạt hỏi. Ừ, con kiến nhỏ nhả khói ra. Tao cũng sắp không nhớ rõ mày trông thế nào rồi, chỉ nhớ vết sẹo trên mặt mày, cho nên phải xác định đã, lúc mày vừa đuổi tới tao đã biết chắc chắn là mày, có thể đuổi được tao cũng chỉ có mày. Giang Dư Đoạt không nói gì, còn Kiến Nhỏ hút hai điếu thuốc, nhìn Trình Khác, đây là bạn mày à? Sống cũng không tệ nhỉ. Trình Khác vừa mới định mở miệng, Giang Dư Đoạt đã tranh trả lời trước, chủ nhà trọ của tao. Từ Trình Khác lập tức thuận theo Giang Dư Đoạt. Hắn đoán Giang Dư Đoạt tự có suy nghĩ của mình, cho nên nhanh chóng phối hợp, tuy rằng cái cớ chủ nhà trọ này cũng không cao minh hơn lúc y dùng trước mặt mẹ hắn trước kia chút nào. Con kiến nhỏ cười. Giang Dư Đoạt trả tiền, con kiến nhỏ cùng bọn họ ra ngoài quán cơm, chưa nói định đi đâu, cũng chưa nói tiền Giang Dư Đoạt vì chuyện gì, chỉ là im lặng cùng hai người bọn họ đi thẳng về phía chỗ rẻ. "Mày ở đâu?" Giang Dư Đoạt hỏi. "Tao còn có thể ở đâu?" Con kiến nhỏ nói. Tiền ăn cơm tao còn không có, có thể ở nổi chỗ nào. Trình Khác liếc nhìn gã, trên người con kiến nhỏ cũng coi như là sạch sẽ, thời tiết như hiện giờ, nếu như mấy ngày không tắm rửa, trên người chắc chắn sẽ có mùi, nhưng Trình Khác cũng không ngửi thấy mùi gì lạ từ người gã. Từ Giang Dư Đoạt đáp một tiếng, rồi xoay người, "Vậy tao về trước." Giang Dư Đoạt, con kiến nhỏ gọi y lại, "Tao đến chỗ mày nghỉ chân một lúc đi, muộn rồi tao đi." Giang dư đoạt quay đầu lại, không được. Sao lại không được, con kiến nhỏ có vẻ cũng không bất ngờ với câu trả lời của y, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì, chỉ nghiêng đầu, chúng ta tốt xấu gì cũng cùng nhau chịu khổ, đến chỗ mày nghĩ một lúc thôi cũng không quá chứ. Không được, Giang dư đoạt lặp lại lần nữa. Lúc trình khác cùng y trở về, con kiến nhỏ không bám theo nữa. Giang dư đoạt trầm mặt, nhưng lại đi rất nhanh, trình khác quay đầu lại nhìn. Con kiến nhỏ vẫn đứng ở cửa quán cơm, châm điếu thuốc ngậm, từ xa nhìn chầm chầm về hướng bọn họ, lúc trình khác quay đầu lại, gã đang nhả một ngụm khói ra khỏi miệng. Anh muốn đi mua thuốc lá à, Giang dư đoạt hỏi. Từ, trình khác đáp lời, mai mua cũng được, chỗ cậu còn đúng không? Bây giờ đi mua, không sao, Giang dư đoạt nói. Mua thuốc lá xong, Giang dư đoạt không bảo ông chủ mang bia đến nhà, cùng trình khác mỗi người ôm một thùng bia trở về lúc đi ngang qua quầy vé số, vì không bỏ lỡ một ngày, Trình Khác vẫn đi vào mua một tờ. Anh đúng là keo kiệt, Giang Dư Đoạt chép miệng, Trần Khánh còn không mua mỗi một tờ. Trần Khánh làm giàu bằng cái này mà, Trình Khác nói. Anh mua số gì thế? Giang Dư Đoạt hỏi. Không cố định, nghĩ ra gì thì mua số đó, Trình Khác cười. Vậy xác suất anh trúng còn thấp hơn Trần Khánh năm nay có bạn gái, Giang Dư Đoạt nói. Lúc về đến nhà, đi vào hành lang Giang dư đoạt nhìn hai bên đường, rồi mới đi vào, sau khi vào nhà liền khóa trái cửa. Làm sao thế? Trình khác hỏi. Phòng thôi, Giang dư đoạt đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Con kiến nhỏ kia, trình khác nhíu mày, thật sự là chó con à. Các cậu lúc nhỏ, ở cùng nhau. Ừ, Giang dư đoạt gật đầu, mang bia vào nhà bếp, bỏ từng lon vào tủ lạnh, nó là mua được, lúc đến mới có bốn tuổi, rất nhỏ, còn không nhớ được mình từ đâu tới, cảnh sát tìm rất lâu cũng không tìm được nhà nó. Vậy, Trình Khác không biết nên hỏi gì. Hắn có thể cảm giác được, Giang Dư Đoạt gặp lại con kiến nhỏ, khác hẳn với kiểu lúc nhỏ cùng nhau trải qua đen tối, dãy dù cùng nhau sống tiếp, ngoài trừ sững sờ lúc nghe thấy ba chữ con kiến nhỏ, y cũng không hề vì gặp lại con kiến nhỏ mà có bất kỳ cảm xúc gì liên quan đến cửu biệt trùng phùng hay cùng chung hoạn nạn gì đó. Ngược lại, là căng thẳng và phòng bị ấn tượng của Trình Khác về con kiến nhỏ không tốt lắm, con kiến nhỏ gầy hơn Giang Dư Đoạt một ít, giá trị vũ lực lại không phân cao thấp, Trình Khác cảm giác lúc vừa tóm lấy con kiến nhỏ, nếu như gã không bỏ chạy mà phản kích lại, bản thân chắc chắn sẽ bị thương. Giá trị vũ lực thì thôi, mấu chốt là ánh mắt cùng khí tức toàn thân gã tỏa ra, không giống Giang Dư Đoạt. Giang Dư Đoạt cho dù có ngang ngược hung hăng thế nào, cũng sẽ không như con kiến nhỏ, trong đôi mắt nham hiểm lại mang theo sát khí không phải loại sát khí, tao là lão đại vùng này, ai không nghe tao tao cho một trận trên người tam ca, mà là loại sát khí thật sự sẽ giết người. Chó con đều rất nguy hiểm, Giang Dư Đoạt cầm túi trường nước đá ra, dùng khăn mặt gói kỹ rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt trình khác, mỗi ngày rút vào nhau sưởi ấm, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công kẻ khác. Trên mặt trình khác lạnh sảng khoái, sau lưng lại nổi một tầng da gà. Vậy cậu cảm thấy, con kiến nhỏ này, sao lại đến tìm cậu, Hắn hỏi, "Không biết," Giang Dư Đoạt nhíu mày, "nó bảo không tìm được chó con khác, chỉ tìm được tôi." Nếu như lời này là thật, vậy cậu ta đang tìm chó con, không phải chủ đích chỉ tìm cậu, phải không?" Trình Khác hỏi. Từ Giang Dư Đoạt mở một lon bia, uống một hớp. "Cậu ta tìm chó con làm gì?" Trình Khác nhíu mày, "cũng đã bao năm như vậy rồi." "E rằng bao năm rồi đều đang tìm," Giang Dư Đoạt cười, tay run một cái, bia vẫy lên người Miêu. Vẫn luôn không tìm được Không, nó từng tìm được cục gạch nhỏ Trình Khát nhìn tay y Đi tới cầm lấy lon bia trong tay Rồi nắm lấy tay y Quả nhiên, tay Giang Dư Đoạt đang rung lên Trình Khát cúng quyết Nhanh chóng ngồi sổng trước mặt y Đưa tay lên sờ mặt y Giang Dư Đoạt Tôi hơi sợ, Giang Dư Đoạt nhíu mày Ngước mắt nhìn hắn Nó nói là trước lúc cục gạch nhỏ tự sát Cậu cảm thấy cậu ta có liên quan gì tới chuyện con chó con kia tự sát không? Trình khác hỏi. Không biết, chó con nào tự sát cũng không có gì lạ, Giang Dư Đoạt nói, sống sót mới là chuyện gian nan nhất. Giờ cậu định thế nào, cái con cào cào nhỏ, con kiến nhỏ này, Trình khác nói, cậu định xử lý thế nào? Có cần cho người theo dõi cậu ta không? Không, Giang Dư Đoạt rất nhanh đã lắc đầu, nó sẽ phát hiện ra, nó không phải người bình thường, bọn đại bân theo dõi nó chưa đến 10 phút sẽ bị phát hiện, Quá nguy hiểm, tôi cũng không biết nó làm thế nào mới tìm được tôi, đã bám theo tôi bao lâu rồi. Trước đó hai bọn họ đều không ăn gì, bây giờ con kiến nhỏ cũng không biết đang ở nơi nào, cũng không biết định làm gì, cho nên hai người bọn họ cũng không ra ngoài ăn nữa, Trình Khác gọi vài món đồ về nhà ăn. Cảm xúc Giang Dư Đoạt cũng coi như là ổn định, không lên cơn, cũng không xuất hiện ảo giác, nhưng vẫn luôn sợ hãi. Trước đây Giang Dư Đoạt cũng sẽ sợ, mà khác với bây giờ. Trước đây lúc đối mặt với sợ hãi, trên người Giang Dư Đoạt sẽ mang theo áo giáp, mà áo giáp dường như là những vết sẹo trên vết thương không ngừng bị thương, được dệt từ thống khổ và sợ hãi của chính mình, thế nhưng hiện giờ, lớp áo giáp kia đã bị lấy xuống. Giang Dư Đoạt trước mặt rõ ràng yếu ớt hơn nhiều, nhưng cũng chân thật hơn nhiều lắm. Trình khác cả tối đều cùng Giang Dư Đoạt vùi trong ghế sofa xem TV, hắn biết Giang Dư Đoạt không tập trung xem, luôn để ý động tĩnh ngoài cửa sổ và sân sau. Miêu ở bên cạnh liếm liếm tiểu thốn y cũng sẽ liếc mắt nhìn. Có điều trạng thái của Trình Khác cũng không khác y mấy, rất cảnh giác. Lúc đi ngủ, Giang Dư Đoạt xách Miêu vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi khóa trái, ở dưới bệ cửa sổ và cửa phòng ngủ đều đặt mấy lon bia, đều là dưỡng nghiêng vào, để như vậy thì dù chỉ một động tĩnh rất nhỏ, lon cũng sẽ đổ. Giang Dư Đoạt ngồi trước kệ đầu giường, cầm thuốc uống. Trình Khác biết yên ngoài thuốc cần uống còn bỏ thêm một viên thuốc ngủ đưa tay sờ lưng y, sợ không ngủ được à. Ừ, Giang Dư Đoạt nằm xuống, tôi không muốn cả đêm mở mắt trừng trừng, có điều nếu tối có động tĩnh gì, tôi vẫn tỉnh lại được. Tôi biết, Trình Khát cười, vương mình ông lấy y. Đêm hôm đó, con kiến nhỏ không tới, ngày hôm sau cũng không xuất hiện, mãi cho tới ngày sinh nhật của Giang Dư Đoạt vẫn luôn trời yên biển lặng. Người duy nhất không yên ổn là Trần Khánh. Bắt đầu từ 10 giờ sáng, cứ nửa tiếng gọi một lần, hỏi trưa mấy giờ tới đón bọn họ. Sinh nhật sau khi Tam Ca đi du lịch mấy tháng, đương nhiên là một trận to, từ trưa đã bắt đầu ăn, đến tối ăn thêm lần nữa, ăn khuya sau đó cũng không thiếu được. Trình khác ngay từ đầu đã không nghĩ có thể cùng một mình Giang Dư Đoạt trải qua sinh nhật, nhưng không nghĩ tới ngay từ trưa đã bắt đầu rồi. Tôi đệt, cậu đổi ngày sinh nhật đi, hắn ngồi trên giường thở dài, tối qua hai người bọn họ phấn khởi chiến đấu, hôm nay vốn là định ngủ đến trưa, mà Tổng Hộ Pháp đã thành công quét sạch cơn buồn ngủ của hắn, một chút cũng không để lại, dù sao sinh nhật của cậu cũng là chọn bừa. Giang Dư Đoạt cười đứng dậy mặc quần áo, nếu không tìm thử xem ngày sinh âm lịch là ngày nào, sau đó hai ta cùng nhau tổ chức theo lịch âm. Cũng được, Trình Khác vỗ tay một cái, tôi thấy ý kiến này rất được. Quà của tôi đâu, Giang Dư Đoạt đứng trước mặt hắn, tôi còn nghĩ anh đúng 12 giờ sẽ tặng tôi cơ. Thật ra đúng là tôi định 12 giờ tặng cho cậu, trình khác chật một tiếng, lúc 12 giờ hai ta đang làm gì cậu không biết à. Vậy làm xong rồi anh cũng không tặng tôi, Giang Dư Đoạt nói. Làm xong rồi cậu ngủ như heo, trình khác nhìn y chầm chầm, tôi còn tặng cái rắm gì. Cái rắm anh cũng chưa tặng mà, Giang Dư Đoạt nói. Im ngay, tôi cảnh cáo cậu, trình khác nói. Quà, Giang Dư Đoạt nói. Chờ, trình khác mặc quần áo tử tế rồi xuống giường. Chờ ở đâu? Giang Dư Đoạt hỏi. Ngoài phòng khách đi, ngồi thẳng đàng hoàng vào, Trình Khác nói. Bình rượu dâu tây kia, Trình Khác vẫn luôn để trong hộp sữa chua, đặt ở chỗ cực kỳ dễ thấy trong tủ lạnh, Giang Dư Đoạt vậy mà vẫn luôn không phát hiện ra. Hắn lấy rượu dâu tây từ trong hộp sữa chua ra, rồi cầm hộp quà đã mua giấu trong tủ bếp, rồi cẩn thận bỏ vào. Màu rượu đã có hơi không giống trước đó, màu đỏ trong suốt cực đẹp mắt, phối với nơ con bướm màu đen thắt trên thân bình, Vừa nhìn đã biết không phải đồ mua trong siêu thị. Nhanh lên! Quà, Giang Dư Đoạt gọi từ phòng khách. Đến đây, Trình Khát gào lên, bưng hộp ra ngoài. Giang Dư Đoạt đang ngồi ngoan ngoãn trước bàn, lúc nhìn thấy hắn đi ra định ngồi dậy, do dự một lúc rồi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, hai mắt liên tục nhìn chầm chầm vào hộp quà trong tay hắn. Là gì thế? Mị, hộp này vừa nhìn đã thấy phải mấy trăm, Giang Dư Đoạt có hơi háo hức, miệng vẫn không ngớt anh tặng tôi một cái hộp à. Trong hộp có thứ gì không? Là gì thế? Đồng hồ đeo tay à. Điện thoại di động. Điện thoại di động tôi đúng là định đổi, có hơi đơ, không phải là thức ăn cho mèo chứ. Hay là thắt lưng. Đồ thủ công à. Cậu im ngay, Trịnh Khác nói. Giang Dư Đoạt nhanh chóng ngừng nói. Trình khác bỏ hộp quà lên bàn, đẩy đến trước mặt y, giang dư đoạt, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, Giang Dư Đoạt dùng hai tay quay hộp quà một vòng, cười với hắn. Đây là lần đầu tiên hai người chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu, Trình Khác nói, cho nên tôi bỏ ra chút tâm tư, mong là cậu sẽ thích. Ừ, tôi thích, Giang Dư Đoạt cười nói, mở ra được chưa? Chờ tôi nói xong đã, Trình Khác nhìn y, tôi hy vọng, sau này mỗi một sinh nhật của cậu đều cùng tôi, mỗi một sinh nhật đều có tôi. Ừ, Giang Dư Đoạt gật đầu. Trình Khác suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra còn nên nói gì nữa, vì thế không thể làm gì khác ngoài vung tay, mở ra đi. Giang dư đoạt còn chưa chờ hắn nói xong, đã đưa tay mở nắp hộp ra, sau đó thốt lên, tôi đẹp. Đẹp quá. Đẹp đúng không? Trình khác cười hỏi. Đẹp, Giang dư đoạt cẩn thận lấy bình rượu ra, dơ lên trước ánh sáng, đây là dùng màu nước gì thế? Nghệ thuật gia các anh dùng màu sắc. Chờ chút, Trình khác nhìn y chầm chầm, màu nước mực nước, Giang Dư Đoạt cũng nhìn hắn. Cậu sau này có thể cách xa Trần Khánh một chút không? Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt ngẩng người, lại nhìn chầm chầm bình rượu vài giây, đột nhiên nhảy cẩn lên, rượu dây tay. Đúng không? Tôi đệt. Là rượu dâu tây à? Đúng, Trình Khác trả lời. Anh thật sự làm rượu dâu tây à? Giang Dư Đoạt lại cầm bình rượu, rượu dâu tây là màu này sao? Đẹp thật. Anh lại có thể làm được rượu dâu tây. Anh làm từ lúc nào? Sao tôi lại không biết? Sau khi cậu bỏ chạy thì làm, trình khác chập một tiếng. Giang dư đoạt dừng lại, nhìn chầm chầm bình rượu không nói gì, qua nửa buổi mới nâng bình bỏ cẩn thận lại vào trong hộp quà, sau đó đi tới ông hắn, trình khác. Sao? Trình khác đáp lại, nhẹ nhàng xoa lên lưng y. Cảm ơn anh, Giang dư đoạt nói. Không phải nói cảm ơn không phải phong cách của cậu à, Trình khác cười. Tôi không dám tưởng tượng, anh vậy mà thật sự làm rượu dâu tây, Giang dư đoạt ông chặt hắn Tôi nghĩ anh còn không nhớ nữa Tôi đáp ứng cậu rồi mà Trình khác nói Vậy anh đáp ứng tôi lần nữa được không Giang dư đoạt nói Ừ, đáp ứng cậu cái gì Trình khác hỏi Năm sau ủ rượu cao lương đi Giang dư đoạt nói Được, trình khác có hơi bất đắc dĩ mà gật đầu cười Sinh nhật Giang Tam Ca cũng làm rất trình trang, giống như lúc y du lịch trở về từ trưa đã bắt đầu, ăn cơm, mấy anh em thân thiết ăn cùng xong liền kéo y đi uống nước, đến chiều lại ăn tiếp, ăn xong rồi đi hát, hát đói lại đến xiên nướng. Nói thật, trình khác xưa nay còn chưa từng chơi liên tục như vậy, cảm giác đầu óc huyên náo đến sôi trào. Trước đây kể cả có ăn liên tục như thế, bình thường cũng sẽ ăn ở nhà ai đó, có thể nghỉ ngơi, mà đám đàn em của Giang Dư Đoạt đều không cần nghỉ ngơi, từ giữa trưa đến nửa đêm còn không hề dừng lại một lần. Tâm trạng Giang Dư Đoạt vẫn luôn rất tốt, không thiếu kiên nhẫn giống trước đây, có lẽ là mấy tháng rồi không gặp đám anh em này, chưa kịp chán ghét gì. Ăn xiên nướng xong, bọn đại bân định tìm chỗ đánh bài, Giang Dư Đoạt khoát tay áo, tự bọn mày chơi đi, tao muốn về ngủ. Tao đưa tam ca với anh khác về, Trần Khánh nói, bọn mày đánh bài thì cứ đánh, đánh xong đi về ngủ, đừng có lại lang thang lung tung ngoài đường. Anh Khánh cứ yên tâm đi, đám người bọn họ cười nói. Trần Khánh lái xe đưa hai người họ về, trong cốp xe đặt một cái thùng lớn là quà sinh nhật đám anh em mua cho Giang Dư Đoạt, vẫn luôn đặt trên xe Trần Khánh chưa hề lấy ra. "Chúng nó bỏ cái gì đấy?" Giang Dư Đoạt quay đầu lại nhìn thùng. "Không biết, tao chưa hỏi, bọn đại bân làm, Trần Khánh vừa lái vừa ngáp dài, bàn bạc hơn một ngày, một đám người góp tiền mua, chỗ tao có danh sách đây, chốc nữa gửi cho mày." "Cái này còn có danh sách?" Trình Khác bị gã lây bệnh, cũng ngáp một cái. Đương nhiên, có vài đứa trẻ con chưa có nghề ngỗng gì, thì không cần bỏ tiền, Trần Khánh nói, ai bỏ tiền cũng phải ghi lại. Ô, Trình Khác gật đầu. Tam ca, điện thoại tao tặng mày thế nào, Trần Khánh hỏi. Được, Giang Dư đoạt gật đầu, được hơn cái cũ của tao nhiều. Tao vốn định mua cho mày cái giống tích gia, Trần Khánh nói, cho hai người bọn mày dùng điện thoại đôi, nhưng mà đắt quá, để năm sau đi. Cái này là được rồi, Giang Dư Đoạt nói, mày cũng vẽ chuyện. Tôi đi đổi cái giống cậu là được, Trình Khác nói. Điện thoại anh vừa mới mua lúc biết bọn tôi đúng không, Trần Khánh chập một tiếng, tôi đã nói với anh rồi tích ra, đừng có sĩ diện nữa, anh đi theo đám người bọn tôi còn sĩ diện cái gì. Giờ cả vùng này đều biết anh là ông chủ nhỏ con đường này rồi. Các cậu rêu rao cũng không ít nhờ, Trình Khác cười nói. Cũng không phải cố ý đi rêu rao, thế nhưng có cơ hội vẫn sẽ nhắc lại, Trần Khánh nói, cũng phải ra vẻ tí chứ, đúng không tam ca? Giang dư đoạt cho gã một tràng pháo tay. Về đến nhà, Giang dư đoạt vẫn theo thói quen khóa trái cửa, đứng trước cửa sổ nhìn một lúc, tắm xong cũng đóng cửa phòng ngủ lại, chuẩn bị lon bia. Trình khác có hơi bất đắc dĩ, trong lòng còn có chút buồn bực mơ hồ, còn kiến nhỏ này, rốt cuộc định làm gì? Biết đâu chẳng làm gì cả, chỉ đến nhìn thử xem, Giang dư đoạt ngồi ở mép giường, nghiêm túc đến thuốc uống. Thế nhưng nếu nó muốn làm gì, sẽ không vượt quá 10 ngày. Tại sao? Trình Khác hỏi. Cảm giác của tôi, Giang Dư Đoạt cười, thời gian càng dài, người càng tê dại. Trình Khác nằm lên gối thở dài, mấy con chó con khác sau đó đều không có tin tức gì à? Ừ, Giang Dư Đoạt gật đầu, ngoài cục gạch nhỏ trước lúc tự sát liên lạc với tôi, đều không có tin tức gì khác, bọn tôi cũng không phải bạn học thân, bọn tôi chỉ là một đống chó chọi ngủ cùng ổ có thể tránh xa nhau thì càng tốt. Cậu cảm thấy Trình Khác do dự, có cần báo cảnh sát à, Giang Dư Đoạt nằm xuống bên cạnh hắn, tay chống đầu, nghiêng người nhìn hắn. Trình Khác liếc mắt nhìn y. Giờ báo cảnh sát cũng không có lý do gì, Giang Dư Đoạt nói, nó còn chưa làm gì. Từ Trình Khác đáp một tiếng, sờ lên chấp mũi Giang Dư Đoạt. Tôi trước đây rất sợ báo cảnh sát, Giang Dư Đoạt nhắm mắt lại, sợ bệnh viện. Từ tôi biết mà, trình khát gật đầu, giờ còn sợ không? sợ, giang dư đoạt nói, lúc cứu bọn tôi ra, có một chú cảnh sát đã hy sinh. trình khát nhìn y nhắm mắt, không nói gì. tôi không nhớ rõ lắm, người đó là nằm vùng hay gì khác, giang dư đoạt nói, tôi chỉ nhớ, chú ấy che cho tôi chạy, chảy rất nhiều máu, trên người tôi toàn là máu của chú ấy. trình khát trở mình ôm lấy y, môi bệnh viện sẽ làm tôi nhớ tới người đó, giang dư đoạt nói. Nếu như không phải vì tôi, chú ấy sẽ không chết. Nhưng chú ấy là một người cảnh sát tốt, chú ấy nhất định phải cứu cậu, Trình Khác nhẹ giọng nói, lỗi không phải ở cậu, chú ấy hy sinh vì những kẻ nuôi chó con kia. Giang Dư Đoạt mở mắt ra, sau một lúc mới cười, đưa tay ôm lấy hắn, lại gần vừa cọ vừa hôn lên miệng, lên mũi hắn. Ngủ đi, Trình Khác nói, tôi buồn ngủ lắm rồi. Giang Dư Đoạt tặc lưỡi một cái, rồi nằm xuống. Tuy rằng trước lúc ngủ Giang Dư Đoạt còn muốn làm vài chuyện, nhưng thực ra y còn ngủ nhanh hơn cả trình khác. Trình khác còn đang lật qua lật lại như bánh kép trên giường, bên phía y đã có tiếng ngáy nhỏ. Trình khác trong mơ màng đụng phải người y, tay đặt lên bụng y sờ sờ, lại sợ để y thở không ra hơi, vì thế liền đặt tay lên tay y. Nửa đêm, trình khác nghe thấy tiếng sấm. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa giông gió lớn, nhưng trước lúc ngủ vẫn còn yên tĩnh nửa đêm đột nhiên lại có tiếng động, hắn bị đánh thức từ trong mộng. Một tia chớp xẹt qua, sau đó là một tiếng sấm rền vang. Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe thấy bên trong tiếng sầm dường như còn có âm thanh gì khác. Là tiếng lon bia rơi xuống đất. Lúc hắn mở mắt ra, Giang Dư Đoạt đã ngồi dậy, lúc tay thoảng qua trước mắt hắn, hắn nhìn thấy trong tay Giang Dư Đoạt nắm dao. Ánh sáng lóe lên làm hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhanh chóng nhìn trong phòng một vòng không thấy có ai. Sao thế, trình khác nói cực nhỏ. Giang dư đoạt chỉ cửa sổ. Phía sau rèm cửa sổ đặt bốn lon bia, hai lon ở giữa đã rơi xuống mặt đất. Người đâu, trình khác đột nhiên căng thẳng lên. Ngoài cửa sổ là mưa rào tầm tã, căn bản không nghe được tiếng động gì, một lúc lại có tiếng chớp giật. Trong phòng lúc sáng lúc tối, lần đầu tiên đối mặt loại nguy hiểm không biết này, trên người lại chỉ có một cái quần trong, hắn đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Ngoài cửa sổ trời đang mưa, cảm tưởng hạt mưa to như đầu con miêu, đập vào mái hiên và cửa sổ phát ra tiếng lộc độc, như thể có người gõ lên cửa sổ. Khiến người ta bất an vô cùng. Nhưng hắn ngồi bên giường nhanh chóng đảo mắt hai lần, cũng không phát hiện được bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí, cuối cùng cực kỳ bất lực mà nhặt lên cây gậy đồ chơi cho mèo không biết bị con miêu tha lôi vào phòng ngủ từ bao giờ. Cũng cứng phết, đập lên mặt chắc cũng đủ. Giang Dư Đoạt đứng bên cửa sổ nhìn gậy đồ chơi cho mèo trong tay hắn, rồi chỉ vào tủ đầu giường. Trình khác nhanh chóng nhảy lên giường sang phía đối diện, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra liền nhìn thấy một cái đèn pin dài nhỏ, làm bằng kim loại, cầm trong tay nặng trịch, hiệu quả lúc đập người có lẽ cũng ngang bằng dùng ống nước. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, qua khe rèm cửa sổ có thể nhìn thấy, bên trong sân sau đang mưa tầm tã không có ai. Cũng có thể là gió thổi, Giang Dư Đoạt ghé vào tai hắn nói nhỏ, hai lon kia ngay cạnh khe cửa sổ. Mấy buổi tối hôm trước cũng có gió, Trình Khác nói. Tôi ra phòng khách nhìn, anh ở đây Giang Dư Đoạt đi về hướng cửa phòng ngủ. Đi cùng đi, Trình Khác lập tức đi theo y. Giang Dư Đoạt liếc nhìn hắn không nói gì, đi tới cạnh cửa liền rất nhẹ nhàng dời mấy lon bia đi, sau đó đặt tay chạm lên trên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái. Ngay trong giây lát y vặn tay cầm, cửa đột nhiên bị người ở bên ngoài mạnh mẽ phá tan đến quá bất thình lình, tay Giang Dư Đoạt thậm chí còn đang đặt trên tay nắm cửa chưa thả ra, cửa đã cứ thế đập vào người y, mặt cũng bị va mạnh vào. Y bị đập đến lảo đảo về sau vài bước, dao trong tay cũng rơi xuống đất, lúc Trình Khác từ phía sau đỡ lấy y, đột nhiên hoảng loạn. Nếu là trước đây, lúc y mở cửa đã có thể nghĩ tới chuyện, nếu như muốn tấn công bất ngờ, ngay lúc mở cửa chính là cơ hội tốt nhất, thế nhưng hiện giờ y đã uống thuốc mấy tháng rồi, cho dù là phản ứng hay sức phán đoán ít nhiều gì cũng bị tác dụng phụ của thuốc làm ảnh hưởng. Y có lẽ không phải đối thủ của con kiến nhỏ. Y đã sớm không phải là chó con, nhưng con kiến nhỏ thì vẫn luôn là. Cửa phòng ngủ đùng phải y rồi dội trở lại, Giang Dư Đoạt không xông tới kéo cửa ra ngay, mà đẩy trình khác ở đằng sau về phía cửa sổ. Quả nhiên, cửa sau khi dội về lại bị một cước đạp ra, nếu như y xông tới, lần này chắc chắn không tránh thoát. Báo cảnh sát đi, Giang Dư Đoạt đè giọng nói với trình khác ngay lập tức. Lần thứ hai cửa bị đẩy ra, con kiến nhỏ đã vọt vào, tốc độ cực nhanh. Giang dư đoạt không nhìn rõ tình trạng của gã, nhưng vẫn nên đón được, đạp mạnh một cước lên vị trí ngực gã. Một cước này đạp rất nặng, thêm vào quán tính lúc con kiến nhỏ xông tới, chấn động tới mức chân giang dư đoạt cũng tê. Đáng tiếc, chân y là chân trần. Cho nên một cước này không ảnh hưởng mấy đến con kiến nhỏ, chỉ làm tốc độ gã nhào tới trình khác chậm lại gã nhảy lên giường nhào tới chỗ trình khác. Giang dư đoạt trở tay đến chân gã, cùi chỏ đập mạnh lên rìa ngoài đầu gối gã một cái, con kiến nhỏ quỳ gục xuống giường. Trình khác xông tới, nâng đèn pin trong tay đập lên đầu con kiến nhỏ. Bình thường đánh nhau, hắn tuyệt đối sẽ không bắt đầu với đối phương trước, nhưng con kiến nhỏ rõ ràng vừa nhìn đã biết là hạng liều mạng, nếu không xuống tay tàn nhẫn, hắn và Giang dư đoạt đều sẽ gặp nguy hiểm. Lần này đập vào tai con kiến nhỏ, rất mạnh nhưng con kiến nhỏ dường như không cảm giác được đau đớn, chỉ lung lay một chút, sau đó trở tay bổ lên yết hầu Giang Dư Đoạt. Giang Dư Đoạt đang khống chế chân gã, không có cách nào tránh đi, đành bị đánh một cú. Lúc ti chấp ngoài cửa sổ lóe lên, Trình Khác nhìn thấy đau đớn trên mặt y. Trình Khác cảm giác mình như thể bay lên, đèn pin lại đập mạnh lên sóng mũi con kiến nhỏ. Hắn đã không khống chế lực tay nữa, chỉ muốn nhanh chóng thu phục con kiến nhỏ hắn đã đánh giá thấp giá trị vũ lực của kẻ này, cũng đánh giá thấp sợ hãi và áp lực kẻ này mang tới. Kẻ này, cho đến bây giờ, vẫn chưa từng phát ra một tia âm thanh, thậm chí lúc đánh nhau còn không hề thở dốc. Mãi tới lúc sống mũi bị đập, gã mới có chút thay đổi, Giang Dư Đoạt nhảy lên, một tay đè lên cổ họng gã, kéo gã từ trên giường xuống đất. Đầu con kiến nhỏ đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm, nhưng lúc Giang Dư Đoạt nhào tới, gã vẫn còn tỉnh táo. Báo cảnh sát Giang Dư Đoạt lặp lại lần nữa Giọng đã khang đi Mạnh mẽ cho con kiến nhỏ một đấm Nếu như là người khác Một đấm này có thể khiến người ta đi vào khuôn khổ Nhưng con kiến nhỏ lại như thể không có cảm giác Cũng giơ tay cho Giang Dư Đoạt một quyền lên Thái Dương Trình khắc định tới giúp Nhưng Giang Dư Đoạt vẫn khăng khăng lặp lại bảo hắn báo cảnh sát Vì thế hắn chọn nghe theo Giang Dư Đoạt Vọt tới bên giường Cầm lấy điện thoại Giang Dư Đoạt Giang Dư Đoạt không đặt mật mã là thói quen tốt Trình Khác nhanh chóng gọi 110. Điện thoại được kết nối, hắn nhanh chóng báo địa chỉ, có trộm vào nhà, vô cùng nguy hiểm, đã đánh nhau. Gọi xong điện thoại báo cảnh sát, Giang Dư Đoạt đè con kiến nhỏ xuống đất có vẻ như đã chiếm được thượng phong, một tay giữ cổ con kiến nhỏ, một tay nhặt dao lên. Giang Dư Đoạt, Trình Khác gào lên, lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt nhặt dao lên, hắn cảm giác cả người như nhũng ra. Tay Giang Dư Đoạt đang cầm dao dừng lại một chút, nhưng vẫn bất thình lình hạ xuống. Lúc Trình Khác lao tới cạnh y, dao đã đâm xuyên qua cánh tay con kiến nhỏ, ghim cánh tay của gã lên sàn nhà. Khống chế cậu ta lại, Trình Khác không buông lỏng, vừa nói vừa nhảy dựng lên, lột sợi dây lúc trước Giang Dư Đoạt dùng để cột tay hắn từ trên giường xuống. Hắn muốn trói tay con kiến nhỏ lại, mà lại phát hiện không có chỗ xuống tay. Giang Dư Đoạt một tay nắm dao, một tay giữ cổ con kiến nhỏ, con kiến nhỏ một tay nắm lấy cổ tay y ngăn cản y tiếp tục dùng sức Trong tay hẳn là có thứ gì đó làm Giang Dư Đoạt bị thương Máu không ngừng chảy ra từ khe hở Cục diện bế tắc như bây giờ Bất kỳ động tác nào cũng có thể để con kiến nhỏ cướp được cơ hội phản kích Trình khác chỉ có thể mạnh mẽ đè lên một chân con kiến nhỏ Buộc cái chân này vào chân giường Tại sao? Giang Dư Đoạt hỏi Giọng khang khang Con kiến nhỏ mặt đã nghẹn đến đỏ bừng Nhìn chầm chầm Giang Dư Đoạt Cắn răng nghiến lợi nhã một câu Bọn mày đều phải chết Hơi thở gian dư đoạt rõ ràng trở nên gấp gáp, hai mắt cũng đỏ lên, tại sao? Thi đấu, hai chữ khó khăn phun ra từ kẻ răng con kiến nhỏ. Tay gian dư đoạt đột nhiên nắm chặt lại một chút. Con kiến nhỏ không còn một âm thanh, chân không ngừng đạp trên đất. Giang dư đoạt, trình khác nắm lấy cánh tay giang dư đoạt, rồi kéo mạnh, giang dư đoạt. Bình tĩnh. Giang dư đoạt dùng lực quá mạnh, trình khác kéo hai lần vẫn không gỡ được tay y, nhưng có thể cảm giác được y không dùng sức nữa. Thả ra một chút, trình khác nâng mặt y lên, nhìn chầm chầm hai mắt y, giang dư đoạt. Buông ra chút. Cảnh sát tới ngay rồi. Cậu chỉ cần đè cậu ta xuống là được. Giang dư đoạt thở gấp, nhìn hắn chầm chầm. Cậu không phải chó con. Cậu không thi đấu nữa, trình khác gọi y, giang dư đoạt. Cậu là Tam Ca. Cậu là lão đại vùng này. Tam Ca. Tôi biết. Giang dư đoạt nhìn hắn chầm chầm mấy giây Rồi cũng lỏng tay ra Con kiến nhỏ lập tức hít vào một hơi Rất lâu mới thở ra Sau đó lại hít mạnh một cái Qua bốn năm lần mới chậm lại Mặc dù đã nửa đêm Trời còn đang mưa rào Cảnh sát vẫn tới rất nhanh Người này giao cho chúng tôi Hai cảnh sát sau khi vào phòng Nhìn thấy tình cảnh như vậy đều ngây người Một người lập tức lấy còng tay ra Tôi không buông tay được Giang dư đoạt thở hỗn hỉnh Để chúng tôi khống chế gã Cảnh sát nói, cậu buông tay ra. Giang Dư Đoạt, Trình Khác nắm lấy cánh tay y, giao cho cảnh sát đi. Ngay một giây sau, Trình Khác mới biết tại sao Giang Dư Đoạt lại nói không buông tay được. Trình Khác vừa kéo y từ dưới đất lên, tay y mới vừa rời khỏi cổ con kiến nhỏ, con kiến nhỏ như thể được gắn lò xo, lập tức nhảy lên từ mặt đất, đầu đập vào mặt người cảnh sát đang không lưng cầm còng tay. Nếu không phải chân còn đang bị cột vào chân giường, gã có lẽ ngay một giây sau đã có thể tấn công người cảnh sát còn lại. Giang Dư Đoạt và Trình Khác cùng nhau lao tới, ấn con kiến nhỏ lại trên sàn. Con kiến nhỏ dãy dùa rất mãnh liệt, lúc Trình Khác và cảnh sát cùng nhau đè gã xuống, cảm giác gã như thể một con thú tuyệt vọng bị nhốt, sức mạnh bùng lên kinh người. Mãi cho tới lúc cùng xe cảnh sát trở về đồn, cảnh sát giúp Giang Dư Đoạt băng bó vết thương xong, Giang Dư Đoạt mới ngồi trên ghế, thở phào ra một hơi thật dài uống chút nước đi, một người cảnh sát biết mặt Giang Dư Đoạt đi vào, lão Tam, không sao chứ. Cảm ơn chú, Giang Dư Đoạt quay đầu nhìn cảnh sát, không sao. Viên cảnh sát vỗ vai y, chốc nữa phối hợp làm báo cáo. Ừ, Giang Dư Đoạt đáp một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn Trịnh Khác. Sao, Trịnh Khác nhẹ giọng hỏi y. Không sao, Giang Dư Đoạt nhíu mày, trầm mặt một lát liền nói rất nhỏ một câu, nó vẫn đang thi đấu. Đúng vậy, Trình Khác vỗ nhẹ lên lưng y. Nó có phải Giang Dư Đoạt cắn môi một cái, tôi trông có giống như nó không? Không, Trình Khác lập tức hiểu ra được, không giống. Thật không? Giang Dư Đoạt nhìn có vẻ không tin lắm. Không giống, Trình Khác nói, cậu ta vẫn ở chỗ cũ, còn cậu đã trốn được ra ngoài. Giang Dư Đoạt không nói gì, cúi đầu nhìn dép lê trên chân mình, mãi một lúc lâu mới thở dài, tôi xỏ một chiếc dép của anh đúng không? Hả, trình khác sửng sốt đến 5 giây mới tỉnh ra, cúi đầu liếc mắt nhìn, nhận ra dép trên chân y, một chiếc xanh một chiếc xám. Xám là của trình khác. Trình khác nhanh chóng liếc mắt nhìn chân mình, phát hiện mình lại xỏ giày thể thao của Giang Dư Đoạt. Lịch sự quá đó thiếu gia, Giang Dư Đoạt nói, lúc thế này rồi mà còn có thời gian xỏ giày buộc dây. Trình khác nhìn y, đột nhiên có hơi không nhịn được cười. Địch Giang Dư Đoạt nở nụ cười làm xong báo cáo là có thể về nhà, Trình Khác cảm thấy chính đầu mình cũng đã hơi choáng váng, cuối cùng cũng thả lỏng sau mấy tiếng kinh hãi, bước đi của hắn cũng có chút lưu siêu. Giang Dư Đoạt nhìn có vẻ vẫn ổn, dù sao y là người có thể không ngủ mấy ngày mà vành mắt vẫn không đen, giờ đang lê hai chiếc dép lê vừa khác đôi vừa khác màu cùng chú cảnh sát y quen đi phía trước. Cậu nhanh chóng bảo đám người ngoài cửa đi đi, cảnh sát nói, không là tôi lập tức ra ngoài gọi từng người bọn họ vào tra hỏi bây giờ đi ngay đây, Giang Dư Đoạt nói. Ra khỏi cửa, Trình Khác liền phát hiện bên cạnh lúng hoa bên kia đường có hai mươi ba mươi người hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn hai người bọn họ đi ra liền lập tức đứng lên, tiến tới phía này. chuyện gì đây? cậu gọi đến à? Trình Khác hỏi. động tĩnh lớn như vậy, nhiều nhất nửa tiếng, đám anh em của tôi vùng này đều biết hết. Giang Dư Đoạt nói, chắc chắn sẽ đến xem. Trần Khánh đi ngay đầu, có lẽ là chạy thẳng từ trên giường tới trên người chỉ mặc áo may ô chân cũng chỉ xỏ dép lê xảy ra chuyện gì thế trần khánh không gào nhìn tay giang dư đoạt một cái liền nhỏ giọng hỏi tao nghe nói có người đột nhập vào nhà à ừ giang dư đoạt nói nói với bọn nó có trộm vào nhà là hạng liều mạng mang theo đồ nghề suýt nữa không đánh lại trần khánh liếc nhìn y gật gật đầu quay người phất tay không có chuyện gì đánh nhau với trộm đột nhập tội phạm bỏ trốn không phải người trong vùng này không sao, giải tán đi đã, về đi ngủ. Giang Dư Đoạt đứng tại chỗ, vẫn chờ đám anh em đi hết, mới nhìn lại Trần Khánh, mày định về chỗ tao ngủ đấy à? Tao đang chờ mày nói với tao xem có chuyện gì đây?" Trần Khánh nói. "Nói rồi còn gì?" Giang Dư Đoạt nói. "Đừng có với tao như vậy mà tam ca." Trần Khánh nói, nói với bọn nó, ý là đây là thông báo chính thức. Giang Dư Đoạt hơi do dự, quay đầu nhìn Trình Khác, "Anh đói không?" đi ăn gì đó đi, Trình Khác cúi đầu nhìn điện thoại, ăn chậm có thể tiết kiệm luôn bữa sáng. Đi, Giang Dư Đoạt vung tay. Trần Khánh ít nhiều cũng biết một vài chuyện lúc nhỏ của Giang Dư Đoạt, chỉ là không rõ những chuyện kia để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào cho Giang Dư Đoạt. Tao đệt, Trần Khánh cắn một cái cánh gà, cau mày, mẹ nó chứ, vậy cũng quá nguy hiểm. May mà có Trình Khác ở đó, Giang Dư Đoạt nói, nếu không, một mình tao có lẽ đã hơi phiền phức. Trần Khánh liếc nhìn Trình Khác, hai người. Câu này còn chưa nói xong, gã liền tặc lưỡi, cầm lấy chén uống một hớp rượu, rồi thở dài, than thở xong lại lắc đầu, đời tôi có lẽ không thể nào qua đêm chỗ tam ca nữa rồi. Trình Khác vậy mà không thể nào ngay lập tức tìm được gì để nói, chỉ có thể lúng túng cắn một xiên thịt dê. Đi, hôm nay đến luôn, Giang Dư Đoạt nói, chốc nữa mày không đi, tao đập chết mày. Tao không đi, Trần Khánh nói, mày cứ đập chết tao đi. Giang dư đoạt không thèm để ý gã Cầm lấy chén uống một hớp rượu Mày đã xin nghỉ với cửa hàng chưa Nói rồi Trần Khánh gật đầu Chỉ chờ một câu của mày Tao liền đến làm với mày Ừ Giang dư đoạt đáp một tiếng Tên hôm nay Trần Khánh ăn vài miếng lại ngừng Còn đồng bọn không Không Giang dư đoạt nói Thật sự không còn Có muốn tìm mấy đứa đi xung quanh Trần Khánh có hơi không yên tâm Chuyện ngày hôm nay Nếu biết sớm mấy phút có người ở đó Vậy đã. Không, Giang Dư Đoạt lập tức ngắt lời gã, "Không cần, bọn mày đừng dính vào chuyện này, tuyệt đối đừng." Trần Khánh nhìn y, sau một lúc liền cầm chén uống sạch, biết rồi, nghe lời Tam ca. Cũng chỉ có nó thôi, sẽ không có người khác. Giang Dư Đoạt khẽ thở dài, "Chuyện này qua rồi, thật sự qua rồi." Tích gia, nào, uống một chén." Trần Khánh nâng chén lên với Trình Khác, "Hôm nay nếu không có anh, anh không bị thương chứ?" Không, Trình Khác cầm lấy chén cùng với gã. Cái tay kia anh phải chú ý, bác sĩ nói rồi, còn bị thương thêm lần nữa là phiền đấy, Trần Khánh nói. "Ừ, ngày nào cũng nâng mà." Trình Khác cười nâng chén uống. Trần Khánh lái xe đưa hai người bọn họ về nhà, Giang Dư Đoạt xuống xe liền mở cửa ghế lái, kéo Trần Khánh ra. "Đến, đến đây, Giang Dư Đoạt kéo cánh tay gã vào hành lang, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, mày ngủ ở chỗ tao đi." Tam ca Trần Khánh cố sức giãy dùa, mày mau tha cho tao đi mà, tao chỉ nói thế. Đập mày bây giờ, Giang Dư Đoạt nói. Đập đi, Trần Khánh tiếp tục chống cự. Giang Dư Đoạt buông gã ra, rồi đập một cái lên tay gã, về nhanh. Trần Khánh quay người, như một làn khói chạy trở về xe. Nhìn gã lái xe đi, Giang Dư Đoạt mới cúi đầu đi vào hành lang. Trình Khác mở cửa, không thấy Miêu đi ra đón bọn họ. Miêu đâu? Hắn đi lại trong phòng dưới ghế sofa, không thì dưới gầm tủ, hoặc là trong ngăn kéo, Giang Dư Đoạt ngồi vào ghế sofa châm điếu thuốc, nói nhát gan, vừa nảy loạn như vậy. Trình khác múc một ít đồ hộp đổ vào trong bát ăn của Miêu, rót một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Dư Đoạt. Xe Trần Khánh vừa lái đi, cả người Giang Dư Đoạt đều trùng xuống, một chút sức lực chống đỡ trước mặt Trần Khánh và đám anh em kia cũng không còn. Trình khác có thể nhìn thấy ngón tay y kẹp điếu thuốc đang rung lên, khói bay lên cũng không thẳng, như đường lượng sóng, gãy thành từng đoạn ngắn liền biến mất. Từ ngày đầu tiên con kiến nhỏ xuất hiện đã mang tới cho Giang Dư Đoạt bất an, cho tới tận hôm nay, bộ dạng con kiến nhỏ hai mắt đỏ ngầu chỉ muốn dồn người vào chỗ chết, trình khác giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ, đối với Giang Dư Đoạt, lực công kích lại càng lớn hơn. Uống ít nước không, trình khác đưa cốc tới bên tay y. Giang Dư Đoạt nhận lấy cốc, ngửa đầu một hơi uống hết nước, rồi thở dài ngủ một lúc đi, Trình Khác nói, dằn vặt cả đêm rồi. Từ, Giang Dư đoạt trích một hơi thuốc, giờ tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, rất ít khi như vậy. Chuyện này đúng là, lớn quá, Trình Khác nói. Tôi vừa nãy định gặp con kiến nhỏ mà họ không cho, Giang Dư đoạt nói, có điều, tôi hẳn là không còn cơ hội gặp lại nó. Không gặp cũng tốt, Trình Khác tóm lấy tay y, đặt lên chân mình xoa xoa, cậu định nói gì với cậu ta? Tôi muốn hỏi nó xem, Giang Dư Đoạt dựa vào sofa, nhìn đèn trên đỉnh đầu, nó giờ đang thi đấu gì, muốn kết cục thế nào. Biết được điều này cậu sẽ thoải mái hơn à?" Trình Khác hỏi, "Có thể hỏi thử La tỷ hoặc bác sĩ Lý xem, dù sao bọn họ cũng đều tiếp xúc với mấy đứa các cậu rồi." "Tôi cảm thấy tôi có thể đoán được." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi lúc đó chỉ hy vọng thi đấu mau mau kết thúc, thi đấu kết thúc rồi, tôi sẽ không phải sợ nữa, thế nhưng thi đấu vẫn cứ tiếp tục." "Ừ." Trình Khác đáp, Lúc đó tôi liền nghĩ, Giang Dư Đoạt nghiêng đầu đi nhìn hắn, nếu như chó con khác đều chết hết, vậy tôi có phải cũng không cần thi đấu với bọn nó nữa không? Trình Khác ngay người, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Lúc bọn tôi thi đấu sẽ không chết được, Giang Dư Đoạt nhíu mày, nhẹ giọng nói, ngã không dậy được coi như là thua, cho nên thi đấu mãi mãi vẫn còn, thi đấu mãi mãi không bao giờ hết. Cậu cảm thấy, con kiến nhỏ cũng nghĩ như vậy, phải không? Trình Khác hỏi. Ừ, Giang Dư Đoạt kéo khóe miệng, bọn tôi đều chết hết, vậy là nó không còn đối thủ nào nữa. Trình Khác đưa tay lên sờ mặt y, có lẽ là như vậy đi, có điều, thi đấu của cậu kết thúc rồi, từ ngày cậu quyết định vào viện, cậu đã không còn thi đấu nữa. Có, Giang Dư Đoạt nói, tôi vẫn còn đối thủ. Ai, Trình Khác có hơi bất an. Giang Dư Đoạt cười, chính tôi. Nói như vậy cũng được, Trình Khác suy nghĩ, cậu nghe truyền cảm hứng lắm đúng không? Giang Dư Đoạt nói, rất văn vẻ, đối thủ của mình là chính mình gì gì đó. Trình khác nhìn y, qua một lúc mới tặc lưỡi, cậu đắc ý với kết luận này lắm đúng không? Ừ, nghe triết lý lắm đúng không? Giang Dư Đoạt nhíu mày. Trình khác gật đầu, đúng. Giả dối, Giang Dư Đoạt chật một tiếng, cái này cũng tầm thường như bạn chính là vai chính của cuộc đời bạn gì gì đó. Trinh khác nở nụ cười, Vậy cũng phải xem cụ thể là chuyện gì. Tôi sẽ chống lại, Giang Dư Đoạt nói. Ừ, Trình Khác lại gần hôn lên khóe môi y. Giang Dư Đoạt nói có vẻ rất đơn giản, nhìn qua cũng coi như là thả lỏng, mà sau khi nằm dài trên giường, Trình Khác có thể cảm giác y cũng không nhẹ nhõm như y thể hiện. Dù sao trước đó đến cột khói cũng là đường lượng sống, không thể nào nhẹ nhõm được nhanh vậy. Hắn nằm xuống rồi, Giang Dư Đoạt liền lập tức trở mình ông hắn, ngủ thẳng tới trưa ngày hôm sau cũng không buông tay ra. Trình khác tỉnh dậy được nửa tiếng, Giang Dư Đoạt vẫn còn đang ngủ, hắn không dám động đậy, Giang Dư Đoạt hiếm khi có thể ngủ được đến vậy mà không mơ thấy ác mộng, hắn muốn để Giang Dư Đoạt ngủ thêm một lúc. Có điều giữ tư thế như vậy sắp được một tiếng, hắn có hơi không chịu nổi, cảm thấy sau lưng cũng tê rần, mới đầu là nhức, sau đó là tê đến mất đi tri giác. Miêu mất tích hơn nửa ngày, từ từ chui ra từ dưới tủ quần áo, Nhảy tới chân giường, giơ một chân rất cảnh giác mà nhìn hai người bọn họ. Miêu Trình Khác rất nhỏ giọng mà gọi nó, "Không sao." Miêu nhìn hắn không động đậy. "Đi dẫm lên mặt Tam Ca nhà mày đi," Trình Khác nói, "Tao sắp không chịu nổi rồi." Vừa muốn để Giang Dư Đoạt ngủ tiếp, lại vừa thực sự không thể nào tiếp tục giữ tư thế này, cho nên trong mâu thuẫn, hắn quyết định giao trọng trách này lại cho Miêu. Giang Dư Đoạt là bị Miêu dẫm tỉnh, không phải bị hắn đánh thức. Miu không hề hợp tác chút nào, vốn cũng không phải là con mèo chịu hợp tác, hôm nay lại bị kinh hãi, càng không muốn phối hợp, chỉ ngồi ở chân giường không nhúc nhích. Ngay lúc Trình Khác quyết định đẩy Giang Dư Đoạt ra, điện thoại Giang Dư Đoạt đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên. "Cảm tạ." Cảm tạ cuộc gọi của người bạn hiền không biết tên. Giang Dư Đoạt ghé vào tai hắn, phát ra một tiếng hừ hừ miễn cưỡng khó chịu như sắp tỉnh lại. Trình Khác thở phào nhẹ nhõm nghe điện thoại, Giang Dư Đoạt lầm bầm một tiếng. Từ Trình Khác nhẹ nhàng đẩy y ra, tay đưa tới cầm lấy đi động y, liếc mắt nhìn, là La Tỷ, chắc là cảnh sát biết được hoàn cảnh của con kiến nhỏ nên liên hệ với chị ấy. Giang Dư Đoạt mở mắt ra. Cậu nghe đi, Trình Khác nói. À, Giang Dư Đoạt nhận lấy điện thoại, do dự rồi ấn nghe, La Tỷ, vâng, đúng, đúng, con kiến nhỏ, tôi không sao. Trình Khác đứng dậy xuống giường, Hắn không có ý định nghe cuộc điện thoại này Giang dư đoạt muốn chống lại Những chuyện này cứ cố hết sức để tự y đưa ra quyết định đi Hắn mặc quần áo vào Xách miêu ra ngoài phòng ngủ Trong phòng khách còn đặt thùng giấy lớn hôm qua bọn đại bân tặng Vẫn chưa mở ra Thùng rõ nặng Lúc chuyển xuống xe Thêm cả Trần Khánh Cả ba người bê còn không dễ dàng Cũng không biết bỏ gì vào trong Trình khác rửa mặt xong đi ra Giang Dư Đoạt vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với La Tỷ, Hắn hơi do dự, cầm kéo tới, đi tới cửa phòng ngủ, nói với Giang Dư Đoạt hắn muốn mở cái thùng kia ra. Giang Dư Đoạt gật đầu, vẻ mặt còn như thể không hiểu tại sao hắn còn phải hỏi. Trình Khác đi tới cạnh thùng, dùng kéo rạch băng dính ra. Tác phong của Giang Dư Đoạt đúng là không cần bất ngờ gì, lúc mở quà cũng không cần hai người cùng mở, Trình Khác thì có hơi muốn mở cùng nhau, nhưng giờ hắn vừa nghĩ tới Giang Dư Đoạt nói chuyện cùng La tỷ, có thể sẽ nói tới chuyện bệnh tình hắn lại có hơi không yên tâm, cần làm gì đó phân tán lực chú ý. Hơn nữa hắn cũng tò mò thật, một đám lưu manh sẽ tặng cho lão đại bọn họ quà sinh nhật gì. Sau vài ba nhát trạch băng dính, trình khác mở thùng ra, sau đó liền ngay người. Cái gì thế, Giang dư đoạt từ phòng ngủ cầm điện thoại ra. Nói chuyện điện thoại xong rồi à, trình khác quay đầu lại. Ừ, Giang dư đoạt gật đầu, bọn nó tặng tôi gì thế? Một, một con, Trinh Khác vốn định hỏi trước Y và La Tỷ trò chuyện thế nào, nhưng quà trong thùng thực sự làm hắn giật mình. Một con mèo. Cái gì, Giang Dư Đoạt cũng ngây người, đi tới cạnh hắn nhìn vào thùng, ôi đệt. Hai người bọn họ cùng nhau xé thùng ra rồi mới nhìn rõ, trong thùng, bên trong một cái giá ghép từ gỗ, quả thật là một con mèo chiêu tài cỡ lớn, cao đến nửa người. Trình khác sau khi hết kinh sợ liền dựa vào bàn cười một trận, bọn đại bân biết cậu định mở tiệm rồi đúng không? Giang dư đoạt ngồi sống nhìn mèo chiêu tài trước mặt, mỗi cái hàng trà sữa thôi, còn đặt thêm con mèo chiêu tài to thế này, lấy đâu ra chỗ ngồi? Để cạnh tường là được rồi, Trình Khác cười nói, bình thường đều để thế mà, chỉ là không, to như thế thôi. Được rồi, cửa hàng còn chưa tìm được đây, Giang dư đoạt sờ đầu mèo cầu tài, anh hay là, không, hay là tự tôi đi, tôi gọi điện thoại cho hứa đinh xem hỏi thử xem anh ta có quan hệ gì vào được trong trung tâm thương mại không tôi gọi cho anh ta có thích hợp không sao lại không thích hợp trình khác nói người khác rất tốt nếu giúp được nhất định sẽ giúp cậu tôi hơi căng thẳng giang dư đoạt lấy điện thoại ra nhìn tôi chưa từng tìm người giúp tôi việc gì đứng đắn cả vậy lát nữa hẳn gọi trình khác nói nghĩ xem nên nói thế nào từ giang dư đoạt gật đầu miêu nhảy từ trên ghế sofa xuống cẩn thận đi vòng quanh mèo chiêu tài nhìn nhìn. Đây là chị mày, Giang Dư Đoạt nói, chào hỏi chị gái đi. Sao lại là chị, Trình Khác hỏi. Là, nói bừa thế thôi, trong nhà này toàn là đàn ông, chán chết, có thêm một em gái mèo chiêu tài không được à, Giang Dư Đoạt nói. Trình Khác nở nụ cười, được. Giang Dư Đoạt ngồi sổng tại chỗ chơi với Miêu, rồi quay đầu nhìn hắn, cảnh sát liên hệ với La Tỷ hỏi tình hình. Thế à, Trình Khác ngẩn người, nhanh thế. Con kiến nhỏ có tiền án, tra một cái là tra được, Giang Dư Đoạt nói. Có tiền án, Trình Khác có hơi giật mình, đi tới cạnh y rồi ngồi xổm xuống, tiền án gì? Cầm dao tấn công người, Giang Dư Đoạt nói, người bị thương là ai, có liên quan gì đến chó con không? La Tỷ cũng không kể tỉ mỉ với tôi, chỉ hỏi tình hình của nó ở chỗ tôi, tôi cảm giác chị ấy muốn xem thử trạng thái của tôi ra sao. Trạng thái cậu thế nào? Trình Khác hỏi. Rất tốt, Giang Dư Đoạt nói, trong lòng có hơi loạn, thế nhưng vẫn ổn. Trình khác đã thả lỏng hơn, xoa đầu y. Tôi thật ra, có hơi sợ, Giang Dư Đoạt cau mày, có điều, có anh ở cạnh, tôi liền cảm thấy chân thực hơn. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, Trình Khác lập tức nói. Vậy, Giang Dư Đoạt hơi ngượng ngùng xoa mũi, tôi cũng không muốn cứ nhắc mãi, nhưng mà, là, rượu cao lương. Cái gì, Trình Khác nhìn y. Anh đáp ứng rồi, đúng không? Giang Dư Đoạt nói. Đáp ứng rồi, Trình Khác thở dài, cậu nói đi, cậu còn yêu cầu gì nữa, cậu cứ đề đạt luôn 5 năm, năm đi, tôi ghi lại, xong một cái thì đánh dấu. Rượu cao lượng, khăn quàng cổ lông miêu, Giang Dư Đoạt lập tức bắt đầu đến. Từ từ, Trình Khác hô một tiếng, khăn quàng cổ cái gì? Giang Dư Đoạt xách miêu tới, vùi bàn tay vào lông miêu, cào cào xuống một đống lông lớn, sau đó xoa xoa, đây, cái này, đang khăn quàng cổ. Trình khác cảm giác như vừa tự đào hầm cho chính mình Qua cả buổi mới kiên trì mà đáp một tiếng À Giang dư đoạt gọi cho hứa đinh lúc nào Rồi nói thế nào Trình khác cũng không biết Giang dư đoạt không kể với hắn Hắn cũng không có ý định hỏi Chỉ biết Giang dư đoạt đã kéo Trần Khánh chạy tới chạy lui được hơn một tháng Cửa hàng đã bắt đầu chuẩn bị hoàn thiện Hắn có thể cảm nhận được Giang dư đoạt sống đến giờ đây có lẽ là lần đầu tiên y vì bản thân mà làm chủ một việc chính y cũng coi là không thể, chuyện này đối với Giang Dư Đoạt mà nói là cực kỳ quan trọng. Trong mắt bạn y cũng quan trọng cực kỳ, cũng là ngập tràn mong đợi. Trình khác hy vọng, y có thể hoàn toàn theo ý nguyện cũng như cách thức của mình mà mở cửa hàng này. Về phần trình khác, cũng rất bận rộn. Tháng này, việc kinh doanh ở nhà hàng chủ đề đã bắt đầu có hơi gấp rút, hứa đinh vẫn luôn thúc giục hắn đi tìm mặt bằng mới, còn định đề ra kế hoạch mới, tăng giảm một đống hạng mục gì đó. Việc tư cũng không thiếu. Giang dư đoạt không biết xuất phát từ tâm trạng gì, đề ra cho hắn danh sách quà sinh nhật 3 năm, còn có 2 năm chưa nghĩ ra, thế nhưng chỉ ba cái này đã làm hắn đau đầu chết đi được. Rượu cao lương không biết phải làm thế nào, khăn quàng cổ lông miêu là cái quái gì kia. Một cái lọ hoa hen mết phải làm sao? Trình khác không có manh mối gì, thế nhưng hắn vẫn có thể bắt đầu từng bước một. Mỗi ngày chải lông cho Miêu. Miêu là con mèo lai, có ghen lông dài, lần nào chải lông xong cũng kéo xuống được một đống lông tung tóe, thế nhưng cách lượng lông cần dùng để đan một cái khăn quàng cổ, Trình Khác nhìn kỹ lông Miêu một lúc, liền thấy vui vẻ vì dù màu lông có hơi pha tạp, nhưng nhìn tổng thể vẫn là con mèo trắng, lông dê trắng chắc cũng không khác lắm. Chải nửa buổi, Miêu cũng ngủ luôn, Trình Khác ngừng tay, cảm giác như thể đang làm ruộng, thu hoạch không thể quá tàn ác dù gì cũng phải chừa lại chút không gian sinh trưởng. Tao ra ngoài một chuyến, trình khác xoa đầu miêu, hôm nay cửa hàng tam ca nhà mày sẽ chuyển vật liệu trang trí vào, tao đi nhìn thử xem. Miêu giật giật lỗ tai. Trình khác gọi điện thoại cho Tuệ Tuệ, hỏi bên nhà hàng có chuyện gì không, sau đó thay quần áo rồi ra ngoài. Ngày hôm nay hắn nghỉ, vốn định nằm nhà ngủ, nhưng lại muốn cho Giang dư đoạt niềm vui bất ngờ tuy là Giang Dư Đoạt cũng không có ham muốn đặc biệt gì với niềm vui bất ngờ cho lắm. Hắn ra ngoài, gọi xe, cửa hàng của Giang Dư Đoạt có hơi xa, ở trung tâm thương mại chỗ quảng trường trung tâm thành phố, cửa trước quay mặt ra phố, cửa sau quay ra trung tâm thương mại mới mở, đoạn đường này rất tốt, nếu như không có quan hệ của hứa đinh, chắc chắn không lấy được cửa hàng này. Có điều, vì để Giang Dư Đoạt hoàn toàn cảm nhận được cửa hàng này là do một mình y xử lý, trình khác còn chưa từng đến xem một lần nào. Đừng nói đến xem cửa hàng Giang Dư Đoạt, hắn cũng đã lâu rồi không đến trung tâm thành phố, cảm giác từ sau khi rời nhà đi, tổng cộng đến được một hai lần gì đó. Lúc xuống xe còn cảm thấy hơi xa lạ. Cửa hàng của Giang Dư Đoạt cũng dễ tìm, ngay con phố bên cạnh trung tâm thương mại, một dãy cửa tiệm đều là hàng ăn, không ít vẫn còn đang trang trí, có điều liếc mắt một cái, trong 20 mét đã có mấy hàng trà sữa bắt đầu kinh doanh, còn có mấy hàng cánh gà tráng các loại. Khách rất đông, đi qua đi lại ăn gì đó nghỉ chân dù cho ba hàng bên cạnh đều là trà sữa nhưng dưới ô lớn đặt trước cửa cũng vẫn ngồi đầy khách trình khác từ từ đi qua từng nhà cửa hàng cũng không lớn trừ đi khu quầy ba pha chế cơ bản có thể đặt thêm ba bốn bàn nhỏ cho nên mấy cửa tiệm này đều đặt ô che nắng trước cửa gần như khách đều ngồi kín cửa sau dựa vào trong trung tâm thương mại cũng có thể đặt thêm hai ba bàn có điều hiện giờ nhiều người vẫn thích ngồi dưới tán ô lớn hơn trà sữa, cánh gà nướng, trà sữa, đang trang trí, trà sữa, mà là tăng, đang trang trí, trà sữa, hamburger, trà sữa, đang trang trí, cái tiệm này người trang trí có vẻ hơi đông nhỉ. Lúc trình khác dừng lại, liền nhìn thấy Trần Khánh mặt tối sầm đang ngồi dưới dù trước cửa. Trần Khánh lúc nhìn thấy hắn thì cực kỳ kinh ngạc, liền đứng lên, sau đó liếc mắt nhìn vào cửa hàng, chào bằng giọng rất lớn, anh khác. Sao anh lại đến đây? Trình Khác vừa nghe thấy cách xưng hô này, lập tức liền hiểu ra, mấy người trong cửa hàng kia, hẳn là không liên quan gì đến trang trí. Một tiếng anh khác này của Trần Khánh, chủ yếu là để giữ thể diện, cho thấy cái cửa tiệm này là có anh ít bảo kê, không cần quan tâm anh ít này có lai lịch gì, cũng có thể hùng người một chút. Xảy ra chuyện gì, Trình Khác hỏi một câu. Đòi nợ, Trần Khánh ông tay cười lạnh. Chủ quán trước chưa mở hàng đã bỏ chạy, đám anh em này không tìm được chính chủ, thế nên trút giận lên chúng ta. Lão chân trước vừa chạy, bọn mày chân sau liền tới, một người đi từ trong ra, mặt cực kỳ không hòa nhã, phản phất như trong mỗi nếp nhăn đều viết một chữ đu. Không liên quan gì mà đến nhanh được như thế. Đây là đoạn đường nào? Mày có tin bọn tao chân trước đi rồi chân sau còn chưa nhấc lên đã có người nhận luôn rồi không? Trần Khánh nói, mày mẹ nó bớt ngu ngờ đi, vừa nghe đã biết chưa lăn lộn được mấy ngày, bọn mày muốn ở đây thì ở, tao vừa khéo nghĩ một lúc. Vậy cứ thử xem, chữ đù nói. Tuy ngài, Trần Khánh vung tay, chốc nữa đừng có chạy là được. Tam ca đâu, Trinh Khắc liếc nhìn, phát hiện ra giờ trong cửa hàng cũng chỉ có mình Trần Khánh, vật liệu trang trí đã nhập vào rồi, mà không thấy thợ đâu, có lẽ là bị đám người này đuổi đi. Đi ăn cơm, Trần Khánh nói, anh ngồi một lúc đi, bọn đại bân mang người đến bây giờ. Còn chưa trang trí cơ mà, đã định giải quyết bạo lực rồi à, Trình Khác hỏi. Không bạo lực, Trần Khánh nói, nghe theo ý anh, không bạo lực không hợp tác, bọn người này không phải côn đồ, chơi cứng cũng không phải đối thủ, chỉ là phiền phức, đã đến hai ngày rồi. Cậu ấy cũng chẳng nói với tôi, Trình Khác thở dài. Chuyện này tự bọn tôi giải quyết được, nói với anh chỉ thêm bực, Trần Khánh đưa thuốc lá cho hắn, chuyện này dễ xử lý hơn thu phí bảo hộ nhiều. Ở đây mà còn có người thu phí bảo hộ, Trình Khác có hơi giật mình. Không có, Trần Khánh liếc nhìn hắn, so sánh thế thôi, anh bị ngu à. Chắc vậy, Trình Khác nói. Mấy tên trong cửa hàng vẫn cứ đứng như vậy, thỉnh thoảng đá máy đá lên vật liệu trang trí, một túi xi măng bị đá trách miệng túi, xi măng văng ra ngoài. Trình Khác chăm thuốc, cảm giác mấy người này tạm thời cũng không gây ra động tĩnh gì, vì thế cứ ngồi dưới ô nhìn cửa tiệm của Giang Dư đoạt một lúc. Nghe nói là tìm người thiết kế, có điều giờ thiết kế thế nào cũng chưa nhìn ra được có thể nhìn thấy đã treo bảng hiệu lên, phối màu đen trắng đơn giản, nhìn rất chi là cung ngầu. Trên bảng hiệu có gắn vải đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy tên cửa hàng. Chỉ một chữ, Miêu. Khánh Trình khác cảm thấy có lẽ bản thân nhìn nhầm rồi, chỉ bảng hiệu phía trên có mỗi một chữ thôi à. Ừ, một chữ thôi, Trần Khánh gật đầu, lấy điện thoại, mở album ra, tôi tìm cho anh xem, hôm treo lên tôi chụp ảnh lại. Ai nghĩ thế? Trình Khác hỏi. Còn ai được nữa, Tam ca chứ ai, Trần Khánh đưa điện thoại tới trước mặt hắn, đây, ngầu chưa? Trên bảng hiệu trắng đen xen kẻ còn thật sự chỉ có một chữ, miêu cũng xen kẻ hai màu trắng đen, bên cạnh có mèo con hoạt hình cực đáng yêu, chỉ có đầu cùng một cái đuôi, mới nhìn trông như thể củ tỏi. Ngầu lắm, Trình Khác gật đầu. Tôi cảm giác Tam ca là muốn kỷ niệm ngày hai người, cái gì nhờ, bắt đầu duyên phận, Trần Khánh nói xong liền xoa xoa tay, xoa đến mức ra tiếng, ui, không chịu nổi. Trình khác cười không ra tiếng. Có lẽ là vậy đi, vì miêu mà quen biết. Giang dư đoạt chờ Trần Khánh đến giúp y lấy miêu ra, hắn đi qua đạp thùng rác một cái, cho nên quen nhau. Không tệ lắm, dù sao cũng đỡ hơn nói là vì tranh thùng rác mà quen nhau. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện ra, chuyện hôm đó tự hồ đã qua lâu lắm rồi, tâm trạng, cảm xúc lúc nhìn thấy Giang dư đoạt, đều trở nên mơ hồ e rằng vì ngay sau đó quá sâu sắc, hồi ức sẽ dần nhạt đi. Nói không chừng, một ngày nào đó, mọi chuyện đều ổn định rồi, lúc bọn họ bình tĩnh trải qua cuộc sống sống lớn không sợ, quá khứ mới dần dần trở về trong tâm trí, mỗi một chi tiết nhỏ sẽ đều giống như được tiên đoán, từng thời điểm trùng hợp sẽ lại càng trở nên sâu sắc hơn. Một con xe Land Rover lái tới, dừng ở chỗ đổ xe cạnh cây dù trình khác và Trần Khánh đang ngồi. Con xe của khách hàng này, các cậu cứ thẳng thắn thương lượng mua lại của người ta luôn đi cho rồi. Trình khác thấy Giang Dư Đoạt trong buồn lái đang một mặt kinh ngạc mà cười, một tháng ít nhất cũng ở chỗ này một tuần. Giờ không phải khách hàng của tôi nữa, là bạn tôi, Trần Khánh nói, lão còn đang suy nghĩ đổi xe đây, tôi còn thực sự bảo tam ca tính xem hay là mua con này. Sao anh lại đến đây, Giang Dư Đoạt xuống xe, gọi về hướng này. Xem, Trình Khác nói. Trên xe lại xuống thêm mấy người, Đại Bân dẫn đầu, dẫn theo người đứng kín lề đường mấy người cùng tới không lưng với trình khác chào anh khác à chào trình khác bị một đám làm màu cực kỳ chỉnh tề này làm kinh ngạc làm gì đây hôm qua đại bân vô tình gặp tôi cũng cười khúc khích bây giờ phải có chiêu này bọn tôi đều như vậy hiểu ngầm nhau trần khánh đứng lên mấy tên trong cửa hàng đang đá vật liệu chơi vừa nhìn thấy bọn đại bân đột nhiên bầu không khí liền có chút không bình thường trở nên căng thẳng chữ đù dẫn theo người đi về hướng cửa tiệm có lẽ cảm thấy nếu đánh nhau trong cửa hàng sẽ không thể hiện được mà chưa chờ bọn họ đi ra bọn đại bân đã chặn trước cửa mấy đàn em gã dẫn đến đều là tỉ mỉ chọn lựa cao lớn vạm vỡ ăn mặc như thể huấn luyện viên thể hình bất lương mấy người cùng nhau chen đẩy chữ đù về trong cửa hàng sau đó giang dư đoạt đi qua kéo cửa cuốn xuống một nửa làm gì chữ đù hô hoáng lên bọn mày định đánh nhau đấy à Giang Dư Đoạt không lưng tiến vào trong cửa hàng. Trình Khác nhanh chóng đứng lên theo, Trần Khánh kéo hắn lại, không sao, không đánh đâu, anh cứ ở ngoài này. Trình Khác chỉ có thể đứng ở bên ngoài nửa cánh cửa cuốn, nghe ngóng động tỉnh bên trong. Hôm qua tao nói rồi, đã muốn gây phiền phức thì đừng sợ phiền phức, giọng Giang Dư Đoạt từ dưới khe cửa cuốn vọng tới, bọn mày cứ nói thẳng luôn muốn bao nhiêu tiền, tao còn có thể khen bọn mày một câu dám làm dám chịu, tìm cái cớ trách nát như thế, Đừng trách tao xem thường bọn mày Lúc tao theo người đánh nhau Mày còn đang trong đũng quần ba mày vẫy đuôi tìm ánh sáng đây Trình khác đã rất lâu rồi không nghe thấy loại ngôn từ thô tục Rất có phong cách tam ca của Giang Dư Đoạt Đột nhiên thấy hơi buồn cười Nhìn Trần Khánh một mặt nghiêm túc Hắn liền nín cười lại Tao đến ba tiếng Giang Dư Đoạt một cái nâng cửa cuốn lên Trình khác nhìn rõ tình huống bên trong Phát hiện mấy đàn em của Đại Bân đều mang dao Đột nhiên cuống cuồng chỉ chờ nghe giang dư đoạt nói đến ba tiếng xong thì bọn người kia phải đối mặt với khiêu chiến thế nào giang dư đoạt vẫn luôn nói y ngày nào cũng uống thuốc nên rất nhiều lúc đầu óc sẽ không nghĩ được gì trình khác vẫn luôn không cảm nhận rõ được sự khác biệt lúc giang dư đoạt mở miệng hắn mới cảm giác được có lẽ thật sự có tình trạng này một hai ba giang dư đoạt rất lưu loát theo phong cách của y mà đếm xong ba số cứ thế bỏ qua luôn nội dung khiêu chiến bỗng nhiên đếm số làm mọi người đều ngẩn người Đại bân phản ứng được đầu tiên, ném dao trong tay đi, thế nào, không dám. Chữ đù liếc nhìn Giang Dư đoạt một cái, lại nhìn thoáng qua đồng bọn, rồi ra khỏi cửa hàng, đi mấy bước liền quay đầu lại. Một, hai, ba, Giang Dư đoạt nói. Bọn mày chờ đã, chữ đù nói. Tao chờ bọn mày làm đách gì, Giang Dư đoạt nhíu mày, lượng thì lượng mà đứng thì đứng, tao mẹ nó không có thời gian chơi trò không gặp không về với bọn mày. Chữ đù trừng y một cái, rồi quay người đi. Trình Khác thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn lướt qua bọn Đại Bân, không biết từ lúc nào bọn họ đã thu giao lại. "Gọi thợ trang trí tới đi." Giang Dư Đoạt nói, "Mấy người bọn mày tiện thể giúp luôn đi, qua chở bàn tao đặt qua đây, bảo người đưa hàng đến còn phải trả tiền." "Được, Đại Bân đáp." Giang Dư Đoạt lấy tiền từ trong ví ra đưa cho Đại Bân, "Chốc nữa bọn mày ăn gì đó đã rồi hẳn đi, không phải nói còn chưa ăn trưa à?" Tam Ca anh giờ có hơi khách sáo đó, Đại Bân nói. Lượng, Giang Dư Đoạt nói, có lần nào đưa tiền ăn cho bọn mày mà bọn mày không nhận à, giờ còn làm ra vẻ giang hồ nhân sĩ với tao. Đại Bân không nói gì, cười hơi ngượng ngùng, nhận tiền rồi dẫn người lái xe đi. Anh không phải đang nghĩ à, Giang Dư Đoạt giờ mới tiến đến trước mặt trình khác, tôi còn nghĩ anh ngủ luôn đến chiều chứ. Ai, Trần Khánh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, thở một hơi rất rất dài, đi vào trong cửa hàng cũng bắt đầu hoàn thiện rồi, tôi rốt cuộc cũng phải đến thăm một lần chứ. Trình khác cười, thể chất cậu kiểu gì thế này, cửa hàng vừa mới bắt đầu làm đã đụng phải mấy tên như vậy. Cũng không phải chuyện gì to tác, chỉ là tôi lười thêm phiền phức cho chú cảnh sát, dọa chạy là được rồi. Giang dư đoạt nói xong liền ông cánh tay, hất cầm về phía cửa hàng, thế nào? Cái gì mà thế nào, cửa hàng trống không, bản hiệu còn không nhìn thấy chữ, trình khác cười nói, có thể thế nào được? Cái bản hiệu này tôi bỏ nhiều tâm tư lắm đó." Giang Dư Đoạt lấy điện thoại di động ra, "Tôi cho anh xem ảnh toàn cảnh." "Tôi xem rồi." Trình Khác nắm lấy tay Y, nhéo nhéo, "Miu." Giang Dư Đoạt lập tức đắc ý nở nụ cười, "Sáng tạo lắm đúng không?" Đến lúc đó sẽ mang chị gái mèo Chiêu Tài vào đặt trong cửa hàng, rồi lại đưa Miu đến cửa hàng nữa. Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt một mặt hào hứng nói, đột nhiên cảm thấy sống mũi có hơi cay. "Sao thế?" Giang dư đoạt liếc nhìn hắn, nhỏ giọng, tôi đệt, anh không sao chứ. Anh định khóc đấy à. Có hơi cảm động, Trình Khác nói, không đến mức khóc, tôi cũng không phải cậu. Anh cẩn thận chút, giờ tôi với anh giống nhau, đều là ông chủ rồi, Giang dư đoạt nói. Cậu đỉnh hơn tôi chứ, bên chỗ tôi ông chủ là hứa đinh mà, Trình Khác nở nụ cười. Giang dư đoạt không lên tiếng, nhìn chầm chầm bản hiệu một lúc lâu, rồi xoa tay, sau đó cười ha ha hai tiếng cậu có định tuyển thêm người không? Trình Khác nói, Tổng hộ Pháp không biết làm trà sữa với đồ ăn vặt các thứ mà. Có người rồi, nhận bạn học cấp 3 của em họ Đại Bân, Giang Dư Đoạt nói, cô nhóc kia trước đó vẫn luôn làm ở hàng trà sữa, trà sữa loại gì cũng biết, hơn nữa hàng ngay bên cạnh còn nổ cái này nấu cái kia, gì cũng biết làm. Quen tay như thế, là lương cao tuyển được à, Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt chật một tiếng, ngẫm lại liền thở dài, Đại Bân nói chuyện với con nhóc, nó không muốn đến, Trần Khánh bảo tôi đến gặp thử, kết quả là con bé đồng ý. Đệt, Trinh Khác cảm giác mình đột nhiên hiểu ra gì đó. Tôi không làm gì cả, anh đừng có nhầm vào tôi, Giang Dư Đoạt lập tức hạ thấp giọng. Tôi không nhầm vào cậu, là cô bé nhà người ta nhầm vào cậu mà Tam Ca, Trinh Khác lùi về sau một bước, đánh giá y từ trên xuống dưới, cũng được đó Tam Ca à. Mẹ nhà anh, Giang Dư Đoạt nhìn hắn chăm chăm. Trinh Khác cười, đang định nói, điện thoại trong túi lại vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn, là Tuệ Tuệ gọi tới, tôi nghe cuộc điện thoại này đã, chốc nữa tiếp tục tán gẫu chuyện cô nhóc kia. Tán gẫu cái rắm, Giang Dư Đoạt nói. Alo, Tuệ Tuệ à, Trình Khác nghe điện thoại. Anh Trình, em nói với anh này, giọng Tuệ Tuệ rất nhỏ, anh hứa dẫn theo một bác đến đây, giờ đang lên tầng 3. Bác nào? Trình Khác hỏi. Anh hứa không giới thiệu với bọn em. Em nghe thấy anh ấy gọi người kia là Trình Tổng Em thấy, trông giống anh lắm Tuệ Tuệ nói Không biết anh hứa có nói với anh không Dù sao em cũng muốn kể với anh biết có chuyện như vậy Trình khác ngay người Tuệ Tuệ làm trong nhà hàng cũng lâu rồi Người cũng lanh lợi Ít nhiều cũng biết chuyện hắn và ba hắn Gọi điện thoại đến thế này hẳn đã chắc chắn người hứa đinh dẫn tới chính là ba Ba chạy đến nhà hàng hắn làm gì Cúp điện thoại xong Trình khác sững sờ rất lâu mãi tới lúc Giang Dư Đoạt đưa một cốc trà sữa lạnh tới kề sát mặt hắn, hắn mới tỉnh táo lại. Của cửa hàng cậu à, hắn nhận trà sữa rồi nhìn. Anh nghĩ gì thế, Giang Dư Đoạt nói, cửa hàng tôi giờ có mỗi xi măng với gạch lát. Mua bên cạnh à, Trình Khác cười. Bên cạnh đưa sang, Giang Dư Đoạt hạ thấp giọng, một chị gái mở quán, Trần Khánh đã quen được người ta rồi. Trần Khánh cũng được đấy, Trình Khác liếc nhìn quán bên cạnh, Trần Khánh đang ngồi trước quầy ba nhà người ta, nói chuyện cùng một chị gái, trước đây không phát hiện ra cậu ta lại thân thiện như thế. Thân thiện cái rắm, con gái chị kia năm nay lên năm nhất đại học, giờ đang hè về chơi, lúc rảnh thì đến giúp, Giang Dư Đoạt nói, nếu không có cái này, anh cứ xem nó có nói cùng người ta thêm một câu không. Vậy cửa hàng các cậu không phải cũng có à, cô nhóc kia, trông không xinh à, trình khác hỏi. Cực xin, Giang Dư Đoạt nói được nữa thì ngừng, thiếu gia, anh nhữ tôi nói đấy à. Tôi là người lòng dạ hẹp hòi thế á?" Trình Khác nói. Làm sao tôi biết được, từ lúc tôi ở cùng anh, giờ mới là lần đầu tiên ở cùng con gái đây." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi làm sao biết chuyện như vậy lòng dạ anh rộng hay hẹp?" "Rộng lắm." Trình Khác nói, "Dù sao tôi tính thêm vài tuổi cũng là người sắp 40 rồi." "Cô nhóc kia trông xinh lắm." Giang Dư Đoạt nói. "Ồ." Trình Khác gật gật đầu, nhấp một hớp trà sữa. Vậy sao Trần Khánh không cưa em gái nhà mình đi Ngày nào chả gặp Thiên thời địa lợi nhân hòa Tôi không biết Giang dư đoạt nhìn hắn Tôi nói cho cậu Tôi biết này Trình khác cười nói Tôi không muốn nghe Giang dư đoạt khiếp mắt lại Tôi mẹ nó biết anh đang nín cái trắm gì rồi Trình khác cười lăn lộn Chỉ vào y Ông chủ Giang à Cậu văn minh chút đi Anh mà dám nói tôi dám đánh anh Đến cũng không thèm đến Giang dư đoạt nói Trình Khác cười đến mức ngồi sụp xuống dưới ô, rồi chậm rãi uống trà sữa, nhìn vật liệu trong cửa hàng. Mới vừa nãy ai gọi cho anh đấy, Giang Dư Đoạt lại ngồi xuống bên cạnh, ngẩn người nửa buổi, tôi gọi anh mà anh cũng không nghe thấy. Tuệ tuệ gọi cho tôi, Trình Khác nhíu mày, vừa nãy hứa đinh dẫn ba tôi tới nhà hàng. Ba anh, Giang Dư Đoạt sửng sốt, hứa đinh với ba anh quen nhau lắm à. Trước đây không quen, Trình Khác nói, Thế nhưng sau đó có quen hay không tôi cũng không biết. Định làm gì vậy, Giang Dư Đoạt hỏi, Hứa Đinh làm phản à? Không thể nào, Hứa Đinh không phải loại người như vậy, Trình Khác châm điếu thuốc ngậm vào miệng, trước đây có nói là có kim chủ đưa tặng nhà hàng một ít cây cảnh đắt tiền đó, Hứa Đinh cũng không nói với tôi kim chủ này là ai. Vậy chính là ba anh định làm phản, Giang Dư Đoạt quay đầu, mẹ kiếp, nếu ông ấy làm như thế, Trình Dịch có thể buông tha cho anh chắc yên ổn cũng không dễ mà. Không biết ba tôi định xử lý thế nào, tôi vẫn luôn không liên lạc lại với nhà. Trình Khác nói. Bản ghi âm anh cho ông ấy nghe chưa? Giang Dư Đoạt hỏi. Không. Trình Khác nói. Thật ra ông ấy cũng không phải không biết, có nghe hay không cũng sẽ đoán được Trình Dịch nghĩ thế nào thôi. Ông ấy chỉ là có lẽ là muốn hiệu quả như thế này đi, cạnh tranh. Anh thử hỏi Hứa Đinh đi. Giang Dư Đoạt thở dài. Ba anh rút cuộc định làm gì? Nói thật. Nếu trình dịch lại định gây phiền phức cho anh nữa Tôi thật sự sẽ đánh anh ta tàn phế luôn Lớn lối quá đó Tam ca, trình khác cười Thôi đi, từ lúc quen anh Tôi gần được bình xét cư dân ưu tú tổ dân phố rồi Giang dư đoạt nhíu mày cúi đầu uống từng ngụm trà sữa Cũng đừng để tôi có cơ hội Trình khác cười, xoa tóc y Hứa Đinh vẫn chưa hề nhắc tới chuyện kim chủ với trình khác, có điều trình khác cũng không hỏi, cuộc họp thường kỳ ngày mùng một hàng tháng, hứa đinh đều sẽ tới nghe một lúc, lúc nào cũng có thể gặp. Trình khác cứ chờ đến mùng 1, sau khi học trên sân thượng nhỏ tầng 2 xong, mọi người đã đi hết, hắn và hứa đinh cùng nhau ngồi bất động. Bình tĩnh thế, hứa đinh nhấp một ngụm trà. Tôi đang suy nghĩ xem ba tôi là làm sao, trình khác nói. Ông ấy lúc trước có đến tìm tôi, hứa đinh thấp giọng nói, cũng đã từng tới mấy lần, chỉ là anh vẫn chẳng phát hiện ra. Ông ấy từng đến lúc nào, trình khác sửng sốt, Hắn gần như ngày nào cũng đến cửa hàng, vậy mà trước giờ vẫn không nhận ra ba từng đến. Trước thì không rõ lắm, lần gần nhất là tháng trước, lúc đó không phải tình hình kinh doanh bận rộn lắm sao, hứa đinh nói, ông ấy liền tìm tôi. Lấy tiền, trình khác hỏi. Tham tiền, hứa đinh nở nụ cười, ông ấy hỏi tôi, nhà hàng này theo phong cách nào, tôi nói ý tiểu khác là không nhất định, vừa có phẩm chất lại cũng gần gũi. À, trình khác gật đầu, là ý như vậy, nếu quá cứng nhắc, người thật sự hiểu nhìn không lọt, người giả vờ hiểu lại không dám vào. Trình Tổng cảm thấy cách suy nghĩ này rất đúng, hứa đinh nói, tôi liền nói gần đây anh định mở rộng thêm một chút, cũng đang tìm một nơi thích hợp mở thêm một nhà hàng nữa, ông ấy liền nói bảo anh tới chỗ này nhìn thử. Hứa đinh đặt một tấm danh thiếp trước mặt hắn. Trình khác liếc mắt nhìn, tên thì không quen biết, thế nhưng địa chỉ trên danh thiếp hắn lại rất quen thuộc là một trung tâm thương mại cha vừa phát triển năm ngoái, nói đúng ra, chính là hạng mục hắn bị trình dịch chụp nồi đuổi ra khỏi nhà. Không trả nổi tiền thuê, trình khác nói. Hứa Đinh cười không ra tiếng. Ông ấy muốn kích thích tôi, hay là kích thích trình dịch đây, trình khác thở dài. Chắc đều không phải, Hứa Đinh nói, đoạn đường này vốn là tốt nhất, tôi cảm giác anh cũng nghĩ vậy, anh đã ra khỏi nhà lâu như vậy rồi, đoán chừng anh cũng không có dự định cúi đầu. Tôi còn có thể cúi đầu gì nữa Trình khác nhìn hứa đinh Ông ấy còn nói gì với anh không Ông ấy còn có thể nói với tôi gì nữa Trăm phần trăm tư thái nhà đầu tư Hứa đinh nói Cũng không nhiều thêm được một câu À còn có Bảo tôi đừng nói với anh Vậy tôi cứ giả ngu tiếp à Làm ra vẻ không biết Trình khác nói Cứ giả đi Hứa đinh gật đầu Trình khác cầm lấy danh thiếp quơ quơ Thứ này cũng đưa cho tôi rồi Còn có thể giả được nữa không đây Hứa Đinh cười, đứng lên, anh cứ xem đó mà làm, tôi chỉ có một thỉnh cầu thôi, kiếm nhiều tiền vào. Công cuộc trang trí miêu cũng rất nhanh, có lẽ là vì diện tích tổng cộng cũng chỉ có một chút như vậy, cho nên chưa đến một tháng đã gần xong, lần thứ hai trình khác qua, ngay cả chị gái mèo chiêu tài cũng đã đặt vào vị trí, trong góc còn đặt nhà cây cho mèo. Đây là chuẩn bị cho miêu à, trình khác hỏi, mua lúc nào thế? Tôi còn không biết. Cái này là gian dư đoạt hơi do dự. Chỉ chỉ cô nhóc đang cùng Trần Khánh chống cây dù trước cửa tiệm Là kia, là cô nhóc kia mua Ồ, Trình Khác liếc mắt nhìn cô bé kia Trông cực kỳ trắng trẻo thanh tú Bộ dạng làm việc cũng thành thạo hơn Trần Khánh Trần Khánh có phải là Trình Khác lại nhìn chầm chầm một lúc Cảm giác tầm mắt Trần Khánh vẫn luôn đặt trên mặt người ta Như thể nhìn chầm chầm không rời mắt Anh nhận ra rồi à Giang Dư Đoạt lập tức lại gần, nó dạo này cũng không sang cửa hàng chị gái kia uống chực trà sữa nữa rồi. Trình Khác nở nụ cười, cậu cảm thấy có hy vọng gì không? Đừng đùa, Giang Dư Đoạt không hề nghĩ ngợi gì liền lắc đầu. Tôi cũng thấy vậy, Trình Khác nói, dù sao cô nhóc nhà người ta cũng là vì ông chủ mà đến. Giang Dư Đoạt chập một tiếng, cầm khăn đi lau bàn. Lúc cô bé đi vào trong cửa hàng, nhìn thấy Trình Khác ngồi trước quầy ba liền ngẩn người. Chúng tôi còn chưa khai trương em xem anh ấy giống đến uống trà sữa à, Giang Dư Đoạt nói. À, em gái hơi ngại ngùng mà cười cười. Đây là tôn cầm cầm, Giang Dư Đoạt giới thiệu trình khác, người gánh kỹ thuật duy nhất của tiệm chúng tôi. Đâu có, đâu có, tôn cầm cầm nhanh chóng xua tay. Đây là, Giang Dư Đoạt chỉ trình khác. Trình khác vừa nhìn vẻ mặt của y, cũng đã cảm giác được y muốn nói gì. Có điều, kể cả đã có chuẩn bị tâm lý, lúc Giang Dư Đoạt nói ra khỏi miệng, Hắn vẫn còn hơi choáng váng, còn có hơi hưng phấn, hơi thỏa mãn, còn có hơi không nói rõ được, hắn thật bất ngờ mà phát hiện ra mình vậy mà sẽ lại ngại ngùng loại chuyện này. Bạn trai anh, Trình Khác Giang Dư Đoạt nói. À, Tôn Trầm Trầm có vẻ cũng không giật mình lắm, anh khác phải không, vẫn hay nghe Trần Khánh nhắc đến anh. Ừm, Trình Khác cười. Giang Dư Đoạt cũng có hơi bất ngờ với sự bình tĩnh của Tôn Trầm Trầm, quay đầu lại nhìn cô bé. Quán gà rán em làm trước đây Tôn cầm cầm đi tới sau quầy ba sữa sang lại cốc chén Cười hiếp mắt nói Ông chủ cũng là nam Có một người bạn trai Ở cùng nhau nhiều năm lắm rồi Ngày nào cũng cãi nhau Mà vẫn không chia tay À, Giang dư đoạt đáp Học này không có cốc hình miêu Tôn cầm cầm nói Làm một ít nhãn dáng lên đi Như vậy là không cần lãng phí Dù gì chúng ta cũng định làm nhãn dáng mà Được Giang dư đoạt gật đầu Nói vài câu với tôn cầm cầm xong Giang dư đoạt và trình khác đi ra ngoài cửa tiệm Trần Khánh nhìn hai người bọn họ đi ra xong Lập tức đi vào trong tiệm Chiều ở đây cũng không có việc gì Giang dư đoạt nói Hai ta đi dạo trung tâm thương mại đi Tôi muốn mua quần áo Cậu không phải mua quần áo ở chợ bán buôn à Trình khác nói Không phải cái trung tâm thương mại này Giang dư đoạt chỉ đầu kia đường Cứ đi về hướng bên kia Có một chợ bán buôn quần áo Trần Khánh vừa tìm được bảo là đồ rẻ như cho. Trình khác thở dài, không đi, mua luôn trong trung tâm thương mại đi. Anh nghĩ tôi mở được cái cửa hàng là thành đại gia rồi đấy à, Giang Dư Đoạt nói, thiếu gia này, còn chưa có mở hàng đâu, toàn đến tiền bên ngoài, ngay cả một mau tiền còn chưa vào được. Trình khác không nói gì, lấy ví tiền ra lật qua lật lại nửa buổi, tìm được trong góc một mau tiền xu đã không dùng dễ đến cả mấy tháng. Hắn kéo tay Giang Dư Đoạt qua, đặt đồng tiền xu vào lòng bàn tay y, một mau tiền, vào được rồi. Được, Giang Dư Đoạt nở nụ cười nửa buổi, được rồi được rồi, trung tâm thương mại thì trung tâm thương mại, cái trung tâm thương mại này luôn. Đi dạo trung tâm thương mại cũng chỉ là đi loanh quanh nửa tiếng, mới chọn được hai cái áo phông cho Giang Dư Đoạt, điện thoại di động trình khác liền vang lên. Hắn lấy ra nhìn, nhà hàng gọi đến, không biết có chuyện gì. Anh Trình vừa nghe điện thoại, giọng tuệ tuệ liền vang tới, hai phút trước Trình Tổng vừa đến. Trình Tổng nào, Trình khác không kịp phản ứng lại ngay. Ba anh, tuệ tuệ nói, dừng một lúc lại lặp lại lần nữa, cha ngài. À, một mình ông ấy à, Trình khác có hơi buồn cười. Một người, ở tầng 2, tuệ tuệ nói, chị Phương lên ghi đơn. Tầng 2 chiều hôm nay có biểu diễn đúng không, Trình khác hỏi. Ừ, đã đang biểu diễn rồi, tuệ tuệ nói, giờ có lẽ là đang xem rồi. Được, anh biết rồi, Trình Khác dập điện thoại, nhìn Giang Dư Đoạt, tôi đi qua một chuyến, ba tôi đang ở trong nhà hàng. Tôi đi với Giang Dư Đoạt nói. Từng Trình Khác gật đầu. Ba tới một người, hẳn là muốn tìm hắn, nhưng lại không xuống giá được mà nói với hắn, chỉ có thể làm ra vẻ tình cờ gặp, giờ hắn mà không tới, cha có lẽ sẽ rời đi, có lần sau tình cờ gặp hay không cũng khó nói. Vì chắc chắn cha biết, người trong nhà hàng sẽ báo cho hắn nếu hắn không đi có lẽ dưới cơn nóng giận, cha có thể thu lại việc tìm người thiết kế nhà hàng bên kia. Tôi ở ngoài, không đi vào, Giang Dư Đoạt lái xe ô tô điện của Trần Khánh, chở Trình Khác sang bên kia, tôi sợ ba anh nhìn thấy tôi lại khó chịu. Có gì mà khó chịu, Trình Khác nói. Tôi còn đang uống thuốc mà, Giang Dư Đoạt nhíu mày. Trước đây cậu chưa điều trị còn không sợ ông ấy, Trình Khác nói, giờ điều trị rồi lại sợ là thế nào? Tôi không muốn ảnh hưởng đến ấn tượng của ông ấy về anh Mới vừa có chút ít khả năng tốt lên Giang Dư Đoạt nói Tôi với ba tôi Trình khác bắp mi tâm Cho dù có cậu hay không Cho dù nỗ lực hay không nỗ lực Cũng không thể thân mật không khoảng cách như cha con bình thường được Có lẽ không chiến tranh lạnh là đỡ tệ nhất rồi Có vài thứ một khi bỏ lỡ Có vài chuyện một khi đã xảy ra Đều không bù đắp được Từng Giang Dư Đoạt đáp một tiếng Cũng không biết nghe có hiểu hay không nếu cậu không muốn nói chuyện với ông ấy, thì ở dưới tầng một uống gì đó đi, Trình Khác nói. Được, vậy thì tôi ở tầng một, Giang Dư Đoạt nói. Xe chạy đến cửa nhà hàng, dừng ở bãi đổ xe dành riêng cho nhân viên quán bọn họ. Chỗ đổ xe này, Trình Khác lần đầu tiên dùng, hắn không có xe, trong nhà hàng cũng không ai có xe, lúc hứa đinh tới có dừng một lúc, bình thường đều là để khách dùng. Hai người họ xuống xe, Giang Dư Đoạt nhìn qua bên cạnh, hai ta gọi xe không phải là tốt rồi à, sao lại phải lái xe Trần Khánh? Không biết, Trình Khắc nhìn em xe điện nhỏ của Trần Khánh bên cạnh, tôi. Ba anh ra rồi, Giang Dư Đoạt đột nhiên hạ thấp giọng, nói một câu. Trình Khắc hơi sửng sốt, quay đầu nhìn sang phía cửa tiệm. Quả nhiên nhìn thấy ba đang đứng ngay cửa, mặt không nói rõ cảm xúc gì mà nhìn hai người bọn họ cùng chiếc xe này. Ba, Trình Khắc đi tới trước hai bước, chào hỏi ba, sao ba lại đến đây? Biết rồi còn hỏi, cha đi tới, nhíu mày nhìn Giang Dư Đoạt. Chào chú, Giang Dư Đoạt nói. Cái câu chào hỏi như thể từng quen biết này có lẽ đã gợi lên cho cha hội ức không mấy tốt đẹp, trình khác thấy ông càng nhíu chặt mày hơn. Tôi đi vào trước, Giang Dư Đoạt nói xong thì bước nhanh vào trong cửa hàng. Nói chuyện vài câu đi, ba liên tục nhìn chầm chầm vào bóng lưng Giang Dư Đoạt, mãi cho tới khi y vào hẳn cửa hàng, mới quay đầu lại nói một câu với trình khác. Vâng, Trình khác hơi do dự, mở cửa ra, lên xe rồi nói đi. Lên xe, cha rõ ràng có hơi khiếp sợ. Trình khác cũng không nhìn ông, ngồi vào trong xe. Cha qua mấy giây mới có vẻ như hạ quyết tâm vào trong ngồi, câu đầu tiên có lẽ không nhịn nổi, đây là xe của anh. Không phải, trình khác đóng cửa xe xuống, gò má hướng về ngoài cửa sổ, xe của bạn Giang dư đoạt. Cái người gầy gầy hôm trước dẫn đầu chặn xe phải không, bà nói. Ừm, Trình Khát gật đầu Xe này rất tốt, dùng năng lượng mới Còn có hỗ trợ Cha nhìn hắn nửa buổi mới nói một câu Anh đang chọc giận tôi à Không phải, Trình khác quay đầu lại Còn không có ý định mua Cha trầm mặt hồi lâu rồi hắn giọng Hệ thống bên kia Hay là chi nhánh gì đó Bắt đầu làm chưa Đang thiết kế, bên kia có không gian lớn Khu đa năng còn đang phải thảo luận với kiến trúc sư Ừ, cha gật đầu anh, đừng cảm thấy tôi có âm mưu gì. Con xưa nay cũng chưa từng cảm thấy như vậy, Trình khác cười. Cũng đừng cảm thấy hứa đinh có chuyện gì giấu anh, cũng chỉ có hai tháng này, tôi và cậu ta trước cũng không quen biết gì, chỉ là biết có một người như vậy, cha nói, hợp tác vẫn cần phải tin tưởng nhau. Con biết, Trình khác nhìn cha, nói ra được những lời này, đối với cha mà nói, hẳn là cực kỳ hiếm thấy, hắn sống tới giờ, mới là lần đầu tiên nghe thấy cha giải thích chuyện gì. Cái thằng bạn trai kia của anh, cha nhìn về hướng cửa tiệm, sau đó sững sờ, cậu ta lại chạy đến làm gì? Sao, Trinh Khác cũng ngẩn người theo, nhanh chóng nhìn về phía bên kia. Giang Dư Đoạt cầm hai cốc sứ lớn đến, đi thẳng tới một bên cửa xe, vừa để cốc xuống mui xe, cứ thế mở cửa xe bên phía cha ra. Uống đồ uống không, Giang Dư Đoạt hỏi. Cha nhìn y chầm chầm không nói gì. Chào chú, Giang Dư Đoạt nói. Trình khác cảm giác cha sắp điên mẹ nó rồi. Giang Dư Đoạt lúc đối mặt với người khác không đến nỗi như vậy, chỉ có lúc đối mặt với cha, người khác có lẽ không biết, thế nhưng hắn cảm giác được, Giang Dư Đoạt rất hồi hộp, ngay cả một nụ cười cũng không rặn ra nổi. Nhìn qua giống hệt Giang Thương ép mua ép bán, nếu không chịu mua, ngay một giây sau sẽ không để nhà ngươi nghênh ngang ra khỏi con đường này. "Uống, cậu lấy hai cốc gì đây?" Trình khác nhanh chóng nhận lời nước dưa dấu, Giang Dư Đoạt cầm hai cốc đặt trên mui xe tiến đến. Trình Khác nhận lấy cả hai cốc, sau đó đưa một cốc cho bà, bà, bà uống ít nước dưa hấu đi. Ừ, cha nhận lấy cốc, cúi đầu uống một ngụm. Giang Dư Đoạt loạn choạng đóng sầm cửa lại, quay người rời đi. Cha bị một tiếng đóng cửa hoàn toàn không hề có giảm sốc giảm thanh, ầm một cái, làm sợ đến mức suýt nửa dựng lên, ho khang mãi một lúc. Cái kia, cậu ấy, trình khác cũng sợ hết hồn, cầm cốc trong tay ba qua, có hơi căng thẳng. Nhìn ra được rồi, cha cao mày, chẳng có tiền đồ gì lớn. Trình khác không nói gì. Chẳng có tiền đồ gì lớn. Trình khác có hơi bất ngờ, không phải vì bất ngờ cha sẽ nói như vậy, cha nói như vậy chẳng hề làm hắn bất ngờ chút nào, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn cũng đã nghe quá nhiều, hắn bất ngờ là vì, hắn không vì cha đánh giá gian dư đoạt như vậy mà tức giận. Hắn im lặng một lúc rồi cười. Phản ứng này của hắn có lẽ cũng làm cha bất ngờ lắm, cha nhìn hắn nửa buổi. Đã khác, hắn trả lại nước dưa hấu cho cha. Cha nhận lấy cốc, uống hai ngụm rồi nhíu mày, xem ra anh cũng tán đồng với đánh giá này. Tán đồng gì? Cậu ấy không có tiền đồ gì lớn, Trình Khác nói, cũng giống đánh giá của ba về con. Cha không nói gì. "Giờ con không để ý mấy lời đánh giá này nữa rồi, cho dù là với con hay là với cậu ấy," Trình Khác nói. Trước đây con để ý lắm, còn chán nản đến thờ ơ, trước đây con thờ ơ rồi sẽ không để ý nữa, thật ra không phải, giờ con có thể cười, mới thật sự là hoàn toàn thờ ơ được. Cha nhíu mày liếc nhìn hắn. Có phải là đồ bỏ đi hay không, có tiền đồ gì hay không, có thể có tiền đồ đến thế nào, Trình Khác cũng nhìn ông, lời ba nói không tính, tiêu chuẩn của ba, đánh giá của ba đều không có ý nghĩa. Vậy ư? Cha cười lạnh. Nhất là Giang Dư Đoạt, Trình Khác nói đối với cậu ấy bà chính là người xa lạ bắn 10 phát đại bác cũng không tới bà đánh giá thế nào bà có hài lòng về cậu ấy hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả giờ anh nói nhiều thật đấy cha nói ba đến tận đây chắc không phải chỉ muốn ngồi ngẩn người với con chứ trình khát cười giờ cậu ta còn điên không cha nhìn về hướng cửa tiệm bên kia giang dư đoạt đứng cạnh cửa ở góc tường ngầm thuốc lá vẫn nhìn về hướng này ánh nắng chói mắt y híp mắt lại tuy trình khác biết y cũng không có tâm trạng như vậy nhưng nhìn qua vẫn là vẻ mặt thiếu kiên nhẫn đang điều trị trước mắt rất ổn định trình khác nói được rồi tôi cũng không muốn nhiều lời chuyện của anh anh tự thấy không có vấn đề gì là được vâng trình khác đáp cha liền cúi đầu uống hai ngụm nước dưa hấu cái xe còn không có điều hòa à có trình khác bật điều hòa lên cái xe này mà còn có điều hòa cha nói có, trình khác có hơi cạn lời, đây không phải xe tay ga bốn bánh, đây là xe dùng nguồn năng lượng mới. cha quay đầu lại, con không định mua, chỉ là giới thiệu cho ba một chút. trình khác nói, đây là một cái xe, giới thiệu đơn giản vậy thôi. có ý gì? cha nói. nếu như là một người, trình khác nói, con sẽ không nói thêm gì cả. bà đánh giá cái xe này, cũng như đánh giá người. anh muốn nói tôi rất độc đoán, ba nhìn hắn, không. Trình Khác cười, con muốn nói ba quá tự tin. Cha không nói gì, im lặng quay đầu nhìn Giang Dư Đoạt đang hút thuốc lá ở đằng kia. Giang Dư Đoạt vẫn luôn nhìn về hướng này, vì không nhìn được tình hình trong xe, y có lẽ không nghĩ tới cha vẫn luôn nhìn y. Trình Khác cảm giác gần như cũng không còn gì để nói nữa, mấy năm qua, hắn và ba nói chuyện nhiều nhất chắc cũng chỉ có hiện giờ. Lúc hắn đang định kết thúc cuộc trò chuyện này, cha quay đầu trở lại hỏi một câu anh không hỏi tình hình tiểu dịch một chút à? Nó có nhu cầu cần con biết tình hình gì sao? Trình Khác nói. Cha trầm mặt một lúc, nó vừa tiếp nhận chuyện bên công ty mới. À, Trình Khác gật đầu. Công ty mới của cha không ở bản địa, nói như vậy, Trình Dịch đã rời đi, e rằng cha muốn cho hắn biết, Trình Dịch sẽ không tiếp tục có hành động gì với hắn nữa, có lẽ là hy vọng quan hệ giữa hai anh em bọn họ có thể cải thiện, có lẽ là muốn nói cho hắn biết Trình Dịch có thỏa hiệp, dù sao trình dịch rời đi lần này cũng phải từ bỏ bao năm phấn đấu của nó ở đây có điều trình khác cảm giác bản thân có lẽ chỉ có thể làm ông thất vọng rồi có một số việc thật sự rất khó cải thiện hắn không đưa ra được phản ứng cha muốn quan hệ của hắn và trình dịch e rằng tốt nhất cũng chỉ có thể là hai người xa lạ cùng lớn lên bên nhau tôi đi đây cha mở cửa xe ra lúc rảnh rỗi gọi điện cho mẹ anh không bận thì thỉnh thoảng về thăm bà ấy vâng trình khác đáp một tiếng cũng mở cửa xuống xe. Không phải hắn không liên lạc với mẹ, ngày của mẹ hắn còn gửi lời chúc cho bà, kèm theo một bao lì xì, mẹ hắn nhận lì xì xong cũng không nhắn lại cho hắn một chữ, hắn hiện giờ cũng chưa nghĩ ra bà có ý gì. Nhưng hắn từ xưa tới nay cũng thật sự không hề nhớ bà, có điều cha bảo hắn thỉnh thoảng về nhà thăm mẹ, hắn cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Rất nhiều chuyện chỉ có thể chờ thời gian chậm rãi qua. Cha vừa mới xuống xe, Giang Dư Đoạt đã tiến đến bên cửa xe, một cái cầm đi cốc trong tay ông. Ba tôi phải về, trình khác cũng đưa cốc mình đang cầm cho Giang Dư Đoạt. Chú đi thông thả, Giang Dư Đoạt lập tức nói. Cậu mong tôi đi nhanh nhanh được nửa ngày rồi đúng không, cha không nhịn được mà nói một câu. Không, Giang Dư Đoạt nói, tôi cũng không cần dùng xe. Đi đây, cha quay người đi về phía cửa bên kia đường. Chú đi thông thả, Giang Dư Đoạt lại nói thêm lần nữa, chào chú. Cha không nói gì, cũng không xoay tay lại, chỉ là khoát tay áo một cái, từ trong bóng lưng cũng có thể thấy được bất lực. Xe của ba bắt đầu lái đi, Trình Khác nghe thấy Giang Dư Đoạt đứng bên cạnh thở phào thật dài. Cậu không sao đấy chứ, Trình Khác cười vỗ lưng y. Hơi lo lắng, Giang Dư Đoạt nói, tôi cứ nói chuyện với ông ấy là lại căng thẳng, sợ nói nhầm, có phải tôi nói sai gì rồi không? Không có, Trình Khác nói, nói tốt lắm. Sau này hai người gặp nhau tôi không đi cùng đâu, quá khó khăn, Giang Dư Đoạt nói. Tôi với ông ấy cũng không có cơ hội gặp mặt gì nhiều, Trình Khác cười, thật ra vừa nãy cậu có thể vào trong nhà hàng ngồi, tầng 2 không phải có biểu diễn à. Tôi không yên tâm, Giang Dư Đoạt nhíu mày. Cậu sợ ba sẽ lại bắt tôi đi à, Trình Khác nhìn y. Tôi biết ông ấy sẽ không, Giang Dư Đoạt nói, thế nhưng tôi vẫn không tin ông ấy được. Ừ, Trình Khác xoa bóp vai y, vào trong thôi. Anh nói là, có một vài chuyện, đều không bù đắp được, Giang Dư Đoạt nhẹ giọng nói, giống như tôi rõ ràng biết ba anh sẽ không trói mang anh đi, ông ấy còn bỏ vốn cho anh, còn bỏ mặt mũi đến tìm anh, nhưng tôi vẫn nghi ngờ ông ấy. Ừ, tôi biết, Trình Khác đột nhiên hiểu ra tại sao Giang Dư Đoạt vẫn cứ luôn đứng ở góc tường, đây là chuyện bình thường, cậu đừng cảm thấy áp lực. Tôi cũng có người có thể tin được, Giang Dư Đoạt nói, anh, Trần Khánh, Lư Thiến, La tỷ, bác sĩ Lý, không La tỷ và bác sĩ Lý tôi cũng không tin, thế nhưng tôi nhất định phải tin. Chuyện này cũng không sao cả, Trình Khác nói, thật ra nếu như giờ cậu bảo tôi nói ra mấy người có thể tin được, có lẽ ngoài cậu tôi cũng chẳng kể ra được ai nữa. Vậy à, Giang Dư Đoạt ngừng bước chân. Ừ, thật ra căn bản tôi cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng nếu nhất định phải nói, Giang Dư Đoạt, cậu là người tôi có thể tin tưởng vô điều kiện, Trình Khác nói, những người khác tôi cũng sẽ tin tưởng nhưng đều sẽ có điều kiện, tỉ như tôi tin hứa đinh, là căn cứ vào phán đoán của tôi về anh ta, như lúc hứa đinh nói, hai tháng này mới liên hệ với ba tôi, tôi sẽ tin, vì tôi có thể phán đoán được, anh ta không có gì phải lừa tôi cả. Anh ta vẫn luôn khẳng định không dính líu vào chuyện nhà. Tôi, cậu hiểu ý tôi không? Hiểu, Giang Dư Đoạt gật đầu. Cho nên nếu nói như vậy, Trình Khác cười, cậu giỏi hơn tôi rồi, tôi, Trần Khánh, Lưu Thiến có thể coi là người cậu có thể tin tưởng vô điều kiện, ba người rồi. Nhiều hơn anh hai người, Giang Dư Đoạt nhíu mày. Ừm, Trình Khác cười. Lúc anh bị quét ra khỏi nhà, ngay cả một người còn không có, Giang Dư Đoạt suy nghĩ thử, liền chép miệng một tiếng, thảm quá thiếu gia à. Đúng đó, Trình Khác thở dài. Tâm trạng Giang Dư Đoạt khá hơn nhiều, lúc đi vào trong nhà hàng vẫn nhướng lông mày mà vào, chênh lệch cực độ với hình tượng Giang Thương hung ác lúc đối mặt với cha. Đáng tiếc, cha có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy được một gian dư đoạt như vậy Gian dư đoạt không có khái niệm gì về khai trương cửa hàng Cửa hàng hoàn thiện xong, đến nghi thức khai trương y cũng chẳng biết Định cứ thế mở hàng luôn Nhưng Trần Khánh và Tôn Cầm Cầm rõ ràng là khác y Hai người họ đầu tiên là xem hoàng lịch, sau đó chuẩn bị một đống thứ Lãng hoa có rồi, mỗi bên sáu cái à Tôn Cầm Cầm ngồi ở bàn dưới tán ô, cầm bút vừa viết lên giấy, vừa hỏi Sáu cái Giang dư đoạt nhíu mày, đoạn đường này rộng được có bao nhiêu, sáu cái có mà đặt sang tận bên kia đường à. Vậy bỏ hai cái đi, thập toàn thập mỹ, tôn cầm cầm nói. Được, rất tốt, Trần Khánh gật đầu. A y y, Giang dư đoạt thở dài. Ngày thì, chính là ngày kia, tôn cầm cầm nói, ngày thích hợp khai trương gần nhất, vừa khéo là thứ sáu, người cũng khá đông. Được, anh thấy cũng được, Trần Khánh gật đầu. Cuối cùng, áp phích quảng cáo hoạt động ưu đãi cũng làm xong rồi, trà sữa giảm giá 50% trong một tuần, tôn cầm cầm nói tiếp, còn có mua một tặng một, sau đó gọi mấy người đi phát thẻ miêu, đừng phát tờ rơi, cứ phát thẻ miêu ấy, trên thẻ miêu có địa chỉ của chúng ta. Thẻ miêu là cái gì, giang dư đoạt ngẩn người. Là thẻ hội viên, mua một cốc đóng một dấu, đủ 10 cốc thì tặng một cốc, Trần Khánh nói, chính là thẻ miêu. À, Giang Dư Đoạt đáp. Tôn Cầm Cầm vẫn luôn nói, Trần Khánh vẫn luôn khen hay phối hợp, Giang Dư Đoạt vẫn luôn mơ mơ màng màng, từ thẻ miêu đến nhãn dáng rồi đến các loại ưu đãi, y đều chả biết rõ gì. Trình Khác ngồi bên cạnh nghe mà thấy buồn cười. Ông chủ Giang này, tôi hỏi cậu, hắn tiến đến bên tai Giang Dư Đoạt, nhỏ giọng hỏi, ngài thật sự là chủ quán ở đây đấy à? Giang Dư Đoạt nở nụ cười, đệt. Sao cái gì cũng không biết, Trình Khác cười, tiếp tục nhỏ giọng hỏi, cậu ngày nào cũng ngồi đây giả vờ hiểu đấy à? cũng không phải, có lúc chỉ cần hai người bọn họ nói là quyết định được, tôi không phải đều giao cho Trần Khánh rồi à, Giang Dư Đoạt hạ thấp giọng, hơn nữa tôi cũng có hơi không nhớ được. Sao? Trình Khác nhìn y. Chắc là tác dụng phụ của uống thuốc, Giang Dư Đoạt có hơi ngượng ngùng, tháng sau tôi đi gặp bác sĩ Lý, ông ấy nói xem xét tình hình thì có thể đổi sang loại thuốc khác, tác dụng phụ ít hơn. Trình Khác vừa nghe liền đau lòng đến không chịu nổi lại hối hận vì bản thân không nghĩ sâu đến tầng này, bình thường hai người bọn họ ở cạnh nhau cũng không cảm giác được gì. Không sao, uống thuốc đều như vậy mà, trình khác sờ mặt y, uống thuốc cảm còn buồn ngủ mơ màng đây. Ừ, Giang Dư Đoạt nhìn hai bên, đừng sờ lung tung. Sờ cậu thì làm sao, trình khác lại sờ soạn, còn không cho sờ à. Tôi làm cũng làm bao lần rồi, cậu còn không nhớ rõ à. D. Cụ nhà anh, Giang Dư Đoạt đè giọng. Chuyện này có nhớ hay không cũng không sao, Trình Khát nói, cậu nhớ tôi là được rồi. Yên tâm đi, anh có hóa thành cho tôi vẫn nhận ra được anh, Giang Dư Đoạt nói. Tôi cảm động quá, Trình Khát nói. Tam ca, Trần Khánh nghiêng đầu, gọi bao nhiêu người là được đây? Bao nhiêu người cái gì, Giang Dư Đoạt ngẩn người. Đám anh em bọn mình ý, gọi vài đứa đến đây phát thẻ miêu, sau đó sợ giảm giá người đông, còn phải dọn dẹp một chút, Trần Khánh nói, còn có an ninh an ninh Trình khác không nhịn được chêm vào một câu Khai trương mỗi cái cửa hàng trà sữa còn dùng đến từ an ninh Làm hắn cảm thấy thật là long trọng Sợ có người đến gây phiền phức Như kiểu mấy thằng đòi tiền lần trước Còn có đám người hay gây sự với bọn mình nữa Trần Khánh nói Dù cách xa thật Nhưng dù sao đây cũng không phải địa bàn của bọn mình Tôn cầm cầm nghe thấy liền có hơi sợ Mấy người trước kia là xã hội đen đấy à Không phải Trần Khánh nói Bọn anh là dân anh chị À, tôn cầm cầm tiếp tục hoảng sợ. Trần Khánh trong nháy mắt mở ra hình thức khoác lác làm màu miễn phí, không thì em nghĩ thử xem sao anh lại gọi nó là Tam Ca. Tam Ca. Anh khác. Em cứ sang phố quán Ba Thành Đông hỏi thử xem, có ai không biết không, nhất là Tam Ca của bọn anh, 10 năm nay không phải lăn lộn. Địch Giang Dư Đoạt bất đắc dĩ thở dài. Trình khác nhìn cười, lấy điện thoại di động qua, chụp tấm ảnh cửa tiệm, rồi cúi đầu nhìn thử cậu qua đứng bên kia đi, tôi chụp một tấm có cậu ở trong. Làm gì, Giang Dư đoạt hỏi. Đăng lên vòng bạn bè, quảng cáo cho hàng các cậu, Trình Khác nói. Thôi đi, vòng bạn bè của anh có được 20 người không? Giang Dư đoạt rất không nể tình, mười mấy người, một nửa còn toàn là đại gia, ai lại đến uống trà sữa ven đường. Không phải mỗi 20 đâu, Trình Khác nói, giờ tôi thêm không ít khách quen ở nhà hàng rồi, đều là người trẻ tuổi bình thường, đi dạo phố nhất định muốn tu trà sữa. Tôi xem thử nào, Giang Dư Đoạt lại gần muốn nhìn điện thoại di động hắn. Cậu có đi không? Trình khác đè giọng, gào lên với y. Đi mẹ nhà anh, Giang Dư Đoạt sợ hết hồn, rồi đứng lên, đi thì đi. Làm gì thế? Trần Khánh nhìn Giang Dư Đoạt, chụp ảnh à? Ừ, Trình khác đáp. Lấy điện thoại di động dơ về hướng Giang Dư Đoạt, cậu đừng có lại, tôi muốn chụp một tấm một mình ông chủ Giang anh quỳ xuống xin tôi tôi cũng không lại, Trần Khánh chép miệng. Chốc nữa, Trình Khác thấp giọng nói, cậu với Tiểu Tôn lại chụp một bức. Trần Khánh lập tức đứng lên, Tam Ca, Tam Ca ngoảnh mặt về phía bọn tao là vừa khéo này, ánh sáng cũng thích hợp. Giang Dư Đoạt đứng ở cửa, hơi do dự, quay người ngoảnh về hướng Trình Khác, nhanh lên. Làm tư thế gì đi, đứng có đứng đơ ở đấy, Trình Khác nói. Tư thế, À, Giang Dư đoạt một chút cũng không do dự, bước chân qua một bước, sau đó duỗi thẳng cánh tay sang hai bên. Tôn cầm cầm không nhịn được cười ra tiếng. Đệt, trình khác không nhịn được, cười rồi mắng y, con mẹ nó, cậu không còn tư thế nào khác à. Tam ca chỉ thích hợp chụp luôn thôi, anh biết không, anh bảo nó làm ra tư thế gì, nó liền đơ như đinh ốc, trần khánh thở dài. Vậy chụp thêm vài tấm nữa, trình khác đầu tiên là chụp Giang Dư đoạt đang đứng thành hình chữ đại, Tam ca, giờ cậu đi vào trong cửa hàng. Ừ, Giang Dư Đoạt quay người đi vào trong cửa hàng. Trình Khác vừa chụp vừa nói tiếp, đi ra rồi lại đi vào rồi đi ra rồi lại đi vào. Tôi mẹ nó tẩn anh bây giờ, Giang Dư Đoạt quay đầu lại nhìn hắn. Chụp ảnh mà, Trình Khác nhấn chụp, một tấm Giang Dư Đoạt quay đầu lại siêu đẹp trai, trên mặt còn có đường viền vàng ống, đi vào, đi ra. Nhanh lên, lại đi vào rồi đi ra. Giang Dư Đoạt hùng hùng hổ hổ, Mặt thiếu kiên nhẫn Nhưng vẫn làm theo yêu cầu của hắn Mà đi vào trong cửa hàng rồi lại đi ra Rồi quay người đi vào trong cửa hàng Rồi lại đi ra Dặn có mấy cái xong Trình khác gật đầu Đúng là cứ thế chụp thì đẹp hơn Tôi nói rồi mà Trần Khánh rất đắc ý Anh xem Trước đây tôi đăng ảnh nó lên vòng bạn bè Toàn là không thèm nói gì Cứ thế bẹp một tấm Bẹp Trình khác cực kỳ bội phục cách gã nghĩ ra từ tượng thanh Tiếp tục đi Tam ca mày còn chưa nói xem gọi bao nhiêu người đây, Trần Khánh quay lại chủ đề lúc nãy. Tùy, Giang Dư Đoạt do dự. 50 đi, Trần Khánh nói. 50. Mẹ nó, mày khai trương hay là đi du lịch thế hả? Anh Khánh, Giang Dư Đoạt nhìn gã. Tao còn sợ gọi 50 lại đắc tội chúng nó đây, cả đám còn định đến cơ, tao còn ngăn lại rồi đấy, nếu không là mỗi ngày đều có 50 đứa, Trần Khánh nói, nếu không thì đi theo từng nhóm đi, ba ngày khai trương, bảo chúng nó thay phiên nhau đến. Có đến mức thế không, Giang Dư Đoạt ngồi xuống thở dài. Đến mức Trần Khánh đột nhiên nghiêm túc, "Tam ca, nhiều năm như thế, nói thật, lão đại này của mày làm có uy như thế, không bảo chúng nó gây sự, mà nếu thật sự gây sự rồi, mày chắc chắn sẽ chống cho bọn nó, mấy đứa này, mỗi một thằng, mỗi một đứa, mày đều chống lưng cho chúng nó, giờ mày mở một cái cửa hàng tử tế, mày nói chúng nó làm sao mà không đến mức như thế?" Đây là cửa hàng Tam Ca, đây không phải cửa hàng người khác, mày xem tích gia mở cửa hàng có đứa nào đi không? Không ai đi, Trình Khác nói. Tam Ca, đây là năm tháng, Trần Khánh nói. Giang Dư Đoạt nhìn gã không nói gì, chân đạp một cái, đẩy ghế trượt ra sau chỗ có nắng, sau đó xoa xoa tay. Đệt, Trần Khánh vẫn hơi không phục, quay đầu nhìn Trình Khác, tích gia, anh nói xem có đúng không? Đầu tiên đổi xưng hô đi đã có được không? Trình Khác nói anh khác, anh nói xem có đúng không, Trần Khánh nói. Đúng, Trình Khác cười. Hôm khai trương, Trình Khác và Giang Dư Đoạt đều dậy cực sớm, cũng không phải vì háo hức, khai trương thì cũng không sao cả, chủ yếu là vì điện thoại vẫn cứ reo suốt, tin nhắn tới không ngừng. Cái đám anh em này của cậu, chốc nữa để tôi nhìn xem, có một người là gọi một người, một người cũng không để sóc, Trình Khác chôn mặt trong gối, khai trương mỗi cái hàng trà sữa mà bọn họ lấy đâu ra sức, làm tôi cảm tưởng mẹ nó là mở khách sạn 6 sao. Giang Dư Đoạt lấy điện thoại tới, vừa cười vừa xem, có người tới rồi. Giờ đẹp không phải 11 giờ 8 phút à, Trình Khác thở dài, còn chưa đến 8 giờ, bọn họ làm gì thế? Có phải còn định chặn đường không vậy? Nhị trọc tối qua đánh bài xong liền không ngủ luôn, đánh xong cứ thế kéo người qua, Giang Dư Đoạt cười nói, ngu ngốc. Vui không? Trình Khác nghiêng đầu nhìn y. Cũng được. Giang dư đoạt liếc nhìn hắn, cũng tạm tạm đi. Thật à, Trình Khác cười. Vui, Giang dư đoạt vốn đã ngồi dậy, lại nằm xuống ông hắn, tiến đến bên tai hắn, cười ha ha hai tiếng, vui lắm luôn. Ngu ngốc, Trình Khác cười nói. Anh tỉnh chưa, Giang dư đoạt liền tiến tới bên tai hắn, nhỏ giọng hỏi. Chưa, Trình Khác lập tức hiểu ra, hôm nay phải bận cả ngày đó, tam ca tôi cảnh cáo cậu. Giang dư đoạt không nói gì nữa, tay đã mò đến eo hắn. Lăng, trình khác nhanh chóng vương mình dậy, đẩy y ra, lăng qua bên kia giường, tôi. Lăng thì lăng, giang dư đoạt nhanh chóng lăng hai vòng, đè lên cánh tay hắn. Cậu có thói xấu gì đây? Giang vặt rồi chốc nữa có còn định khai trương nữa không? Trình khác nhéo cầm y. Tôi có thói xấu gì mà anh không biết à? Giang dư đoạt chập một tiếng, tôi là bệnh nhân đấy, chốc nữa dậy rồi còn phải uống một đống thuốc. Giờ anh mà làm tôi không vui, lát nữa tôi ra khỏi nhà lại nhìn thấy người bây giờ. Mẹ kiếp, trình khác cười, vỗ trên mặt y một cái, ngẫm lại liền hỏi, dạo này có thấy bọn họ không? Cuối tuần trước có nói với anh một lần đó, sau thì không nhìn thấy nữa, Giang dư đoạt chôn mặt vào hõm vai hắn, anh đừng có ngắt lời chứ. Không đợi trình khác nói tiếp, tay y đã đi xuống, sờ lên. Lúc điện thoại Trần Khánh gọi tới, Trinh Khác và Giang Dư Đoạt vừa ra khỏi nhà, lái xe đến giao lộ đang chờ đèn đỏ bọn tao ở giao lộ rồi đây giang dư đoạt nói giao lộ nào trần khánh hỏi là cái giao lộ kia giang dư đoạt liếc mắt nhìn trình khác nhìn tôi làm gì tôi không cho cậu ra khỏi nhà à trình khác vừa ăn xôi nắm vừa lại gần nói khánh bọn tôi vừa ra khỏi nhà tôi đệt trần khánh gào lên má nó tôi biết ngay hai người vừa ra khỏi nhà mà còn giao lộ cái gì giao lộ nào cũng không dám nói sao mà không dám nói chính là cái giao lộ mày rẽ phải vượt đèn đỏ hơn 8 ngàn lần kia giang dư đoạt nói đến kịp mày căng thẳng cái đếch gì tao không căng thẳng tao biết hai người bọn mày không đáng tin rồi tao với tiểu tôn chuẩn bị xong hết rồi trần khánh nói tao gọi điện thoại là để nhắc hai người bọn mày mẹ nó nên dậy rồi đó dậy rồi giang dư đoạt nói vậy tao yên tâm rồi trần khánh nói xong liền dập điện thoại nếu không có tổng hộ pháp không biết hôm nay cậu làm thế nào mà khai trương được, Trình Khác cười nói. Nếu không có nó, sáng sớm tôi chắc chắn không bận việc khác rồi, Giang Dư Đoạt nói. Viết thư cảm ơn cậu ta đi, Trình Khác nói, cảm ơn cậu ta vì ban thưởng cho cậu thời gian rèn luyện thân thể sáng sớm. Cho tôi một miếng, Giang Dư Đoạt liếc nhìn sôi nắm trong tay hắn. Cậu vừa ăn một cái rồi còn gì, Trình Khác cắn một miếng to, còn uống sữa đậu nành. Cho tôi một miếng, Giang Dư Đoạt cao giọng, hô một tiếng. Trình khác chép miệng, đưa xôi nắm trong tay tới bên miệng y, ăn 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 đi. Giang dư đoạt cắn một miếng, rất thỏa mãn mà gật đầu. Các cậu có thể bán thêm xôi nắm, trình khác nói, cậu vừa bán vừa ăn. Tôi còn thật sự nghĩ thế đó, có điều cửa hàng có mỗi chừng đấy, Giang dư đoạt liếc nhìn gương chiếu hậu, Miêu đang nằm nhòi ngủ phía sau, thùng rồi thì mấy các thứ đặt kín rồi, sau này rồi tính đi. Ừ, giờ nhân viên cũng chỉ có ba người bọn cậu, Trình Khác nói, còn tuyển thêm người không? Giờ chưa tuyển vội, bình thường là hai người bọn họ, lúc hai người họ nghĩ thì để tôi, Giang Dư Đoạt nói, hoặc là hai chúng ta. Có phát lương cho tôi không đó, Trình Khác nhìn y. Không phát, Giang Dư Đoạt nói, anh là người đầu tư mà, anh còn nhận lương gì nữa, không phải nhận hoa hồng à? À, thế có định chia hoa hồng cho tôi không? Trình Khác hỏi. Tính sau đi, Giang Dư Đoạt nói, xem tình hình buôn bán thế nào đã. Ác bá, Trình Khác nói. Điện thoại di động gian dư đoạt để trong túi lại vang lên, Trình Khác giúp y lấy ra nhìn, là Lưu Thiến gửi tin nhắn thoại. Tôi nghe thử, mấy hôm nay chị ấy đi du lịch với bà cụ, không đến khai trương được, gian dư đoạt nói. Trình Khác đưa điện thoại để lên tay y. Lão Tam, chúc mừng phát tài. Khai trương đại cát nha. Hôm nay chị không đi được. Chờ chị về rồi dẫn người đến ủng hộ cậu Giọng Lưu Thiến nghe có vẻ rất vui Ai, cậu cũng có tiền đồ đó Nhớ cho chị làm khách vip Cậu nhận tiền lì xì đi Mấy năm nay có cậu giúp Chị cảm ơn cậu Chị ấy chuyển khoản cho tôi à Giang dư đoạt hỏi Ừ, Trinh khác liếc mắt nhìn điện thoại di động 38.800 Như vậy, Giang dư đoạt nói Nhận không, Trinh khác hỏi Nhận, Giang dư đoạt nở nụ cười không nhận bà ấy lại mắng, ăn Tết bà ấy cũng cho tôi lì xì lớn lắm, bảo là coi như thưởng cuối năm. Cậu nói bao năm như vậy, Trình Khác nói, Lưu Thiến chắc cũng cho cậu không ít tiền, đều tiêu đi đâu mất rồi. Không biết, Giang Dư Đoạt suy nghĩ một lúc lâu, không biết thật, mời đám anh em đi ăn, ai thiếu tiền thì cứu gấp, tôi trước đây cũng không nghĩ tới chuyện để dành tiền ra, có thì tiêu, không còn thì không tiêu, cứ sống theo bản năng thôi. Sau này phải ghi sổ lại, Trình Khác nói. Ừ, Giang Dư Đoạt gật đầu, anh giúp tôi quản lý tiền đi. Tôi ngay cả tiền của mình tiêu đi đâu còn không tính được đây, Trình Khác ngẫm lại liền nở nụ cười, đệt, hai người chúng ta cũng quá không đáng tin rồi. Thôi, hay cứ để tôi đi, ít nhất tôi cũng không tiện tay ném đồng hồ đeo tay mười mấy vạn cho người không quen biết, Giang Dư Đoạt nói. Nhắc tới cái đồng hồ đeo tay này, Trình Khác đột nhiên có hơi xúc động bộ dạng hung hăng đáng sợ của giang dư đoạt ngày hôm đó đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn còn không lấy ra là tôi cứng bây giờ vẻ mặt cùng giọng điệu lúc giang dư đoạt nói ra lời này vẫn còn rõ rành rành chẳng qua là lúc đó trinh khát thật sự không nghĩ tới giang dư đoạt có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy thật ra trong sáng như thể ba tuổi rưỡi đương nhiên giờ đã cực kỳ không trong sáng gì nữa nghĩ gì thế cười lưu manh giang dư đoạt ở bên cạnh nói một câu tôi cười à, trình khát tỉnh lại, sờ sờ mặt, cười như đồ ngốc, giang dư đoạt chập một tiếng, cái đồng hồ kia của tôi đâu? trình khát cười, quay đầu nhìn y, không phải cho tôi rồi à? giang dư đoạt nói, chỉ hỏi cậu thôi, trình khát nói, cho cậu rồi thì sao? vẫn còn chứ, còn, giang dư đoạt nói, làm sao? anh muốn lấy lại à? không, tôi chỉ hỏi thử thôi, trình khát nói, còn ở chỗ tôi đây, ngay trong tủ. Tôi để trong hộp đựng quần lót, Giang Dư Đoạt nói, anh đừng lấy lại, tôi đã nghĩ kỹ công dụng rồi. Công dụng? Trình Khác ngẩn người, công dụng gì? Dù sao anh cũng không cần, lại còn là trình dịch tặng, nhưng nếu tháo ra làm thành thứ khác thì không giống như vậy nữa, Giang Dư Đoạt nói. Tháo ra? Trình Khác vẫn đang sững sờ. Ừ, tôi định tháo ra, sau đó làm thành đồ chơi nhỏ, sinh nhật năm sau tặng anh làm niềm vui bất ngờ, Giang Dư Đoạt nói, thế nào? Cậu rốt cuộc có hiểu thế nào là niềm vui bất ngờ không đấy, trình khác cạn lời. Chính là anh không nghĩ tới, đột nhiên tặng cho anh, Giang Dư Đoạt nói. Đúng. Niềm vui bất ngờ cho sinh nhật năm sau, giờ tôi mẹ nó đã biết rồi, trình khác nói, vậy lúc sinh nhật năm sau cậu còn soát cái gì? Soát cái rắm. À, Giang Dư Đoạt liếc nhìn hắn, vậy à. Trình khác thở dài. Nhưng anh chưa biết là thứ gì, nên vẫn là niềm vui bất ngờ, Đúng không Giang Dư Đoạt hỏi. Trình Khác vừa nghe thấy thế, liền cảm giác tình cảnh sinh nhật năm nay của mình lại đang tái diễn, hắn bóp mi tâm, tam ca, kể từ giờ cho đến một giây cậu tặng tôi quà sinh nhật năm sau, cậu một chữ cũng không được nhắc nữa. Được, hiểu rồi, Giang Dư Đoạt nghiêm túc gật đầu. Khai trương miêu đơn giản hơn so với khai trương nhà hàng trình Khác lần trước rất nhiều, mời đến đều là bạn bè của Giang Dư Đoạt, chủ yếu là để giữ thể diện. Thế nhưng xe vừa rẽ vào con phố nhỏ của trung tâm thương mại, còn chưa lái đến cửa tiệm, Trình Khác cũng đã cảm giác, khung cảnh này hình như không phải chỉ để giữ thể diện. Không phải bảo 50 người thay phiên nhau đến 3 ngày à, Trình Khác nhìn đám người, ngay từ đầu phố, cứ ba bước lại một người đứng phát thẻ miêu, thế này thì chỉ phát thẻ đã chẳng phải mỗi 50 rồi. Là một ngày 50 đứa, ba ngày thay phiên nhau tới, Giang Dư Đoạt nhìn qua ngoài cửa sổ, nở nụ cười, đệt ai không biết còn nghĩ cả tầng trung tâm thương mại này đều thuộc về miêu đây. Sau khi dừng xe lại, Trình Khác mới nhìn thử thêm lần nữa, lãng hoa trước cửa đúng là chỉ có 10 cái thập toàn thập mỹ, thế nhưng người đã chật ních, bên kia đường còn đứng không ít. Giang Dư Đoạt vừa xuống xe, một đám người liền cùng nhau hướng về phía này, lung tung mà gọi. Ngoài một tiếng tam ca là nghe được rõ ràng, phía sau đều nghe không rõ nữa. Tam ca, buôn bán thịnh vượng. Tam ca phát tài. Tam ca khai trương may mắn. Tam ca tiền độ như gấm. Lúc trình khác ông miêu xuống xe, thậm chí còn nghe thấy một câu tam ca cát tường. Nhanh lên, Giang Dư đoạt vẫy tay với Trần Khánh, gần đến giờ rồi đúng không? Còn 5 phút, Trần Khánh chạy tới, quay đầu lại nhìn tôn cầm cầm đi sau gã, em bảo bọn nó chuẩn bị cho xong pháo đi. À, được, tôn cầm cầm một mặt căng thăng, không biết có phải vì bị một đám người xung quanh nhìn thế nào cũng không giống người tử tế dọa sợ rồi hay không tam ca cho một từ đi trần khánh nói cúc giang dư đoạt sợ hết hồn cho mày cái rắm từ đến giờ thì bảo tao tao đốt pháo xong là xong việc mày đã quá nhờ vậy được mày đến chuẩn bị đi vừa đến giờ thì đốt trần khánh nói tôi qua đó đây giang dư đoạt nhìn trình khác anh đứng ở đâu tôi ở đây xem trình khác đứng dưới tán ô lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh. Được Giang Dư Đoạt gật đầu. Bốn phía chen chúc không ít người, người trong cửa hàng bên cạnh cũng sang xem náo nhiệt, cả con đường này có lẽ chẳng còn cửa tiệm nào, lúc khai trương còn có thể dẫn người hành đạo đến mức chặn người không đi được. Lúc hứa đinh chen từ trong đám người ra, trình khác ngay người, cậu ấy còn gọi cả anh đến. Đương nhiên phải gọi tôi chứ, hứa đinh cười nói, cái tiệm này còn là quan hệ của tôi thuê được đây chơi cùng đám nhóc này thấy thế nào? Trình khác hỏi. Tốt lắm, hứa đinh nói, có cảm giác thỏa mãn rất đơn giản. Chốc nữa uống thử một cốc rồi hẳn đi, trình khác nói. Từ, người bạn kia của lão Tam, gọi là Trần Khánh đi, giới thiệu cho tôi loại trà sữa bản hiệu của cửa hàng, bảo là nhất định phải uống, hứa đinh gật đầu. Bản hiệu? Bản hiệu là cái miêu nào nhỉ? Trình khác hỏi. Trà sữa trong cửa hàng của Giang Dư Đoạt, tất cả đều không gọi là trà sữa, đều gọi là miêu, liếc mắt nhìn qua một cái đều là miêu 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 sữa gừng tươi, hứa đinh nói, nghe như thể bán manh. Trình Khác cười, nắm nắm tay miêu, chuẩn bị ít rồi à? Miêu rất không ngoan ngoãn mà lắc lắc đầu, tay tránh né ngón tay hắn. Không chờ hắn nắng thêm lần nữa, bên phía Giang Dư Đoạt đã đốt pháo. Cùng lúc tiếng pháo và kèn chúc mừng vang lên, bốn phía cũng như nổ tung theo. Trình Khác không để ý chuyện nắng tay miêu nữa mà nhanh chóng ông lấy chân nó, chỉ sợ nó bị giật mình sợ mà chạy đi mất. Nhưng miêu không hổ là miêu vẽ trên bản hiệu, vậy mà chỉ nhẹ nhàng nhảy ra một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫn luôn trợn tròn hai mắt nhìn đống lửa nổ trên mặt đất. Giang dư đoạt giật mạnh vải đỏ che kín bản hiệu xuống, sau đó che tay chạy tới, tiến đến trước mặt trình khác, khắp cổ hồng mà kêu, mẹ nó vang thật. Có lẽ vì quá hưng phấn, lần này y xích lại có hơi mạnh, suýt nữa kề sát vào mũi trình khác. Trình khác lùi về sau, cũng hô lên một tiếng, đệt. Không biết còn tưởng cậu định hôn tôi đây. Lời còn chưa nói xong, Giang Dư Đoạt đã lại gần hôn lên môi hắn một cái. Mịa, Trình khác sợ hết hồn, nhanh chóng nhìn sang bên cạnh. Mọi người đều chú ý vào pháo đốt, tự hồ chẳng ai chú ý tới chốn này, nhưng hứa đinh nhất định đã nhìn thấy, lúc Trình khác quay đầu lại, hứa đinh đang một mặt cười mà nhìn pháo trên mặt đất. Đốt pháo xong, bóc vải đỏ, coi như là khai trương, Trần Khánh và Tôn Cầm Cầm bắt đầu bận biểu sau quầy ba. Giang dư đoạt ông Miêu vào trong tiệm, đặt lên ổ trên nhà cây cho mèo, lấy móc treo lên xong, Miêu cực kỳ bình tĩnh, cũng không chạy, đi ra từ trong ổ, ngồi trên nhà cây nhìn người qua lại. Bọn mày tránh ra đã, Trần Khánh chỉ vào đám anh em đang chen chút cả tiệm, trước tiên để khách hàng mua. Bọn mày chạy đến đây hóng hớt gì? Chốc nửa rảnh rồi làm thêm cho bọn mày. Vì đang giảm giá, còn có thể vì làm quá hoành tráng, người mua trà sữa vậy mà giờ đã xếp thành hàng, Giang Dư Đoạt ngồi dưới tán ô trước cửa, cười lăn lộn, đệt, buôn bán tốt thế. Khai trương may mắn mà, Trình Khác nói. Tôi đi làm hai cốc cho hai người, Giang Dư Đoạt đứng lên, trước đây tôi học qua với Tiểu Tôn rồi, tôi biết làm miêu bản hiệu. Tam ca, cậu đừng làm loạn thêm nữa, hai người bọn họ đủ bận rồi, hứa đinh cười nói. Anh nói gì thế, tôi tự làm trà sữa cho anh, anh lại không muốn thử à giang dư đoạt nói sau này chắc chắn không đến lượt tôi làm nữa có lẽ làm cũng chẳng ai uống cái thứ miêu sữa gừng tươi này bắt tay vào làm mới thấy thật phức tạp giang dư đoạt lục đục sau quầy pha chế nửa buổi mới mò được vào máy xây sinh tố thế nhưng lập tức lại bị tôn cầm cầm ngăn lại tam ca anh làm gì đây cô bé lo lắng hỏi anh làm miêu bản hiệu giang dư đoạt nói thôi miễn đi tôn cầm cầm càng cuốn hơn em làm là được rồi anh đi bắt chuyện với mấy người bạn kia đi. Anh làm cho hứa đinh với trình khác, Giang Dư Đoạt nói, không bán. À, Tôn Cầm cầm thở vào nhẹ nhõm, cầm một cái cốc để đông từ bên cạnh lại, anh dùng cái này đi, đánh xong rồi, giờ đang bận lắm, anh mau làm xong rồi ra ngoài đi. Ai là ông chủ đấy, Giang Dư Đoạt hỏi. Anh, Tôn Cầm cầm lại cầm sữa tươi đưa cho y, nhanh lên, sang bên cạnh làm đi. Giang Dư Đoạt đành phải đưa vật liệu mang sang bàn đặt chị gái mèo chiêu tài bên cạnh làm, chật vật nửa buổi làm xong được hai cốc miêu bản hiệu. Nếm thử đi, y đặt hai cốc miêu trước mặt Hứa Đinh và Trình Khác. Cảm ơn ông chủ Giang, Hứa Đinh cầm tới, uống một hớp. Thế nào, y lập tức hỏi. Hứa Đinh ngậm ống hút, dựng thẳng ngón tay cái với y. Y nhất thời đắc ý, rồi nhìn sang Trình Khác, thế nào? Trình Khác uống hai ngụm, liền dựa vào ghế cười, làm thế nào cũng không ngừng lại được. Cười cái rắm, y vừa nhìn Trình Khác đã biết, cái thứ y làm ra này không thể nào coi là bản hiệu được, vì thế liền đoạt lấy cốc trong tay hắn, uống thử một ngụm. Mùi vị đúng thật là có hơi đau khổ. Có lẽ là nhớ nhầm tỷ lệ rồi. Anh đúng là đồ dối trá, Giang Dư đoạt nhìn hứa đinh, vì thế này mà anh còn cho tôi ngón tay cái. Cậu bảo Trình Khác làm một cốc, so sánh ra thì chắc chắn vẫn phải cho cậu một ngón tay cái hứa đinh cười nói anh ấy tự ép một cốc nước hoa quả ở nhà hàng còn vất vả hơn đây anh hứa anh khác tôn cầm 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 hai cốc trà sữa đi tới đây là trà sữa bản hiệu của tiệm chúng em miêu sữa gừng tươi hai người uống thử đi em có ý gì đấy giang dư đoạt nhìn cô bé anh khánh bảo em làm mang đến tôn cầm, cầm cầm cười nói xong liền chạy về cửa hàng giang dư đoạt nhìn sang cửa hàng trần khánh đứng sau quầy pha chế vẫy tay với y Tôi cầm theo uống đi, hứa đinh cầm hai cốc trà sữa, tôi phải về công ty, mai còn phải đi công tác, còn một đống việc đây. Anh cứ bận việc của anh đi, Trình Khác nói. Tam ca, buông mày bán đắt, hứa đinh cười với Giang Dư Đoạt. Cảm ơn, hôm nay Giang Dư Đoạt đã nghe câu này rất nhiều lần, mà mỗi lần nghe thấy vẫn đều cảm thấy vừa vui vẻ lại mới mẻ, nhất là nghe thấy ông chủ lớn như hứa đinh nói, lại càng thỏa mãn. Hứa đinh đi rồi, y vẫn còn đang tận hưởng dư vị. Ông chủ Giang, Trình Khác vừa nghịch điện thoại vừa nói, cho một từ đi. Cái gì, Giang dư đoạt nhìn hắn. Tôi đăng lên vòng bạn bè, một bộ chính ảnh khai trương miêu, Trình Khác nói, nói cái gì thì được. Anh hỏi tôi à, Giang dư đoạt chỉ chính mình, tôi còn không đăng, đăng lên cũng toàn là lời thừa, tôi xem ảnh nào. Trình Khác bỏ điện thoại lên trên bàn, y lại gần nhìn thử. Một đống ảnh, vài tấm lúc trước chụp lúc y đi ra đi vào, bản hiệu miêu, Lúc đốt pháo, người xếp hàng mua trà sữa, còn có một bức chụp gần trà sữa miêu bản hiệu. Quảng cáo này cũng cứng đấy, Giang Dư Đoạt nói. Đây không phải quảng cáo, Trình Khác cười, đây là khoe. Khoe cái gì, Giang Dư Đoạt nhìn hắn. Khoe khoan hạnh phúc của tôi, Trình Khác hắn giọng, nói thế này hình như có hơi buồn nôn. Cũng được, Giang Dư Đoạt nở nụ cười, nhìn mấy bức ảnh, nếu không thì đừng đăng chữ, ý là hạnh phúc đến mức vô ngôn dĩ đối vô ngôn dĩ đối, không phản bác được. Cậu dùng từ không đúng, trình khác nói. Dù sao cũng là ý như thế, Giang dư đoạt chật một tiếng, nhanh lên, nhanh đăng khoe đi. Từ, trình khác gật đầu, bỏ thêm một hình mặt cười rồi đăng ảnh lên. Giang dư đoạt nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, nhấn like. Tích cực thế, trình khác cười nói. Từ, Giang dư đoạt cất điện thoại đi, rồi nhìn hắn. Làm gì, trình khác đột nhiên sốt sắng, giờ người vắng, cậu làm gì cũng có người thấy được đó. Không định làm gì, Giang Dư Đoạt vẫn nhìn theo hắn, chỉ là muốn nói. Sao, Trình Khác nhìn y. Giang Dư Đoạt cắn môi, câu nói này, nếu không phải vẫn còn đang hưng phấn, y còn thật sự ngại nói ra khỏi miệng. Yêu anh. Trình Khác cũng ngây người, một lúc sau cũng mới nhẹ nhàng nói một câu. Yêu cậu. Phương pháp tự cất rượu cao lương. Trình Khác ngồi trên ghế trong góc sân thượng tầng 2 nhà hàng, nghiêm túc cúi đầu nhìn điện thoại di động, bên cạnh là một bàn khách đang chơi vẽ tranh cát. "Anh Trình, một cô gái quay đầu về phía này, giúp em sửa lại mấy chi tiết nhỏ này được không? Em muốn chụp ảnh." Được Trình Khác đặt điện thoại xuống, đứng lên, rồi đi tới nhìn thử bức tranh cát trên bàn vẽ. Vẽ một con mèo, nói chính xác thì hắn đoán đây là một con mèo, dù sao thì trong nhà cũng có con mèo ngày nào cũng dùng đủ loại tư thế nằm nhoại trên mọi chỗ nó muốn nằm. Hai mắt ở đây, trình khác nhúm cát, lau qua vị trí mắt mèo, sau đó bù lại hai chấm nhỏ cát, như vậy là đẹp rồi, đường viền tai, kéo thêm một chút thế này sẽ đẹp hơn. À, mấy người nọ liền nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên, gật gù liên tục, cao thủ tiện tay sửa lại hai cái đã nhìn ra được hình dạng rồi, giỏi thật. Gần như là như vậy đi, trình khác sửa lại con mèo này một chút, tùy ý thêm ít cát xung quanh, chụp thế này là thật sự lừa người được rồi. Mấy người khách lấy điện thoại ra chụp, trình khác lại ngồi về trên ghế, tiếp tục tìm hiểu phương pháp tự cất rượu cao lương. Cách sinh nhật Giang Dư Đoạt còn hơn nửa năm, nhưng đối với hắn, thời gian đã gấp rút lắm rồi, hắn quyết định chọn ra từ mấy phương án một cái đơn giản nhất, có khả năng thành công nhất. Cao lương ngâm 24 giờ, cách 6, 7 tiếng thay nước một lần. Cho vào nồi, chim cách thủy đến nở hoa, cho vào nồi gì? chim thế nào? Nở hoa. Nở hoa gì? Để ngùi, trộn men. Cái này thì hiểu được, chắc cũng giống thả men lúc làm rượu dâu tây. Lên men. Bỏ vào trong thùng, thùng gì? Bọc màng bọc thực phẩm, rồi cho vào túi nhựa. Để im hai, ba tháng. Lâu thế kia à? Trình khác nhanh chóng tính toán thời gian. Cũng không chênh nhiều lắm. Sau đó là cất. Dụng cụ cất. Cái quái gì cơ? còn phải dùng đến thứ này. Trình khác nhanh chóng tìm hiểu xem dụng cụ cất là thế nào, lúc nhìn thấy N cái ống liên tiếp rồi đến một cái thùng inox to tổ chản, hắn thoát ra khỏi giáo trình dạy làm. Chỉ mua về từng này đồ thôi đã có thể chiếm đầy cả cái sân sau nhà gian dư đoạt rồi. Bỏ cuộc. Vẫn nên bắt tay vào làm từ khăn quàng cổ lông mèo đi. Nhà hàng bên này mới khai trương chưa được bao lâu, vẫn còn rất nhiều việc, mãi cho tới tối hắn mới gần như xong việc rồi rời được nhà hàng còn không biết đã đói bụng hay chưa. Từ đây đến chỗ Giang Dư Đoạt, khoảng cách cũng không xa lắm, bốn trạm tàu điện ngầm, Trình Khác gửi tin nhắn cho Giang Dư Đoạt hỏi y ăn cơm chưa, Giang Dư Đoạt không trả lời lại. Từ lúc việc kinh doanh của Miêu đi vào quỹ đạo, Giang Dư Đoạt vẫn luôn bận rộn, lúc Tiểu Tôn và Trần Khánh nghỉ ngơi, y phải đứng quay. Trình Khác trơ mắt nhìn y trong mấy tháng đã gầy đi trông thấy, y thì lại chẳng có cảm xúc gì, mỗi ngày đều phấn khởi đến cửa hàng, phản phất như đi du xuân. Lúc trình khác gần đến cửa miêu, đã thấy Giang Dư Đoạt đứng bên cạnh thùng rác trì đường, ngậm điếu thuốc, nhìn một cái dao lộ chữ tê chết đối diện đến xuất thần. Trình khác nhìn sang bên kia, không thấy có gì đặc biệt. Có điều Giang Dư Đoạt cũng không phải đang ngẩn người, lúc hắn cách còn 4, 5 mét, Giang Dư Đoạt đã quay mặt lại, cười với hắn, gọi một tiếng, sao anh lại chạy đến đây? Lợi hại thế, sao cậu biết tôi đang tới? Trình khác cười, đi đến. Ngửi thấy mùi, Giang Dư Đoạt nói: "Mùi gì? Trình Khác kéo quần áo ngửi thử, trời cũng lạnh mà, không có mùi gì chứ." "Nước hoa," Giang Dư Đoạt nói, "anh gần đây không phải đổi loại nước hoa xịt tủ à?" Trình Khác cười, liếc nhìn Trần Khánh đang bận bịu một mình trong cửa hàng, "Sao không vào giúp cậu ta?" "Vừa nãy mới luôn là tôi mà, nó ăn cơm vừa về rồi mới đến lượt tôi đi ra ăn," Giang Dư Đoạt nói, "anh ăn cơm chưa?" "Chưa." muốn gọi cậu cùng ăn, cậu lại không trả lời tin nhắn, trình khác thở dài. Giang dư đoạt nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn, tôi không nghe thấy, lúc nãy còn đang ăn đây, để tôi mua cho anh cái gì ăn, mì thịt kho nhà bên cạnh ăn siêu ngon luôn, có điều keo kiệt quá, to bằng nắm đấm chút thôi. Ừ, Trình Khác gật đầu. Vào đi, bên trong còn chỗ, ngoài trời lạnh, Giang Dư Đoạt nói. Đừng chiếm chỗ của khách, Trình Khác cười, ngồi xuống ghế bên cạnh, cứ ở đây đi. Giang Dư Đoạt chạy đến nhà bên cạnh, mua cho hắn ba nắm tay mì thịt kho, đặt trong một bát rồi bưng tới. Trình Khác nếm thử một miếng, mùi vị cũng được, rất thơm. Cậu muốn ăn thêm không? Hắn gấp một đũa mì hỏi Giang Dư Đoạt. Tôi ăn no rồi, Giang Dư Đoạt sờ bụng, giờ nhìn anh ăn tôi còn chán đây. Vậy cậu đừng nhìn, Trình Khác cúi đầu tiếp tục ăn. Nhìn thì vẫn phải nhìn, từ sáng đến tối cũng chẳng nhìn được mấy lần Giang Dư Đoạt vẫn nhìn hắn, không thì anh lại đây ngồi với tôi đi, cũng chỉ có mấy tiếng buổi tối thôi. Tuyển thêm một người nữa là được mà, Trình Khác nói, các cậu cũng không cần vất vả như vậy. Không được, Giang Dư Đoạt nói, Trần Khánh không cho. Sao lại không cho, Trình Khác ngẩn người. Bảo là chi phí quá cao, Giang Dư Đoạt cười, ba người cũng không chênh lệch gì nhiều, chỉ là giờ ăn cơm thì khách đông hơn một chút, còn những lúc khác cũng chỉ là làm ít trà sữa gì đó chốc nữa cậu đi cân thử đi, Trình Khác nói, gầy đi nhiều quá. Gầy thì sợ gì, Giang Dư Đoạt dựa vào ghế, vén áo lên, lòng bàn tay vỗ lên bụng hai cái bập bập, vang lên giòn giả, thấy không? Hai vỗ này có hơi vang dội, người đi ngang qua đều nhìn lại. Ai, Trình Khác vội vàng kéo áo y xuống, tôi nhìn cái gì, ngày nào tôi chả nhìn, không chỉ nhìn còn sờ. Còn cắn, còn liếm, Giang Dư Đoạt nói. Im ngay, Trình khác đè giọng gào lên Giang dư đoạt nở nụ cười Nở nụ cười một lúc liền nằm nhọi lên bàn Tiến đến cạnh hắn nói Tôi thích thế lắm Thế gì? Trình khác cắn mạnh một miếng mì Anh cắn bụng tôi Giang dư đoạt nói Trình khác ăn mì mà suýt nửa sặc vào lỗ mũi Hắn vỗ đôi đũa lên bàn một cái Giang lão tam Lần trước bác sĩ Lý đổi thuốc cho cậu Bên trong có thành phần mùa xuân gì đúng không? Giang dư đoạt rất vui vẻ Cười đến không ngừng được Trình khác ăn hết mì, nhân dịp Giang Dư Đoạt trông có vẻ thả lỏng, liền hỏi một câu, vừa nãy cậu đứng đằng kia, đang nhìn gì thế? Lúc anh tới à, Giang Dư Đoạt hỏi. Ừm, Trình khác gật đầu. Giang Dư Đoạt lại liếc mắt nhìn về phía kia, gần đây có lẽ là bận quá, áp lực hơi lớn. Cậu nhìn thấy bọn họ à, Trình khác hỏi. Ừ, Giang Dư Đoạt đáp, nhíu mày, có điều không giống trước đây lắm, chính là tôi nhìn thấy con kiến nhỏ. Trình khác ngẩn người, nói với bác sĩ Lý chưa? Nói rồi, Giang Dư Đoạt nói, bác sĩ Lý nói, con kiến nhỏ chưa hề ra ngoài, vẫn ở trong cái bệnh viện lúc trước chuyển qua, thật ra tôi cũng biết nó chưa ra, cũng không ra được. Lần đó, cậu ta xuất hiện, không thể không kích thích gì đến cậu được, Trình khác sờ mặt y, đừng nói là cậu, tôi có lúc nghe thấy tiếng cửa sổ vang còn giật mình đây. Vô dụng, Giang Dư Đoạt nói, tôi nghe thấy tiếng cửa sổ vang còn biết là miêu hoặc là gió. Ồ, trình khác chép miệng. Lúc tôi thấy con kiến nhỏ, Giang Dư Đoạt cầm tay hắn qua, cúi đầu cắn lên đầu ngón tay hắn, là lập tức tự nói với mình, không phải là thật, là ảo giác thôi, không uy hiếp gì đến tôi cả, trình khác cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn sẽ sợ. Ừ, trình khác đáp lời, có muốn lại đến nói chuyện với bác sĩ Lý một lúc không? Chờ sang năm đi, qua sinh nhật anh đã, giờ tôi vẫn không sao, lúc ngửi thấy mùi trên người anh, con kiến nhỏ liền biến mất. Giang Dư Đoạt nói, những lúc tôi ở cùng anh, hầu như đều không nhìn thấy nó. Vậy tôi xin nghỉ một thời gian đi, mỗi ngày ở cạnh cậu, Trình Khác nói. Không cần, Giang Dư Đoạt nở nụ cười, tôi không có ý đó, cả đời tôi có lẽ cũng sẽ thế này, uống thuốc, gặp bác sĩ, đôi khi sẽ nhìn thấy con kiến nhỏ hoặc người khác, sau đó sẽ căng thẳng sợ sệt. Thế nhưng điều này cũng giống như ăn cơm, đi ngủ, đùa dẫn lưu manh, là một phần cuộc sống của tôi, nghĩ rõ ràng chuyện này rồi, sẽ thấy tốt hơn nhiều. Tam ca, trình khác nhìn y rất lâu, tôi đột nhiên phát hiện, cậu chín chắn ra nhiều đó. Vốn là đã chín chắn lắm rồi, Giang dư đoạt nhíu mày, nhất là so với anh. Ồ, trình khác liếc nhìn ngón tay mình còn đang ở trong miệng Giang dư đoạt, đúng là chín chắn hơn tôi thật. Anh hôm nay lúc về không rửa tay à, Giang dư đoạt buông ngón tay hắn ra, nghiêng đầu phun một cái. Không rửa, trình khác nói, sao thế, mặn à. Không, tôi cắn phải hạt cát, Giang Dư Đoạt nói, anh chơi cát à. Ừ, Trinh Khác rút tay về, đứng lên đi về phía cửa hàng, tôi đi rửa tay rồi cho cậu gầm tiếp. Tối cũng gầm nửa đi, Giang Dư Đoạt đi theo sau hắn, nhỏ giọng nói, an ủi tôi. Lý do cũng được đấy nhỉ, Trình Khác quay đầu lại. Đầy đủ lắm đúng không, Giang Dư Đoạt hỏi. Đúng, Trinh Khác rất bất đắc dĩ. Lý do an ủi này, từ khi bị gian dư đoạt phát hiện ra, tỷ lệ lợi dụng cực cao, bình thường bận rộn thì thôi, mấy ngày nghỉ ngơi trong Tết, trình khác cảm giác mình căn bản chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đều đang an ủi gian dư đoạt. Cậu an ủi tôi, tôi an ủi cậu, bơ gơ mờ là tiếng pháo hoa nổ vang. Ngày mai tôi bắt đầu bận rồi, trình khác dựa vào đầu giường, liếc nhìn bụng bị cắn thành dấu răng, tối hôm nay, ngủ là ngủ, không hoạt động gì nữa, sáng mai tôi còn phải học. Tôi cũng phải học, Giang Dư Đoạt nằm nhòi cạnh hắn, Trần Khánh Bảo muốn mở cuộc họp, thảo luận kế hoạch năm sau. Trình khác không nhịn được mà cười mãi một lúc, cậu ta cũng nhiệt tình nhỉ. Đương nhiên là nhiệt tình rồi, Giang Dư Đoạt nói, nó còn có cổ phần đây, cũng là người cuối năm được chia hoa hồng mà. Các cậu năm sau có kế hoạch gì? Trình khác hỏi. Bọn tôi muốn chiếm cửa hàng cá viên trên tầng, Giang Dư Đoạt nói, bọn họ ở tầng 2, ngay lối vào trung tâm thương mại đó, Buôn bán không tốt lắm, có lẽ là hơi muốn chuyển nhượng lại, nếu chúng ta nhận, diện tích có thể tăng lên, còn có thể bán mấy thứ khác. Không tệ, trình khác gật gật đầu. Phí chuyển nhượng có lẽ cũng không ít, Giang Dư Đoạt thở dài. Tôi bỏ, trình khác nói. Không được, Giang Dư Đoạt dứt khoát từ chối, tôi còn thiếu chút tiền chuyển nhượng này à. Trình khác cười, xoa mặt y. Vừa qua Tết là tới sinh nhật trình khác, Giang Dư Đoạt ngoại trừ bận biểu đại nghiệp thương lượng lấy cửa hàng cá viên ra, buổi tối có thời gian đều cúi đầu trên bàn bên kia phòng, tháo cái đồng hồ đeo tay ra. Trình khác thật sự bất lực, cái nhà này cũng chỉ to có như vậy, Giang Dư Đoạt muốn cho hắn niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật, hắn có muốn không nhìn thấy cũng khó, nhất là khi Giang Dư Đoạt lại chẳng có ý thức bảo mật gì hết, làm xong một nửa đi nghỉ cũng không thèm dọn, khóe mắt hắn nhìn lướt qua cũng đã biết Giang Dư Đoạt định làm gì. Đồng hồ đã bị tháo hết ra, từng linh kiện chỉnh tề sắp trên mặt bàn, chính giữa đặt một cái khay hình vuông sơn màu đen, bên cạnh còn có keo dán rồi kẹp các thứ. Vừa nhìn đã biết, có lẽ định làm một bức tranh. Anh đừng có mà nhìn lén, Giang Dư Đoạt đứng ở cửa hô, nhìn lén rồi lại bảo không còn bất ngờ gì nữa. Tôi mẹ nó có không muốn nhìn, cậu cũng chỉ thiếu điều bày luôn trước mặt tôi thôi, tôi có thể không nhìn thấy chắc, trình khác cực kỳ bất lực, tôi đi phơi quần áo thôi cũng phải đi qua đây. Giang Dư Đoạt cầm lấy một tờ báo, đi tới trùm lên trên một đống đồ kia, như vậy được chưa? Được rồi, trình khác thở dài. Quà sinh nhật của tôi thì sao? Giang Dư Đoạt hỏi. Bí mật, trình khác nói. Bí mật cái gì, đều là tôi chọn, Giang Dư Đoạt nói, anh có phải là không làm được không đó? Sinh nhật cậu đến chưa? Trình khác nhìn y chầm chầm, đến chưa? Chưa, Giang Dư Đoạt nói. Thế sao cậu lại biết tôi không làm được? Trình khác hỏi. Giang dư đoạt tặc lưỡi rồi đi ra. Cũng thật sự có lẽ là không làm được, trình khác sau khi từ bỏ rượu cao lương, liền chuyển hướng sang khăn quàng cổ lông miêu, thế nhưng tìm hiểu rất lâu, dùng lông mèo dệt thành sợi là nhiệm vụ bất khả thi, cho nên hắn đã chuyển khăn quàng cổ thành quả cầu bông. Hắn định dùng lông mèo làm mấy cái đầu miêu, rồi làm móc chìa khóa gì đó cho Giang dư đoạt. Thế nhưng cái thứ quái quỷ này, độ khó cũng cực cao, tích góp lông miêu được mấy nắm, kế hoạch của hắn là làm theo hình miêu trên bảng hiệu cửa hàng trà sữa của bọn Giang Dư Đoạt, một cái đầu, hai cái tai, phía sau đính cái đuôi, hắn còn vẽ cả bản thiết kế, mua thêm ít lông dê, lúc không có việc gì thì ngồi trong nhà hàng luyện tập, dù sao cũng không dám lãng phí lông miêu, thế nhưng luyện tập lâu như vậy rồi, giỏi nhất cũng chỉ là làm được một nắm. Vẫn không thể nào vo tròn được. Ngược lại, quà Giang Dư Đoạt làm có vẻ đã xong rồi, linh kiện đã biến mất, trên bàn đặt một cái hộp màu đen, phía trên còn thác nơ con bướm đỏ Giang dư đoạt khiến bất ngờ trở nên không hề bất ngờ một cách cực kỳ triệt để trình khác thậm chí còn thấy y dùng bút mực nước vàng viết thông báo lên trên hộp trình khác xin chào sinh nhật vui vẻ đây là quà sinh nhật thứ hai tôi tặng cho anh là một bức tranh không chỉ tháo một cái đồng hồ tôi còn đi mua thêm mấy cái về tháo ra không thì không đủ linh kiện để dùng hy vọng mỗi ngày anh đều vui vẻ như loài hoa này Tôi yêu anh. Có lẽ đã tháo rất nhiều đồng hồ, làm một bức tranh rất nhiều hoa. Trình Khác cũng không quan trọng chuyện bất ngờ bị mất, một trong những lý do Giang Dư Đoạt làm hắn mê muội chính là loại thẳng thắn không bằng lời này. Huống hồ những câu nói này, ngốc nghếch mà lại chân thành, đều khiến lòng người như sắp tan ra. Sinh nhật này, chỉ có hai người bọn họ trải qua cùng nhau, không gọi bạn bè, cũng không ra ngoài. Cũng không gọi thức ăn ngoài, là Giang Dư Đoạt tự mình làm lẩu. Lúc ăn, Trình Khát nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, vì giác cũng phản phất được liên hệ với ký ức. Ăn cơm xong, Giang Dư Đoạt đứng lên, tôi có một niềm vui bất ngờ cho anh. Từ, Trình Khát cười, chờ y đi vào phòng mang hộp quà đen ra. Thế nhưng Giang Dư Đoạt lại đi vào nhà bếp, sau đó bê một hộp bánh kem tới. Còn mua bánh kem à, Trình Khát ngẩn người, đây có thể tính là niềm vui bất ngờ, dù sao hắn cũng không định ăn bánh kem. Không phải mua, Giang Dư Đoạt bỏ hộp bánh kem lên bàn, mở nắp hộp ra, đây 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 đây. Nhìn đi. Niềm vui bất ngờ. Tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Mịa, Trình Khác hơi nhảy lên, cậu làm à? Ừ, Giang Dư Đoạt gật đầu, nhưng lại có hơi kinh ngạc, sao anh nhận ra được là tôi làm? Không phải phí lời à, làm gì có tiệm bánh gato nào bán bánh kem xấu như vậy chứ, Trình Khác nói. Mẹ nhà anh, Giang Dư Đoạt cười vui vẻ, xấu lắm à xấu, Trình Khác nhìn cái bánh gato này, nở nụ cười một lúc lại hơi muốn khóc, hắn lấy điện thoại ra, chụp mấy bức ảnh bánh gato. Quá xấu luôn. Thích không? Giang Dư Đoạt hỏi. Thích lắm lắm, Trình Khác đi tới trước mặt y, ông chầm lấy y, rồi cắn mạnh một cái lên cổ Giang Dư Đoạt, quá thích luôn. Đây là niềm vui bất ngờ, đúng không? Giang Dư Đoạt vừa suýt xoa, vừa xoa mạnh trên cổ mấy lần, đệt. Mẹ nó, miệng anh có biết kiềm chế không thế? trinh khát cười lại hôn im một cái xoay người lại nhìn bánh kem bánh ga tô là hình vuông cực kỳ đơn giản trắng phau chính giữa có hai trái tim tựa vào nhau kem trét cực kỳ không đều hoa kem bơ đặt bên trên cũng là trái một cái phải một cái cái to cái nhỏ có điều hai trái tim ở giữa vẽ cũng đẹp lắm bên trong có hoa quả tôi bỏ nhiều hoa quả lắm cánh tay giang dư đoạt từ phía sau vòng qua người hắn lấy nến ra chỉ lấy một số ba châm nến lên rồi cắm vào giữa bánh kem, ghé vào tai hắn nói, ba tuổi rồi, thiếu gia. Ừ, trình khác gật đầu. Ước đi rồi thổi nến, Giang Dư Đoạt ông lấy eo hắn, cúi đầu gác cầm lên vai hắn, nhìn bánh kem. Trình khác nhắm hai mắt lại. Thật ra, hắn cũng không biết phải ước gì. Cuộc sống ước ao, người hắn ước ao, đều ở ngay trước mặt. Còn phải ước điều gì nữa? Trình khác lùi lại vào người Giang Dư Đoạt, nhắm hai mắt lại nghĩ vậy thì, ước được lâu dài đi. Làm lại, trình khác nhìn gian dư đoạt lần thứ ba dùng tư thế không chuẩn vung chân đá bên, liền thở dài, trọng tâm về phía trước quá rồi. Giang dư đoạt chập một tiếng, tôi thấy cũng không khác lắm mà. Trình khác không nói gì, nhưng người nhấc chân, đá một cái vào tay y, không khác tôi lắm. Giang dư đoạt thở dài. Làm lại, trình khác hất cầm, đầu tiên tưởng tượng tư thế trong đầu trước rồi hẳn. Y à. Giang dư đoạt chưa chờ hắn nói xong, đã trống lên một tiếng, lại đá một cái tới, vẫn không chuẩn như cũ. Lại dùng lực rất lớn, trình khác bị đá lão đảo một bước. Tôi bảo cậu tưởng tượng tư thế trong đầu một lần rồi hẳn đá cơ mà, trình khác nhìn y chầm chầm. Tôi qua rồi, Giang dư đoạt nói. Cậu qua cái gì, trình khác đi tới phía sau y, lấy tay vặn lấy vai y, nghiêng người. Chân phải đạp đất. Trọng tâm dồn sang chân trái, xoay khớp hồng mang theo chân. Lên đầu gối. Cẳng chân đá ra. Giang dư đoạt bị hắn vặn người, đã được một nửa liền quay ra sau, đụng phải người hắn. Tư thế này quá mất tự nhiên rồi, giang dư đoạt cao mày, đá thì đá, còn nghiên cứu lắm thế làm gì. Tư thế chuẩn có thể khiến cậu đá ra được lực mạnh hơn, trình khác có hơi bất lực, nếu không trước tiên bỏ đá bên đi đã, thay đổi đầu óc, trước tiên làm mấy cái đá sau đi, rồi tôi dạy cậu sau. Anh không phải bảo là đá bên là hay dụng nhất à, không biết đá bên là mẹ nó không biết taekwondo, Giang Dư Đoạt có hơi khó chịu. Vậy cậu đá bên mãi một lúc rồi cũng có đá bên đúng được đâu, Trình Khác nói, đổi sang động tác. Không Giang Dư Đoạt ngắt lời hắn. Đệt, Trình Khác có hơi không nói nổi, được rồi lại. A i a, Giang Dư Đoạt lần thứ hai lại đá bên, đá lên lưng hắn. Trình Khác đột nhiên nổi giận, quay đầu lại nhìn y, y a à, cái đầu nhà cậu tôi mẹ nó bảo cậu nghĩ cho kỹ động tác rồi hẳn đã cậu đã bao nhiêu lần như thế có suy nghĩ được một lần à nghĩ rồi giang dư đoạt cũng bực mình cậu nghĩ cái rắm mà rồi trình khác lên giọng giang dư đoạt không nói gì đã nghĩ thì nghĩ xong hẳn đá nếu không trước tiên tập cái khác trước đi trình khác quay người đi sang một bên không tập nữa giang dư đoạt hung hăng đá một cước lên đít đá dưới đất đít đá bay về phía trước đập vào gót chân trình khác phiền chết đi được, lắm chuyện rắm rít như vậy. Là tôi bắt cậu tập à, trình khác bị đập đau, đột nhiên bị châm lên lửa giận, xoay người lại nhìn y chầm chầm, là ai mẹ nó ngày nào cũng bảo tôi đáp ứng rồi lại không dậy. Có ai dậy như anh à, Giang Dư Đoạt cũng nhìn lại hắn chầm chầm, thế này cũng không đúng, thế kia cũng không đúng, làm thế nào cũng không đúng. Tôi mẹ nó đã nửa ngày có một lần nào đúng à? Không có, Trình Khác nói, cậu cứ thử đá đúng một lần cho tôi nhìn xem nào. Không tập nữa, Giang Dư Đoạt vung tay. Dọa ai đấy, Trình Khác nói, cậu nghĩ tôi muốn dậy lắm à. Tôi mẹ nó không tập cũng có thể một cước đá bay anh, Giang Dư Đoạt nói. Đến đây đến đây, Trình Khác bực lắm rồi, xoay người, Giang tay về phía y, nào, đến đá bay tôi xem nào, tam ca trâu bò thế kia mà, còn mẹ nó cần học nữa chắc. Khẩu khí thổi bay người ta lên trời được luôn rồi. Giang Dư đoạt vọt tới, một cước đạp lên ngực hắn. Phản ứng đầu tiên của Trình Khác là, một cú đá này, tư thế vẫn không đúng như cũ. Phản ứng tiếp theo là, không phản ứng được gì nữa. Tốc độ Giang Dư đoạt quá nhanh, cho dù y đã uống thuốc một năm, mỗi ngày đều kêu phản ứng của mình chậm chạp đi, không nhớ được gì. Thế nhưng tốc độ nhào tới hiện giờ không thể nào so sánh với người thường, đã vậy còn dùng đủ lực. Trình Khác bị y đá một cú lùi về sau vài bước, phải chống lên giá bên cạnh mới đứng vững anh không phải trâu bò lắm à. Tư thế đúng chuẩn, động tác đẹp. Trọng tâm. Đường thẳng. Khớp hông. Khớp đầu gối, Giang Dư đoạt một mặt khó chịu chỉ vào hắn, tôi đã không chuẩn như vậy mà cũng đâu có. Trình khác không để y nói hết, nhấc chân lên liền bổ xuống một cú đúng tiêu chuẩn, đạp mạnh lên bả vai Giang Dư đoạt. Bổ xuống là động tác trình khác rất thích dùng, lực sát thương rất lớn, lần này hắn không quá dùng sức, nhưng đạp đến mức giang dư đoạt phải lùi sang bên cạnh hai bước. Bổ xuống. Tôi mẹ nó dạy cậu rồi, trình khác không cho giang dư đoạt cơ hội đứng vững, bất thình lình quay người, đá vào trên mặt giang dư đoạt, vẫn không dùng sức như trước, nhưng vẫn đá giang dư đoạt ngã xuống mặt đất, giờ là đá vặn sau. Đệt cụ nhà anh, giang dư đoạt giẫm chân một cái, nhảy lên từ mặt đất, không lưng đánh tới, một cái đánh vào bụng trình khác, sau đó vặn mạnh một cái, đè ngã trình khác xuống đất sau đó lại một quyền đập lên mặt trình khác, tuy không dùng lực, nhưng mặt trình khác không có dụng cụ bảo hộ, vẫn bị đấm rõ đau. Con mẹ nó, cậu định phản à, trình khác gào lên, giơ tay phải đột ngột tấn công vào mạng sườn trái của Giang Dư Đoạt. Sức lực Giang Dư Đoạt bị thả ra, rồi bị hắn sốc lên. Trình khác vương mình, đầu gối chân trái quỳ xuống đất, không đứng lên mà cứ thế đạp một cước ra, đã ngã Giang Dư Đoạt. Lúc Giang Dư Đoạt ngã xuống, còn quơ lấy chăn hắn, kéo mạnh. Tình cảnh sau đó liền trở nên hỗn loạn, hai người lăn lộn trên đất đánh thành một đống. Giang Dư Đoạt từ trước đến giờ vẫn chẳng có quy củ, tiện tay thế nào thì làm thế nấy, trình khác dưới đấu pháp vô lại của y vẫn cố giữ cho động tác của mình không bị thay đổi, mỗi lần ra tay đều cố gắng đạt tới tiêu chuẩn. Tuy rằng càng đánh về sau, hắn cũng không rõ mình dùng chiêu gì nữa, nói chung càng khó bỏ khó phân, để cho công bằng trong hỗn chiến trình khác còn cố kéo dụng cụ bảo hộ trên đầu giang dư đoạt xuống hai người xảy ra chuyện gì thế này bên cạnh vang đến giọng của huấn luyện viên tiểu dương đừng đánh nữa người đã bao lớn rồi sau đó mấy huấn luyện viên khác đều chạy tới cùng nhào lên trình khác căn bản không muốn dừng tay giang dư đoạt có lẽ cũng không có ý định dừng lại lúc bị cưỡng ép tách ra hai người họ còn tặng cho đối phương vài cú đá anh trình tiểu dương gào lên với trình khác làm gì thế này bình tĩnh chút nào tam ca tam ca bên kia giang dư đoạt cũng bị ba người huấn luyện viên lôi ra còn thiếu điều ông chân nữa thôi sao anh lại đánh nhau với anh trình thế này đừng đánh nữa người mình mà mấy người hỏi xem anh ta dạy người khác thế nào giang dư đoạt chỉ vào trình khác gào lên trình độ dạy học trách nát còn giả làm huấn luyện viên sinh nguyên kém như thế tôi mẹ nó có thể dạy được cái rắm Trình Khác cũng lên giọng. Sinh nguyên cái gì? Giang Dư Đoạt ngẩn người. Sinh nguyên, ý chỉ nguồn sinh viên trong trường đại học. Tự đi mà tìm hiểu, Trình Khác gỡ tay người đang giữ hắn ra, được rồi, không có chuyện gì. Giang Dư Đoạt không nói nữa, người xung quanh nhìn bọn họ một lúc, lại khuyên thêm hai câu, đi ba bước quay đầu lại hai lần mà đi ra. Trình Khác và Giang Dư Đoạt đứng tại chỗ bất động một lúc, không ai thèm để ý tới ai. Trình Khác không muốn nói chuyện. Đánh nhau với Giang Dư Đoạt một trận cũng không phải nguyên nhân chính, đánh nhau với Giang Dư Đoạt ở phòng tập thể hình, trước mặt hơn 10 người đang tập cùng một đống huấn luyện viên mới là nguyên nhân lớn nhất hắn không muốn nói chuyện. Mất mặt. Hắn và Giang Dư Đoạt rất ít khi cãi nhau, hôm nay cũng không hiểu làm sao lại có thể bực đến như vậy. Đồ ngu ngốc Giang Dư Đoạt có lẽ là lâu lắm rồi không ra tay với ai, ngay từ đầu đã không kiềm chế gì, tuy rằng cả hai bên đều nắm chắc sức mạnh, nhưng chiêu thức cũng không biết kiềm chế ngoại trừ không dùng quá nhiều lực mỗi quyền mỗi cước đánh lên đâu cũng chẳng nhẹ chút nào địch rõ đâu còn mất mặt chứ trình khát cảm thấy bực mình lắm rồi đi qua lấy áo khoác mặt vào quay đầu đi về hướng cửa phòng tập thể hình lúc đi ngang qua giang dư đoạt hắn cũng không thèm liếc mặt giang dư đoạt một cái nào anh không tắm à giang dư đoạt ở phía sau hắn hỏi một câu tắm cái trắm trình khát nói cũng không thèm quay đầu lại địch giang dư đoạt nói tiểu dương đứng ở cửa lúc trình khát đi ra gã ngẩn người anh trình về à Từ, trình khát đáp một tiếng a à, i anh tiểu dương thở dài đoán chừng còn định khuyên mà lại không biết nói gì cho phải tam ca cũng về à bị đánh cho một trận rồi chẳng lẽ còn không về à giọng giang dư đoạt vang lên từ phía sau a à, i tiểu dương lại thở dài một hơi trình khát đi mấy bước ngẫm lại có chút không phục, liền nghiêng đầu. Giang dư đoạt ở phía sau đi theo rất sát, lúc hắn dừng lại, giang dư đoạt suýt nửa đụng phải người hắn, y nhíu mày, làm gì? Cậu bị đánh cho một trận, Trinh Khác nói, cậu ông đầu lăn trên đất hay là bỏ chạy thế? Bị đánh? Cậu không ra tay à? Vậy anh nói xem anh có đánh tôi không đi, Giang Dư Đoạt nhìn hắn chầm chầm. Cậu có đánh tôi không? Trình Khác hỏi. Đánh, Giang Dư Đoạt nói, vậy anh đánh tôi cũng đâu có ít. Mẹ nó, anh còn sốc cả mũ bảo hiểm của tôi lên đó. Gọi là mũ bảo hộ đầu, Trình Khác nói. Tôi cứ gọi là mũ bảo hiểm đấy, Giang Dư Đoạt nói, mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm. Cúc, Trình Khác quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Giang Dư Đoạt vẫn đi theo sau hắn, về phía trước, cả đường chẳng ai thèm nói gì. Trình Khác mấy lần định quay lại xem Giang Dư Đoạt còn ở phía sau không, nhưng cắn răng nhịn không quay lại Nhân lúc trẻ Hắn liếc mắt nhìn bóng dưới đất Thấy được cái bóng của Giang Dư Đoạt Đang hung hăng vênh váo vung tay bước đi Đột nhiên có hơi buồn cười Giang Dư Đoạt chắc chắn vẫn giận Giận đến mức đi thành bạch tuột rồi Có điều trình khác nhìn không cười Vẫn không quay đầu lại Hắn biết hôm nay mình có hơi gấp gáp Nhưng Giang Dư Đoạt học mà Cũng chẳng có chút nhẫn nại nào Thái độ cũng chẳng hề đoan chính ngay cả kính già yêu trẻ cũng không có, hắn không muốn quen. Hắn cũng không phải Trần Khánh. Sau khi vào phòng, Trình Khác cầm quần áo đi tắm luôn, Giang Dư Đoạt đi theo muốn nói gì, hắn đóng sầm cửa phòng tắm lại. Anh giận thật à, Giang Dư Đoạt đứng ngoài cửa nói. Phí lời, Trình Khác mở cửa ra, nhìn y, cậu định nói là cậu không giận à. Tôi giận xong rồi, Giang Dư Đoạt nói. Tôi còn chưa giận xong đây, Trình Khác trống lên, đóng cửa lại. Cửa này không ngăn được tôi, Giang Dư Đoạt vặn chốt cửa. Cậu dám đi vào, tôi dám cầm vòi phun đập cậu, đồ không biết xấu hổ, Trình Khác cởi áo, ném mạnh áo bẩn vào trong giỏ đựng quần áo. Vừa mới dứt lời, cửa đã bị Giang Dư Đoạt đẩy ra, y cầm trong tay một thanh sắt nhỏ, dựa vào cửa nhìn hắn. Trình Khác lấy vòi hoa sen xuống. "Tôi chưa đi vào," Giang Dư Đoạt nói, tôi mới chỉ mở cửa ra. Trình Khác cầm vòi hoa sen, tay giơ lên giữa không trung. Cứ như vậy vài giây, hắn đặt lại vòi hoa sen, cởi hết rồi bắt đầu tắm. Anh sao mà tính khí nóng như vậy, Giang Dư Đoạt nói, giận nửa tiếng rồi. Muốn học taekwondo là cậu đúng không, động tác làm không đúng chuẩn cũng là cậu đúng không, làm không đúng chuẩn còn không chịu tập cho tử tế cũng là cậu đúng không, không chịu tập tử tế còn ra tay đánh người cũng là cậu đúng không, Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt không nói gì. "Giờ tôi vẫn tức," Trình Khác nói. Tôi cũng không phải kiên trì gì, thế nhưng tôi vẫn nhịn, kết quả nhịn rồi cậu lại ra tay đánh tôi, tôi giận nửa tiếng cậu còn thấy lâu. Tôi cho cậu biết, tôi còn định giận tiếp 24 tiếng, cậu cứ từ từ chờ đấy. Giang Dư Đoạt không nói gì, Trình Khác cũng không quay đầu lại nhìn y, tiếp tục tắm rửa. Qua gần nửa buổi, Giang Dư Đoạt mới thở dài, tôi cũng không cố ý mà. Trình Khác không để ý tới y. Tôi lớn thế này, Giang Dư Đoạt nói. Xưa nay gần như chưa từng học gì Liền cảm thấy cứ một lần lại một lần Phiền lắm đi Học cũng không phải là chơi Trình khác nói Thế là tôi liền cuốn lên Giang dư đoạt ngừng vài giây Đã vậy tôi còn cảm thấy rõ là mất mặt Trình khác ngẩn người Quay đầu lại Từ Giang dư đoạt gật đầu Mất mặt gì Trình khác hỏi Mãi mà không học được Giang dư đoạt nhíu mày Rõ ràng anh không đánh lại được tôi Còn cứ soi mói tôi Rõ ràng tôi đánh nhau không thèm sợ ai, kết quả lại thế nào cũng không học được, rõ là mất mặt. Trình Khác nhìn y một lúc lâu, "Giờ cậu không phải đang học đánh nhau, tôi cũng không dạy cậu đánh nhau, đây là hai việc khác nhau, chuyện này không liên quan gì đến ai đánh nhau giỏi hơn." À, Giang Dư Đoạt đáp một tiếng. À cái rắm, Trình Khác quay đầu tiếp tục tắm. "Vậy anh còn dạy tôi nữa không?" Giang Dư Đoạt hỏi. "Chờ tôi nguôi giận đã," Trình Khác nói. Đến lúc nào mới nguôi giận được?" Giang Dư Đoạt lập tức hỏi. Trình Khác thở dài, lại quay đầu nhìn y. "Anh muốn tôi xin lỗi anh à?" Giang Dư Đoạt hỏi. "Không cần," Trình Khác nói, "Tôi biết cậu xin lỗi vất vả, tôi nghe cũng thấy mệt." "Vậy nếu không xin lỗi thì lúc nào anh mới nguôi giận?" Giang Dư Đoạt vẫn chấp nhất mà hỏi. "Tắm xong thì nguôi," Trình Khác nói, "Cậu đừng làm ồn tôi nữa." Từ Giang Dư Đoạt quay người trở về phòng khách lúc trình khát tắm xong đi ra giang dư đoạt đang ngồi trên sofa nhìn đầu miêu bằng bông trong tay cái đầu miêu bằng bông này là trình khát làm dùng năng lực di suốt đời cũng không tồn tại cố làm xong trước sinh nhật giang dư đoạt một quả cầu bằng lông cỡ lớn phía trên đính hai quả cầu bông nhỏ ở giữa dùng hai nút thắt nhỏ làm thành hai mắt ngoài ra mũi miệng đều không có ngay cả ria mép còn không có chuột miết cây chuột đồng chuột tre sơ vàng Heo Tôi Anh Giang dư đoạt đoán một lượt cũng không đoán ra được là miêu Mấy đáp án này, trình khác cũng không bất ngờ chút nào Chính hắn làm xong cũng không cảm thấy có chỗ nào giống miêu Có điều khăn quàng cổ lông miêu biến thành thứ như vậy Giang dư đoạt vẫn không buồn chút nào, thích cực kỳ Đến tối đi ngủ còn phải đặt trên gối, có lúc còn muốn cọ cọ lên mặt Nghĩ đến chuyện này, hắn liền mềm lòng đi qua đưa tay lên xoa đầu Giang Dư Đoạt hai cái. Giận xong rồi, Giang Dư Đoạt lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Ừ, Trinh Khác thở dài, cầm quần lót đã giặt sạch đi về phía sân sau phơi lên. Tôi vừa mới nghĩ thử, Giang Dư Đoạt theo ra ngoài, tôi nghĩ lại động tác trong đầu một lần. Động tác nào, Trinh Khác vào nhà. Giang Dư Đoạt tiến theo vào, đầu tiên nghĩ qua đá bên một lần. Vấn đề lúc đá bên của cậu là do trọng tâm không đúng, trình khác đi vào phòng ngủ cầm một cái áo phong từ trong tủ trọng lên người thật ra tôi cũng cảm thấy kỳ lạ lúc cậu đánh nhau cho dù là trọng tâm hay phương hướng cũng đều vững vàng sao mà vừa đá bên lại không thăng bằng được bây giờ tìm được rồi anh xem này giang dư đoạt nhanh chóng bày ra tư thế không đợi trình khác ngăn cản y đã vung một cú đá bên vào trong học tủ a à, ia à. cái khay vuông trên cửa tủ rơi xuống đất ia à cụ cậu trình khác trống lên y à gãy luôn chân cậu đi. Thế nào, Giang Dư Đoạt giơ chân lên, xoa xoa mu bàn chân, đúng rồi phải không? Đúng rồi, trình khát quả thực hết chỗ nói, nhưng tư thế cú đá này của Giang Dư Đoạt quả thật là đúng, không chỉ có đúng, còn siêu ngầu siêu đẹp trai, đau chân không? Không đau, tôi không dùng lực, Giang Dư Đoạt thấy cái khay trên đất, a i i đệt, không hỏng chứ. Cậu còn đáng ghét hơn cả con miêu nữa, trình khát nhặt cái khay lên, từ lúc cái khay này treo lên đây, đã bị miêu kéo xuống ít nhất là năm lần, rời đến mức có hơi tróc sơn rồi. Cái khay là Giang Dư Đoạt làm, mỗi lần nhìn thấy, Trình Khác lại cảm thấy kinh ngạc. Đủ loại linh kiện tháo ra từ đồng hồ đeo tay sắp xếp ngổn ngang, nửa trên hầu như đều dùng linh kiện hình tròn, bánh răng cửa to nhỏ, mặt đồng hồ to nhỏ, nửa dưới là các loại ổ trục, hình dáng bất quy tắc, kim chỉ giờ, lò xo, hoặc đang xen nhau, hoặc đè lên nhau. Mây và bồ công anh đây là cái tên gian dư đoạt đặt cho bức tranh này. Phía trên là từng đóa bồ công anh, phía dưới là mây. Tuy rằng thứ này có hơi khiến người ta không tìm được manh mối như cái đèn gian dư đoạt làm, nhưng Trình Khác vẫn thích kiểu sáng tạo lung tung này của Gian Dư Đoạt lắm. Có cảm giác giống như người này, vừa phức tạp lại vừa hỗn loạn, nhưng cũng rất đơn thuần. Không hỏng, Gian Dư Đoạt nhặt cái khay lên, treo lại trên cửa tủ. "Đi tắm đi," Trình Khác nói. Tôi vừa rồi đẹp trai lắm đúng không, Giang Dư Đoạt hỏi. Phải, Trình Khác gật gật đầu. Anh không giận thật chứ, Giang Dư Đoạt lại hỏi. Không giận, Trình Khác nói. Vậy tôi đi tắm đây, Giang Dư Đoạt vui vẻ cầm quần áo, quay người ra khỏi phòng ngủ. Trình Khác chậm rãi xoay người, nằm dài xuống giường, nhìn cái khay kia đến ngẩn người. Giang Dư Đoạt rất nhanh đã tắm xong, về lại phòng ngủ, cầm khăn mặt lau lung tung trên đầu, đi tới cạnh hắn, Trình Khác Sao? Trình khác liếc nhìn y. Lúc anh giận, đẹp trai lắm, Giang Dư Đoạt nói. Thế nên, Trình khác nói, lần tới tiếp tục nhé. Không phải thế, Giang Dư Đoạt cười, sờ lên bụng hắn một cái, là. Trình khác chép miệng, ăn cơm trước đã, tôi đói. Đói bụng thì ăn tôi này, Giang Dư Đoạt chưa chờ hắn nói xong đã ném khăn xuống đất một cái, rồi nhạo tới. Chuột tre, là một loại động vật hoang dã dạ quý hiếm, sống trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, bụi cây và rừng tre ở phía đông châu phi và nam châu á. anh không cần đến đón tôi đâu. giang dư đoạt ngáp một cái trong điện thoại, tôi đi thẳng về là được. lái xe ra sân bay đón cậu luôn tiện hơn. trình khát nhất miu đang ngủ trên gối hắn lên, ném qua gối giang dư đoạt, không cần gọi taxi, cũng không cần chờ xe buýt. mấy hôm nay không phải anh bận tối mắt à? trình tổng, giang dư đoạt nói, anh đừng có chạy nữa. Thù dai với tôi đấy à, Trình Khác chép miệng. Giang Dư Đoạt năm nào cũng đi gặp bác sĩ Lý hai lần, lần nào Trình Khác cũng sẽ dành thời gian đi cùng y, năm nay vì nhà hàng thứ tư vừa khéo lại khai trương mấy ngày trước, Giang Dư Đoạt không muốn hắn đi cùng, tự mình qua đó. Trình Khác cũng không lo lắng, trạng thái của Giang Dư Đoạt vẫn còn khá ổn, cách một hai tháng sẽ có dao động, nhưng cơ bản chỉ cần điều chỉnh mấy ngày là có thể ổn định lại, cho nên để ý qua đó một mình cũng không có vấn đề gì lớn. Có điều giờ nghe ý của Giang Dư Đoạt, có vẻ vẫn hơi buồn bực. Tôi thù dai gì, Giang Dư Đoạt nói, anh đường đường là tổng giám đốc, còn có thể bắt anh đưa đón à. Đừng nói nhảm nữa, Trình Khác nói, tôi chờ cậu ở lối ra. Ừ, nếu anh đã có thành ý như vậy, thì cứ tới đi, Giang Dư Đoạt đáp, ngẫm nghĩ lại liền hỏi một câu, mấy hôm nay không có tôi ở đó, anh không đụng phải phiền phức gì chứ. Có thể có phiền phức gì được, Trình Khác cười anh không phải bảo trình dịch về rồi à, Giang Dư Đoạt nói, theo tính tình của anh ta, chẳng lẽ lại không đến mỗi nhà hàng một lần, cho thiên hạ biết anh ta để bụng anh trai thế nào. Không liên hệ với nó, nó cũng không tìm tôi, Trình Khác nói, cũng mấy năm rồi vẫn luôn không liên lạc, không dưng lại tìm tôi phiền phức làm gì. Ừ, vậy mai lúc anh đón tôi, Giang Dư Đoạt nói, mang theo hoa đi. Hoa, Trình Khác ngẩn người. Ngày kỷ niệm mà anh không tặng hoa tôi à, Giang Dư Đoạt nói. Trình Khác vẫn còn hơi giật mình, tôi biết là ngày kỷ niệm. Hoa, Giang Dư Đoạt nói. Được rồi, Hoa, Trình Khác nói. Ngày mai là ngày bọn họ quen biết nhau tròn 6 năm, kim lễ kỷ niệm lần đầu tiên đánh nhau. Ngày kỷ niệm là Trình Khác xác định, lúc xác định cũng chỉ là tiện thì nói, nhưng Giang Dư Đoạt lại cực kỳ nghiêm túc, hết sức chăm chỉ mà tổ chức 3 năm rồi. Có điều, đòi Hoa vẫn là lần đầu tiên. Trình khác vốn định đưa vé số tích góp bao lâu nay cho y là được So với quà sinh nhật Giang dư đoạt vẫn không có yêu cầu gì với quà lễ kỷ niệm Bình thường đều là ăn một bữa Năm nay mới là lần đầu tiên đòi quà Không biết là học được từ bộ truyền siết nào Yêu cầu này cũng không có gì cao Một bó hoa thôi mà Chỉ là y đã mở miệng nói ra Ý chắc chắn không phải để hoa trong xe Lúc lên xe tặng cho y Mà là phải ông hoa đứng ở lối ra Lúc y ra phải ông hoa đến đón Khung cảnh này, Trinh Khác cảm thấy, bản thân 10 năm trước cố làm thì vẫn còn được, giờ người đã ba mươi mấy rồi, còn ông một bó hoa, đợi nửa buổi chờ một thằng đàn ông. Hắn nằm trên giường, cứ nghĩ tới là lại thấy vui vẻ. Không hiểu tại sao, tuổi càng lớn, lại càng không buông ra được. Trước đây bản thân chưa bao giờ để ý những thứ đó, yêu thế nào thì thế đó, giờ vậy mà có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này. Tao cảm thấy tam ca nhà mày đúng là thần kỳ, hắn trở mình, ấn một cái lên mũi con miêu bảo tao ngày mai mang hoa đến đón cậu ấy đột nhiên như thể trở lại cảm giác ngu ngốc 10 năm trước miêu không để ý tới hắn hay lắm trình khác nói lâu lắm rồi không có cảm giác này máy bay giang dư đoạt 11 giờ hạ cánh trình khác dậy từ 8 giờ đầu tiên đi mua một tờ vé số rồi sang cửa hàng hoa bên cạnh mua một bó hoa hồng ông chủ quầy vé số nói năm sau định về quê không làm nữa Trình khác định lễ kỷ niệm này, đưa bao nhiêu vé số tích góp trong tay tặng cho Giang Dư Đoạt, sau đó sẽ xem xét một quầy bán sổ số khác. Có điều kể từ lúc hắn đến nơi này, cái quầy sổ số kim quầy tạp hóa nhỏ này vẫn ở đây, hắn mua vé số đến mấy năm rồi, tuy rằng ngoài mua vé số thì cũng không nói chuyện gì nhiều, nhưng trong 2 phút đứng chờ đánh phiếu, đừng nói là ông chủ, ngay cả những người thường đến mua vé số, trong nhà có chuyện gì, hắn đều rõ như lòng bàn tay, giờ đột nhiên nghe quầy hàng này sẽ không còn ở đây nữa hắn thật sự hơi xúc động có lúc cuộc sống trôi qua chính là bất tri bất giác không biết bắt đầu từ ngày nào đã thay đổi cũng không biết bắt đầu từ ngày nào liền trở nên quen thuộc lại như hắn vẫn luôn không muốn bên trong không gian của mình xuất hiện thêm một người mà không biết bắt đầu từ ngày nào lại thêm một gian dư đoạt lại không biết bắt đầu từ ngày nào hắn đã quen thuộc không chỉ quen thuộc còn vui vẻ cực kỳ mặc dù có lúc cũng sẽ đánh nhau, Giang Dư Đoạt thật sự là người kỳ lạ, ở bên y thời gian dài, sẽ không có ầm ý gì, mà dễ dàng đánh nhau luôn. Trình khác lái xe rẽ ra con đường nhỏ, sau đó liền bị một con xe vang chặn ở giao lộ. Biển số xe hắn hết sức quen thuộc, đây là xe của Giang Dư Đoạt và Trần Khánh, dùng để chở hàng cho trà sữa miêu, bình thường là Trần Khánh lái đi khắp nơi. Hiện giờ, đổ xe trên địa bàn của mình nên đổ cực kỳ ngang ngược, cách lề đường tận một mét. Trình Khác ấn còi. Qua gần được một phút, Trần Khánh mới mặt mày bực bội đi ra từ một siêu thị nhỏ bên cạnh. Đù, nhìn thấy xe của hắn, Trần Khánh ngẩn người, rồi đi tới, sao anh lại đi hướng này? Tôi ra sân bay, Trình Khác nói, dời cái xe cùi của cậu đi. Cũng là xe cùi của Tam Ca mà, Trần Khánh nói, anh đi đón Tam Ca à. Ừ, Trình Khác gật đầu. Chờ, để tôi lái về phía trước một chút, Trần Khánh quay người, đi về hướng xe vang, còn vừa đi vừa nắm cổ họng, đã bảo hai người chuyển nhà đi, còn không chuyển, cứ chen chút chỗ này làm gì, anh nhìn cái đường này đi, thêm một cái xe đã không đi được. Xe vang lái về phía trước một chút, dừng sát bên lề đường. Trình khác lái xe qua, lúc lái qua người Trần Khánh liền kéo cửa sổ xe xuống, buổi tối qua ăn bữa cơm đi. Ngày kỷ niệm hai người đá thùng rác đúng không? Trần Khánh hỏi. Ừ, Trình Khác đáp, mang cả tiểu tôn tới nữa. Được, Trần Khánh vui vẻ gật đầu. Trà sữa miêu buôn bán đắt hàng cực kỳ, cho dù đến lúc nào, tầng 1 tầng 2 cũng đều kín khách, thế nhưng Giang dư đoạt không có hứng thú mở rộng kinh doanh, không muốn hao tâm tốn sức, cho nên mấy năm rồi vẫn cứ như vậy, Trần Khánh cũng không có ý kiến gì, tam ca chính là chân lý. Thay đổi duy nhất trong cửa hàng chính là thường xuyên tuyển thêm mấy nhân viên phục vụ, Giang Dư Đoạt và Trần Khánh, còn có Tiểu Tôn, cũng không cần mỗi ngày đều đến trông coi, chủ yếu là để Trần Khánh có thời gian yêu đương với Tiểu Tôn. Trình Khác cảm thấy như vậy cũng rất tốt, Giang Dư Đoạt thích sống trong vòng sinh hoạt quen thuộc, quen thuộc, đối với y mà nói chính là cảm giác an toàn, đây cũng là nguyên nhân đã bao năm rồi mà bọn họ vẫn ở trong căn phòng cũ kỹ của Lưu Thiến, chờ một ngày nào đó Giang Dư Đoạt muốn chuyển nhà, rồi cùng nhau đi xem nhà cửa. Dừng xe ở sân bay, lúc Trình Khác cầm bó hoa hồng từ cốc sau ra, đột nhiên có hơi ngại ngùng. Lớn như vậy rồi, hắn cho tới giờ còn chưa bao giờ mua hoa hồng, càng chưa từng tặng hoa hồng. Vừa đứng ở cửa ra sân bay, hắn đã cảm thấy bản thân lập tức trở thành tiêu điểm chú ý. Đón bạn gái. Một chị gái đứng bên cạnh cười, nhỏ giọng nói với người bạn. Đón bạn gái. Chốc nửa lúc bạn gái đi ra, tuyệt đối đừng kinh ngạc. Bạn gái lại là lão đại cai quản mấy con đường, hơn 1m8, mặt đầy hung hăng, trên mặt còn có vết sẹo. Có điều đại đa số thời gian Vẫn rất là đáng yêu Siêu ấu trĩ Bao năm như vậy rồi mà chẳng chín chắn chút nào Trình khác nhìn lướt qua cửa kính trước mặt Phát hiện trên cửa vừa khéo chiếu ra khuôn mặt mình Khuôn mặt lại có thể trong lúc mình không hề hay biết Lộ ra nụ cười khúc khích Hắn hắn giọng một cái Thu lại nụ cười liếc nhìn giờ Máy bay tới muộn 20 phút Lúc điện thoại Giang Dư Đoạt gọi tới Trình khác nghe trong một giây Tôi thấy có người đi ra rồi là chuyến cậu à?" hắn hỏi. Không phải, giọng Giang Dư Đoạt có hơi run, nghe ra được là đang chạy chậm, "Tôi đang chạy đầu tiên, ra ngay giờ đây." Trình Khác cười, "Được, tôi đang đứng ở ngay lối ra đây, dựa vào cửa kính, tôi mặc." "Anh đi học mặc đấy à?" Giang Dư Đoạt ngắt lời hắn, "Tôi còn không nhận ra được anh chắc." "Vậy cậu mau ra đi." Trình Khác cười. "Bảo anh mang hoa, anh có mang không đó?" Giang Dư Đoạt vừa chạy vừa hỏi. Mang chứ, trình khác nói. Hoa gì, Giang Dư Đoạt tiếp tục hỏi, hoa cẩm chướng à? Hay là hoa nguyệt quý? Hoa cẩm chướng cái gì? Cậu là mẹ tôi à? Hoa hồng chứ, trình khác lúc nói ra hai chữ này, đột nhiên kinh ngạc, tôi đệt, cậu không phải, cậu không phải muốn hoa hồng à? Anh mua hoa hồng, giọng Giang Dư Đoạt đột nhiên tăng cao, mang theo tiếng cười, anh mua hoa hồng thật à? Phí lời, cậu cố tình, trình khác hạ thấp giọng, bảo tôi mang hoa, tôi không mang hoa hồng thì mang hoa gì? Thật ra, hoa hồng chính là hoa nguyệt quý đỏ, Giang Dư Đoạt rất vui vẻ mà vừa chạy vừa nói. Đệt C, cậu rốt cuộc có thể có chút ý tứ được không? Trình Khác đề giọng nói một câu. Trình Khác, Giang Dư Đoạt gào to. Trình Khác cảm giác màn nhĩ mình cũng sắp trách ra rồi, làm sao? Nhìn tôi này. Tôi ra rồi, Giang Dư Đoạt lại gào lên tiếng nữa. Lúc này, Cả hai tay Trình Khác đều nghe thấy giọng y, nhanh chóng dương mắt nhìn sang cửa ra. Giang Dư Đoạt đang vẫy vẫy tay chạy ra. Trình Khác nhìn theo y, qua khóe mắt còn có thể nhìn thấy một đám người đang chờ người bên cạnh đều nhìn lại, chị gái vừa nãy nói hắn đón bạn gái, hai mắt đều trợn tròn. "Nhớ tôi không?" Giang Dư Đoạt lao tới, Ông cả hoa lẫn người hắn một cái. "Nhớ." Trình Khác cảm giác hoa hồng cũng bị đè bẹp mất, nhớ lắm luôn. Tôi cũng thế Giang Dư Đoạt buông hắn ra, một cái cầm đi hoa hồng trong tay hắn, anh mua hoa gãy à? dập hết rồi. cậu mà ông mạnh thêm tí nữa, hoa có khi còn rụng hết luôn. Trình Khác có hơi xa mặt lời. Giang Dư Đoạt mãn nguyện cười, lần đầu tiên tôi nhận được hoa hồng. trâu bò hơn tôi rồi. Trình Khác nói, tôi còn chưa được nhận hoa hồng đây. thế à? Giang Dư Đoạt nhìn hắn, vậy anh cũng chẳng có sức cuốn hút gì cả. chủ yếu là tôi ngại đòi người khác. Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt nở nụ cười nửa buổi, vừa cười vừa nhìn sang bên cạnh, sau đó đột nhiên thu lại nụ cười, tôi đệt, đều đang nhìn chúng ta. Nhìn thì nhìn chứ sao, Trình Khác nói, cũng có khó coi gì đâu. Đi thôi, Giang Dư Đoạt ngượng ngùng mà xoa xoa mũi. Tôi bảo Trần Khánh buổi tối tới, Trình Khác mở cốc sau xe, ném túi của Giang Dư Đoạt vào, hai người bọn họ cuối tuần trước cãi nhau à. Đâu chỉ có cãi nhau, Giang Dư Đoạt ông hoa, trông nửa khuôn mặt vào bó hoa, Mặt Trần Khánh cũng bị tiểu Tôn cào. Thế à? Lúc tôi vừa ra ngoài có đụng phải Trần Khánh, Trình Khác thử nhớ lại, không để ý lắm, tôi hình như cũng không nhìn lên mặt cậu ta. Anh nhìn mặt tôi là được rồi, Giang Dư Đoạt mở cửa ghế lái ra, ngồi xuống, tôi lái. Trình Khác ngồi xuống ghế phụ, nghiện rồi à? Tôi đã bảo mua cho cậu một con, cậu lại không chịu. Tôi cũng không thích hưởng thụ như anh, Giang Dư Đoạt nói xe vang vừa chở hàng được vừa chở người được, lên trời xuống đất, đi đâu cũng không thấy sót. Vậy cậu đừng có lái, trình khác nhìn y. Im nào, Giang Dư đoạt khởi động xe. Tạm ca oai phong thật đó, trình khác cười nói. Giang Dư đoạt đột nhiên tắt máy xe, quay đầu lại nhìn hắn. Địch, làm sao, định đánh nhau à, trình khác nói. Hôn một cái, Giang Dư đoạt cầm lấy cổ áo hắn, kéo tới, dùng sức hôn lên môi hắn. Mãi cho tới khi xe bên cạnh vang lên một tiếng, có người đi tới, hai người họ mới tách ra, Giang Dư Đoạt lau miệng, khởi động xe một lần nữa. "Bác sĩ Lý có nói gì không?" Trình Khác hỏi. "Coi như ổn định," Giang Dư Đoạt nói, "có điều ông ấy muốn giới thiệu cho tôi một bác sĩ tâm lý ở bên này." "Cậu từ chối rồi à?" Trình Khác hỏi. "Không, tôi là trước tiên gặp nói chuyện đã đi," Giang Dư Đoạt nói, "tôi không tin được, thế nhưng cũng đồng ý gặp mặt," bác sĩ Lý nói. Bác sĩ tâm lý này tương đối có kinh nghiệm với trường hợp như tôi, từng có bệnh nhân tương tự. Từ Trình Khác sờ mặt y, "Vậy hẹn thời gian gặp đi." "Anh đi cùng tôi đi," Giang Dư Đoạt nói. Được Trình Khác đáp. "Có thấy phiền không?" Giang Dư Đoạt nói, "Cả đời đều như vậy, lúc ổn định thì tốt, không biết đến lúc nào lại một phát thành ra." "Không sao," Trình Khác nói, "Nếu nói vẫn vui vẻ cực kỳ, chắc chắn là lừa cậu, có điều cũng không đến mức phiền." cậu cũng không phải chưa từng phát tác, tôi chủ yếu là lo lắng thôi." Từ Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn hắn, "Thật ra như cậu nói, cũng đâu có ai cả đời đều không có chuyện gì, phát sốt, cảm lạnh, rồi bệnh tật gì đó, không phải đều vậy à? Trình Khác nói, nếu có thế mà đã thấy phiền rồi, được mấy đôi có thể vẫn luôn bên nhau kia chứ." "Anh cũng có mấy khi ốm đâu?" Giang Dư Đoạt nói. "Tay tôi còn từng gãy này, nếu cậu mong tôi ốm đến thế," Trình Khác nở nụ cười tôi cũng không phải là không thể phối hợp. Không, anh tuyệt đối đừng phối hợp, Giang Dư Đoạt nhíu mày. Tôi ốm rồi cậu có hầu hạ tôi không đấy, Trình Khác nhìn y, cười hỏi. Nói thừa, Giang Dư Đoạt nói, anh hỏi gì thừa thải thế? Vậy cậu sau này cũng đừng hỏi tôi có phiền không nữa, Trình Khác nói, cũng thừa thải như vậy. À, Giang Dư Đoạt cười, đưa tay dùng sức nhéo cầm hắn. Lo lái xe đi, Trình Khác xoa cầm. Buổi tối có bữa tiệc kỷ niệm, hai người bọn họ không định ăn trưa quá phiền phức, về gần đến nơi, ăn bát mì ngoài quán rồi về nhà. Miêu từ sau khi nhiều tuổi rồi, liền trở nên giống chó vô cùng, từ lúc Giang Dư đoạt vào nhà là bắt đầu dính lấy y, một chốc meo meo một chốc dụi dụi chân, Giang Dư đoạt ngồi trên ghế sofa, nó bò lên bả vai Giang Dư đoạt, đầu liên tục cò cọ lên mặt y, còn thiếu vẫy đuôi nữa thôi. A à, y y, Giang Dư đoạt kéo nó xuống, đặt lên đùi xoa, anh khác nhà mày chỉ cần có một nửa dính người của mày là tốt rồi." Trình Khác đi vào phòng ngủ, lấy cái hộp từ trong tủ ra, để lên bàn uống nước, sau đó ngồi vào cạnh y, vừa xích lại gần người y vừa thò tay vào trong áo y sờ soạn một trận, "Đủ dính người chưa?" "Chưa đủ." Giang Dư Đoạt cười nói. Trình Khác đẩy y ngã xuống ghế sofa, rồi đè lên, tay đi xuống, "Vậy thế này đủ chưa?" "Tạm tạm đủ." Giang Dư Đoạt nghiêng đầu, cắn một cái lên tai hắn. Hoạt động lưu manh tuốt nắm này Làm cũng được mấy năm rồi Thế nhưng trong mắt Miêu vẫn vĩnh viễn tràn ngập mới mẻ Lần nào cũng hết sức chăm chú đứng một bên xem Xem xong xuôi mới khinh thường bỏ đi Mẹ kiếp Trình khác ngồi xuống Nhìn bóng lưng Miêu đang đi về hướng nhà bếp Con mèo này sao lại hứng thú với chuyện này như vậy Bởi vì vẫn luôn ép pha Giang dư đoạt kéo quần Nhìn hộp trên bàn uống nước Cái gì thế Qua ngày kỷ niệm Trình khác nói một hộp hoa hồng Anh không phải đưa một bó to rồi à Giang dư đoạt ngồi dậy Lấy hộp đặt lên đùi Hoa là cậu đòi Trình khác nói Đây là tôi tặng Anh chuẩn bị quà cho tôi Giang dư đoạt đột nhiên hào hứng lên Gõ gõ lên nắp hộp Là hoa à Cậu có thể có trí tưởng tượng chút không Trình khác thở dài Không thể Giang dư đoạt trả lời rất kiên quyết Cua cua cái hộp trong tay Là gì thế Nhẹ vậy Long Miêu à Tôi xin cậu mở ra luôn đi, Trình Khác nói. Cũng không thắc nơ, Giang Dư Đoạt cười nói, còn bảo tôi không lãng mạn, vé số à. Ừ, Trình Khác nhìn y, vé số số. Anh, Giang Dư Đoạt cực kỳ giật mình, đảo đảo trong hộp mấy lần, đều là vé số. Anh mua mấy trăm tờ vé số tặng tôi. Tôi đệt, anh mua cả quầy vé số luôn rồi à? Tiền anh không biết tiêu chỗ nào à thiếu gia, có trúng được không? Không phải mua cùng một lần, Trình Khác nhìn y. Những tờ này là mấy năm tích góp được. Giang Dư Đoạt giật mình, nhìn lại hắn. Không phải ngày nào cũng mua, có lúc sẽ mua sót, có điều tôi cũng không đến, Trình Khác nói, dù sao cũng ở đây cả, có lẽ hơn mấy trăm gần nghìn tấm gì đó. Có tấm nào trúng không? Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm. Không có, Trình Khác thành thật trả lời. Một lần cũng không trúng, Giang Dư Đoạt vẫn nhìn hắn chằm chằm. Không có, Trình Khác trả lời năm đồng cũng không trúng, Giang Dư Đoạt kinh ngạc quá rồi. Không có, Trình Khác nói xong, chính hắn cũng nở nụ cười, vận may có lẽ là hơi kém. Đừng tự ca ngợi mình, thế này mà là hơi kém à, Giang Dư Đoạt nói. Lăng, Trình Khác nói. Anh, tặng tôi cái này làm gì? Cần chi trả, Giang Dư Đoạt hỏi. Phía trên đều có ngày, tôi vốn định xếp lại theo đúng ngày, Trình Khác nói, nhưng tôi lười làm, lại nhiều quá, không tìm nổi. Ừ, để tôi xếp, xếp xong rồi thì làm sao, Giang Dư Đoạt nhìn hắn. Những thứ này là thời gian, Trình Khác nói. Giang Dư Đoạt không nói gì, vẫn cứ nhìn hắn. Đây là thời gian chúng ta bên nhau, Trình Khác cầm một tờ vé số ra, cậu nhìn đi, có tấm tôi đánh ký hiệu ở mặt sau, vốn định viết chữ, nhưng mà phiền quá, cho nên dùng ký hiệu, dấu tích là hôm đó hai ta ra ngoài ăn, vòng tròn là hôm đó tâm trạng rất vui vẻ, một xiên là cãi nhau hai xiên chính là đánh nhau. Giang dư đoạt cúi đầu, lấy từng tấm vé số ra từ trong hộp xem, còn khịt mũi một cái. Mỗi tấm là một ngày, có một vài tấm bị sót, có điều phần lớn đều ở đây, Trình Khác nói, cậu, tôi, hai chúng ta, từng ngày chân thực. Giang dư đoạt ngẩng đầu lên. Thích không? Trình Khác hỏi. Thích lúc Giang dư đoạt nói, nước mắt không nén được, lăn ra từ khóe mắt. Vẽ hình tam giác chính là hôm đó cậu khóc Trình Khác từ đâu đó lấy ra tấm vé số vừa mua hôm nay, dùng bút vẽ một hình tam giác ở mặt sau, nói thật, tam giác còn nhiều lắm, cậu thân là ông chủ Kim lão đại, tần suất khóc có hơi cao. Liên quan gì đến anh, Giang Dư Đoạt nói. Khóc đó, Trình Khác nói. Đây là tôi đang vui, Giang Dư Đoạt nói. Ừ, Trình Khác gật đầu. Sau này còn mua nữa không? Giang Dư Đoạt gạt nước mắt lung tung trên mặt. Mua chứ, Trình Khác nói. Cuộc sống vẫn còn từng ngày mà. Sau này, tôi cũng phải vẽ ký hiệu lên trên, Giang Dư Đoạt nói. Được, Trình Khác cười. Hết chương 102, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.